từ điện thoại đánh không thông à? Còn có người nói, lão tử giống như phạm tội rồi, hôm nay chứng kiến có cảnh sát đem phát thành công ty cho che. Trần Húc thính tai, nghe xong tự hỏi, các người nói lão tử có phải hay không gọi từ phát thành. Nói những lời này thời điểm, Trần Húc ngữ khí đã mang thêm vài phần sát khí. Nhưng đồ tây đen không có nghe được, ngược lại rất đắc y nói, sợ rồi sao. Ta cho người biết, tư ca cùng ta thế nhưng mà quan hệ mật thiết giao tình. Con mẹ nó hôm nay coi như người vận khí bằng không thì từ ca thủ hạ người thứ nhất, trực tiếp chọn lấy người gần tay gân chân. Bên này vương minh mị hướng Trần Húc sau lưng né tránh, chứng kiến nhiều người như vậy tiểu nha đầu tự sợ hãi. Trần Húc vỗ vỗ nàng, cười lạnh nói, tốt, từ phát thành huynh đệ đúng không? Hắc hắc, vậy hôm nay coi như người vận khí không tốt rồi. Lúc này thời điểm đằng sau một tiếng hô, lão Trần, đấu võ chưa? Chờ chúng ta thoáng một phát, mọi người quay đầu lại, tự chứng kiến đường cái đối diện hợp hiệp đại học cửa lớn chạy ra khỏi một đám người cái kia gọi một hảo hảo đáng đáng, tối thiểu bảy tám chục lỗ hồng, liếc nhìn lại đông nghịt một mảnh, cái này liền Trần Húc đều sửng sốt, nhưng là vừa nhìn thấy đầu lĩnh. Trần Húc lập tức tự nở nụ cười, vương đống lão đại. Người tới chính là vương đống, khoa máy tính lão đại ca, được nhiều người ủng hộ địa đầu tử. Đi thực tập nửa năm sau khi trở về vương đống, Trần Húc căn bản tự mặc kệ đằng sau đám người này rồi, cười đi tới cùng vương đống ôm thoáng một phát. Nói, lão đại trở lại rồi à, Vừa vặn muốn phương pháp giúp người mời khách từ phương xa đến dùng cơm đây này Hiện tại vừa vặn, tiễn đưa một đám đồ ăn tới Lão đại ngươi cười nạp à Vương đống cười đập trần hút thoáng một phát nói Tiểu tử ngươi, nửa năm không thấy cao lớn à Thân thể cũng cường tráng nhiều hơn, không tệ không tệ Nghe nói người xế chiều hôm nay vừa gặp được chuyện phiền toái Buổi tối tựu lại tới nữa Ngươi tựu là ngôi sao tai họa à Đến đâu cái đó gặp chuyện không may Trần hút cười hắc hắc, nói như thế nào lần này lại mang đến nhiều như vậy à, lại trải qua sân bóng rồi hả? Chưa, vương đống cởi mở địa cười, nhìn cũng chưa từng nhìn đằng sau đám người kia liếc, tiểu ngạn gọi điện thoại cho ta thời điểm ta đang tại căn tin ăn cơm đâu rồi, không ít huynh đệ đều tại, ta quát lên đi đánh nhau vì vậy đều đã tới. Trần hút đổ mồ hôi thoáng một phát, quả nhiên đằng sau còn có mấy cái gia súc trong tay còn đang nắm sữa đậu nành hoặc là lưỡng bánh bao các loại. Lần này tràng diện bên trên địa thế cục lập tức tự thay đổi. Hơn nữa người châu Á đều đặc thích xem náo nhiệt, huống chi tại đây vốn tựu rất náo nhiệt. Vì vậy nhìn xem nhiều người như vậy vây tới, bên ngoài lập tức lại vây quanh một đống, mấy cái nùng trang diễm mặt em em một bên vỗ cao ngất địa ngực nói rất sợ hãi à rất sợ hãi, bọn hắn có thể hay không đánh à, một bên quay đầu nói, các người đoán ai có thể đánh thắng. Còn bên cạnh cái kia khai chạy băng băng, mercedes ben, SLK lái xe, là cái cao gầy ra hỏa, lúc này thời điểm chính vui sướng hài lòng ngồi ở một bên chọn chai bia kêu điểm đồ nướng vừa ăn bên cạnh cười cùng chủ quán nói ta đã nói a à, làm người đây này không thể kiêu ngạo như vậy lái xe xịn rất giỏi à gặp được nhân vật chính như thế nào đều đã xong cho nên muốn ít xuất hiện ít xuất hiện chứng kiến nhiều người như vậy đồ tây đen cũng có chút sợ hãi rồi nhưng vẫn mạnh miệng kêu các người muốn làm gì các người vây một vòng muốn làm gì ta nói cho các người bọn này học sinh nghèo lão tử nếu mất một cọng tóc gáy, lão tử tự đi cáo các ngươi hiệu trưởng, đem các ngươi đều đã khai trừ. Lúc này thời điểm đồ tây đen thấy hoa mắt, Trần Húc một bước tự đạp đi lên, đi đến bên cạnh hắn. Đồ tây đen lập tức liền có chút ít e sợ rồi, nói, như thế nào, ngươi muốn làm gì? Trần Húc lung lay ngón tay ý bảo hắn tỉnh táo, sau đó vươn tay, ngón cái cùng ngón trỏ nắm hắn một sợi tóc, dùng sức nhổ. Trần Húc cầm cái kia cọng tóc ti, hai tay kéo thoáng một phát, ta hiện tại nhổ ngươi một cọng lông, người đi lại để cho hiệu trưởng đem ta đã khai trừ a đồ tây đen quả thực đều cũng bị giận ngất rồi đây là trần trụi địa khiêu khích hà nhưng hắn cái đó có biện pháp nào hắn hé mở miệng răng đều bị trần hút cho đánh bay nhiều một sợi tóc lại tính toán cái gì lúc này thời điểm hứa giang cảm giác mình không thể không đứng ra hắn cái lúc này đứng ra cũng có lý do của mình bởi vì hiện tại đối phương rõ ràng chiếm hoàn cảnh xấu cái lúc này hắn ra mặt không sẽ có vẻ mất mặt hứa giang đứng ra nói hiểu lầm lần này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Cứ định như vậy đi, chứng kiến đồ tây đen còn muốn nói chuyện, hứa giang hung hăng dẫm hắn một cước, lúc này mới nhìn về phía Trần Húc, Trần Húc đồng học, sự tình lần này là chúng ta làm không đúng, nhưng ngươi xem ngươi dạy cũng đều giáo huấn rồi, coi như hết. Dù sao các ngươi cũng là đệ tử, sự tình náo lớn hơn không tốt. Trần Húc nguyên tắc vẫn là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, đã người ta chịu thua hắn cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là hắn còn chưa kịp nói chuyện, đồ tây đen đã kêu nói, được rồi. Làm sao có thể được rồi, lão tử hàng hiệu Âu Phục à, còn có lão tử xe, còn có lão tử răng, làm sao có thể nói tính toán coi như xong hay sao. Mẹ địa chủ yếu là lão tử địa Audi A à, ngươi xem cái này cái nắp đều quắt rồi, hứa ra một cái tát đập trên đầu, mẹ thằng này như thế nào một điểm nhãn lực kính đều không có à. Quả nhiên, Trần Húc mặt nghiêm, A8 đúng không? Ngươi cái này A8 bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi. Trần Húc cũng rất muốn ngẫu nhiên thể nghiệm thoáng một phát kẻ có tiền khoái cảm. Đây không phải nói Trần Húc tính cách tự thay đổi, mà là vì đối phó có chút tự cho là mình rất người có tiền đâu rồi, không có sao dùng loại phương pháp này cạo chết hắn thoải mái hơn sự tình. Có thể vừa lúc đó, hứa giang đột nhiên hô to một tiếng, điền phương ngươi im miệng cho ta. Sau đó hắn ôm đồm lấy đồ tây đen, dẫn theo hắn cổ áo mắng, con mẹ nó ngươi còn hung hăng cản quấy cái dám à. Cầm miệng cho ta, hôm nay việc này vốn chính là ngươi không đúng, người ta giáo huấn ngươi là chính ngươi đáng đời. Ngươi nếu nói thêm câu nữa lời nói, lão tử tự đối với ngươi không khách khí. Tại Điền Phương vẫn còn buồn bực thời điểm, Hứa Giang nhanh chóng đem hắn kéo qua một bên thấp giọng nói, "Mẹ, người này chúng ta không thể trêu vào, người không nếu kêu, tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi." Câu này không thể trêu vào, nhưng làm Điền Phương cho nói rõ rồi. Nói thực ra Hứa Giang thân phận so với hắn cao quá nhiều hắn thật vất vả trèo lên hứa giang cái này khỏa đại thụ mục đích đúng là vì đập hắn mã thi tâm bốc đấy. Nếu như hứa giang đồ nói trước mắt người học sinh này hắn không thể trêu vào, cái kia người như vậy lại càng không là điền mới có thể đủ chọc được nổi đấy. Vì vậy điền mặt hình vuông sắc lập tức tự thay đổi, cũng không nói chuyện rồi, thành thành thật thật đứng ở một bên. Hứa giang đi đến trước nói, Trần Húc đồng học, chuyện này cứ như vậy được rồi được không? Cái này Trần Húc ngược lại có chút kỳ quái rồi vì cái gì hứa giang đối với chính mình khách khí như vậy. Sự tình đều đã đến trình độ này hắn một mực vẫn còn né tránh. Có chút không hợp với lẽ thường à, hắn biết rõ chính mình có SMMS làm hậu trường. Nhưng là hứa giang hoàn toàn có thể cho là mình không đủ đã bị SMMS coi trọng à. Ai, hảo hảo mà một cái phát huy địa cơ hội, không nghĩ tới cứ như vậy không có. Nhưng Trần Húc không biết hơn là, từ lần trước dịch thủy hàn sự kiện về sau, phàm là có chút tâm tư địa mọi người đem smms nghiên cứu đã qua còn có cùng smms có quan hệ địa người nhất là lần này chất lỏng áo chống đạn địa xuất hiện smms tại sao phải lấy ra áo chống đạn cũng là bởi vì phải bảo vệ dịch thủy hàn cùng trần hút bọn hắn kiện bảo bối này hắn tiện tay đem ra nói rõ bọn hắn khẳng định đã sớm nghiên cứu tốt rồi tốt như vậy đồ vật này nọ không lấy ra bán lấy tiền hết lần này tới lần khác đợi đến lúc Trần Húc bọn hắn gặp được nguy hiểm địa thời điểm mới không thể không lấy ra. Cái này đã nói lên SMMS đối với bọn họ địa coi trọng. Còn có tự là SMMS trong tay nhất định có rất tốt đồ vật này nọ. Cái kia đã như vậy, ai còn dám gây dịch thủy hàn cùng Trần Húc mấy người bọn hắn. Chọc tới bọn hắn, chẳng khác nào là chọc phải SMMS cái kia tôn người bình thường căn bản không thể trêu vào địa cự thần. Hiện tại có quân đội cùng Bộ Công an lưỡng thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ SMMS lãnh đạo tối cao nhất người cái kia lý đặc đừng treo rồi số địa phương. Phóng nhãn Trung Quốc, đều không có mấy người có thể gây địa khởi hắn, không thể treo vào địa người ngàn vạn không muốn gây. Đây là hứa giang tự từ lúc còn nhỏ về sau đã bị quán thâu địa tín điều. Hứa giang cười làm lành nói, Trần Húc đồng học, sự tình lần này không dám để cho người bán ta mặt mũi. Nhưng dù sao cũng là việc nhỏ, ngài cũng giáo huấn đã qua, cứ định như vậy đi, một hồi ta mở tiệc rượu, cho các người mấy vị bồi cái tội được rồi hứa giang đô nói như vậy rồi trần húc cũng tự khó mà nói cái gì hắn vừa định nói bồi tội tự miễn đi bất quá nhìn xem đằng sau một đám lũ gia súc có trong tay còn bắt mấy cái bánh bao vẻ mặt đói lao bộ dạng trần húc tự nói đi a à, bất quá chúng ta nhiều người như vậy đều đi ngồi hạ sao nhiều người như vậy hứa giang biểu lộ có chút ngốc trệ hắn vốn chỉ là muốn nói thỉnh trần húc cùng vương minh mị cái kia tiểu lô ly tối đa thêm cái trọng tử ngữ nhưng là Trần Húc trực tiếp sẽ đem cái này tất cả mọi người cho mang lên rồi. Được rồi, bây giờ người ta là ra, nói sao nhiều người như vậy cũng ăn không có bao nhiêu tiễn. Vì vậy hứa giang vội vàng cười làm lành, có thể có thể, Điền Phương, người còn không tranh thủ thời gian gọi điện thoại đính cái khách sạn, đem một tầng đều bao hết. Hứa giang đô nói như vậy rồi, Điền Phương tuy nhiên còn mơ mơ màng màng đấy. Nhưng cũng biết ý, tuy nhiên còn kéo không xuống mặt xin lỗi, nhưng là vội vàng gọi điện thoại, đính thiên đều khách sạn, xem như coi như không tệ một nhà khách sạn rồi. Có cơ hội bạch ăn một bữa, cơ hội này tự nhiên không có người nào nguyện ý buông tha cho. Huống chi ở đây học sinh nghèo nhóm, đám bọn họ còn không có mấy cái đi qua thiên đều nếm qua đâu rồi, vì vậy hảo hảo đáng đáng ngăn cản hơn 10 xe taxi, đại bộ đội liền giết hướng về phía thiên đều. Mà hứa giang vốn là mời Trần Húc bên trên cái kia chiếc Audi A, nhưng là Trần Húc nhìn xem cái kia xe có lọng che cười cười, hứa giang tự xấu hổ rồi. Trần Húc cùng tươi đẹp chính mình đánh xe đi thiên đều. Hứa giang bọn hắn tự lái xe ở phía sau đi theo. Trên xe, Điền Phương rốt cục có cơ hội cùng hứa giang nói chuyện, có thể hắn vừa há mồm, hứa giang tựu nổi giận đùng đùng địa mắng, câm miệng. Người tên ngu ngốc này, hôm nay thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Điền Phương miệng đầy đều tại đau nhức, dùng mấy bình nước khoáng giặt sạch về sau còn có huyết đây này. Trong lòng của hắn cũng hỏa à, hắn lúc nào lọt vào như vậy tội à nhưng là hứa giang kế tiếp một câu lại làm cho hắn triệt để mắt choáng váng. Hứa giang nói, người kia, đừng nói ngươi rồi, ta đều không thể trêu vào. Ngươi đừng không tin, đừng nhìn hắn chỉ là đệ tử, cũng đừng nhìn cha của hắn làm ra này cái chó dại khắc tinh buôn bán lời không ít tiễn. Nhưng những cái kia đều vô dụng ta cho ngươi biết, chính thức lợi hại đấy, là hắn người phía sau, truyền thuyết kia bên trong đích mạng lưới chi thần SMMS. Ta cho ngươi biết, SMMS bảo kê người phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc cũng chỉ có mấy người có thể chọc được nổi, đều biết mấy người. Đều ở chính giữa, lần trước tại Thượng Hải, một cái bộ cấp cán bộ cũng bởi vì chọc SMMS bảo kê người, trực tiếp xuống đài rồi. Hơn nữa lực lượng của hắn còn không chỉ như vậy đại. Hiện tại toàn bộ quân đội, toàn bộ công an hệ thống đều tại ủng hộ hắn. Ngươi chọc được nổi ư ngươi, hắn vừa nói như vậy, điền phương cái này mới sợ. Chọc phải không thể trêu vào người, đó mới là lớn địa nhất kiêng kỵ. Khá tốt có hứa Giang ở bên cạnh, ta đây nên làm cái gì bây giờ à? Điền phương trong miệng thông khí nói, ta đã đắc tội hắn rồi, đợi tí nữa trên bàn rượu ta hảo hảo cùng hắn xin lỗi. Xuất ra thành ý, hứa Giang nhìn xem hắn, thở dài, sau đó lại bồi thêm một câu, hắn không thiếu tiến, ta cho ngươi biết, vừa rồi nếu như không phải ta ngăn đón ngươi. Hắn thật sự là có thể đem ngươi cái kia chiếc A8 cho đập phá, sau đó bồi cho ngươi 180 vạn người có thể ngàn vạn đừng không tin, thằng này loại chuyện này làm được. Còn có, nữ nhân còn chưa tính, bên cạnh hắn mấy nữ hài tử đều là tuyệt sắc. Người nếu như không muốn cho mình tìm phiền toái, phương pháp này cũng đừng suy nghĩ. Tiền tài sắc đẹp đều không được, quyền lực, xin nhờ, Điền Phương cảm giác mình còn không có tư cách kia cho người giao phó quyền lực, hơn nữa, hắn cho khởi sao. Điền Phương đều một bộ nhanh khóc lên biểu lộ, vậy hắn thích gì à? Hứa Giang buông tay nói chuyện này muốn chính ngươi đến xem rồi, ngươi cảm thấy cái gì đó đủ biểu đạt thành ý tựu lấy ra. Nhưng chủ yếu vẫn là của ngươi thái độ, nhất là hôm nay việc này, nhất định phải xin lỗi đã thông báo đi. Điền phương cảm kích gật đầu, chính mình xuống xe ngăn cản chiếc cho thuê đi về trước. Hắn phải đem trong miệng thương trước chữa cho tốt mới được à. Mà bên kia, Trần Húc bọn hắn tại thiên đều trong hotel ăn rất happy, dù sao đây chính là rất cao đẳng lần đích một nhà khách sạn à. Thậm chí mỗi bàn đều có thấp nhất tiêu phí 1.500 khối tiền, đến ăn người ta nha, dù sao người ta như vậy có thành ý, cái kia tự nhiên là muốn hảo hảo ăn được dừng lại, một trầu. Cho nên Trần Húc vung tay lên, menu bên trên giá cà phàm là tại 80 khối tiền đã ngoài đồ ăn mỗi dạng một phần, sau đó Trần Húc đem menu để qua một bên, cười đối với hứa giang nói, N. Như vậy cũng rất có thành ý, hứa giang dở khóc dở cười, số tiền kia đem hắn cho đón mua à. Sớm biết như vậy dễ dàng như vậy, hiện tại Điền Phương trả lại lục tung đấy. Nói là muốn bắt một đồ tốt ra để diễn tả mình thành ý, cái đó dùng điện lấy phiền toái như vậy à? Chỉ là bữa cơm này cũng không phải nói tiện nghi đấy, chỉ xuống đất tất cả đều là thức ăn ngon, người lại nhiều như vậy, dừng lại, một trầu xuống chỉ sợ cũng được có một bảy tám vạn bộ dạng. Bất quá cái này hay vẫn là Trần Húc thả hắn một con ngựa, nếu không cái này menu bên trên còn có 83, 84 năm địa Lafite rượu đỏ đâu rồi, cái kia một lọ phải bảy tám vạn. Cao cấp khách sạn đồ ăn tựu là tốt, căn cứ độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc nguyên tắc trần húc gọi điện thoại cho quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết nhưng quản dịch nói thân thể nàng không thoải mái đừng tới cao hiểu tiết cũng không thoải mái không hợp ý nhau rồi trần húc còn không có cho trạm tinh đánh đâu rồi cao hiểu tiết điện thoại tựu đánh đi qua nói trạm tinh cũng không thoải mái đều đừng tới cái này lại để cho trần húc cảm thấy rất kỳ quái chẳng lẽ các nàng ba hôm nay tập thể đến đại di mụ nhưng ngày không đúng lời nói lưu manh điểm Trần Húc bây giờ đối với các nàng ba sinh lý chu kỳ đều hiểu được. Bởi vì cơ hồ mỗi lần bốn người tập thể hành động địa thời điểm, luôn luôn một cái không có thể ăn kem đấy. Vì vậy Trần Húc cũng rất ác thú vị cho cái kia không có thể ăn kem điểm mua túi táo đỏ. Bổ huyết đấy, được rồi, các nàng không đến cũng thì thôi, cái này cao cấp khách sạn tự là không giống với à. Mỹ nhân viên phục vụ nữ ăn mặc sườn xám lộ ra đầy vườn sắt xuân, hơn nữa cái này Mỹ nhân viên phục vụ nữ nguyên một đám còn rất nhiệt tình hào phóng còn có thể ngồi xuống bồi tử. Khục khục, Trần Húc chứng kiến vương đống lão đại rất không biết xấu hổ đang đùa giỡn một cái em em, bất quá người ta sẽ không để ý. Gọi rượu nhiều các nàng cũng có trích phần trăm đấy. Bên này hứa giang nhất cái kính ở cùng Trần Húc mời rượu, vui vẻ giạt rào, cái này lại để cho Trần Húc cảm thấy rất là không thoải mái. Bởi vì chính mình hai lần đắc tội qua hắn, hơn nữa hiện tại cũng không thể nói là tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nếu như đổi lại là mình, có người như vậy đắc tội hắn dù là người này là hắn không thể trêu vào đấy, cái kia cùng lắm thì từ nay về sau không tương vãng lai. Lão tử không thể trêu vào ngươi còn trốn không dậy nổi ngươi sao. Lại để cho hắn như hứa giang như vậy, đem loại chuyện này coi như chưa từng có phát sinh qua đồng dạng. Còn vui vẻ giạt rào ra vẻ người quen biết của bộ dạng, hắn làm không được. Cho nên nói, người này quá giả, dùng câu lưu hành mà nói đã kêu răng giả. Trần Húc bình thường đều là lấy chân thành đối người, như vậy làm bộ địa người hắn không thích, cho nên mỗi lần uống rượu Trần Húc thì ra là lướt qua tắc thì dừng lại, nhưng cùng vương đống bọn hắn uống rượu tựu không giống với lúc trước, đặc hào sảng một ly thấy đáy. Cái lúc này cái kia Điền Phương rốt cục trở lại rồi, ngoài miệng trói lại một cái sâu sắc băng gạc. Nhưng thấy đến Trần Húc, lập tức miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đi tới cầm lấy rượu trên bàn nhìn nhìn, kêu lên, quản lý, cầm bình mau đài tới. Điền Phương nhìn xem Trần Húc, cười làm lành nói, cái kia, Trần Húc đồng học. Hôm nay là ta không đúng, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Cho nên ta ở chỗ này cho ngài bồi tội rồi. Nhưng có câu nói ta hay vẫn là muốn nói, thật sự lời nói, trong nội tâm lời nói, ta nói ra đến ngài đừng nóng giận, chứng kiến Trần Húc gật gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Điền Phương tựu nói, hôm nay đắc tội vị tiểu cô nương này, thật sự là bởi vì có chút nóng tính thượng cấp rồi. Không dối gạt ngài nói, ta chính là ưa thích tuổi còn nhỏ điểm nữ hài nhi, nhưng ta cho tới bây giờ tựu chưa bao giờ dùng qua cường. Có chút nữ hài nhi chính mình không biết tự ái, người tình ta nguyện đấy. Chỉ cần nàng lỗi nặng 14 tuổi, cái kia ta chính là ai đến cũng không có cực việt. Cho nên hôm nay ta tìm nhầm người, là ta mắt phụng về, chai này rượu đế, ta coi như cho ngài tả tội rồi. Sau đó hắn tự tiếp nhận quản lý đưa lên cầm bình rượu đế, dầm dầm long ngóc đầu lên, tự muốn đem suốt một lọ cho rót hết. Cái này có thể như vậy Trần Húc rất là dở khóc dở cười rồi. Nói như thế nào đây, bái kiến vô sỉ chưa thấy qua vô sỉ như vậy địa phương. Nhưng muốn tại Trần Húc đến xem, ngược lại là cảm thấy người này có chút trắng ra đáng yêu. Bởi vì cho tới bây giờ không ai đem như vậy chuyện vô sỉ nói như vậy quang minh chính đại. Bất quá hắn nói hoàn toàn chính xác cũng đúng vậy, có chút nữ hài nhi không biết tự ái, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Cũng không thể nói, người ta không biết tự ái là vì có người đi hấp dẫn nàng. Cái thế giới này địa hấp dẫn nhiều lắm, nhưng có địa người có thể ổn được, có người lại ngăn cản không nổi hấp dẫn vì cái gì chính mình vấn đề tươi đẹp cùng trần húc đã từng nói qua nàng phòng ngủ thì có tiểu cô nương cùng nàng không sai biệt lắm đại tuổi còn nhỏ đã bị người cho bao nuôi loại chuyện này lại để cho người nói như thế nào cũng là bởi vì nữ hài tử kia trong nhà cho tiền của nàng không đủ nàng mỗi tháng mua quần áo mới mua đồ ăn vặt đấy cho nên điền phương lời nói này nói tuy nhiên vô xỉ một chút nhưng trần húc ngược lại có thể cảm thấy có chút có thể tiếp nhận cũng là bởi vì hắn hôm nay chọc phải muội muội mình bằng không thì, quốc gia pháp luật quy định cùng 14 tuổi đã ngoài nữ hài phát sinh tính quan hệ tựu không phạm pháp rồi. Quốc gia đều mặc kệ, hắn quản cái giám à, cho nên Trần Húc đã cảm thấy người này tuy nhiên vô sỉ một chút, nhưng là không có gì lỗi nặng, tối thiểu tại Trần Húc xem ra hắn so với kia cái mặt mũi tràn đầy hư giả dáng tươi cười hứa ra muốn xem lấy thoải mái nhiều hơn. Này đây Trần Húc tự thò tay ngăn cản hắn, tự lại để cho hắn uống một ngụm coi như xong. Cái này một lọ rượu đế một cân nặng, trực tiếp vào trong bụng hắn khẳng định gục rồi. Chứng kiến Trần Húc thò tay, hứa giang liền bề bộn đứng hòa giải nói, tốt rồi tốt rồi, Trần Húc đồng học tha thứ ngươi rồi, lão điền, ngươi về sau cũng phải chú ý điểm à. Điền phương cảm kích nhìn Trần Húc liếc, đối với hứa giang cũng chỉ là qua loa ừ một tiếng. Nói thực ra hắn đối với hứa giang cũng khó chịu, nhưng vấn đề là hắn cũng không thể trêu vào hứa giang, cho nên chỉ có thể qua loa rồi. Lúc này Điền Phương móc ra thứ gì, một cái cái hộp nhỏ, hai tay đưa cho Trần Húc nói, hôm nay đắc tội cái này tiểu tiểu chút chít không thành kinh ý trần húc hiếu kỳ lấy tới hỏi đây là cái gì Biên phương nói đây là cha ta suốt ngoại du lịch thời điểm mua một đồ tốt cha ta nói vật này là trước kia ót mần đế quốc bảo bối những thứ khác tục vật lấy ra quá mất mặt thứ này coi như là một điểm tâm ý a à. vốn người ta đều xin lỗi rồi trần húc cũng tự không ham người ta cái gì đó rồi bất quá hắn vừa nói như vậy trần húc ngược lại đã có điểm hứng thú nói lấy ra nhìn xem cái hộp mở ra một khối màu đen phản xạ nhẫn mịn hào quang thạch đầu lộ liễu đi ra. Tảng đá kia chỉ từ biểu hiện ra đến xem, không có bất kỳ sức tưởng tượng, tự là như vậy một cái hắc không lưu tựu thạch đầu. Tối đa tựu là mặt ngoài trơn nhẫn một điểm, đẹp mắt một điểm. Nhưng nếu như nói là cái gì bảo thạch, Trần Húc mặc dù đối với bảo thạch các loại không có bất kỳ giám định và thưởng thức năng lực, nhưng cũng sẽ không cho là như vậy một khối đồ vật chính là cái gì bảo vật. Nhưng nhìn xem Điền Phương trân trọng biểu lộ, Trần Húc cũng có chút nghi ngờ, đang muốn thò tay cầm điền phương vội vàng thích qua một khối khăn tay nói dùng cái này đừng có dùng tay trần húc nhìn một chút cười nói ta đây tựu không cầm mắc như vậy trọng đồ vật ta sao có thể thu à lòng hắn muốn dựa vào à vừa khen ngợi quá đáng tiểu tử ngươi trung thực dùng như vậy thứ gì đến lửa gạt ta đem làm ta coi tiền như rác à nhìn xem trần húc trên mặt có chút hít qua loa biểu lộ điền phương vội vàng nói không đúng vậy à thứ này thật sự là đồ tốt đây là một loại rất hiếm thấy màu đen khoáng vật kết tinh cũng tự là chúng ta tục xưng bảo thạch. Vật này nhưng khi năm ót mần đại đế nhị tử ơ đổ mồ hôi đưa cho hắn vương phi tô phi á tín vật, bị gọi vi hắc ám chi tâm. Không tin các người xem, cái này khối bảo thạch phía dưới còn có khắc tô phi á danh tự. Trần Húc thấy hắn cầm lấy thạch đầu, nhìn nhìn, hoàn toàn chính xác có mấy cái chữ như gà bới thứ đồ tầm thường, nhưng nhận không ra. Chỉ có điều nhìn xem điền phương biểu lộ, Trần Húc có thể để xác định, thật sự là hắn không có lừa gạt mình. Cái này hoặc là thực đúng là đồ tốt, hoặc là tự là chính bản thân hắn cũng bị gạt, cho nên ngộ nhận là vật này là đồ tốt. Hiện tại Trần Húc đối với người này đã có hảo cảm hơn, xế chiều hôm nay quạt hắn một cái tát quạt miệng đầy răng lại để cho hắn có chút tiểu ái náy. Đã đối phương như vậy có thành ý, như vậy tâm ý đến thế là được, nếu như hắn thật sự cầm cái gì quá quý trọng đồ vật này nọ Trần Húc cũng không thể thu. Vì vậy Trần Húc tự cười cười nói, đi, cái kia thứ này ta nhận, hôm nay sự tình coi như một hồi hiểu lầm a có chút nữ hài tử đã mình cũng không vì mình phụ trách cái kia hy vọng người khác vì hắn phụ trách rất không thực tế nhưng đây là muội muội ta hơn nữa nàng cũng không phải là người như vậy lần sau chú ý một chút thì tốt rồi nghe xong lời này điền phương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trần húc lúc này thời điểm còn nói hôm nay cũng là ta ra tay quá nặng đi nếu là hiểu lầm quên đi buổi tối bữa này tính toán của ta a à, làm hư của ngươi xe rất không có ý tứ điểm ấy điền phương ở đâu chịu nghe vội vàng khoát tay, Trần Húc thấy hắn kiên trì như vậy, tăng thêm hắn vừa rồi câu nói kia nói ra khỏi miệng về sau chứng kiến thức ăn đầy bàn cũng có chút đã hối hận, cho nên cũng tự mượn sườn núi hạ con lừa. Chủ yếu là bề ngoài cái thái mà, Trần Húc không biết biên phương lúc này thời điểm trong lòng có cỡ nào địa phiền muộn. Cái kia Audi A8 còn chưa tính, đừng nói là hư mất cái cái nắp, coi như là đều bị đập phá cũng không có trước mắt cái này khối không ngờ cục đá nhỏ quý đây chính là cha của hắn tại Dubai địa thời điểm một lần phi thường kỳ ngộ ở bên trong lấy được đấy. Lúc ấy cũng tưởng rằng cái rác rưởi nhưng không nghĩ tới là khối thứ tốt. Vật này nếu xuất ra đi đấu giá, tối thiểu cũng phải 500 vạn hướng lên, đáng tiếc cứ như vậy xuất ra đi. Điền phương đương nhiên không muốn đem cái này thứ tốt lấy ra, nhưng là không cầm được không. Đắc tội không nên đắc tội người, nếu như không xuất ra điểm thành ý đến, cái kia cũng không phải là 500 vạn sự tình. Hơn nữa, dù sao tụ một tảng đá, cái này cùng quét thẻ địa giống như nhìn không tới tiền mặt giảm bớt cũng coi như mắt không thấy tâm không phiền cái kia kế tiếp địa khí phân tựu so sánh hòa hợp rồi tính toán bên trên là khách và chủ tận hoan bất quá lúc ăn cơm có một sự việc xen giữa tựu là nam cung lam nhận được trần húc điện thoại về sau lập tức chạy tới kết quả phát hiện cửa ra vào không có người rồi gọi điện thoại mới biết được trần húc tại thiên đều lúc này thời điểm vừa vặn gặp vương cục trưởng gia công tử khai cái kia chiếc âm thanh thiên nhiên công tước chạy tới hai bên một hỏi mới biết được vừa rồi cái này đánh đi lên vương cục trưởng gia công tử vương tường là bị điền phương cho kêu đến đấy vừa nghe nói là theo điền phương là theo trần húc đánh thiếu chút nữa không có ở trong điện thoại đem điền phương cho mắng chết sau đó hắn tự lái xe mang theo nam cung lam một đi lên với tư cách mới bằng hiếu trần húc tự nhiên là muốn giới thiệu cho vương đống lão đại nhận thức đối với trần húc mà nói huynh đệ huynh đệ tự là huynh đệ mình hắn cũng rất thích tại đem loại quan hệ này cho mở rộng rồi Vương đống người này, dùng cao hiểu tiết mà nói tự là ngoại trừ võ công thiếu chút nữa, tự là một tiêu phong. Cho nên nói vương đống phi thường địa hào sảng, tử lượng cũng là toàn bộ viện lớn nhất đấy. Hắn cao nhất địa ghi chép nghe nói là uống rượu đế, một người bày đổ hai bàn, cái kia chính là trong truyền thuyết lưỡng cân lượng. Mà nam cung Lam người này nhã nhận, nhưng tử lượng cũng tốt, trần húc như vậy một kẻ thiệu, hai người lập tức tự thân thiện. Mà khi nghe nói nam cung lam là võ thuật cao thủ lúc, vương đống uống có chút thượng cấp, muốn Nam Cung Lam trước mặt mọi người biểu diễn một cái. Nam Cung Lam chỉ là nhẹ nhàng cười cười, tại trang khối băng sắt lá hố bên trên ngắt thoáng một phát, lập tức tự đi ra năm cái rõ ràng giấu ngón tay. Khác ở sắt lá bên trong, cái này nhưng làm Điền Phương cho bị hù bị dày vò, bởi vì hắn đã đã biết, Nam Cung Lam là Trần Húc tìm đến trợ quyền, nếu là thật đánh, tự hắn một cái là có thể đem bọn hắn một đống người toàn bộ cho thu thập. Điền Phương trong nhà tại Hòa Hải City coi như là có chút địa vị, cũng có tiếng bằng không thì không thể có thể mua nổi tốt như vậy xe. Cho nên Điền Phương cùng Vương Cục trưởng gia công tử cũng nhận thức. Mà Vương Tường tiểu tử này, tuy nhiên niên kỷ sau so Trần Húc đại, nhưng là đối với Trần Húc một đoàn người nhưng lại một mực bội phục đầu dạp xuống đất đấy. Vương Tường sớm nhất thời điểm mà bắt đầu chơi Kim Dung bày hiệp chuyện cái kia khoản trò chơi rồi, trên xuống lần gặp được tiểu bạch mông, về sau khiến cho tiềm thức ca khúc sự kiện lúc vừa lúc ở bánh ngọt trong tiệm gặp hắn, lúc ấy quản dịch còn đã đoạt xe của hắn, bất qua thằng này một điểm cũng không tức giận, ngược lại càng muốn cùng Trần Húc bọn hắn kết giao rồi. Về sau Trần Húc nhiều lần giúp Vương Cục trưởng Đại Ân, Vương Cục trưởng không ít tại chính mình đứa con trai này trước mặt tán dương Trần Húc, cho nên Vương Tường tuy nhiên cùng Trần Húc kết giao không nhiều lắm, nhưng xác thực rất bội phục cái này so với chính mình còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi chàng trai. Hơn nữa xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra, Vương Tường thế nhưng mà đã theo cha hắn chỗ đó nghe nói. Hơn nữa hắn nghe nói cũng không phải là đối ngoại mặt tuyên bố cái chủng loại kia tin tức, mà là Trần Húc một người cầm súng bắn tỉa giết chết 11 cái cầm thương địch nhân Cái này là bực nào như bức Cho nên một biết rõ Điền Phương là theo Trần Húc náo Phương Tường thiếu chút nữa tự ngất đi thôi Xin nhờ đừng nhìn đó là một đệ tử Nhưng thật là cái giết người không chấp mắt chúa ơi Tuy nhiên hắn hay vẫn là minh bạch Trần Húc không có khả năng tùy tùy tiện tiện giết người Nhưng vấn đề là có trời mới biết xế chiều hôm nay hắn có hay không đã bị cái gì kích thích hả à? Đến lúc đó một kích động vừa lên hỏa bệnh tâm thần giết mọi người là không phụ pháp luật trách nhiệm được rồi đã có vương tường ở bên trong giảng hòa cái này hiệu quả xa so hứa giang ở chỗ này đúc kết muốn tốt hơn nhiều trần húc cũng không phải cái loại này đặc năng đủ giấu giếm được trong lòng nghĩ pháp người nói cách khác hắn không có gì lòng dạ điểm ấy là chuyện tốt cũng là chuyện xấu cho nên trần húc đối với hứa giang xa cách biểu lộ đều bị hứa giang nhìn ở trong mắt nhưng người này lòng dạ sâu đậm một chút cũng không có biểu hiện ra bất mãn lần này bữa tối đến nơi này coi như là viên mãn rồi, tối thiểu biểu hiện ra là khách và chủ tận hoan. Trần Húc Bạch ăn một bữa tốt, lại phải khối không biết là vật gì phá thạch đầu, tăng thêm vương đống trở lại rồi một cao hứng, lại uống nhiều rượu, cuối cùng là bị trọng tử ngữ dơ lên hồi trường học bên ngoài cái kia ổ đấy. Trần Húc trở lại trong ổ mặt lúc sau đã là say đích bất tỉnh nhân sự, hôm nay rất kỳ quái chính là quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết đều không có tới nơi này ở, cuối cùng hay vẫn là Vương Minh Mị cùng đường Bích Hiên hỗ trợ mới đem Trần Húc cho đặt lên giường đấy. Trần Húc đã thật lâu không có như vậy uống say rồi, chờ hắn đau đầu muốn nước tỉnh lại lúc, đã đến trong đêm 3 giờ hơn chung. Trần Húc uống chén nước, lên vệ sinh chỗ, phát hiện bên cạnh môn đã đóng. Cái lúc này hắn cũng không biết ai tại bên cạnh, cũng không nên đi quấy giày. Trong điện thoại di động có mấy cái không tiếp tin nhắn, điều thứ nhất là quản dịch, cái này yêu tinh là, nhìn thấy vương đống lão đại cũng không cần uống nhiều như vậy à, hôm nay sự tình ta nghe tươi đẹp nói đã ngươi xử lý tốt là được nghỉ ngơi thật tốt ngày mai gặp đằng sau là cái khuôn mặt tươi cười ký hiệu tiếp theo đầu là cao hiểu tiết đại đầu heo lại uống nhiều quá người thân thể còn chưa khỏe uống ít rượu muốn nghe lời à lần sau đánh nhau nhớ rõ kêu lên ta xuống lần nữa một đầu là chạm tinh trọng tử ngữ đã đem các ngươi tham gia hacker giải thi đấu sự tình nói cho ta biết ta nguyện ý tham gia đội ngũ của các ngươi cao hiểu tiết cũng muốn tham gia tiến bộ của nàng rất lớn, thì mang theo nàng A, vừa vặn 5 người. Về sau uống ít một chút rượu, thiểu đánh nhau. Một điều cuối cùng lại là cao hiểu tiết, hacker giải thi đấu ta muốn tham gia à à à à Ngươi nếu là dám không mang theo ta, hừ, ta tự thừa dịp ngươi lúc ngủ đập ngươi ảnh nút phát đến đồng tính luyến ái diễn đàn đi lên. Chứng kiến cái này bốn đầu tin nhắn, Trần Húc ha ha cười cười, trong nội tâm một hồi ôn hòa. Cái này ba nữ tử con A, hắn phát hiện mình hiện tại thật sự không thể thiếu hắn các nàng chính giữa bất kỳ một cái nào quản dịch khéo hiểu lòng người cao hiểu tiết giảo hoạt cật đáng yêu chạm tinh điềm tĩnh như nước điều này thật sự là lại để cho hắn khó có thể lấy hay bỏ muốn cho tới hôm nay mẹ nói lên con dâu sự tình ai nha nha trần húc lại đỏ mặt vì vậy trần húc trốn tránh tựa như chạy tới vọt lên tắm rửa về sau trở lại muốn tiếp tục trên giường ngủ nhưng là nằm ở trên giường về sau trần húc mới rất phiền muộn phát hiện hắn ngủ không được rồi À, à à hơn nửa đêm ngủ không được là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình à không có nhân hỏa hại không có người nói chuyện phiếm Trần Húc cho Cao Hiểu Tiết phát cái hô nàng rời giường đi tiểu tin nhắn cả buổi không có trả lời điện thoại trực tiếp đánh đi qua bên kia nhắc nhở đã tắt điện thoại ô bi ai à về phần quản dịch cùng chạm tinh Trần Húc là không dám như vậy đùa dỡn đấy vì vậy Trần Húc chỉ có thể một người ăn mặc quần lót nằm ở trên giường ngẩn người thỉnh thoảng chuyển chuyển vị trí, a, à, quá cứng, cái gì đó. Trần Húc cúi đầu xem xét, nguyên lai like là hôm nay Điền phương đưa cho hắn tảng đá kia. Tại đèn huỳnh quang bạch quang xuống, cái này khối màu đen thạch đầu bóng loáng mặt ngoài rất yên tĩnh phản xạ nhàn nhạt quang, rất nhu hòa, rất có một loại làm cho tâm thần người yên lặng ma lực. Khối đồ này sẽ không thật là bảo bối a. À. Trần Húc vốn là căn cứ một cái rác rưởi thứ đồ vật, thu tựu thu nguyên tắc, không nghĩ tới thứ này sẽ rất đáng giá. Hơn nữa hiện tại tiến với hắn mà nói tính toán không được cái gì, mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn, thì ra là con số mà thôi, nhưng là đối với người khác mà nói ý nghĩa tự lớn hơn, cho nên Trần Húc nghĩ nghĩ tự dơ lên tay trái, đối với mang theo trên tay, như hình với bóng đồng hồ Tiểu Mẫn nói, Tiểu Mẫn, người có thể xem xét văn vật bảo thạch các loại thứ đồ vật không? Tiểu Mẫn trả lời có thể về sau, tự biến thành một cái hộp đen. Đương nhiên, không phải trên máy bay cái loại này hộp đen, mà là một cái màu đen hộp nhỏ sau đó mở ra cái nắp nói, thỉnh đem cần xem xét vật phẩm đặt ở trong hộp. Trần Húc đem cái này khối màu đen thạch đầu bỏ vào hộp, cái nắp tự động đóng rồi, Trần Húc cũng nhìn không tới nó bên trong rốt cuộc là như thế nào vận tác đấy. Vốn lấy tiểu mẫn kèm theo mấy thứ công năng, ví dụ như tia hồng ngoại, từ năng chấn động chờ các loại, hoàn thành loại này kiểm tra đo lường cũng hẳn là rất chuyện dễ dàng. Căn cứ kiểm tra đo lường, bảo vật này thạch là mắt mèo thạch hệ khoáng thạch, độ tinh khiết cực cao. Căn cứ carbon 14 kiểm tra đo lường này tinh thể đại khái hình thành tại 3.000 vạn năm trước. Bảo vật này thạch số liệu tại bản máy tính tư liệu chính giữa tồn tại, tên là Hắc Ám Tri Tâm. Là Ottoman đế quốc Khalifa, vua đạo hồi, Selim tam thế cho vương Phi Á đính ước tín vật. Pháp bảo này thạch từng xuất hiện tại 2034 năm nước Pháp một lần đấu giá hội lên, cuối cùng nhất giá bán vi 270 vạn đô la. Mắc như vậy à? 270 vạn đô la đã không tính tiện nghi, không nghĩ tới Điền Phương vậy mà cho mình như vậy một đồ tốt à. Bất quá có một điểm Điền Phương là lầm rồi, cái này khỏa màu đen mắt mèo thạch cũng không phải ơ đổ mồ hôi cho hắn vương phi tín vật, mà là càng dựa vào sau đích Khalifa, vua đạo hồi Selim tam thế cho hắn vương phi tín vật. Rất trùng hợp chính là cái này hai gã vương phi danh tự cũng gọi làm Tophia, nhưng là vì Khalifa, vua đạo hồi Selim tam thế tại trong lịch sử cũng không có làm làm một cái rất có với tư cách quân chủ, cho nên danh tiếng của hắn so về ơ đổ mồ hôi phải kém rất nhiều. Kỳ thật rất nói đơn giản, như loại này có lịch sử vật phẩm trang sức, giá trị ngay tại hai phương diện, một là bản thân giá trị, thứ hai tựu là lịch sử giá trị. Truyền quốc ngọc tỷ sở dĩ được vinh dự hoa hạ trí cao quốc bảo. Cũng là bởi vì nó hai phương diện giá trị đều không gì so sánh nổi. Ngọc là tốt ngọc, ngàn cổ thần ngọc hòa thị bích, mà ngọc tỷ cũng cơ hồ chứng kiến 2.000 năm địa phong kiến văn hóa, cho nên phương diện này giá trị không cảm tưởng giống như. Mà Halifa, vua đạo hồi, Selim Tam Thế so về ơ đổ mồ hôi tên tuổi phải kém rất nhiều, tranh lệch tiểu tương đương với đường Trung Tông cùng Thái Tông ở giữa tranh lệch đồng dạng, cho nên hắn đồ chơi, tự nhiên là so ra kém ơ đổ mồ hôi đồ vật trước khi. Nhưng dù là như thế, kiện bảo bối này cũng rất đáng trước rồi. Nếu như cái này khỏa mắt mèo thạch là ai cập tươi đẹp sau đã từng mang qua đấy, thậm chí là Caesar đại đế đưa cho nàng đính ước tín vật, như vậy giá trị khẳng định phải lật lên không chỉ gấp 10 lần. Cho nên có chê cười nói nha, lưu bị năm đó biên giày dơm nếu truyền lưu cho tới hôm nay, cổ tích ở bên trong địa thủy tinh giày cũng không có nó quý à. Bất quá nghĩ tới truyền quốc ngọc tỷ, Trần Húc tự có chút buồn bực, dù sao đây chính là hoa hạ trí bảo à, nếu như hoàn toàn không biết nó địa chỗ cũng thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình biết rất rõ ràng, lại tìm không thấy cụ thể địa phương. Cái này còn không bằng một điểm cũng không biết đây này. Truyền quốc Ngọc Tỷ lúc ấy theo thành cát tư hãn tử tôn trong tay lưu rơi xuống ót mần đại đế trong tay, sau đó một mực truyền lưu cho tới hôm nay. Cuối cùng bị mễ ngõa đức bọn hắn sở được đến, a à, cái này màu đen mắt mèo thạch cũng là ót mần đế quốc đồ vật này nọ. Cả hai có thể hay không có liên hệ gì, Trần Húc loại ý nghĩ này mà ngay cả chính hắn đều biết không cái gì logic tính đáng nói, bởi vì làm một cái cổ xưa đế quốc lưu truyền tới nay đồ vật nhiều hơn, nhưng là Trần Húc địa tâm tư giống như là ngâm nước người đã tìm được một căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cho dù là cảm thấy thứ này khả năng không lớn, thực sự muốn thử một chút, tra thoáng một phát. vì vậy Trần Húc tự hỏi Tiểu Mẫn nói, Tiểu Mẫn, ngươi có thể giúp ta tra thoáng một phát? lần trước ngế ngõa đức trong trí nhớ có hay không loại này mắt mèo thạch tồn tại? tốt, điều này cần chậm rãi đối lập, xin ngài kiên nhẫn chờ, có tin tức hội lại trước tiên thông chi ngài. cảm ơn, tuy nhiên biết rõ Tiểu Mẫn chỉ là chương trình nhưng Trần Húc Tại đã rất lâu khắc hay vẫn là đem nàng coi là một người. Một cái chính thức, nguyên vẹn người, hắn cũng là một mực tại dùng một loại nhân loại phương thức cùng Tiểu Mẫn tiến hành câu thông cùng đối thoại. Chủ nhân, còn có kiện sự tình, Tiểu Mẫn đột nhiên nói, lúc trước vài ngày chính giữa, máy vi tính khôi phục hệ thống lại khôi phục một bộ phận địa nguyễn kiệt. Bởi vì lúc ấy ngài tại toàn tâm tiến vào hệ thống mô phỏng trong huấn luyện, cho nên khi lúc không có quấy giày ngài. Ngài hiện tại cần nhìn một cái những này nguyễn kiện sao đều có nào phương diện đồ vật này nọ hệ thống mô phỏng bên trong đích tưởng tượng thiên đường cùng với giả thuyết chiến đấu trò chơi đã nhận được cực đại bổ sung giả thuyết chiến đấu kéo dài ra giả thuyết chiến tranh mô phỏng ngài có thể để làm quan chỉ huy đối với bộ đội tiến hành bố cục chiến thuật phân phối tự thể nghiệm chân thật chiến tranh tràng cảnh nên nguyễn kiện đồng thời có được sớm nhất kỳ một không pc phiên bản tuy nhiên công năng xa không bằng hệ thống mô phỏng cường đại nhưng đồng dạng có rất cao tính là chân thật Nói đơn giản cái đồ chơi này tựu là Red Alert chân nhân bản, bất quá Trần Húc đối với vật này cũng không có gì quá lớn hứng thú. PC bình đài trong khôi phục cỡ lớn game online tung hoành thiên hạ. Nên trò chơi từng liên tục 10 năm bị định giá thuộc nhất người chơi hoan nghênh game online, nên trò chơi thiết lập hùng vĩ, hình ảnh tinh mỹ. 2031 năm nên trò chơi toàn bộ thế giới đồng thời open beta về sau, sáng tạo ra cao nhất 100 triệu 5.000 vạn người đồng thời online, ổn định người sử dụng 4.000 vạn huy hoàng kỷ lục có thể nói game online sự kiện quan trọng. Nên trò chơi tổng cộng chia làm Đông Tây Phương hai đại hệ thống, bao hàm phần Đông Đông Tây Phương trong hiện thực lịch sử, văn hóa tri thức, hoàn mỹ thể hiện ngụ giáo vu nhạc trò chơi ước nguyện ban đầu. Mà nên trò chơi còn sáng tạo ra hạng nhất cao nhất kỷ lục là trò chơi chính giữa đạo cụ đơn giá lượng tiêu thụ cùng tổng lượng tiêu thụ, sáng tạo ra thế giới kỷ lục. 2034 năm, trong trò chơi một cái đấu giá hội ở bên trong, một kiện trò chơi đạo cụ dùng 897 vạn nhân dân tệ giá cả thành giao, sáng tạo ra thế giới kỷ lục. Trò chơi về sau đẩy ra BC bình đài giả thuyết ảo cảnh hệ thống ở dưới trò chơi, đem người sử dụng trực tiếp chuyển rời đến BC bình đài chính giữa, nóng nảy như trước. Nguyên lai like là game online à? Trần Húc cũng không thế nào ưa thích chơi game online, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không chơi game online. Năm đó truyền kỳ đại hỏa thời điểm, hay vẫn là tiểu thí hài Trần Húc tự đùa rất hừng hực khí thế rồi bất quá về sau đích thật là bởi vì chơi game online khiến cho thành tích hạ thấp, bị phụ thân lệnh cưỡng chế không được chơi, lúc này mới tu thân dưỡng tính không chơi đấy. Về sau lên đại học, trong đại học hiện tại không ít người tại chơi mộng ảo Tây Du à, World of Warcraft à, nhưng Trần Húc đều không có chơi, nguyên nhân chủ yếu là hắn bận quá rồi, sự tình quá nhiều không có thời gian chơi. Như tiểu ngạn mỗi ngày tựu là 8 giờ tối đúng giờ vào phó bản, thời gian này chuyển so sánh với khóa đều muốn mệt mỏi. Cho nên Trần Húc tự tạm thời đối với vật này không sao cả để hứng thú, hỏi tiếp còn gì nữa không. Còn có đồ vật gì đó, còn có tự là một ít bình thường xử lý nhuyễn kiện rồi, ví dụ như mới nhất phát ra khí, tương lai một ít điện ảnh. Ngài không phải muốn nhìn Transformer hay sao, đặc biệt giúp người khôi phục điện ảnh văn bản tài liệu, Ngài có thể trực tiếp chứng kiến Transformer bộ thứ 7 hoàn tất quyển sách. Nghe xong lời này Trần Húc nhịn không được lại đổ mồ hôi thoáng một phát, tương lai máy tính trinh là điểm này tốt. Nhưng vấn đề là cũng không thế nào tốt. Bởi vì như loại này tương lai mảng lớn à, trò chơi à, nhất là so sánh nổi danh cái chủng loại kia, một người xem hoặc là một người chơi đều không có ý tứ. Ví dụ như Trần Húc tựu sớm chơi Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4. Cái này trò chơi hiện tại còn không có có đem bán, nhưng trên cơ bản đã chế tác thành công rồi. Làm làm một cái chính thống tiên kiếm mê, Trần Húc đối với tiên kiếm nhị đại sau này ba khoản trò chơi đều là phi thường không hài lòng, nhị đại tựu là hâm lại nhân vật chính dĩ nhiên là Vương Tiểu Hổ, đời thứ ba mặc dù có cách tân nhưng là tình tiết cũng không tốt, thật buồn bực chính là tiên ba vô cùng nhiều âm vui sướng chẳng cảnh căn bản là không phối hợp, nghe cảm giác rất quái lạ mà ba truyền ra bên ngoài hỏi tình quyển sách. a à, hay vẫn là gọi hỏi đường quyển sách so sánh phù hợp, một cái mê cung có thể làm cho Trần Húc như vậy mê cung dân pro đi bên trên hơn một giờ, quả thực đều buồn bực chết rồi. Nhưng là tiên kiếm bốn, cơ hồ là hoàn toàn thoát ly năm đó tiên kiếm một đời bóng dáng, một lần nữa khai sáng một cái câu chuyện, câu chuyện vô luận là nội dung lên, hay vẫn là cảm tình hút mắc lên, đều bị người cảm giác mới mẻ gõ nhịp tán thưởng. Những thứ không nói khác, đơn nói tiên kiếm bốn tựu đã vượt ra sản phẩm trong nước APG trò chơi, nhân vật nữ chính cuối cùng cơ hội nhất định phải chết tại nhân vật nam chính trong ngực cái chủng loại kia máu chó sáo lộ, nhưng là hắn bốn gã nhân vật chính còn có cuối cùng boss huyền tiêu tầm đó, cái loại này ân tình tình bạn tình yêu hút mắc. Dùng động tính không kém gì, chút nào những cái kia nữ nhân vật chính chết mất tình tiết thậm chí còn hơn lúc trước. Nhất là chơi đến huyễn minh giới, thiên hà cùng mộng ly sắp cách lúc khác, trò chơi phối nhạc dĩ nhiên là tiên kiếm một chủ đề âm nhạc điệp luyến, lúc ấy cái loại này hai đời kinh điển trò chơi đan vào cảm giác, cái loại này làm làm một cái người chơi già dặn kinh nghiệp, phức tạp, mãnh liệt xúc động, cơ hồ khiến Trần Húc rơi lệ. Nhưng vấn đề là, như vậy một cái tốt trò chơi, như vậy một cái rung động đến tâm can, lại để cho người chơi qua về sau thì có đặc biệt nhiều muốn nói trò chơi. Trần Húc lại không thể đi tìm người khác tới chia sẻ. Bởi vì hắn mặc kệ lấy cái gì nguyễn kiện, cầm vài thập niên về sau trò chơi đi ra đều không có việc gì, người khác không biết, chỉ cho là đó là SMMS kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là tiên kiếm hàng loạt, hắn làm sao có thể đủ lấy ra. Huống chi tiên kiếm bốn rất nhanh muốn đem bán rồi, kết quả Trần Húc lúc ấy thiếu chút nữa nghẹn trở thành nội thương. Hắn có một bụng muốn cùng người khuynh thuật, hắn có mãnh liệt xúc động lại để cho quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết đều đến chơi cái trò chơi này, sau đó mọi người cùng nhau thảo luận, hắn có mãnh liệt xúc động muốn đi trên mạng phát bài viết, hy vọng cái búng thêm nữa. Bạn trên mạng người chơi cộng minh, nhưng là hắn không thể làm như vậy, bởi vì ngoại trừ trò chơi chế tác tiểu tổ người, chỉ có Trần Húc một cái chơi đùa cái này trò chơi. Nếu như hắn không muốn làm cho người khác biết rõ hắn là xuyên Việt, hắn đề cũng không thể đề. Loại cảm giác này, rất không thoải mái, cổ nhân nói độc nhạc nhạc cùng chúng nhạc nhạc, sơ vui cười. Trần Húc một người độc nhạc nhạc, phát hiện mình đều nhanh vui thành ngu ngốc rồi. Cho nên hiện tại Transformer 2 cũng đồng dạng, hắn ngược lại là rất muốn nhìn, nhưng vấn đề là xem thì đã có sao. Chỉ có thể một người mò mẫm vui cười, không có ý nghĩa, cuộc sống như vậy quá không có có ý tứ rồi. Còn gì nữa không, sau đó tạm thời sẽ không có, nếu như bất quá những thứ khác nguyễn kiện ta sẽ cùng ngài báo cáo đấy. Trần Húc N thoáng một phát, tiểu mẫn còn nói, bất quá ngài huấn luyện mấy ngày nay, căn cứ phân phó của ngài là đừng cho SMMS sự tình quấy rầy ngươi, cho nên máy truyền tin bên trên có rất nhiều tin tức, ta đều không có thông chi ngài, ngài hiện tại có thể xử lý thoáng một phát nhìn xem. Trần Húc lúc này mới nhớ tới, lúc ấy Trần Húc vì giảm xuống mở hát đối với chuyện này lực ảnh hưởng, lại để cho cái kia thân phận một mực biến mất một thời gian ngắn. Chẳng qua là khi lúc lại để cho hách hái quốc cho bọn này các học sinh gửi vài món áo chống đạn tới, về sau cũng bởi vì Trần Húc một mực muốn tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa tiến hành huấn luyện, cho nên căn bản không đếm xỉa tới hội những này việc vặt rồi chắc hẳn hiện tại máy truyền tin bên trên có lẽ có rất nhiều người tìm đến mình a à. cái này máy truyền tin an toàn tự nhiên là không thể nghi ngờ cho nên trần húc căn bản không cần lo lắng người khác tới truy tung hắn nghênh ngang leo lên máy truyền tin a à, tin tức quả nhiên không ít có mấy cái là tới từ ở ích tổ chức cái này cái tổ chức đối với mh biểu đạt chí cao cảm tạ chi tình bề ngoài giống như bọn hắn đang nghiên cứu một loại dược vật lấy được đột phá tính tiến triển được rồi Trần Húc rất cổ quái cười cười, muốn dựa theo cái kia thế kỷ đại âm mưu, bày kế văn án nghiên cứu ra thứ đổ vật nhưng thật ra là rất bình thường, nhưng là nghiên cứu đến cuối cùng, bọn hắn mới hội phát hiện mình trước khi làm hết thảy đều là vô dụng công. Nói đơn giản thoáng một phát cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế. Cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế kỳ thật vừa lúc mới bắt đầu cũng không phải âm mưu, bày kế, mà là rất nhiều phi thường nổi danh các khoa học gia thông qua đối với thần học nghiên cứu, sau đó thay vào đã đến bọn hắn riêng phần mình ngành học chính giữa. Ý của bọn hắn là, dùng khoa học để giải thích thần thoại, dùng khoa học đến chế tạo thần linh. Những này nhà khoa học đã nắm giữ rất nhiều căn cứ chính xác theo. Ví dụ như đơn giản nhất một cái, cũng là hiện tại học thuật giới chỗ công nhận, có quan hệ Đại Hồng Thủy truyền thuyết. Tại toàn bộ thế giới từng cái dân tộc địa thần thoại chính giữa, đều ghi lại trong truyền thuyết Đại Hồng Thủy. Ví dụ như Trung Quốc Đại Vũ Trị Thủy, Tây Phương Noê Thuyền Cứu Nạn Chờ Chờ. Các khoa học gia cho rằng loại này thần thoại truyền lưu nhưng thật ra là nguyên ở nhân loại đám tổ tiên bọn họ bị gặp kỳ băng hà thời kỳ cuối, toàn cầu sông băng hòa tan, mặt biển bay lên, cho nên từng cái dân tộc địa tổ tiên đều đã tao ngộ đại hồng thủy, biên soạn thành thần thoại truyền lưu đến nay. Cái này là một loại rất điển hình địa phương, dùng khoa học để giải thích thần thoại thí dụ, đương nhiên còn có rất nhiều, nhưng là cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế mục tiêu cũng không phải tại ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Trở lại như cũ năm đó thần thoại bởi vì này phê làm nghiên cứu người phần lớn là vật lý, sinh vật, hóa học chờ chờ phương diện chuyên gia, bọn hắn cũng không phải nhà lịch sử học. Bọn hắn muốn làm cũng không phải trở lại như cũ một cái chân thật nhân loại lịch sử phát triển, mà là dùng bọn hắn nắm giữ tri thức, đi lại sáng tạo một cái trong truyền thuyết thần thoại thời đại. Ví dụ như thần linh lực lượng địa nguồn suối, trong truyền thuyết thiên sứ vì cái gì mọc ra cánh. Kỳ thật những vật này tại trên lý luận cũng có thể thông qua gen cải tạo phương thức để hoàn thành. Phải biết rằng nhân loại vô số gen đoạn ngắn đều là còn không có có bị phá giải, nam nhân cùng nữ nhân tranh lệch bất quá cũng là bởi vì một đầu nhiễm sắc thể bất đồng mà thôi. Còn có não vực khai phát, trong truyền thuyết thượng đế cấm khu. Vân vân và vân vân, những điều này đều là cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế nghiên cứu mục tiêu. Quả thật, bọn hắn nghiên cứu ra một ít gì đó, rất tốt đồ chơi. Ví dụ như tại nơi này kinh thế đại âm mưu, bày kế trong tựu ghi lại một loại nhiên liệu. Chỉ cần vài giọt cao nồng độ địa nguyên dịch, hỗn vào trong nước về sau có thể biến thành xăng. Cái này là điển hình ngụy khoa học một trong, nước biến dầu. Có quan hệ nước biến dầu giả tin tức nhiều không kể xiết, thậm chí còn có tiếng người xưng có thể lợi dụng vứt đi túi nhựa chế tạo xăng. Vân vân và vân vân, cũng đã được chứng thực cái này hoàn toàn là ngụy khoa học, hoàn toàn là gạt người xiếc. Nhưng là tại kinh thế đại âm mưu, bảy kế chính giữa, loại này nước biến dầu là có thể thực hiện địa phương. Đúng vậy, dùng loại phương pháp này chế tạo ra đến cao nồng độ nhiên liệu nguyên dịch hỗn vào trong nước về sau, hoàn toàn chính xác có thể cho ô tô khai. Nhưng là, khai hết về sau ô tô động cơ tự triệt để báo hỏng rồi. Đây là điển hình không có có tác dụng gì nghiên cứu. Cái này là kinh thế đại âm mưu, bày kế được xưng là âm mưu, bày kế nguyên nhân thực sự chỗ rồi. Bởi vì này đám người điên các khoa học gia nghiên cứu ra đến đổ vật. Bọn hắn thành quả thật là nhiều, bọn hắn cũng tự nhận là loại này thành quả đủ để cải biến nhân loại phát triển lịch sử nhưng là sau này mặt địa sự thật chứng minh loại này thành quả hết tất cả đều là gân gà đúng vậy gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc ví dụ như đơn giản địa cái kia nước biến dầu phát minh cái loại này nguyên dịch địa giá trị chế tạo đắt đỏ đã đến chỉ cho phép tại phòng thí nghiệm chính giữa sinh sản sản xuất hơn nữa đối với động cơ có không thể nghịch tổn thương loại vật này làm sao có thể đủ phổ cập còn có trong truyền thuyết luyện kim thuật đơn giản nhất một cái phương pháp sử dụng oanh kích nguyên lý có thể oanh mất một ít kim loại bên trong đích hạt nhân, khiến cho biến thành hoàng kim, nhưng vấn đề là loại này hoàng kim giá trị chế tạo quá mắc. So bình thường hoàng kim muốn mắc hơn gấp 10 gấp trăm lần. Những vật này hoàn toàn là không có bất kỳ ý nghĩa nghiên cứu. Nhưng rất nhiều tên điên các khoa học gia làm không biết mệt. Kỳ thật Trần Húc đối phó ích tổ chức một chiêu này, thật là đánh bậy đánh bạ. Bởi vì ích tổ chức chính giữa rất nhiều người đều là loại này tên điên nhà khoa học. Hơn nữa Trần Húc còn một điều cũng không biết, Tiểu Mẫn cũng chưa nói cho hắn biết đấy. Cái này ít tổ chức, kỳ thật tựu là tương lai thế kỷ đại âm mưu, bày kế người phát khởi. Ít trong tụ tập cái thế giới này cường đại nhất nhà khoa học, mà càng như vậy nhà khoa học càng dễ dàng điên. Trần Húc trong tay phần này tư liệu, tắc thì đúng lúc là bọn hắn chính giữa một ít người từng có nghĩ cách. Nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu tốt thứ đồ vật, cho nên khi bọn hắn chứng kiến phần này tư liệu về sau, lập tức tự hiện ra một loại tri âm cảm giác. Hơn nữa MH hát cường đại như vậy, cũng làm cho bọn hắn đã có tin tưởng, đối với tương lai tin tưởng. Cho nên Trần Húc như vậy đánh bậy đánh bạ, nhưng thật ra là làm đúng rồi. Vừa vặn lại để cho ích tổ chức sớm tiến vào đến kinh thế đại âm mưu, bày kế nghiên cứu chính giữa. Nếu như hắn không làm như vậy, như vậy căn cứ trong lịch sử vốn có quỹ tích. Tại năm 2010 tháng 7 phần, ích tổ chức chính giữa phí xá nhĩ tiến sĩ liền đem nghiên cứu ra dầu nhiên liệu số 1, thì ra là cái loại nầy nước biến dầu nhiên liệu do đó giải khai thế kỷ đại âm mưu, bày kế mở màn. Cho nên hiện tại Trần Húc đối với ích nghiên cứu ra cái gì đó hoàn toàn tự không có ý kiến, bởi vì vì bọn họ nghiên cứu ra đến, khẳng định đều là cuối cùng được chứng minh là gân gà đồng dạng đồ vật, sẽ không do đó đề cao ích thực lực, điểm ấy Trần Húc đối với tiểu mẫn có lòng tin. Đối với lịch sử có tín kế tiếp là hách ái quốc đấy, hách ái quốc ngược lại là không sao cả nói nhảm, trực tiếp cầm điểm bọn hắn không cách nào giải quyết vấn đề tới thỉnh Trần Húc hỗ trợ giải quyết. Loại chuyện này trên cơ bản đều là máy vi tính phương diện nan đề, Trần Húc trực tiếp ném cho Tiểu Mẫn đi hoàn thành, sau đó cho hắn hồi phục tới. Bởi vì gần đây liên tiếp chuyện đã xảy ra lại để cho Trần Húc cảm thấy, chính mình cái MH thân phận thật sự là càng ngày càng hữu dụng. Cho nên muốn cùng quân đội cùng quốc gia quan hệ duy trì tốt mới được. Hách ái quốc về sau là Lam Sắc bảo bối, quản bình chiều bọn người phát tới địa tin nhắn. Hỏi hơn là lần này hacker giải thi đấu sự tình, ý của bọn hắn là muốn cho MH đảm đương ban giám khảo hoặc là nói làm cái trên danh nghĩa khách quý các loại thậm chí có ý kiến là nếu như trần húc đồng ý như vậy lần này hacker giải thi đấu có thể trang bị thêm một cái giải thưởng cuối cùng chiến thắng người có tư cách cùng smms tiến hành một hồi đối thoại hoặc là thỉnh giáo một cái có quan hệ máy vi tính phương diện vấn đề hay là người có thể cho bọn hắn một cái khiêu chiến mở hát cơ hội đương nhiên điều này cần đạt được trần húc đồng ý vừa nhìn thấy những lời này trần húc tự vui cười méo mó rồi lòng hư vinh à muốn lý giải mọi người là có lòng hư vinh địa à. Dù là hoặc nhiều hoặc ít, đều có một điểm à. Loại làm này thế nhưng mà sâu sắc thỏa mãn trần húc lòng hư vinh à. Bởi vì Lam Sắc bảo bối nói, bọn hắn đều dùng tuyển thủ thân phận tới tham gia lần này trận đấu. Như những này đỉnh cấp hacker cũng chỉ là tuyển thủ, mà Trần Húc lại với tư cách cuối cùng boss, loại cảm giác này, thoải mái à. Vì vậy Trần Húc thật sự cũng rất muốn như vậy đáp ứng, nhưng chứng kiến Lam Sắc bảo bối, quản bình chiều đầu của bọn hắn như đều không có sáng, đoán chừng không online. Dù sao bây giờ là trong đêm ba chọn, nghe nói quản bình chiều thật là tự hạn chế một người. Mỗi ngày đều là đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, mà Lam Sắc bảo bối đại tỷ cũng là có gia đình người rồi, đoán chừng cũng sẽ không biết qua thức đêm. Tuy nhiên Trần Húc biết rõ, dùng thực lực của bọn họ nhất định là có thể đem máy truyền tin cùng điện thoại liên hệ, chỉ cần hắn phát tin tức. Điện thoại di động của bọn hắn lập tức tự có thể có được nhắc nhở sau đó trước tiên online nhưng là Trần Húc không muốn quấy rầy bọn hắn. Cần gì chứ. Lúc này thời điểm Trần Húc tại máy truyền tin bên trên thấy được một người danh tự. A, à, Tráng Niên sớm mập đồng học. Hắc hắc, đầu của hắn như là chỗ sáng hẳn là online đấy. Nghĩ đến đây Tráng Niên sớm mập lập tức muốn cùng hợp tác với mình tham gia lần này hacker giải thi đấu. Trần Húc đã cảm thấy rất hí kịch hóa, cho nên hắn quyết định trước đùa giỡn người này dừng lại. Một chầu. A, à, nói không chừng thu cái đổ đệ đâu này. Hắc 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 hắc. Như vậy trọng tử ngữ là được đồ tôn của mình rồi. Ai nha nha, sảng khoái sảng khoái, nghĩ đến đây sự tình Trần Húc đã cảm thấy rất thoải mái, rất thoải mái. Kỳ thật Trần Húc tính cách có phần có điểm giống tuyệt đại song kiêu bên trong cái kia 10 đại ác nhân một trong bạch vui vẻ. Ngoại hiệu hại người không lợi mình, chỉ cần hắn cảm thấy có thể để cho người khác phiền muộn trò đùa dai, dù là chính mình một điểm chỗ tốt đều không có, hắn cũng sẽ biết vui với đi làm bên trên như vậy một làm. Nói thí dụ như A, à, tại trường cấp 3 thời điểm, có một lần phụ mẫu rất tiêu xái đi Hải Nam du lịch một tuần lễ. Cho Trần Húc ném đi mấy trăm khối tiền lại để cho hắn mỗi ngày chính mình mua lấy ăn. Kết quả cái kia một tuần lễ Trần Húc thời gian qua chính là rất không thoải mái, bởi vì trong tiệm cơm đồ vật này nọ nào có mẹ đốt mới tốt ăn à. Hơn nữa nghĩ đến đây đúng, n, nói gian phu dâm phụ có thể hay không đại bất kính. Dù sao cái này đối với Uyên Ương chính mình chạy mất, đem nhi tử cho ném xuống dưới. Như vậy không đến điều sự tình phụ mẫu trải qua vô số lần cho nên một bên cảm thán lấy chính mình quăng sai thai địa trần húc một bên liền suy nghĩ lấy, muốn cho phụ mẫu một cái trả thù. Vì vậy, chờ phụ mẫu sau khi trở về, trần húc tìm một cái rất buồn nôn lý do. Xem quỷ phiến rồi, muộn một cái đằng trước người ngủ sợ hãi. Sau đó hắn đơn giản chỉ cần chen đến phụ mẫu trong phòng ngủ đi, một lách vào chính là một cái làm hại phụ mẫu một tháng không có qua bình thường sinh hoạt tình dục, cuối cùng phụ thân con mắt đều tái rồi. Bất đắc dĩ đành phải cùng Trần Húc chịu nhận lỗi, sau đó cho hắn mua một cái mới nhất PSP, Trần Húc mới buông tha hai người bọn họ. Cho nên khi Trần Húc chứng kiến tráng nhiên sớm mập thời điểm, cái kia cái vui cười à, nghĩ thầm hiện tại trước thu tiểu tử này làm đồ đệ, sau đó chờ một ngày kia, thực lực của mình vậy là đủ rồi, thân phận có thể rõ ràng thời điểm, cho hắn biết mờ hát, cái kia cái mỗi ngày hô sư phó người dĩ nhiên là chính mình, à, thoải mái quá thay, thoải mái quá thay. Nghĩ tới đây Trần Húc tự kích động tiểu đệ đệ đều tại loạn run, hắn cho tráng niên sớm mập phát đầu tin tức đi qua đã chế thế như vậy người vẫn còn à audio điện tử võ tấn bền tráng niên sớm mập hiện tại đang tại chơi trò chơi hiện tại hắn tiên sĩ đã tốt nghiệp cũng là mắt gom góp lấy chạy ba người rồi nhưng vấn đề là hắn đối với nữ nhân không có gì hứng thú đừng hiểu lầm tráng niên sớm mập không phải gay hắn chỉ là không muốn tìm bạn gái như vậy quá không tự do vừa nghĩ tới lần trước thân cận chính là cái kia bạn gái động một chút lại lại để cho hắn cùng đi dạo phố, cái kia quả thực là. Ác mộng à, tráng niên sớm mập thà rằng ngồi tại máy vi tính mặt chơi trò chơi, hắn cũng không muốn đi thụ cái kia tội. Hơn nữa, hắn một cái tiến sĩ sợ hãi tìm không thấy bạn gái. Tuy nhiên cái thằng này thể trọng đã vượt qua 230 cân, hơn nữa còn là một đầu chọc, xem tựu không giống như là cái loại này có nữ nhân duyên đấy. Tráng niên sớm mập tên thật gọi là Dương Băng Thanh, hắn trước sau như một cho là mình băng thanh ngọc khiết, nói cha của hắn mẹ danh tự lấy thì tốt hơn. Nhưng một đại nam nhân gọi cái này tên, ách, có chút ác rồi. Cái lúc này tráng nhiên sớm mập đang tại chơi NBA, đùa rất happy. Hắn chơi trò chơi đích thói quen đều là quan quy quan dịch vụ Internet, nhưng là hồng khách liên minh trong đất bộ thông tin nguyễn kiện nhưng lại khai, bởi vì hồng khách trong liên minh thường xuyên hội có một số việc. Mà ngoại trừ cái này máy truyền tin bên ngoài, hắn còn mở một cái thông tin nguyễn kiện, mặc dù nhưng cái này thông tin nguyễn kiện bên trên chỉ có một người, nhưng chỉ cần hắn lên mạng thời điểm. Hắn sẽ mở ra, đó là cùng SMMS liên hệ chuyên dụng Nguyễn Kiệt toàn bộ thế giới có cái này Nguyễn Kiện người nhiều nhất hai tay có thể đếm được tới. Tuy nhiên tráng niên sớm mập chỉ cùng SMMS một mình tán gẫu qua một lần, nhưng là cái này đầy đủ hắn dùng đến nói khoác. Không thấy hồng khách liên minh chính giữa rất nhiều người, đều ghen ghét hai mắt đỏ lên, nhưng là không ai dám tìm hắn muốn cái kia thông tin Nguyễn Kiện đấy. Bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ, SMS không thích quấy giày, muốn tìm hắn, tốt nhất địa cũng là duy nhất phương pháp tự là ngồi ở chỗ kia chờ hắn tới tìm ngươi. Cái này máy truyền tin rất đơn sơ, không giống quy nhiều như vậy công năng, nhưng là tính an toàn so ứng dụng QQ không biết cao bao nhiêu. Thông qua đơn giản nhất địa thiết trí, tráng niên sớm mập đem máy truyền tin có tin tức lúc thanh âm văn bản tài liệu thay đổi. Thay đổi cái rất lớn âm nhạc, chỉ có điều cái này âm nhạc cho tới bây giờ không có vang lên mà thôi hắn làm như vậy đều chỉ là vì SMMS tìm hắn địa thời điểm. Vạn nhất hắn tại chơi trò chơi địa thời điểm SMMS đột nhiên tìm hắn. Trò chơi thanh âm quá lớn hắn không nghe thấy, đây chẳng phải là quá buồn bực, cho nên hiện tại tráng niên sớm mập vừa mới chuẩn bị dùng diêu minh chơi không trung tiếp sức xem đăng tay không nhét bóng vào rổ địa thời điểm. Đột nhiên âm nhạc vang lên, tráng niên sớm mập sửng sốt một giây đồng hồ về sau kích động địa khẽ run rẩy Ngao địa một tiếng trực tiếp ăn ép bốn thối lui ra khỏi trò chơi. Chứng kiến máy truyền tin bên trên cái kia đã lâu tên chữ bắn ra một câu Đã chế thế như vậy Người vẫn còn à Tráng niên sớm mập kích động địa ngao địa một tiếng sói chu Vội vàng trả lời Lại địa lại địa phương Lão đại à Ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi Một kích động Còn gọi lộn số hai chữ Hắn có thể không kích động sao SMS lão đại hỏi hắn đã chế thế như vậy vì cái gì vẫn còn Trời à SMS lão đại như vậy quan tâm hắn à Lần này từ tụ lại để cho tráng nhiên sớm mập cảm thấy vị này lão đại đã có như vậy vài phần nhân tình vị. Không phải cái loại này cao cao tại thượng địa thần nữa à. Nhưng tráng nhiên sớm mập nào biết được bên kia Trần Húc Chính vui cười ôm bụng tại cuồng tiếu. Hắn trả lời, a à, ta mấy ngày gần đây nhất có việc, cho nên một mực không có cơ hội lên mạng. Vừa rồi mới nhìn đến tin tức, hồng khách liên minh muốn làm hacker giải thi đấu sao. Tất nhiên đúng vậy, tráng nhiên sớm mập vội vàng trả lời, chúng ta muốn mời lão đại ngài để làm cái ban giám khảo hoặc là nói tự là khách quý các loại. a à, cũng không biết lão đại ngài có thời gian hay không. kỳ thật cũng hoa không có bao nhiêu công phu đấy. ý của chúng ta phải vì bồi dưỡng Trung Quốc mới một đời hacker tăng cường đám bạn trên mạng đối với máy vi tính yêu thích. Đề cao Trung Quốc hacker chỉnh thể thực lực, cho nên hy vọng mượn nhờ thoáng một phát ngài lực ảnh hưởng. ngài hoặc là có thể cho đám tuyển thủ một cái cơ hội, ví dụ như n hoặc là cuối cùng địa xuất sắc người có thể hướng ngài tiến hành một hồi khiêu chiến, đương nhiên chúng ta tin tưởng không có người có tư cách khiêu chiến ngài. Cho nên cơ hội này cần ngài cấp cho, sau đó lại cho một ít chìa hạt cũng dễ làm thôi. Tráng niên sớm mập gõ đoạn văn này thời điểm có thể nói là châm từ trước câu, sợ bởi vì chính mình không nghĩ qua là một câu chọc giận tới vị gia này. Tuy nhiên nghe nói SMMS đối với mình người là phi thường chiếu cố đấy. Nhưng vấn đề là hắn có tính không là SMMS người một nhà nhưng là bên kia rất mau trở về phục rồi, tốc độ rất nhanh, bởi vì chỉ có một chữ, tốt. Chứng kiến cái chữ này, tráng niên sớm mập nhịn không được kích động thổ huyết. Hắn còn có chuẩn bị rất nhiều lời kịch muốn dùng để thuyết phục vị gia này đâu rồi, nhưng sao có thể nghĩ đến hắn vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Hắn chuẩn bị bục từ, chủ yếu là lần này hacker giải thi đấu địa những cái kia cương lính, dù sao hồng khách trong liên minh cũng có chính phủ cơ quan, ghi cái loại này giọng chính địa công văn cùng ăn cơm đồng dạng, tùy tùy tiện tiện hai câu nói có thể mang lên toàn dân đại nghĩa phạm trù, tiểu cây á. Nhưng những này lời kịch đều là không có cơ hội dùng, bất quá tráng niên sớm mập trong nội tâm nhưng lại trong bụng nở hoa. Vì sao, bất kể thế nào nói, đem SMMS thỉnh tới người là hắn à? Đây chính là vô cùng có mặt mũi một việc, về sau hồng khách liên minh bên trong, những người kia cũng muốn đối với hắn lau mắt mà nhìn, nếu vị gia này lại có thể cho mình truyền thụ cái một chiêu nửa thức đấy, chật chật. Vậy thì thật là hưởng thụ vô cùng rồi. Vì vậy Tráng niên sớm mập vội vàng nói, "Đa tạ đa tạ. Thật sự là quá cảm tạ ngài, chỉ cần ngài ra mặt, ta tin tưởng rất nhiều người trẻ tuổi đều đem tinh lực tập trung ở máy vi tính ngành sản xuất, nói không chừng lần này hacker giải thi đấu có thể vì chúng ta Hồng khách liên minh khai quật ra một đám nhân vật mới, hoặc là tương lai tiềm ẩn lực lượng đây này." "A, à, lời này tiểu quá để mắt ta rồi, kỳ thật ta cũng không có làm qua cái gì. Cho dù có, đó cũng là các người Hồng khách liên minh công lao." Năm trăm năm mươi lăm lão đại ngài thật sự là quá khiêm tốn. Tráng nhiên sớm mập kêu lên, ngài không biết hiện tại tại thần tượng lực lượng à. Thần tượng khu vực đầu tác dụng là phi thường phi thường đáng sợ đấy. Ngài biết không, hiện tại trên Internet có bao nhiêu ngài fan hâm mộ hậu viện đoàn à. Có bao nhiêu đệ tử bởi vì ngài mà thích máy vi tính. Không phải chơi trò chơi, mà là bắt đầu học tập máy vi tính kỹ thuật. Những thứ không nói khác, theo ta thân thích ra nhất tiểu hài, năm nay cấp 3 hắn tự nói bọn hắn trong lớp rất nhiều người đều muốn khảo thi khoa máy tính, cũng là bởi vì ngài à. Ách, cho dù Trần Húc ra mặt dù dày, lời này nói cũng có chút lại để cho hắn có chút ngượng ngùng. Bất quá khoa máy tính cũng không tệ, tối thiểu học được điểm kỹ thuật về sau về sau có thể sử dụng đến địa phương rất nhiều, bất quá ti nghiệp. Mệt mỏi à, công tác về sau thời gian cũng không thế nào sống khá giả à. Dù sao đỉnh cấp cao thủ tựu như vậy một ít người mà thôi. Bất quá thật muốn nói, Trần Húc cũng biết trên mạng những cái kia SMMS hậu viện đoàn, xa không nói. Tự cái kia cái biểu muội vương minh mị tiểu nha đầu, tự là một cái trong số đó, SMMS trung thực fan hâm mộ. Mà thần tượng địa lực lượng cũng là rất lớn, SMMS cũng đích thật là tại gián tiếp thôi động người bình thường cùng máy vi tính tầm đó địa trao đổi cùng liên hệ. Nhất là trải qua tất cả tạp chí lớn báo cáo cùng trường thiên mệt mỏi độc phủ lên về sau, rất nhiều người cũng cũng bởi vì sùng bái chính mình cho nên đi lên máy vi tính con đường này có lẽ bọn hắn chính giữa tương lai thật có thể đủ xuất hiện một đám chính thức hacker một đám có thiên phú hải tử cho nên đối với lời nói này trần húc tự không tốt bày tỏ thái độ rồi hắn chỉ có thể trả lời hy vọng như thế đi lúc này thời điểm trần húc lại đột nhiên đã có một cái ý nghĩ đem hán ngữ nói loại này hợp ngữ cho tuyên bố đi ra ngoài người châu á học tập hán ngữ nói hắn là tự mình trải qua loại này hán ngữ nói học tập là vô cùng đơn giản hơn nữa mau lẹ địa Đương nhiên Trần Húc cũng không lo lắng cái này ngôn ngữ tuyên bố đi ra ngoài về sau sẽ sử dụng được thực lực của người khác hết thảy tăng cường, do đó ảnh hưởng đến tiến bộ của mình tốc độ cùng địa vị. Bởi vì đây chỉ là một môn ngôn ngữ mà thôi, thật giống như hiện tại lưu hành ngôn ngữ C, VB ngôn ngữ đồng dạng. Hắn chỉ là một loại cùng máy vi tính tầm đó tiến hành câu thông ngôn ngữ mà thôi, chỉ có điều càng phù hợp người châu Á đích thói quen, càng phù hợp hán ngữ đích thói quen. Máy vi tính ngôn ngữ lớn nhất tác dụng tựu là lập trình, sử dụng hán ngữ nói có thể làm cho máy vi tính học tập người càng thêm xâm nhập, càng thêm đơn giản địa học tập lập trình ngôn ngữ. Nhưng là muốn trở thành một gã đỉnh cấp hacker, quang hội lập trình ngôn ngữ là không đủ đấy. Trần Húc tiến bộ sở dĩ nhanh như vậy, hán ngữ nói chỉ là tăng cường hắn lập trình năng lực, nhưng quan trọng nhất là. Trần Húc tại học hán ngữ nói thời điểm, gặp được không hiểu vấn đề có thể hỏi tiểu mẫn, lại để cho tiểu mẫn đến giải đáp, cứ như vậy từng bước một, gặp được một nan để phá được một cái, gặp được một cái không hiểu tri thức khối học tập một cái. Như vậy học tập tốc độ có thể không nhanh sao? Cho nên thật muốn nói, Hán ngữ nói bất quá chỉ là một cái thích hợp người châu Á học tập địa máy vi tính ngôn ngữ mà thôi. Nó cũng không phải trong truyền thuyết nắm bắt tới tay tựu vô địch thiên hạ thần khí, mà chỉ có thể coi là là một loại huyền môn chính tông trong đất công tâm pháp. Muốn trở thành cao thủ, vậy thì được khổ học, từng điểm từng điểm học tập, từng điểm từng điểm nắm giữ. Cùng học tập mặt khác máy vi tính ngôn ngữ không có gì khác nhau bất đồng duy nhất đúng là không cần đi nhớ những cái kia buồn nôn anh ngữ từ đơn rồi bất quá trần hút tự nhiên là sẽ không đem hán ngữ nói lập trình chính giữa một ít vượt qua thời đại đồ vật cho lấy ra những cái kia mới được là hắn chính thức yêu thế chỗ ví dụ như dùng hán ngữ nói biên soạn đinh ốc xong dây chuyển kết cấu chương trình những này là chắc chắn sẽ không lấy ra đấy nhưng là nếu như có thể lại để cho hán ngữ nói thay thế ngôn ngữ c trở thành người châu á học tập máy vi tính trụ cột ngôn ngữ chắc hẳn nhất định có thể đề cao toàn bộ Trung Quốc máy vi tính trình độ. Bất quá đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ, bởi vì rất nhiều người đối với những thứ khác máy vi tính ngôn ngữ sử dụng đã rất quen, lại để cho bọn hắn đột nhiên thay đổi, thay thế thói quen chỉ sợ sẽ rất khó. Nhưng nếu có cơ hội, Trần Húc cảm giác mình tối thiểu trước tiên có thể thử một chút. Cầm ai thử đâu này, trước mắt không phải là có một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm sao. Vì vậy Trần Húc tự nói ra, tráng niên sớm mập, người máy vi tính ngôn ngữ học tập chính là loại nào? Quen thuộc độ như thế nào? Tráng niên sớm mập không biết hắn tại sao phải hỏi vấn đề này, nhưng hắn còn trung thực trả lời nói, ta học chính là C, trình độ nha, tối thiểu bát cấp là có thể đã qua. C Trần Húc nhìn xem tựu tráng váng đầu muốn đánh người, hắn nói, cái kia trong tay của ta hiện tại có một cái chính mình ghi toàn bộ hán ngữ hình thức máy vi tính ngôn ngữ, chính mình dùng đến cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta kiểm nghiệm thoáng một phát chính mình ghi toàn bộ hán ngữ hình thức máy vi tính ngôn ngữ. Nếu như là người khác nói lời này tráng niên sớm mập nhất định sẽ rất khinh bỉ hắn, mặc dù nói loại ý nghĩ này là tốt, nhưng là độ khó quá lớn. Chữ hán dùng để tiến hành máy vi tính thao tác thật sự là quá khó khăn, quá phức tạp đi, tuyệt đối không phải một người, hoặc là một quần thể có thể làm tốt. Bởi vì máy vi tính ngôn ngữ nhằm vào đúng là không cùng một, tự chủ phán đoán năng lực hoàn toàn là loại này rất cơ giới hóa bộ dạng. Mà hán ngữ chính giữa từ ngữ quá nhiều quá phức tạp, cho dù là anh văn biên soạn hình thức, đó cũng là dùng rất nhiều quy phạm ngữ câu đấy. Nhưng là SMMS nói như vậy, tráng niên sớm mập tụ không thể không tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi vì danh dự, vị gia này lấy ra đồ vật, tuyệt đối không có thứ phẩm. Mỗi đồng dạng đều là cực phẩm, đại biểu một cái lĩnh vực đỉnh phong thành tựu. Hắn không phải một người, hắn khẳng định không phải một người, ngoại trừ thần bên ngoài, không có bất kỳ người có thể tinh thông nhiều như vậy phương diện đồ vật. Cho nên tráng niên sớm mập cũng có chút sửng sốt, nhìn xem SMMS cho mình phát tới một file. Vậy hẳn là là một cái lập trình ngôn ngữ hoàn cảnh. Thì ra là chuyển đổi khí, là đem loại này ngôn ngữ chuyển đổi vi máy móc mã, má, lại để cho máy vi tính thức những vật khác. Trần Húc cho tráng niên sớm mập, là hán ngữ nói sơ cấp nhập môn tri thức, cao cấp còn không có cho. Bởi vì vi cao cấp vô cùng nhiều lời nói tựu là trực tiếp biên soạn tương lai cái loại này đinh ốc kết cấu, hoặc là mặt khác kết cấu chương trình dùng, Bất quá tại sơ cấp hán ngôn ngữ học đến ở chỗ sâu trong về sau, cũng có thể biên soạn mới kết cấu máy vi tính chương trình rồi. Sớm nhất kỳ, phục thức kết cấu, đánh cho đơn giản cách khác, chúng ta bây giờ sử dụng thông thường chương trình mô hình, đều là đơn giản nhất, dùng sinh vật đến ví von tựu là đơn giản nhất sinh vật đơn tế bào. Hiện tại chương trình biên soạn hình thức quá mức chỉ một cùng buồn tẻ, một đầu một đầu, tối đa tăng thêm kết thúc công việc hô ứng nhiều lần lợi dụng. Đơn giản địa đơn cử ví dụ, thật giống như máy vi tính hứng thú tiểu tổ sớm nhất lúc bắt đầu chế tác kim dung bảy hiệp chuyện cái kia bản chế hàng nhái bản thời điểm. Gia nhập phán đoán cơ chế là phi thường mệt mỏi đấy. Nói thí dụ như, ít, thì ra là nếu như, cái này là lập trình câu nói chính giữa địa gây ra điều kiện, nếu như lựa chọn vâng. Như vậy nhảy chuyển tới đề N đi, nếu như lựa chọn hay không. Như vậy nhảy chuyển tới đề N1 đi, mà bất kể là N đi hay vẫn là N1 đi, đều là kế tiếp muốn tiến hành tình tiết. Mà ở lập trình trong tắc thì thường xuyên sẽ xuất hiện cái loại này lặp lại câu nói, ví dụ như lựa chọn hay không địa thời điểm, tình tiết chấm dứt, sau đó trò chơi nhảy chuyển tới mới bắt đầu giao diện. Loại này câu nói nhất định phải tại từng cái sự kiện cuối cùng đều muốn viết đến. Rất là khó khăn, hơn nữa có một chữ ghi sai, cái kia không thể vận hành. Nói cách khác, kỳ thật hiện tại lập trình phương thức rất đơn điệu, một chuyện kiện, tiếp một chuyện kiện. Mỗi chuyện này thật muốn xem kỳ thật đều là độc lập, thì ra là mỗi một chủng lập trình phương thức đều là độc lập tồn tại, chỉ có điều rất nhiều thuyên chuyển địa số liệu văn bản tài liệu là giống nhau mà thôi. Loại này lập trình địa hiệu suất muốn thấp nhiều, nhưng là đem làm Hán ngữ nói ra hiện trước khi, trên thế giới công nghiệp software cũng đã đã tiến hành một lần cách tân. Cách tân nội dung tựu là đem lập trình câu nói đơn giản hóa, sau đó giao nhau hóa. Thì ra là đem đơn tế bào lập trình phương thức biến thành nhiều tế bào, có thể tiến hành tế bào phân liệt đấy. Loại này cách mạng là phi thường cường đại nó sâu sắc đề cao nhuyễn kiện địa vận hành tốc độ cùng hiệu suất thấp xuống biên soạn địa phiền toái mà xa hơn sau vài thập niên loại này nhuyễn kiện kết cấu càng phát thành thục thời gian dần qua phát triển cuối cùng xuất hiện song minh ốc kết cấu cùng DNA đồng dạng cao cấp kết cấu tổ hợp đơn giản điểm mà nói hiện tại nhuyễn kiện là thẳng rất dài rất dài một căn tuyến cho nên lợi dụng hiệu suất thấp thể tích đại mà tương lai nhuyễn kiện kết cấu là có đặc biệt hình dạng lợi dụng hiệu suất chẳng những cao thể tích cũng thiểu đây cũng chính là cái kia khoản võ đạo ra trò chơi chỉ có 6 cái nguyên nhân, sau so World of Warcraft còn muốn nhỏ. Phải biết rằng, nếu như dựa theo hiện tại trò chơi hình thức đến bày ra, như vậy cái này trò chơi đâu chỉ 6 cái G, 600 cái G đều chưa hẳn đủ. Hán ngữ nói đối với ở hiện tại Trần Húc mà nói, nhất là tại sơ cấp phương diện, đã tịnh không đủ để cho hắn mang đến cái gì trợ giúp. Đương nhiên trong cao cấp hán ngữ nói Trần Húc cũng vẫn còn trong khi học tập, dưới mắt cho tráng nhiên sớm mập tư liệu, bất quá chỉ là nhập môn mà thôi coi như là một cái máy vi tính thiên tài, đối với phần này tư liệu đến xem, sở học đến đồ vật tối đa cũng tự là tương đương với hiện tại một ít trong cao cấp lập trình viên. Cho nên thứ này đối với Trần Húc mà nói đã là lạc đơn vị rồi, xem như hắn chơi chán, bất quá tại người khác trong mắt nhưng lại cái bảo bối. Đối với những cái kia có lập trình trụ cột người cũng thì thôi, một lần nữa quen thuộc một môn ngôn ngữ cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Nhưng là đối với những cái kia sơ học giả mà nói, nhưng lại tin mừng. Tráng niên sớm mập lập trình kỹ thuật tuy nhiên không coi là đỉnh cấp, nhưng cũng đã rất cao, hắn cầm qua phần này tư liệu nhìn lướt qua. Cơ hồ là càng xem càng kinh hãi, có thể đem tiếng Trung Hoàn Mỹ thay vào máy vi tính ngôn ngữ, đây là một loại hạng gì đột phá. Phải biết rằng, năm đó máy vi tính vừa nghiên phát lúc đi ra, hoàn toàn là anh Văn Đích Thiên Hạ, mà người châu Á đánh vỡ lũng đoạn rốt cục có thể khiến cho máy vi tính biểu hiện ra chữ Hán, cái này cũng đã là một cái cự đại sự kiện quan trọng rồi mà cái này tiếng trung máy vi tính ngôn ngữ xuất hiện, thế tất đem trở thành thứ hai sự kiện quan trọng. cái này chính là sửa Trung Quốc máy vi tính lịch sử một cái bước ngoặt. từ nay về sau, Trung Quốc hài tử học tập máy vi tính cũng không cần đi lưng vác những cái kia buồn tẻ từ đơn đi học như kết những cái kia buồn tẻ công thức. tiếng mẹ đẻ học tập vĩnh viễn là tiếp nhận nhanh nhất một loại học tập phương thức. Tráng Niên sớm mập dựa theo trên tư liệu phương thức đã tiến hành một lần đơn giản lập trình. hắn làm một cái đơn giản số liệu mô hình dùng 5 phút đồng hồ. Cái tốc độ này không thể nói nhanh, nhưng là Tráng Nhiên sớm mập biết rõ cái kia là bởi vì chính mình đối với loại này ngôn ngữ còn chưa quen thuộc, nhưng là theo chương trình trên kết cấu đến xem, cái này cần phải so ngôn ngữ C muốn đơn giản nhiều, hơn nữa lại càng dễ thao tác nhiều. Nếu như nói lần này mô hình thành lập tính toán không được cái gì, bởi vì đây là Tráng Nhiên sớm mập hoàn toàn dựa theo giáo trình đi lên làm đấy thật giống như ngôn ngữ c sơ học giả dựa theo trên sách cho chương trình nguyên mã chiếu vào đánh một lần chỉ cần chữ cái không có đánh sai cũng có thể được ra kết quả nhưng là tráng niên sớm mập lại cảm thấy hắn dựa theo loại phương thức này đưa vào một lần hắn tự hoàn toàn lý giải cái này chương trình ý tứ mà thực sự không phải là nuốt cả quả táo như vậy nhớ kỹ một cái công thức mà thôi bất quá dùng tráng niên sớm mập máy vi tính trình độ cái này cũng không có gì hay khoe đấy cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông bất kể là hán ngữ nói hay vẫn là những thứ khác như ngôn ngữ c một loại đồ vật đều là một loại máy vi tính ngôn ngữ tinh thông lập trình tráng niên sớm mập lập tức tự có thể hiểu được đây cũng không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm địa sự tình nhưng là hắn lập tức tự căn cứ từ mình địa lý giải lại đã viết một đạo chương trình đạo này chương trình chính là hắn hoàn toàn thoát ly tư liệu thay đổi cái bịp bợm đến ghi được rồi bởi vì hán ngữ nói quy tắc hắn xem xét tự hiểu dựa theo loại này quy tắc hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo nhưng là thành công rồi tráng nhiên sớm mập cố nén tâm tình kích động tại trên bàn phím đập vào đều chúng văn địa máy vi tính ngôn ngữ lão đại ta không phải đang nằm mơ a à. ngài biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì ý nghĩa sao ngài cái này ngôn ngữ đủ thành thục sao hẳn là so sánh thành thục được rồi ta bây giờ đang ở sử dụng loại này ngôn ngữ tiến hành lập trình đang tiến hành mấy lần sửa đổi phần cùng chữa trị về sau Ta cho tới bây giờ còn không có có phát hiện cái gì bác." Lời này đương nhiên là Trần Húc ngực khoe khoang, bởi vì này khoản Hán ngữ nói vốn chính là tương lai thế giới, hơn nữa đã là phi thường thành thục ngôn ngữ rồi. Đương nhiên không có khả năng có bác, ta cái này máy vi tính ngôn ngữ ta xưng là Hán ngữ nói, tại ta đã tiến hành trường kỳ thí nghiệm về sau không có phát hiện vấn đề gì. Cho nên muốn muốn cũng nên là cầm lúc đi ra rồi. Vậy thì mượn nhờ lần này hacker giải thi đấu a chờ trận đấu chấm dứt về sau ta sẽ đem bộ này ngôn ngữ tuyên bố đi ra ngoài, hy vọng có thể cho Trung Quốc địa nhóm lập trình viên dùng trợ giúp. Cái này rất có trợ giúp, tráng niên sớm mập hận không thể gọi, hắn năm đó thế nhưng mà học máy vi tính tới, biết rõ học tập những cái kia buồn tẻ địa máy vi tính ngôn ngữ khổ, lão đại, ngài phải biết rằng, ngài cái này phát minh đủ để cải biến Trung Quốc máy vi tính sản nghiệp à. Đến lúc đó mỗi người đều rất nhanh đối với máy vi tính thao tác thượng thủ, đã có nhiều như vậy lập trình viên, cái này là tương đương có thể bồi dưỡng một nhóm lớn tương lai hacker nòng cốt à. Lão đại, ngài thu ta làm đồ đệ a à? ta cùng ngài lăn lộn được không, tiểu tử này rốt cuộc chủ động bái sư rồi. Trần Húc ngồi tại máy vi tính mặt cười nước mắt đều đến rơi xuống rồi. Hắn không thể chủ động đưa ra muốn thu đồ đệ, bởi vì cái kia quá không phù hợp SMMS thân phận, cho nên hắn dùng cái này hán ngữ nói đem làm mồi nhử lưỡi câu tráng niên sớm mập chính mình chủ động bái sư. Hắc 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 hắc, điều này thật sự là một kiện phi thường hép ghi sự tình à nhưng trần húc cũng không thể trực tiếp đáp ứng hắn rất lập lờ nước đôi trả lời của ngươi kỹ thuật không tệ ta cũng không cho rằng ta có cái gì có thể dạy cho của ngươi chứng kiến lời này tráng nghiên sớm mập tinh thần chấn động bởi vì SMMS cũng chưa xong toàn bộ cử tuyệt hắn à cơn tức này còn rất có thương lượng nếu là hắn nói hắn không thu đồ hoặc là chính mình tư chất không đủ vậy thì không có biện pháp rồi nhưng những lời này rõ ràng có thương lượng địa chỗ chống mà tráng niên sớm mập vội vàng nói, lão đại, không, sư phụ, ngài kỹ thuật cao như vậy, tùy tiện chỉ hạt hai ta hạ cũng tự ok rồi, ta cũng không tham lam đấy. Kỳ thật Trần Húc cũng không có thực ý định thu hắn làm đồ đệ, hắn cũng không có cái kia công phu đi giáo hắn. Chỉ có điều muốn treo cái tên thối hắn và trọng tử ngữ thoáng một phát. Vì vậy Trần Húc tự nói, ta bình thường bề bộn nhiều việc, đoán chừng không giúp được người cái gì, chẳng qua nếu như người có cái gì khó để, có thể cho ta nhắn lại, ta nhìn thấy về sau sẽ giúp ngươi giải quyết. Những lời này tựu là đáp ứng thu hắn làm đồ đệ rồi hả? Tráng niên sớm dài rộng hỉ, vội vàng kêu lên, sư phụ. Ha ha ha, ta đây về sau đã kêu sư phụ ngươi rồi. Sư phụ, ngài có biết hay không, nếu như không phải cách mạng lưới, ta nhất định phải đối với người ba khấu chín bái à? Đánh xong về sau lại có một đầu tin tức phát tới, không không không, bái sư chi lễ nhất định là muốn đấy. Ta cái này ba khấu chín bái, ta cái này đối với máy tính ba khấu chín bái sau đó sẽ không âm thanh rồi mà bên kia tráng nhiên sớm mập thật đúng là từ trên ghế nhảy xuống nằm dạp trên mặt đất rất là nghiêm túc đối với máy tính dập đầu ba cái ai nha nha trần hút cảm giác mình rất thiếu à tốt như vậy một chiếm tiện nghi cơ hội a à, người đối với máy tính dập đầu làm gì vậy à qua một hồi tráng nhiên sớm mập tin tức lại phát tới ha ha ta vậy mà đã bái mạng lưới chi thần vi sư sư phụ ta thật sự là thật cao hứng a à, cái này hắn ngữ nói hẳn là ta cái thứ nhất chứng kiến a không bên kia smms nhắn lại lại để cho tráng niên sớm mập mắt choáng váng ta trước khi đã cho trần húc xem qua rồi hắn cũng là đệ tử của ta N, người tuy nhiên niên kỷ so với hắn đại nhưng là dựa theo trước nhập môn vi đại quy củ người muốn gọi hắn một tiếng sư huynh không nói đến tráng niên sớm mập tại đâu đó đến cỡ nào phiền muộn a trần húc bên này là ha ha cười cười chạy đi ngủ đợi đến lúc này phơi nắng ba xào trần húc vỗ vỗ bờ mông rời giường thời điểm, đã là 10 giờ rồi. Mà ngoài cửa tắc thì truyền đến tiểu biểu muội vương minh mị tiếng cười, còn có mẹ thanh âm, ha ha, hai nha trưởng thành đại cô nương rồi, lại đẹp lên. Mẹ làm sao tới rồi hả? Trần húc mơ mơ màng màng đẩy cửa ra, tự chứng kiến trong phòng khách, mẹ lôi kéo tươi đẹp tay cười không biết đang nói cái gì, chứng kiến Trần húc tới, mẹ trực tiếp chính là một cái bạch nhãn cầu ném đi qua, danh con, buổi tối hôm qua uống rượu nhiều như vậy làm gì vậy? Vừa để xuống người đi ra, bây giờ còn có thể uống rượu đúng không? Trần Húc vuốt vuốt ngất đi đầu, cười hắc hắc nói, mẹ, ngày hôm qua thì nhìn thấy một vị học trưởng tương đối cao hưng rồi, cho nên uống hơi nhiều, không có gì, không có gì đấy. Hừ, mẹ hừ một tiếng cũng tự không nói, nàng cũng biết, như Trần Húc cái tuổi này hài tử thân thể tốt, đều có thể uống, đã không còn gì để nói đấy. Ngươi ngày hôm qua như thế nào không có nói với ta hai nha cũng với ngươi cùng một chỗ à, ta đều rất lâu không có gặp tiểu nha đầu này rồi. Trần Húc mẹ có chút bất mãn nhìn Trần Húc liếc nói, người cái này làm ca ca, về sau cần phải nhiều chiếu cố muội muội một điểm, nếu hai nha bị người cho khi dễ ta cần phải cho ngươi đẹp mắt. Trần Húc cầm lấy đầu cười hắc hắc, đêm qua tổ vừa vi hai nha đánh một trận đâu rồi, bất quá việc này đã vạch Trần đi qua, đừng nói rồi. Ngược lại là tiểu minh mị, lôi kéo Trần Húc mẹ tay dùng sức dao động, làm nũng nói, gì cả, người ta đã không nhỏ rồi, không muốn gọi nhân ra hai nha rồi, thật là khó nghe à. Trần Húc mẹ vỗ đầu, cười nói, ơ, ờ, tiểu nha đầu trưởng thành. Ừ, hảo hảo, không gọi hai nha, cái kia kêu tên. Đúng rồi ngươi tên gọi vương cái gì kia mà, Trần Húc cùng vương minh mị đều liếc mắt, cái này là thân thích à? Từ nhỏ gọi nhũ danh, liền tên thật đều có thể đem quên đi, mấy người cười hàn huyên một hồi, vương minh mỹ cùng trần húc đều rất có ăn ý cũng không nói gì đêm qua chuyện đã xảy ra dù sao khi bọn hắn cái tuổi này bọn nhỏ xem ra nếu như mình bên cạnh đã xảy ra một ít chuyện tự nói cho cha mẹ lại để cho cha mẹ để làm chủ khó tránh khỏi có loại tiểu hài từ tính tình cảm giác giống như lúc còn rất nhỏ bị người khác khi dễ về nhà tìm cha mẹ khóc lóc kể lể đồng dạng đợi một hồi trần húc mẹ tự đối với trần húc nói tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian tắm rửa đổi thân quần áo một hồi đi ăn cơm ngươi mấy cái hồng nhan chi kỳ ta đều giúp ngươi thông chi tôm luộc trần húc lại càng hoảng sợ vừa định nói ngươi thông chi các nàng làm gì vậy sau đó lập tức đã cảm thấy không đúng vội vàng đổi giọng nói ta nào có cái gì hồng nhan chi kỳ trần húc mẹ giống như cười mà không phải cười tốc độ phản ứng rất nhanh đó a à. hắc ngươi không thừa nhận cũng không được hai nha đều nói với ta căn phòng này ở bên trong ngoại trừ hai nha bên ngoài còn có bốn nữ hài tử a a đường bích hiên tiểu cô nương kia ta nhìn biết rõ các ngươi là vì giúp nàng mới làm một cái bánh ngọt điếm n còn có nàng cũng có bạn trai đi à nha người phòng ngủ hay sao a à, ta cùng một chỗ gọi tới rồi chỉ có điều mặt khác ba cái khuê nữ ngược lại là với người có chút thật không minh bạch quan hệ a à. trần húc rất dứt khoát hai mắt trắng dã nghĩ thầm cái này lão thái sau như thế nào cái gì cũng biết à hắn chừng tươi đẹp liếc nhất định là nha đầu kia nói lúc này thời điểm trần húc mẹ thở dài nhị tử à, người nhưng những năm qua. Đàm cái yêu đương, quyết định cùng với cùng một chỗ. Cũng là người tự mình làm chủ đấy. Phương diện này phụ mẫu không muốn cho người cái gì can thiệp, nhưng là, người bây giờ biết rõ người rốt cuộc là muốn cùng ai ở một chỗ sao. Muốn cùng ai cùng một chỗ. Trần Húc bỗng chốc bị vấn đề này cho hỏi mộng, quản dịch kiều mị động lòng người, thông minh lanh lợi. Cùng nàng cùng một chỗ vĩnh viễn không sợ không có chuyện gì cũng từ từ, vĩnh viễn không lo không có chuyện gì có thể làm, vĩnh viễn sẽ không nhàm chán. Hơn nữa như vậy một cái cực phẩm yêu nghiệt, đích thật là mỗi người đàn ông trong nội tâm tha thiết ước mơ mỹ nữ, những thứ không nói khác, chỉ là cái kia dáng người, chật chật. Trên mạng có nói chỉ cần là nam nhân, tiềm thức địa tựu sẽ thích bộ ngực đại nữ hài, những người khác trần húc không thế nào tinh tường, nhưng là tự lấy chính hắn mà nói. Quản dịch phương diện này chiếm điểm cũng không ít, cao hiểu tiết hoạt bát đáng yêu, bay lên không bị cản trở, nàng cùng Trần Húc hơi có chút nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ý tứ hàm xúc, nói thí dụ như có thể làm một trận chuyện xấu, cùng một chỗ hèn mọn bị ổi, như vậy địa nữ hài nhi tại bên người cũng không có khả năng tịch mịch, hơn nữa hai người tại máy vi tính phương diện đều có được cộng đồng yêu thích. Có thể cộng đồng tại một cái lĩnh vực bên trên cố gắng, bất luận là hacker hay vẫn là trò chơi. Chạm tinh điểm tĩnh an tường, ôn nhu thanh nhã, tuy nhiên lời nói không nhiều lắm nhưng là mỗi lần đã gặp nàng đều có một loại theo đáy lòng an tĩnh lại địa cảm giác. Cô gái như vậy nhi, Trần Húc thật sự không biết có lẽ đem làm nàng là cái gì, người yêu. Bằng hiểu, nhưng nếu để cho hắn ly khai chạm tinh, hắn cũng sẽ biết không nỡ. À à à, khó xử à. Nhìn xem Trần Húc vẻ mặt phát điên biểu lộ, Trần Húc mẹ thở dài, vỗ vỗ bả vai của hắn nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a à, mẹ ta dùng qua thân phận của người đến nói cho ngươi biết, nên ngừng không ngừng, phản thụ hắn loạn à. a à, mẹ ý tứ này là lại để cho chính mình chọn chọn một, nhưng là mình như thế nào tuyển bất quá khá tốt lúc này thời điểm trần húc cho phụ thân cũng gọi điện thoại kỳ thật trần húc cùng phụ thân địa quan hệ trước sau như một rất tốt dù sao nam nhân mà tầm đó vẫn có rất nhiều tiếng nói chung đấy phụ thân nhận điện thoại sau cũng rất xem thường nói đừng nghe mẹ của ngươi nàng hiểu cái cầu còn ngươi nữa mẹ là cái loại này đặc nữ quyền chủ nghĩa cái gì chọn một à ngươi bây giờ mới bao nhiêu ngươi có thể bảo chứng ngươi bây giờ tìm nữ hài tử tự là tương lai cái kia sẽ cùng ngươi cùng cả đời người sao cho nên nói nhi tử người bây giờ sách lược hẳn là phổ biến tung lưới trọng điểm vớt mẹ của ngươi bên kia ta sẽ nói với nàng tin tưởng đấy yên tâm lão bà ta vĩnh viễn ở sau lưng rất ngươi mà trên thực tế không cần trần húc phụ thân mà nói kế tiếp bữa tiệc lúc trần húc mẹ cũng có chút không biết làm sao rồi quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết đều là đúng hẹn tới hơn nữa rất rõ ràng địa ba nữ hài tử đều là tỉ mỉ cách ăn mặc một phen đương nhiên không có nùng trang diễm mặt, nhưng là tại trang phục bên trên đều có một phen đặc biệt địa chú ý cái này ba đóa hoa tươi tựa như nữ hài hướng chỗ đó ngồi xuống, Trần Húc mẹ cũng xem địa có chút quáng mắt, lúc này thời điểm nàng cũng hiểu được nếu như đổi lại là chính mình, chỉ sợ cũng rất khó làm ra lựa chọn. Quản dịch cùng cao hiểu tiết đều là Trần Húc mẹ bái kiến, nhưng là chạm tinh lại hay vẫn là nàng lần thứ nhất gặp. Sáng hôm nay thời điểm Trần Húc mẹ sẽ đem vương minh mị tiểu nha đầu cho thẩm dừng lại, một trầu, tiểu nha đầu này đối với chạm tinh tôn sùng đầy đủ, hiện tại vừa thấy, quả là thế. Nhà đầu kia tựu là rất nhạt nhưng đích ngồi ở chỗ kia, phi thường yên tĩnh nâng chung trà lên nước một chút uống, nhưng mỗi cái động tác đều là như vậy yêu nhã cùng mỹ quan, phảng phất nàng tựu là một bộ sống phong cảnh đồng dạng. Điểm này lên, quản dịch cùng cao hiểu tiết đều không có cách nào cùng nàng so sánh với. Nhưng là tại những phương diện khác, cái này hai cái nữ hài cũng mỗi người mỗi vẻ. Quản dịch trên mặt đã không có chút nào xấu hổ, biểu hiện của nàng giống như là một người bình thường nữ hài tử rất ngạc nhiên chứng kiến từng có duyên gặp mặt một lần hơn nữa nói chuyện rất đầu cơ hợp ý a à di dĩ nhiên là chính mình đồng học mẫu thân đồng dạng đối với chuyện ngày hôm qua chỉ chữ không đề cập tới nhưng là đang nói nhả cử chỉ lên xem xét giống như là tiểu thư khuê các vừa vặn đúng chỗ mà cao hiểu tiết hôm nay cũng rất rụt rè nhưng lại không luống cuống khi thì toát ra bay lên cảm giác cũng rất hợp trần húc mẹ khẩu vị thực khó xử à cho nên trần húc mẹ cũng do dự cảm thấy con cháu đều có con cháu phúc Loại chuyện này chính mình hay vẫn là không cần lo cho đi à nha Với tư cách một lần bình thường, dùng đồng học thân phận ăn cơm Lần này bữa tiệc tràng diện còn là phi thường hài hòa đấy Nhưng có trời mới biết mấy người trong lòng có cỡ nào khẩn trương Dù sao trần hút mẹ thế nhưng mà N, bà bà à, đối với một nữ hài tử mà nói Bà bà thật là đáng sợ tồn tại à Quản dịch đêm qua suốt đêm nhìn một bộ lão phiến bà tức sau chiều 70 hồi Kết quả hôm nay một chút cũng vô dụng bên trên Kỳ thật đây cũng chính là tương đương với một lần biến tướng gặp gia trưởng rồi, bất đồng chính là lần này gặp gia trưởng nữ hài tử đồng thời có ba cái, mà khi một số năm về sau, đem làm một màn này chẳng cảnh biến thành chính thức trên ý nghĩa gặp gia trưởng lúc, hồi tưởng lại hôm nay một màn, khi đó cảm giác tự cùng giờ này ngày này khác nhau rất lớn rồi. Hôm nay bữa cơm này giống như là một lần bình thường gia đình liên hoan, lại không thấy ăn trong lòng run sợ cũng không có quá phận nóng bỏng, chỉ là phút cuối cùng thời điểm Trần Húc mẹ vỗ vỗ quản dịch tay, thấp giọng nói một câu, giúp ta cảm ơn ba ba của ngươi. Ngày hôm qua nhìn thấy quản dịch về sau Trần Húc mẹ chạy tới đã điều tra thoáng một phát quản dịch thân phận. Lại phát hiện nàng cái gì đều điều tra không đi ra. Cái này so cha xảy ra điều gì càng làm cho người cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hiện tại Trần Húc trong nhà coi như là có nhất định được thế lực rồi, có thể vậy mà một điểm đồ vật điều tra không được, cái kia đã nói lên quản dịch trong nhà đích thật là có tiền khó có thể tưởng tượng. Tiến nhập cái này vòng tròn luẩn quẩn về sau Trần Húc mẹ mới biết được rất nhiều chuyện cũng không phải như chính mình trước kia biết đến như vậy nông cạn, rất nhiều đại phú đại quý người ta đều là không ở bên ngoài suốt đầu lộ diện, truyền thông lên, tin tức bên trên cũng rất ít có thể chứng kiến tin tức của bọn hắn. Nàng một chút hồi tưởng, lập tức sẽ hiểu, vì cái gì ngày đó quản dịch nói, nàng bạn trai cùng trong nhà nàng chênh lệch quá lớn. Nếu như cô bé này thật là cái loại này cổ xưa gia tộc chính giữa người thừa kế một loại, như vậy thật sự của nàng có tư cách nói những lời này cho dù Trần Húc mẹ tư tưởng hay vẫn là dừng lại tại gia đình bình thường như vậy, cũng không thế nào đi quan tâm môn đăng hộ đối vấn đề trình độ bên trên. Nhưng là nàng biết rõ, có một số việc nàng có thể không thèm để ý, nhưng là có người sẽ để ý, hơn nữa để ý người còn nhiều. Đối với những người kia mà nói, trong nhà mình mặc dù có chút của cải, nhưng xác thực còn chưa đủ lại để cho cái loại người này vừa ý. Hơn nữa còn một điều càng làm cho Trần Húc mẹ khó có thể tiếp nhận chính là, như loại này nữ hài tương lai tìm trượng phu, trên cơ bản đều thuộc về cái loại này về nhà chồng con rể tính chất. Nói cách khác đi qua về sau, nhà trai là không có gì quyền lực đấy. Về sau sinh ra hài tử cũng muốn họ quản, cái này đối với Trần Húc mẹ loại này truyền thống người đến nói, là dường như khó dùng tiếp nhận sự tình. Chỉ có điều, con cháu đều có con cháu phúc, hiện tại nàng cũng quan tâm không được. Nhưng là trước khi đi hậu, Trần Húc mẹ nhưng lại nói lý ra cùng Trần Húc nói một câu, tiểu tử, người ưa thích ai muốn kết hôn ai, điểm ấy lão nương đều quản không được. Nhưng là có câu nói ta đến làm cho ngươi biết, phụ mẫu bên này có thể cho trợ giúp của ngươi tự nhiều như vậy. Nếu như ngươi thật sự muốn kết hôn các nàng chính giữa cái nào, người phải hoàn toàn dựa vào chính ngươi rồi. Trần Húc cũng không biết mẹ ý tứ chân chính, điểm này Trần Húc mẹ cũng không có nói rõ ràng. Tại Trần Húc xem ra, mẹ nói như vậy ý tứ đại khái tựu là lại để cho chính mình hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên các loại, nhưng hắn kỳ thật không biết, mẹ có ý tứ là ám chỉ, nếu như hắn muốn kết hôn quản dịch, trong nhà hẳn là không có cách nào cho hắn cái gì ủng hộ rồi, mà hắn duy nhất hy vọng, tự là ở đằng kia vị mạng lưới chi thần, SMMS trên người. Chó dại khắc tinh cái này dược vật chính thức lai lịch chỉ có Trần Húc phụ mẫu mơ hồ có thể đoán được một điểm, bởi vì vì bọn họ đối ngoại tuyên truyền vật này là lai nguyên ở một bản sách cổ lên, nhưng là trên thực tế chỉ có hai người bọn họ mới biết được loại này dược vật nhưng thật ra là nhi tử không biết từ chỗ nào làm cho tới. Đương nhiên Trần Húc không nói, bọn hắn cũng tự không hỏi. Kỳ thật trong nội tâm đã mơ hồ đoán được, ngoại trừ người trong truyền thuyết kia SMMS, ai có thể xuất ra vật như vậy? Ai có thể đủ phát minh vật như vậy? Tuy nhiên SMMS là mạng lưới chi thần, nhìn như cùng dược phẩm không hề liên hệ. Nhưng trừ hắn ra bên ngoài, không có bất kỳ người có bổn sự này rồi. Trần Húc phụ mẫu cũng không hiểu vì kia SMMS ý tứ, lẽ ra như vậy một cái tất nhiên có thể kiếm tiền thứ tốt là không thể nào có người nguyện ý lấy ra đấy hơn nữa hiện tại chó dại khắc tinh cho trần ra sáng tạo ra to như vậy lợi nhuận nhưng là vị kia ra lại một chút cũng không có lấy đến cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường nhưng người ta đều không muốn coi như là bạch giúp mình một bả loại chuyện này đã đã xảy ra truy cứu cũng không có ý nghĩa trần húc phụ mẫu chỉ có thể suy đoán vị này smms là một cái vô cùng cường đại vô cùng phú có người hoặc là tổ chức bọn hắn căn bản là không quan tâm chút tiền ấy may mà nhà mình tiểu tử ngu ngốc kia không biết như thế nào có thể có được SMMS lọt mắt xanh, nếu như tiểu tử này thật muốn lấy quản dịch, như vậy trong nhà cái kia chút thực lực căn bản không đủ xem, chỉ có thể nhìn SMMS có thể hay không một lần nữa cho hắn một chút gì đó này nọ rồi. Nhưng là Trần Húc cũng không rõ mẹ ý tứ, Trần Húc mẹ không có có nói rõ cũng là bởi vì nàng cũng không biết nhi tử nghĩ cách, dù sao nhi tử còn nhỏ à, hiện tại đàm nói yêu thương tuổi thọ là đã đến. Nhưng khoảng cách đàm hôn luận gả lại kém quá xa rồi. Bây giờ nói chuyện này cũng đích thật là quá sớm, dù sao bọn hắn là người từng trải, đại học 4 năm thể non hẹn biển, tốt nghiệp về sau chia ly sự tình bọn hắn gặp nhiều lắm, hiện tại những lời này nói đã dậy chưa bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên một cái xinh đẹp hiểu lầm tự xuất hiện, Trần Húc hiện tại hay vẫn là không rõ ràng lắm quản dịch trong nhà thành phần. Hơn nữa, cho dù hắn rõ ràng, cũng sẽ không có cái gì áp lực. Bởi vì muốn kiếm tiến, thật sự là đơn giản, Bill Gates có thể dùng sức một mình trở thành bên ngoài thế giới nhà giàu nhất. Tại máy vi tính lĩnh vực lên, vượt lên đầu thời đại này 80 năm Trần Húc cũng hoàn toàn có năng lực trở thành chính thức thế giới nhà giàu nhất. Bất quá hắn hiện tại rất lười, không có cái kia động lực mà thôi. Trần Húc hiện tại dưới mắt nhiệm vụ, tự là đang chuẩn bị lần này hacker giải thi đấu bên trên. Tráng niên sớm mập đem SMMS đáp ứng trở thành hacker giải thi đấu mời riêng khách quý sự tình chuyển cáo cho Hồng Khách Liên Minh, mà bộ này hán ngữ nói máy vi tính ngôn ngữ đã ở Hồng Khách Liên Minh cái này tiểu trong hội đã bắt đầu truyền lưu. Không có người tuyên bố đi ra ngoài, bởi vì smms nói chờ giải thi đấu chấm dứt hắn hội đem bộ này hán ngữ nói tuyên bố cho nên cái lúc này tất cả mọi người cảm thấy có tư cách trước tiến hành dự lãm tự là một kiện rất quang vinh địa sự tình ai cũng sẽ không biết suy nghĩ cái gì lệch ra điểm quan trọng không nói đến hán ngữ nói cho hồng khách liên minh cao tầng mang đến rung động tự chỉ là smms đồng ý trở thành mời riêng khách quý hơn nữa nguyện ý tiếp kiến cuối cùng địa quán quân hơn nữa giúp cho chỉ điểm cái này một đầu tin tức cũng đủ để chế tạo ra một hồi oanh động Hacker vốn là một loại rất ẩn nấp chức nghiệp, cái nghề nghiệp này giải thi đấu cũng gần kề chỉ là cực hạn tại một vòng chính giữa. Cho nên hacker ở giữa giải thi đấu vĩnh viễn không có khả năng như mặt khác điện tử thi đấu thể thao trận đấu đồng dạng, áp dụng tình hình thực tế tiếp sóng à các loại cao điệu là phương thức, có thể nói rất nhiều người bình thường căn bản tựu không khả năng biết rõ sẽ có loại này giải thi đấu. Lần này hacker giải thi đấu vốn hồng khách liên minh ước nguyện ban đầu cũng là như thế, tuy nhiên lực ảnh hưởng cường đại nhưng là dù sao chỉ là tại hồng khách diễn đàn trong hội này tối đa ảnh hưởng đến một ít chú ý phương diện này tình thế địa máy vi tính kẻ yêu thích. Dù sao hacker giải thi đấu người bình thường cho dù xem cũng không có khả năng xem hiểu. Nhưng là khi thấy cái này hán nữ nói máy vi tính ngôn ngữ lúc, hồng khách liên minh cao tầng trải qua khẩn cấp thảo luận, cải biến cái nhìn. Bởi vì những người này đều là máy vi tính ngành sản xuất tinh anh nhân vật à. Hơn nữa hồng khách liên minh cùng quân đội có ngàn vạn lần liên hệ. Bộ này hán ngữ nói một nắm bắt tới tay không khách liên minh lập tức tụ cùng quân đội đã tiến hành câu thông, mà tiếp theo quân đội báo cáo cho quốc gia, quốc gia tin tức bộ không thể không chuyên môn thành lập một cái hán ngữ nói nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu loại này ngôn ngữ phát triển tính phổ cập tính cùng với có thể mang đến ảnh hưởng tại trải qua sơ bộ nghiên cứu về sau nghiên cứu tiểu tổ người phụ trách rất kích động địa làm một quyển sách sơ cấp địa báo cáo trong báo cáo đã tiến hành người can đảm suy đoán loại này hán ngữ nói đối với người châu á địa tiếp nhận trình độ So về bất luận một loại nào anh văn máy vi tính ngôn ngữ cao hơn ra gấp 3 đã ngoài, là thích hợp nhất người châu Á học tập máy vi tính ngôn ngữ. Nếu như tiến hành mở rộng, ít như vậy tác thì 3 năm, tối đa 5 năm, là có thể đem Trung Quốc công nghiệp software trích phần trăm một cái cử đại bậc thang. Trong vòng 10 năm, có thể triệt để cải thiện Trung Quốc IT nghiệp kinh tế đình trệ cục diện. Đây chỉ là theo kỹ thuật phương diện mà nói, nếu như từ trên thị trường đến xem, cái này cần quốc gia ra sân khấu phương diện khác chính sách rồi. Nhưng là, trong vòng 10 năm lại để cho Trung Quốc y nghiệp đuổi kịp và vượt qua Ấn Độ, do đó bồi dưỡng rất nhiều ưu tú nhân tài cùng sáng tạo rất nhiều giá trị, đây là không thể nghi ngờ đấy. Hơn nữa, hán ngữ nói biên soạn hình thức tựa hồ so hiện tại hắn tiếng nói của hắn càng tiên tiến. Đối với SMMS lấy ra thứ tốt, hôm nay chuyên môn phụ trách cái này một khối đám quan chức đã bề ngoài hiện ra một loại gần như chết lặng thái độ. Vị kia ra quá thần rồi, hoàn toàn xứng đáng mạng lưới chi thần, hắn thật là thần, cho nên thần xuất ra cái gì thần khí đều là bình thường đấy. Bất quá không thể nghi ngờ, trong tương lai trong thế giới, SMMS chỉ sợ hội được ghi vào sử sách rồi. Trải qua sơ bộ thảo luận, quốc gia cho rằng loại này kiểu mới máy vi tính ngôn ngữ trước mắt còn không có có trải qua hoàn toàn thí nghiệm, cũng không thích hợp trước tiên với tư cách cả nước tính mở rộng, mà là có lẽ với tư cách làm thí điểm nơi làm thí điểm tại một cái trong phạm vi nhỏ phổ biến. Đương nhiên nếu như SMMS đem hắn hoàn toàn công khai, như vậy những người khác tự học cũng là có thể, tạm thời cũng không có ý định với tư cách cả nước tính mở rộng. Mà ở nơi nào làm thí điểm nơi làm thí điểm đâu này? Loại này kiểu mới máy vi tính ngôn ngữ còn không có có trải qua thí nghiệm, lời nói không dễ nghe rất có thể tựu là học uổng công rồi, dù sao bây giờ đối với đều chúng văn máy vi tính ngôn ngữ, người bình thường đều không có gì tin tưởng. Nhưng là Thanh Hoa đại học hiệu trưởng lại trực tiếp đánh nhịp đem cái này làm thí điểm nơi làm thí điểm đoạt đi qua một cái. Thanh Hoa Đại học đã có được Trung Quốc trong đại học tốt nhất khoa máy tính, lần này xét duyệt chuyên gia có mấy cái đều là Thanh Hoa Đại học giáo sư. Bọn họ là liếc thấy ra cái này ngôn ngữ địa tiềm lực, tự nhiên biết rõ học tập cái này ngôn ngữ, càng sớm càng tốt. Nếu như có thể thông qua cái này làm thí điểm nơi làm thí điểm lần nữa đến SMMS một ít ủng hộ, vậy thì rất tốt bất quá rồi. Mà Hồng Khách liên minh ý kiến, nhưng lại lập tức ở Hồng Khách trong liên minh bộ phổ biến hán ngữ nói, hơn nữa chuẩn bị kiến thiết độc lập khối. Sở dĩ còn không có có kiến thiết là vì đầu tiên cái này hán ngữ nói đầu tiên cũng chỉ là tại bộ phận trong truyền đọc, rất nhiều người còn không biết. Còn có tựu là, cho dù hồng khách liên minh tinh anh nhân vật, đối với cái này khoản ngôn ngữ cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc, rất nhiều phương diện mình cũng tại thăm dò, mọi người cùng nhau thăm dò cùng một chỗ tiến bộ phát triển. Gắng đạt tới lần này hacker giải thi đấu về sau, SMMS đại thần chính thức tuyên bố hán ngữ nói thời điểm, khiến cho hồng khách liên minh có thể tại trước tiên trở thành cả nước hán ngữ nói quyền uy diễn đàn. Cái này đem có thể cho Hồng Khách Liên minh mang đến bao nhiêu địa hội viên. Bồi dưỡng bao nhiêu nòng cốt. Phương diện này có thể mang đến giá trị quả thực không thể đánh giá. Cho nên lại một lần nữa. Hồng Khách Liên minh địa cao tầng nhân sĩ đối với SMMS tràn đầy sùng kính cùng lòng cảm kích. Hắn lần này ra tay. Ý nghĩa hoàn toàn không cùng cấp tại năm trước hai lần công khai ra tay. Giải quyết phong hỏa virus cùng Sonic hai lần đó. Hai lần đó địa ý nghĩa là thành tựu SMMS uy danh. Nhưng lần này hắn thành tựu toàn bộ trung quốc máy vi tính ngành sản xuất mà lúc này đây trần húc cũng đem hán ngữ nói đem ra cho bọn hắn hiện tại nơi này hacker tiểu tổ tiến hành học tập vốn cái này tiểu tổ ở bên trong đã có trần húc trọng tử ngữ trạm tinh còn có cái kia người chưa từng gặp mặt tráng nhiên sớm mập còn có một danh ngạch trần húc lại ý định cho ngô nguyên nhưng vấn đề là cao hiểu tiết không nên thêm tiến đến được rồi thêm tiến đến tựu thêm vào đi căn cứ quy tắc mỗi tiểu tổ 5 người còn có một dự bị n lại để cho cao hiểu tiết đảm đương dự bị hắc 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 nói thật lại để cho cao hiểu tiết loại trình độ này địa gia hỏa đảm đương dự bị cũng đã có chút cất nhắc nàng nhà đầu kia hiện tại tựu là cái gà mờ không phải ai học cái hơn nửa năm thời gian đều có thể trở thành cao thủ đấy trần húc tiến bộ nhanh như vậy là vì có hán ngữ nói địa rất nhanh học tập là trọng yếu hơn là có tiểu mẫn chỉ đạo khiến cho hắn máy vi tính tri thức vô cùng vững chắc cao hiểu tiết sẽ không cái kia cái phúc khí nói đơn giản Hán ngữ nói có thể làm cho tiếng trung sơ học giả rất nhanh nhập môn, do đó rất nhanh bồi dưỡng khởi đối với lập trình loại này buồn tẻ công tác hứng thú. Tối thiểu chữ hán là có thể xem hiểu đấy, còn chân chính đề kỹ thuật cao hay là muốn dựa vào tiểu mẫn. Cao hiểu tiết bây giờ đang ở hồng khách chiến trường trong nguyễn cưỡng treo rồi một cái vừa học thuộc địa trẻ non điều cái này gần kề chỉ là so chứng chim cùng thái điểu nhô cao một điểm địa cấp đừng có thể nói loại này cấp bậc hoàn toàn ở chính thức trong tranh đấu hoàn toàn là không có có tác dụng gì địa phương bất quá cao hiểu tiết không phục cũng không được à. Trong lúc này tùy tiện một người trình độ đều so nàng cường, nàng không phục lắm tìm Trần Húc khiêu chiến, kết quả bị Trần Húc dừng lại, một trầu cuồng oanh loạn tạc tạc xuống dưới tu hệ thống đi. Thẳng đến chứng kiến Trần Húc lấy ra hán nữ nói, cao hiểu tiết lúc này mới rất không trang phục đích mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, wow, người có SMMS lão đại vụng trộm dậy ngươi ngươi đều không nói cho chúng ta. Quá ghê tởm, thứ tốt vậy mà tư tàng, tinh tinh, người nói xử trí như thế nào hắn, Trạm tinh chuyên tâm xem lên trước mặt hán ngữ nói, thật lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Húc, gọi ra một hơi, ôn nhu nói, có lẽ ta yêu cầu này có chút quá phận, nhưng là nếu như lần sau SMMS cho ngươi thêm cái gì có quan hệ máy vi tính phương diện đồ vật, nếu như hắn chưa nói không thể cho ngoại nhân, như vậy thì nhất định phải cho ta biết, được không nào? Đây là trạm tinh lần thứ nhất dùng như vậy rất nghiêm túc khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Trần Húc sừng sốt một chút, gật đầu nói tốt, cái này điềm tĩnh nữ hài tử lộ ra một tia cảm tạ dáng tươi cười, tiếp tục cúi đầu xem phần này hán ngữ nói rồi. Trần Húc rất ít chứng kiến chạm tinh sẽ lộ ra loại này đặc biệt chăm chú, chăm chú đã đến cơ hồ có chút ánh mắt cuồng nhiệt. Xem ra nàng thật sự rất ưa thích máy vi tính, bằng không thì chứng kiến vật này cũng sẽ không biết kích động như vậy. Cái này là thành thạo cùng người thường ở giữa tranh lệch à, chạm tinh liếc có thể nhìn ra phần này tư liệu chính giữa giá trị, nhưng là cao hiểu tiết như vậy tự chỉ là vì về sau không cần lại nhìn những cái kia dườm giả anh văn mà hoan hô, Lần này hacker giải thi đấu thời gian định tại tháng 6 số 10, nói cách khác còn có nửa tháng không đến thời gian. Mà nửa tháng này, mấy người ngoại trừ muốn giúp nhau câu thông trao đổi kinh nghiệm, mô phỏng công thủ bên ngoài, còn có một nhiệm vụ rất trọng yếu chính là muốn tại đây trong thời gian ngắn nhất, tận lực đề cao mỗi người thực lực. Hacker bất đồng mặt khác, như bóng đá bóng rổ các loại, nửa tháng địa thời gian. Muốn đề cao thực lực hoàn toàn tựu là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng là hacker tăng lên, chỉ cần có người chỉ đạo nửa tháng thời gian cũng đủ để lại để cho một cái vừa học hội dùng máy tính người hoàn thành bình thường công thủ loại này tiến bộ thật là nhanh đến huống chi dưới mắt địa những người này đều là có nhất định được trụ cột lại trải qua nửa tháng này huấn luyện mới có thể có đủ càng lớn mà tiến bộ hoặc là nói tại một loại chút hít phương diện tiến bộ tráng niên sớm mập như thế nào còn chưa tới à hiện tại đội hình chủ lực còn kém một cái tráng niên sớm mập chậm chạp chưa tới điểm ấy lại để cho trần húc đều có chút nóng này dù sao cùng tráng niên sớm mập vốn tự không biết nếu không nắm chặt thời gian mài hợp nhất xuống đến lúc đó ai cũng không biết đối phương am hiểu cái gì cái kia thì phiền toái có lẽ tự là hôm nay à trọng tử ngữ cũng rất sốt ruột nhìn nhìn bề ngoài nói a à, theo lý thuyết hắn có lẽ xuống phi cơ nữa à nhưng ta đánh hắn điện thoại luôn đánh không thông trọng tử ngữ lại đánh cho tráng niên sớm mập địa điện thoại không được hay vẫn là tắt máy Muốn không gọi điện thoại đến sân bay hỏi một chút đi, có phải hay không máy bay muộn điểm rồi. Lão đại ta là từ Thượng Hải cầu vòng sân bay ngồi phi cơ, người phải biết rằng cầu vòng máy bay không muộn điểm đều thuộc về kỳ tích. Ách, chân húc đổ mồ hôi thoáng một phát, thực khoa trương như vậy sao? A, à, từ nhỏ đến lớn không có ngồi qua máy bay thổi qua. Được rồi, chúng ta trước không đợi hắn rồi. Trạm Tinh lúc này thời điểm vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay nói, hiện tại chúng ta tới trước tiến hành một lần hiểu rõ a. À để cho ta tới nhìn xem các vị máy vi tính trình độ đều đã đến loại nào trình độ. Như thế nào hiểu rõ? Bốn người cùng một chỗ hỏi, chạm tinh bật máy tính lên, hiện bởi vì rất tốt địa tiến hành trận đấu cùng huấn luyện, cho nên mấy người liền đem chính mình máy tính toàn bộ đều lấy được trần hút bọn hắn ở bên ngoài đất cho thuê trong phòng. Đem phòng khách đồ vật dịch một chuyển, sửa sang lại đi ra một phiến không gian, sau đó làm như vậy một cái tạm thời studio. Bất quá 5 người dùng toàn bộ đều là laptop, tăng thêm phòng khách cũng rất lớn, cho nên cũng là không lộ vẻ chen chúc. Lần này hacker giải thi đấu, bởi vì người báo danh quá nhiều, cho nên vừa lúc mới bắt đầu thế tất hội áp dụng một ít thủ đoạn. Sàng chọn ra tiến vào trận chung kết đội ngũ. a à, các ngươi không nếu như vậy xem ta, lần này ra để mục mục đích người không phải ta. Nhưng là ta mơ hồ có thể đoán được bọn hắn sử dụng chính là thủ đoạn gì, đơn giản tựu là công phá server, bức tường lửa, hoặc là đoán mật mã cái kia vài loại thủ đoạn. Cho nên chúng ta tốt nhất trước đó diễn luyện thoáng một phát. Mặt khác ta cũng muốn nhìn một chút các người địa tài nghệ thật sự đến cùng như thế nào, cho nên một hồi ta cho các ngươi ra hơn mấy đạo hơi có chút độ khó địa khảo thí đề. À, Cao Hiểu Tiết đáng thương nhìn xem chạm tinh, tinh tinh à, người nói địa hơi khó khăn, chỉ sợ so lần này hacker giải thi đấu đấu loại đều muốn khó a à. Không muốn không muốn á, người ta vừa mới học, a à, sẽ không quá khó đấy. Đơn giản mà nói thì ra là kiểm tra một chút trình độ của người của các ngươi cùng phong cách mà thôi. Được rồi, hiện tại mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng chúng ta đạo thứ nhất đề rất đơn giản tại các người màn hình máy tính file trong có tất cả một cái địa chỉ ip cái này địa chỉ liên tiếp kết nối chính là đều một đài gia dụng máy vi tính các người bốn người địa chỉ tất cả không giống nhau nhưng là máy vi tính nguyễn kiện phòng hộ đẳng cấp nhưng lại cơ hồ đồng dạng chỉ có điều trên máy tính bị ta lắp đặt một cái bức tường lửa cái này bức tường lửa công năng cũng không cường đại chỉ là so dưới mắt trên thị trường bức tường lửa muốn tốt bên trên một điểm mà thôi Nhiệm vụ của các ngươi, tự là thành công tiến vào cái này đài máy vi tính, cái này rất đơn giản a. À? A, à, nghe lên thật là kiện vô cùng đơn giản nhiệm vụ, nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Không có người trông coi, chính là một cái bức tường lửa, Trần Húc tuy nhiên còn không có động thủ, nhưng cũng đã cho là mình có 80% cơ hội có thể thành công. Trừ phi cái kia bức tường lửa biến thái đã đến như chính mình lần trước cho quân đội chính là cái kia bức tường lửa đồng dạng, bằng không thì luôn sẽ có lỗ thủng đấy. Mà Ngô Nguyên cùng trọng tử ngữ biểu lộ cũng rất nhẹ nhàng, hiển nhiên loại chuyện này bọn hắn trước kia không biết làm qua bao nhiêu lần, xâm lấn mà thôi, vốn chính là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Chạm tinh cười nhạt một tiếng, đã như vậy, như vậy các vị mà bắt đầu a à. Trần Húc bọn người lập tức liền mở ra trên mặt bàn cái kia file, thấy được cái kia IP, vừa nhìn thấy IP cách thức Trần Húc tự làm ra phán đoán, cái này đài máy vi tính chỗ địa tại Thượng Hải. Bởi vì IP mở đầu là 61, 129, bởi vì làm một cái IP tự đại biểu một cái địa chỉ, Trần Húc xem IP xem không ít, cho nên tương đối quen thuộc. Xâm lấn bước đầu tiên đầu tiên chính là muốn quan sát lỗ thủng, quan sát lỗ thủng dùng đều là có sẵn nguyễn kiện. Ví dụ như ngô nguyên dùng chính là retin, trọng từ ngữ sử dụng chính là băng hà, mà Trần Húc dùng địa tắc thì là mình biên dịch nguyễn kiện, cao hiểu tiết dùng cái kia khoản công cụ Trần Húc chưa thấy qua, có thể là chạm tinh cho nàng đấy. Cái gọi là biết mình biết người, bách chiến bách thắng quan sát bước đầu tiên muốn trước xác nhận đối phương sử dụng chính là cái gì thao tác hệ thống. Bởi vì chỉ có biết rõ đối phương thao tác hệ thống mới có thể căn cứ hệ thống tiến hành lỗ thủng địa kiểm tra đo lường quan sát. Cái này đài máy vi tính sử dụng chính là là phổ biến nhất WINDOWSXP2 phiên bản, bất quá chính thức tuyên bố miếng vá nhưng đều là đánh đã qua, hệ thống phục vụ chính giữa địa một ít dễ dàng bị hacker lợi dụng phục vụ cũng đóng cửa, xem cái này máy tính địa người sử dụng cũng không phải một cái điện bạch. Tại WINDOWS thống chính giữa có một cái thiên đại lỗ thủng, không biết có phải hay không là chính thức cố ý lưu đấy. Mà bình thường người sử dụng chỉ phải chú ý điểm cũng có thể chứng kiến, vì vậy lỗ thủng tựu là tại hệ thống phục vụ chính giữa. Chỗ sơ hở này tên gọi là remote registry tại hệ thống phục vụ chính giữa có thể chứng kiến. Nếu như mở ra cái này phục vụ, như vậy hệ thống tựu cho phép phiến trình người sử dụng sửa chữa bản cơ đăng ký bề ngoài thiết chí. Cái này hoàn toàn là một cái phi thường không an toàn địa phục vụ tuyển hạng. Bởi vì phải biết rằng, bất kể là cái gì thao tác hệ thống, đăng ký trong ngoài tư liệu là trọng yếu phi thường, là quan hệ đến toàn bộ hệ thống đấy. Nếu như ngoại bộ người có thể tùy ý sửa chữa đăng ký bề ngoài, như vậy là hắn có thể đủ thông qua sửa chữa đăng ký bề ngoài đóng cửa cái này máy tính là bất luận cái cái gì phòng hộ biện pháp, chẳng khác nào là mình cho hacker mở một cánh cửa sổ hộ mà cái này đài bị công kích máy vi tính tại phòng hộ bên trên tối thiểu cũng có thái điều cao thủ trình độ. Bởi vì hắn đóng cửa cùng loại hệ thống phục vụ, đồng thời cho hệ thống đánh lên miếng vá, còn đóng cửa máy vi tính cộng hưởng thiết trí. Trần Húc cảm thấy nếu như những vật này không phải chạm tinh hỗ trợ, mà là máy vi tính người nắm giữ chính mình hoàn thành, như vậy hắn rất có thể tự là dựa theo trước mắt trên thị trường địa an toàn nguyễn kiện. Ví dụ như 360 Security Guard loại này nguyễn kiện địa nhắc nhở mà làm đấy. Nhưng là quang là như thế này thì không cách nào ngăn cản một gã hacker xâm lấn, đối với những cái kia sử dụng có sẵn nhuyễn kiện tự cho là mình rất nhiều bức cái gọi là hacker mà nói. Loại này thiết chí cũng đã đã đủ rồi. Bởi vì vi trong tay bọn họ sử dụng có sẵn quan sát nhuyễn kiện đổi mới tốc độ đều so ra kém 360 loại này an toàn phòng hộ nhuyễn kiện, tìm không thấy lỗ thủng loại này có sẵn công cụ tự không có có bất kỳ tác dụng gì, mà bọn hắn cũng sẽ không biết sử dụng hắn phương pháp của hắn đến tiến công. Nhưng Trần Húc, trọng tử ngữ, Ngô Nguyên trình độ lại so những người kia cao hơn nhiều, Trần Húc nhẹ nhõm xem xét đối phương máy vi tính hiện tại đang tại sử dụng cảng. À ha ha, rất quen thuộc 4.000 đến 4009 cảng ở giữa con số à. Đối phương tại sử dụng ứng dụng QQ. Ứng dụng QQ là cái tính an toàn phi thường phi thường tranh lệch thông tin nguyễn kiện, nó nội hạch quả thực không chịu nổi một kích. Đây cũng là cây to đón gió nguyên nhân, bởi vì tại trước mắt, ngoại trừ SMMS tuyên bố đồ vật không ai có thể phá giải bên ngoài, còn không có có nhà ai nguyễn kiện công ty khai phát đồ vật chống lại trên Internet một các cao thủ nhóm, đám bọn họ dày vò đấy. Nhìn xem ứng dụng QQ tùy tùy tiện tiện tựu ra đi một tí lộ ra y e auto lại có cái gì con san hô, cầu vồng ứng dụng QQ sẽ biết. Thứ này đặc kinh trải qua, bất trụ cao thủ đến chơi. Trần Húc rỗi dãnh e rằng nói chuyện thời điểm cũng chính mình cải tiến qua ứng dụng QQ. Rất đơn giản, tựu là lợi dụng ứng dụng QQ nội hạch sau đó tăng thêm một ít gì đó đi lên, ví dụ như lộ ra địa chỉ IP. Che đậy đối phương tàng hình, tăng cường tính an toàn bảo hộ mà thôi. Hiện tại chỉ cần Trần Húc nguyện ý, hắn hoàn toàn là có thể lợi dụng đối phương ứng dụng QQ xâm lấn đi vào. Mà Trần Húc cũng làm như vậy rồi. Không phải nói Trần Húc không có biện pháp khác, mà là loại phương pháp này nhất dùng ít sức hắn dĩ nhiên là dùng loại này. Hơn nữa là trọng yếu hơn là quy vốn chính là liên lạc với mạng bên ngoài thượng diện, đánh cho so sánh hình tượng cách khác, một máy tính chính là một cái phong bế không gian, như vậy mạng lưới tựu là ngoại bộ tiến vào cái không gian này thông đạo nhưng là nếu như sử dụng đích thủ đoạn, như vậy cái lối đi này bên trên thì có bức tường lửa cái này phiến đại môn, người bình thường vào không được. Có thể ngoại trừ đại môn bên ngoài, không gian mình cùng ngoại bộ tiến hành liên hệ còn có rất nhiều cửa sổ. Thông qua cửa sổ bò đi vào, như vậy tựu cũng không kinh động bức tường lửa cánh cửa kia, có thể nói phi thường đơn giản hơn nữa nhẹ nhõm. Trần Húc quay đầu lại hướng phía ngô nguyên bọn hắn chỗ đó nhìn lướt qua, ba người bọn hắn hiện tại cũng đều là tại rất khẩn trương thao tác. Có thể nói, đây là một lần hiểu rõ, cũng là một lần so đấu, so đấu bốn người chính giữa, ai kỹ thuật tốt nhất. Trần Húc đem số liệu lưu ngụy trang phong bao thành quy tin tức bộ dáng, sau đó theo đối phương quy cửa sổ tựu sờ soạn đi vào. Quá dễ dàng rồi, đây quả thực quá dễ dàng rồi. Nhẹ nhõm có chút khó tin, nếu như cái này là một lần hiểu rõ, như vậy loại này hiểu rõ hoàn toàn không có ý nghĩa à. Trần Húc quay đầu lại nhìn chạm tinh liếc, cô bé kia hiện tại cũng tại nhìn mình. Ánh mắt của nàng trong lóe ra một loại nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Không đúng, có bẫy dập, Trần Húc nhanh chóng chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một cổ số liệu lưu từ đối phương trong máy vi tính chen chúc đi ra, lập tức đem Trần Húc cho ngăn chặn. Lúc này thời điểm hắn có thể rút lui lui ra ngoài, nhưng là một khi lui lại, hắn cũng sẽ bị đối phương chặn được hắn địa chỉ IP, dựa theo hacker công thủ tiêu chuẩn mà nói, như vậy coi như thua lúc này thời điểm trần húc mới phát hiện chính mình vậy mà đã quên đời trước lý đây quả thực là hacker xỉ nhục một gã hacker tại xâm lấn những người khác máy tính hoặc là server thời điểm vậy mà không có sử dụng thịt gà mà là sử dụng tựu là của mình bản cơ điện não đây tuyệt đối là không nhất có thể tha thứ sai lầm bởi vì hắn vậy mà tại trước tiên cũng sẽ không nghĩ đến muốn bảo vệ mình đối với một cái hacker mà nói dù là công kích đối phương không thành công cũng nhất định phải học hội che giấu thân phận của mình đối với một gã hacker mà nói, là tối trọng yếu nhất tựu là an toàn. Mà Trần Húc phạm phải cái này sai lầm, đầu tiên là bởi vì hắn cho rằng đây chỉ là một đơn giản khảo thí công tác, cũng không có đi muốn quá nhiều. Mà tiếp theo cũng là bởi vì hắn ngày bình thường dùng tiểu mẫn sai sử đã quen. Tiểu mẫn thuẫn đại biểu cho thiên hạ thực lực vô địch, không ai có thể công phá tiểu mẫn phòng ngự tìm được tiểu mẫn chỗ trên mặt đất, cho nên cứ thế mãi, Trần Húc liền cái này một đầu trọng yếu phi thường hacker truyền tắc đều đã quên. Cái lúc này Trần Húc duy nhất phương pháp chính là muốn đối mặt. Hắn tự nói với mình, đã chạm tinh nói đối phương sẽ không phòng ngự. Nghĩ như vậy tất cái này của số liệu lưu tự là như cái loại này AAP bức tường lửa như vậy, tự động chặn được số liệu tiến hành phân tích. Nhiều nhất là cái này bức tường lửa địa lực lượng tương đối mạnh đại. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng đã cường đại đến không thể chống cự tình trạng. Bởi vì chỉ cần là chương trình, tự nhất định có lỗ thùng. Cho dù là tiểu mẫn, đó cũng là nhất định sẽ có lỗ thùng đấy chỉ có điều chỗ sơ hở này nếu như bày ở nhìn không thấy địa phương vậy thì chưa tính là lỗ thủng như vậy nếu như để ngăn cản ở đối phương tiến công hơn nữa chuyển bại thành thắng đâu này trần húc một mặt đánh lấy bàn phím cho mình ngụy trang số này theo lưu không ngừng biến hóa sát ngoài bởi vì ứng dụng kêu kêu tin tức cũng là có bất đồng phương thức mỗi một chủng phương thức số liệu mã đều là bất đồng đấy trần húc không ngừng biến hóa sát ngoài khiến cho chính mình số liệu bao sẽ không bị đối phương chặn được cứ như vậy áp dụng du kích chính sách một mặt đánh một mặt nhiều, đồng thời Trần Húc đã ở chặn được đối phương số liệu lưu tiến hành phân tích. Trạm tinh địa cái này bức tường lửa rất rõ ràng là có chứa tự động phản kích công năng, nhưng là phản kích địa thủ đoạn rất là đơn điệu. Trần Húc hiện tại muốn tìm chính là cái này bức tường lửa rốt cuộc là cái gì công tác cơ chế? Vì cái gì hắn ngụy trang thành ứng dụng kêu kêu thời điểm cũng có thể bị bức tường lửa chỗ tra được. Tựa như mới vừa nói đấy loại này có chứa phản kích công năng bức tường lửa giống như là một đầu bị cái chốt tại trước cổng chính địa chó giữ cái này đầu chó giữ phi thường hung mãnh nhưng là nó có thể quản đến địa phương cũng chỉ có đại môn theo cửa sổ tiến đến hắn hẳn là đủ không đến đấy thế nhưng mà rất rõ ràng con chó này dây xích tương đối dài khiến cho được nó chẳng những có thể quản đại môn cũng có thể để ý tới cửa sổ đương nhiên nếu như con chó này là chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng đấy vào ăn trộm cũng tốt chủ nhân cũng tốt là cá nhân nó đều cắn, như vậy đây chỉ là một đầu chó điên, căn bản là không có thể đại biểu cái gì. Mà nếu như trên máy vi tính sử dụng loại này bức tường lửa làm vì bảo vệ. Như vậy cái này máy tính tựu căn bản không cần network làm chuyện gì rồi. Cho nên nói, đối với cái này con chó mà nói. Nhất định là có có thể phân biệt chủ nhân cùng địch nhân phương pháp, chỉ phải tìm được phương pháp này, dùng Trần hút hiện tại năng lực mà nói hoàn toàn có thể dùng cao siêu địa ngụy trang phương thức đến ngụy trang thành chủ nhân, do đó khiến cho con chó này không thể nào hạ khẩu. Cho nên Trần Húc ngay tại trận được đối phương địa số liệu chảy đến đi phân tích, nó là căn cứ vào loại nào cơ chế bắt đầu phản kích đấy. Nhưng vào lúc này, bên cạnh địa trọng tử ngữ đột nhiên hét to một tiếng, ai nha, thật hèn hạ à. Thậm chí có tự động công kích bức tường lửa, Trần Húc dùng mình, trọng tử ngữ cũng đã đánh vào đối phương trong máy vi tính rồi hả trước khi đã từng nói qua đây là một cuộc tỷ thí là một hồi tuy nhiên không thể nói là không chết không ngớt nhưng là tất cả mọi người đang âm thầm phân cao thấp tỷ thí cho nên trần húc không muốn thua mà lúc này đây ngô nguyên tiếng kêu cũng tiếng nổ kháo công kích tốt mãnh liệt làm sao tìm được đến ta sao xem ra trọng tử ngữ cùng ngô nguyên cũng đã tiến nhập mục tiêu của mình chỉ có cao hiểu tiết còn ở ngoài cửa bồi hồi chỉ từ điểm này đi lên nói trần húc trình độ là cao hơn hai người bọn họ nhưng là Trần Húc trong lòng mình nhưng lại cảm thấy. Chính mình đường đường SMMS, mạng lưới chi thần, vậy mà chỉ so với bọn hắn cao một điểm, cái kia thật sự là không thế nào có thể nói đi qua. Hơn nữa nếu như bọn hắn có rất tốt phương pháp so với chính mình nhanh hơn giải quyết hết cái này bức tường lửa tiến vào đối phương máy tính, cái kia người của hắn tự ném lớn hơn. Tuy nhiên ở đây mỗi người cũng sẽ không cho rằng như vậy. Nhưng là Trần Húc không muốn thua, chặn được đối phương số liệu bao tiến hành phân tích cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, Nhất là Trần Húc hiện tại một mặt muốn ngụy trang chính mình số liệu bao do đó tránh né đối phương điều tra, một mặt vừa muốn thông qua ký tự đoạn đến phân tích đối phương số liệu lưu. Như vậy nhất tâm nhị dụng có thể không phải người bình thường có thể làm được, cho nên hiện tại chính thức hacker cao thủ cũng là muốn dùng nguyên một đám đoàn đội đến tạo thành, tại đoàn đội trong có các phương diện nhân tài, có tinh thông ngụy trang số liệu, có tinh thông virus, có cũng tinh thông quan sát phân tích. Đương nhiên nếu như hiện tại Trần Húc muốn làm hắn cũng là có thể hiểu rõ nhưng là như vậy rất tốn thời gian. Nói như vậy lấy ra đối phương số liệu tin tức chỉ cần lấy ra mấy cái, sau đó tìm kiếm chính giữa giống nhau điểm sau đó được ra thống nhất công thức. Nhưng là loại này tính toán là cần phải thời gian, hơn nữa như chạm tinh cao thủ như vậy nhất định sẽ xen lẫn một ít vô dụng rác rưởi tin tức ở trong đó mê hoặc đối thủ. Cho nên Trần Húc tuy nhiên cho là mình có thể cuối cùng nhất đi ra kết quả, nhưng là khi đó nói không trừng trọng tử ngữ bọn hắn đã sử dụng những phương pháp khác dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Trần Húc tự lập tức thay đổi một loại phương pháp. Bạo lực công kích, đối phương bức tường lửa thừa nhận năng lực nhất định là có hạn, đem làm đối phương số liệu tin tức cường đại tới trình độ nhất định thời điểm là có thể triệt để áp đảo đối phương lực lượng phòng ngự, dùng một loại ngang ngược địa tư thái tới giết nhập đối phương máy tính, triệt để phá hư bức tường lửa kết cấu. Loại này bạo lực công kích bị sử dụng cũng rất nhiều, nhưng thường thường đều là nương theo lấy DDoS hồng thủy công kích một loại. Có thể Trần Húc hôm nay cũng không có sử dụng cương thi máy vi tính phụ trợ hắn làm sao có thể đủ thành công điểm này không làm khó được trần húc sử dụng cương thi máy vi tính tiến hành phụ trợ cũng chỉ là thông qua bất đồng địa chỉ ip hướng máy chủ nhét vào đại lượng rác rưởi tin tức khiến cho được hệ thống công tác trì hoãn do đó số liệu xử lý chậm chạp lúc này thời điểm tự có cơ hội đóng cửa hệ thống phục vụ do đó triệt để đóng cửa đối phương hệ thống phòng ngự mà cho đối phương máy tính nhét lấy rác rưởi tin tức kỳ thật phi thường đơn giản nhất là thông qua vi ứng dụng QQ quả bom ứng dụng QQ hồng thủy công kích khí. Cái này ứng dụng QQ quả bom nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, tự là lợi dụng ứng dụng QQ địa truyền thâu văn bản tài liệu cái này kèm theo công năng lỗ thủng phát động công kích. Ứng dụng QQ quả bom nguyên lý tự là nhanh chóng tạo ra mấy trăm thậm chí mấy ngàn mỗi người lớn nhỏ là không bay vô dụng địa áp xúc bao, sau đó toàn bộ tuyển về sau kéo vào đối phương nói chuyện phiếm cửa sổ chính giữa. Lúc này thời điểm đối phương sẽ bá địa thoáng một phát tiếp nhận mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái văn bản tài liệu truyền thâu tin tức. Phải biết rằng chỉ là hạ kéo menu thì có trọn vẹn hơn 10 trang rồi. Xử lý càng là lập tức có thể đem đối phương CPU cùng bộ nhớ chiếm hữu suất tăng lên tới đỉnh phong. Cơ hồ là 100% toàn diện phụ cải trạng thái. Cái này là đơn giản nhất một cái ứng dụng QQ ống thoát nước động về sau Tencent mặc dù đối với chỗ sơ hở này tiến hành chữa trị. Nhưng là cái loại này chữa trị đối với mạng lưới cao thủ đến bảo hoàn toàn không có có bất kỳ ý nghĩa gì Bởi vì loại công năng này tự xác định cái này nhất định sẽ trở thành mạng lưới cao thủ lợi dụng ống thoát nước động Trừ phi Tencent đem chức năng này triệt để đóng cửa Đồng thời Tencent ứng dụng QQ lỗ thủng còn có rất nhiều Trần Húc hiện tại chính là muốn lợi dụng hắn chính giữa hai cái lỗ thủng Một cái tự là loại này tiếp nhận văn bản tài liệu hội làm cho CPU phù hợp quá cao Một cái khác Viễn trình hiệp trợ công năng Ứng dụng QQ viễn trình hiệp trợ công năng là có thể làm cho người sử dụng chủ động phát ra mời, để cho người khác đến khống chế chính mình máy vi tính hơn nữa tiến hành thao tác. Cho nên chức năng này cũng tự tất nhiên sẽ bị đám hacker chỗ lợi dụng. Chỉ muốn xâm lấn ứng dụng QQ hệ thống nội hạch, như vậy có thể lợi dụng loại công năng này gửi đi viễn trình hiệp trợ tin tức do đó khống chế được đối phương máy tính. Trần Húc hiện tại muốn lợi dụng đúng là cái này hai cái công năng biên soạn một cái cuốn lái ứng dụng QQ hệ thống kiểm tra đo lường hồng thủy công kích khí kỳ thật rất đơn giản. Dùng Trần Húc hiện tại lập trình năng lực không cần nửa phút có thể viết xong một cái. Dù sao lại không cần gì mỹ quan à các loại đấy, chỉ có điều tựu là tinh khiết chương trình biên soạn. Rất nhiều người chưa có xem chính thức hacker chính mình biên soạn địa nguyễn kiện, đó mới là thực gọi một vô cùng thê thảm. Giao diện hoàn toàn là một cái đồ trắng, thượng diện có mấy cái ấn phím, hoặc là mặt khác số liệu phát ra đưa vào đối thoại lan chờ chờ có nhuyễn kiện thậm chí liền nhỏ nhất hóa, lớn nhất hóa. Thậm chí là đóng cửa khóa đều không có điền, đóng cửa thời điểm hoàn toàn phải dựa vào ăn ép hoặc là theo nhiệm vụ quản lý khí bên trong cưỡng ép đóng cửa. Loại này nhuyễn kiện so về trên thị trường cái loại này đồ mốc thao tác nhuyễn kiện giao diện muốn khó coi đơn điệu nhiều, hơn nữa đám hacker biên soạn loại này nhuyễn kiện gần kề chỉ là vì chính mình sử dụng. Cho nên căn bản là sẽ không để ý người sử dụng thao tác thói quen. Có hacker thuận tay trái trực tiếp cứ dựa theo thuận tay trái đích thói quen đến biên soạn, người bình thường thật đúng là dùng không thói quen. Trần Húc sử dụng biên soạn tốt nhuyễn kiện lập tức ban bố đại lượng rác rưởi tin tức, máy quét bên trên lập tức tự chứng kiến đối phương CPU sử dụng suất lập tức bão tố lên tới 100%. Tại 100% CPU phụ tải phía dưới, máy tính cơ hồ tự là đã không cách nào công tác. Trần Húc lúc này thời điểm lập tức thông qua xâm lấn ứng dụng QQ nội hạch yêu cầu đối phương tự động gửi đi viễn trình hiệp trợ mời. Có thể mắt thấy lấy muốn thành công rồi, chỉ cần cùng đối phương máy chủ liên tiếp, kết nối, Trần Húc chẳng khác nào là trực tiếp đả thông cùng đối phương liên hệ cầu. Nhưng là vừa lúc đó, liên tiếp, kết nối đột nhiên ở giữa đã đoạn. Chết tiệt bức tường lửa, Trần Húc quay đầu lại, chứng kiến Trạm Tinh tiểu cười đứng tại chính mình bên cạnh, hắn tin tưởng mặc dù mình bên này Nguyễn Kiện đều là mình biên soạn đấy. Nhưng là Trạm Tinh không có khả năng xem không hiểu, nhìn xem trong mắt nàng cười nhạt ý Trần Húc đã biết rõ chính mình thao tác. Kế hoạch của mình hoàn toàn tựu là cho hấp thụ ánh sáng tại nàng không coi vào đâu, liền hiện tại liên tiếp, kết nối bị chặt đứt cũng tuyệt đối là nàng trước đó tựu dự liệu được đấy. Cái này Trần Húc tính bướng bỉnh đi lên, nghĩ thầm ngươi không tựu là một cái tiểu cô nương nha, cho dù ta thực lực bây giờ không bằng ngươi, nhưng ta ngay cả ngươi một cái bức tường lửa đều không thể công phá sao? Trần Húc vốn chính là có một cổ tính bướng bỉnh, bằng không thì hắn hiện tại cũng sẽ không biết tại giả thuyết trong khi huấn luyện kiên trì xuống hơn nữa theo một cái thái điều tấn cấp là hiện tại có nhất định trình độ địa hacker. Tuy nhiên hắn không giống Thatcher phu nhân như vậy, từ nhỏ nhất định phải muốn cho chính mình làm được thứ nhất, nhưng là đem làm hắn chăm chú, cũng có một cổ không chịu thua chơi liều. Cho nên Trần Húc lập tức đem tinh thần chuyển hướng về phía màn hình, hư, một cái phương pháp không được ta lại đổi một cái. Ta cũng không tin, không làm gì được người cái này bức tường lửa. Cái này bức tường lửa cơ chế Trần Húc Tại trải qua cái này mấy lần công kích về sau cũng không sai biệt lắm hiểu rõ một điểm. Cái này bức tường lửa chính giữa nhất định có nghe lén ứng dụng QQ hoặc là mặt khác liên tiếp, kết nối ra ngoài lưới nguyễn kiện công năng, sau đó tại bức tường lửa chính giữa ghi chép tương ứng số liệu mã hóa, một khi phát hiện có vượt qua mã hóa số liệu phạm vi ngoại trừ số liệu lưu, sẽ phát động công kích tại tao ngộ đến hồng thủy công kích thời điểm hội tự động đóng cảng. Đơn giản mà nói cái này bức tường lửa địa công tác cơ chế tự là như thế tại không có đóng cửa bức tường lửa trước khi trần húc muốn muốn xâm lấn chỉ có thể tuân theo quy tắc của nó kỳ thật hiện tại trần húc hoàn toàn có thể đủ dùng dùng mặt khác thủ đoạn đổi một loại phương thức đến xâm lấn nhưng nhìn lấy trạm tinh đã tính trước vui vẻ hắn tự cảm giác mình giống như hết thảy đều bị cô bé này nhi cho nhìn thấu đồng dạng cái loại cảm giác này lại để cho trần húc rất không thoải mái nhất định muốn dùng ứng dụng qq cách đến xâm lấn cái này máy tính trần húc tiếp tục phát động tiến công đối phương chỉ là phong bế trong đó địa một cái cảng nhưng cũng không có nghĩa là lấy đem mặt khác cảng cũng đều phong bế. Ứng dụng QQ địa thường dùng cảng là 4000 đến 4009. Cho nên lựa chọn của hắn phạm vi rất lớn, viễn trình nghiệp trợ phương pháp rõ ràng cho thấy không thể dùng, bởi vì đối phương bức tường lửa ở phương diện này xem vô cùng nhanh. Mà thông qua gửi đi văn bản tài liệu là phương thức xử đối phương CPU lợi dụng suất biến cao. Điểm ấy đã làm được, nhưng là rất rõ ràng chạm tinh làm địa cái này bức tường lửa đối với CPU chiếm dụng suất rất thấp, cho nên bức tường lửa cơ hồ không có đã bị ảnh hưởng gì. Đương nhiên ảnh hưởng khẳng định vẫn có, hệ thống xử lý tốc độ hạ thấp khiến cho bức tường lửa tốc độ phản ứng đã ở hạ thấp. Đơn từ đối phương số liệu lưu thượng biểu hiện là có thể nhìn ra, trước khi quấy rối lấy Trần Húc cái kia vài cổ số liệu lưu đã không cách nào đuổi kịp Trần Húc bộ pháp. Cái này chính là một cái tuyệt hảo căn cứ chính xác minh. Trần Húc nhanh chóng ở trên bàn phím gõ lấy, nét mặt của hắn không tính là giữ tợn, nhưng lại phi thường địa chuyên chú, số liệu lưu công kích, Trần Húc bỏ ra một phút đồng hồ địa thời gian lại đã viết một cái phần mềm nhỏ, cái này chương trình là một vài theo lưu công kích tool software. Nó có thể đem Trần Húc khóa xuống đất mệnh lệnh dùng mỗi giây chung ngũ 10 lần tốc độ hướng đối phương máy chủ gửi đi, do đó nghiền ép làm đối phương bức tường lửa cái kia còn sót lại một điểm công tác năng lực. Trạm tinh biên soạn cái này bức tường lửa đã rất cường đại rồi, theo số liệu lưu phân tích bên trên có thể nhìn ra, nó cần công tác tài nguyên rất là ít, như vậy cái kia CPU cùng bộ nhớ phụ tải suất tựu cơ hồ ảnh hưởng không đến cái này bức tường lửa quá nhiều. Bởi vì ở bên trong tồn phương diện chính nó hoa phân ra một cái khu vực độc lập bộ nhớ làm vì chính mình công tác lúc sử dụng. Bộ nhớ sử dụng suất quá cao đối với nó cũng không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa này bức tường lửa còn có sàng chọn công năng. Nếu như rác rời tin tức quá nhiều nó sẽ tự động lựa chọn loại bỏ, như vậy tựu là phòng ngừa đi đó hồng thủy công kích đấy. Nhưng là Trần Húc ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ lấy, hắn nơi tay động đưa vào một đầu lại một đầu chỉ lệnh, sau đó lợi dụng chính mình biên soạn cái này nguyễn kiện triệt để vỡ tung đối phương bức tường lửa. Chạm tinh biểu lộ lần thứ nhất nghiêm túc, bởi vì chính cô ta biên soạn cái này bức tường lửa nàng tự nhiên là minh bạch trong đó cơ chế. Nếu như Trần Húc chỉ là sử dụng rác rưởi tin tức bỏ thêm vào cái kia căn bản không có uy hiếp, bởi vì hệ thống có kiểm tra đo lường công năng. Nhưng là kiểm tra đo lường công năng cũng là có chỗ thiếu hụt đấy. Nếu như Trần Húc sử dụng đại lượng đấy, hữu dụng số liệu thay phiên tiến hành công kích, như vậy hệ thống sẽ lâm vào vĩnh viễn vận chuyển chính giữa. Thẳng đến vận chuyển vượt qua phụ tải, bị đối phương thừa cơ mà vào. Nhưng là loại này chỗ thiếu hụt cũng là có điều kiện tiên quyết, cũng không phải nói người tùy tiện biên soạn hai cái mạng làm cho là có thể khiến cho hệ thống xa vào đến cái này phụ tải chính giữa đấy. Có thể Trần Húc hiện tại biên soạn tốc độ rất nhanh, cơ hồ hai giây chung là có thể đưa vào một cái mạng làm cho sau đó lại để cho nhuyễn kiện phụ trợ vận hành mà những này mệnh lệnh đều là nhằm vào ứng dụng kêu kêu trụ cột mệnh lệnh có thể khiến cho bức tường lửa đối với hắn tiến hành phân biệt đấy loại này mệnh lệnh không giống với những cái kia rác rưởi chỉ lệnh hoàn toàn chỉ dùng để đến bế tắc tin tức loại này rác rưởi chỉ lệnh có thể tự động che đậy nhưng là loại này chính xác chỉ lệnh nhưng lại không thể không tiếp nhận chạm tinh nhịn không được đối với trần húc vài phần kính trọng rồi không nghĩ tới hắn trụ cột như vậy vững chắc chẳng lẽ là cái kia bản hán ngữ nói công lao trần húc thần sắc nghiêm túc lúc này thời điểm hắn căn bản cũng không có đi quan tâm sau lưng sao chạm tinh biểu tình. Mà là toàn tâm toàn ý đắm chìm tại chỉ lệnh đưa vào chính giữa. Cái lúc này thật sự là hắn muốn cảm tạ hán ngữ nói, còn có tiểu mẫn, có thể làm cho hắn có như vậy vững chắc trụ cột tri thức. Sách đến thời gian sử dụng phương hận thiểu, cũng là bởi vì rất nhiều người trụ cột không vững chắc. Trần Húc hiện tại đưa vào cũng là phi thường nhanh, bởi vì chỉ lệnh cũng rất quen thuộc, cho nên hắn bỏ ra 2 phút biên soạn hơn 50 cái mệnh lệnh sau đó lại để cho nguyễn kiện tùy cơ hội sử dụng những này mệnh lệnh cùng đối phương máy tính tiến hành liên hệ phương pháp này quả nhiên có hiệu quả đối phương bức tường lửa tốc độ lập tức tụt chậm lại trần húc cái lúc này cưỡng ép đột nhập đối phương ứng dụng qq hạch tâm lại dùng trước khi phương pháp mở ra viễn trình nghiệp trợ mà lúc này đây đối phương địa bức tường lửa bởi vì công tác áp lực quá lớn không có phản ứng nhưng là trần húc biết rõ loại này không có phản ứng chỉ là tạm thời bức tường lửa dù sao còn đang làm việc chỉ là xử lý tốc độ chậm rất nhiều nhưng loại này chậm chạp tối đa cũng bất quá tựu là chỉ có mười mấy giây đồng hồ nửa phút sự tình. Nếu như không thể bắt lấy cái này chút thời gian đem bức tường lửa đóng cửa, như vậy trước khi hết thảy công tác tựu là phí công rồi. Mười mấy giây đồng hồ, đối với Trần Húc mà nói đã đầy đủ rồi. Trần Húc rất nhanh địa tiến vào đối phương máy tính, chuyện làm thứ nhất tựu là sau khi mở ra đài nhiệm vụ quản lý khí tìm kiếm cái này bức tường lửa địa chỗ tiến trình. Đừng nói là một gã hacker, coi như là đối với máy tính có chút hiểu rõ người đều có thể đối với hệ thống tiến trình so sánh nắm giữ, cho nên Trần Húc lập tức tự chứng kiến cái kia tên là CC. EXE tiến trình có lẽ tự là bức tường lửa mấu chốt tiến trình. Trần Húc điểm kích đóng cửa, kháo. Vậy mà bắn ra đối thoại không nói không cho phép phi pháp đóng cửa. Đây là hiện tại rất nhiều phần mềm diệt virus cùng bức tường lửa đều thiết trí đặc thù tuyển hạng. Trừ phi là thông qua đứng đắn địa thủ đoạn đến đóng cửa, lợi dụng hệ thống tiến trình cưỡng ép đóng cửa đều cực tuyệt chấp hành. Cái này là phòng ngừa hacker cưỡng ép đóng cửa tiến trình mà áp dụng địa thiết trí, Trần Húc nhất thời kích động vậy mà không nghĩ tới, chạm tinh làm sao có thể không thích hợp loại này thiết chí. Như vậy lập tức muốn sử dụng bình thường phương thức đến đóng cửa cái này bức tường lửa. Trần Húc thông qua hậu trường phải khóa điểm kích, sau đó đóng cửa bức tường lửa, lại vậy mà bắn ra một cái đối thoại khung, thỉnh đưa vào mật mã. Hóa, lại vẫn có một chiêu này, nhưng Trần Húc cũng trong lòng hung hăng rút chính mình một cái và miệng tử, đây là rất bình thường đích thủ đoạn được rồi. Tại phần mềm diệt virus chính giữa thiết chí mật mã, do đó phòng ngừa bị ác ý tháo rỡ, vẫn luôn là phần mềm diệt virus cùng bức tường lửa thường dùng đích thủ đoạn. Tuy nói những cái kia cỡ lớn giết độc công ty xuất phẩm sản phẩm, loại thủ đoạn này hoàn toàn không có ý nghĩa. Nói đơn giản, chỉ cần xóa bỏ máy tính chính giữa mật mã văn bản tài liệu là có thể trực tiếp phá giải loại này mật mã. Như tập 3, Alpha Tư Đặc, Kim Sơn Giang dân chờ chờ phần mềm diệt virus mật mã văn bản tài liệu chỗ vị trí Trần Húc cũng biết. Mặc dù có bảo hộ nhưng chỉ cần thông qua như là ân đồng dạng giải khóa nguyễn kiện là có thể xóa bỏ, nhưng là đối với cái này khoản không biết địa bức tường lửa. Trạm tinh nhất định sẽ không đem mật mã văn bản tài liệu tự được lưu giữ trong nguyễn kiện cặp văn kiện trong. Nàng tùy tiện hướng ổ xê cái góc nào bên trong một nhét, chính mình đi đâu mà tìm đây. Quan trọng hơn là thời gian không đủ rồi. Mười mấy giây đồng hồ, nếu như không thể đem cái này bức tường lửa đóng cửa như vậy trần húc sẽ bị đá ra đi tuy nhiên kế tiếp còn có thể tiến đến nhưng là cái kia dù sao cũng là một kiện phi thường chuyện phiền phức mà nếu như muốn thí nghiệm mật mã hiện tại máy vi tính tính toán tốc độ là căn bản là không đủ đấy bởi vì đối phương máy vi tính hiện tại đã rất tạp rồi căn cứ nhuyễn kiện thiết chí đều là tại chấp hành một cái mệnh lệnh về sau lại chấp hành kế tiếp mệnh lệnh Bất quá bởi vì tại tốc độ nhanh thời điểm máy vi tính thi hành mệnh lệnh tốc độ cũng rất nhanh, cho nên khi đó không sao cả. Nhưng đem làm hiện tại máy vi tính rất tạp thời điểm, chẳng khác nào là đem máy vi tính tính toán tốc độ thả chậm vô số lần. Trần Húc tuy có thể thí nghiệm mật mã, nhưng là đang thí nghiệm mật mã trước khi bức tường lửa còn muốn làm một việc tự là bắt hắn cho đá ra đi. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Trần Húc gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, mắt thấy thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, như thế nào mới có thể tháo rỡ mất cái này chết tiệt bức tường lửa. Lúc này thời điểm chạm tinh tại phía sau hắn nói một câu, người có thể thử một chút đăng ký bề ngoài. Đăng ký bề ngoài, Trần Húc sững sờ, sau đó kinh hỉ nói, đúng vậy, ta đang định làm như vậy. N, người đăng ký trong ngoài không có mã hóa sao, chạm tinh cười nhạt một tiếng. Ngươi có thể hoàn thành đến bây giờ trình độ ta đã rất giật mình rồi, đăng ký bề ngoài rất đơn giản, ngươi có thể thử một chút. Đăng ký bề ngoài là một cái hệ thống mấu chốt, hệ thống chính giữa nhuyễn kiện như thế nào vận hành hoàn toàn tự đều là ghi tại đăng ký bề ngoài chính giữa rất nhiều chơi trò chơi bằng hữu có nhận thức cái kia chính là đem làm hệ thống giáp lại giáp nặng về sau phóng tại cái khác bàn phím bên trong trò chơi có chút không thể chơi cái kia cũng là bởi vì thiếu đi đăng ký bề ngoài khóa giá trị nguyên nhân bởi vì đem làm hệ thống giáp lại giáp nặng về sau đăng ký bề ngoài quy linh những cái kia cần đăng ký bề ngoài khóa giá trị trò chơi tự nhiên là không cách nào vận hành trần húc lập tức ngay tại đăng ký bề ngoài chính giữa tìm tòi cc exe cái này mấu chốt từ đồng thời lập tức ở biên soạn một cái cỡ nhỏ nhuyễn kiện cái này nhuyễn kiện công năng tựu là siêu tầm đăng ký bề ngoài chính giữa hết thảy có quan hệ cc exe khóa giá trị hơn nữa đem hắn xóa bỏ trong lúc trần húc bị bức tường lửa lại đá ra đi một lần nhưng là hắn rất nhanh quen thuộc lại giết trở lại hơn nữa đem cái này nhuyễn kiện mang đi qua xóa bỏ đăng ký bề ngoài mấu chốt khóa giá trị về sau Trần Húc điểm kích phải khóa đóng cửa bức tường lửa. Thành công, không có nói bày ra yêu cầu đưa vào mật mã tuyển hạng. Thành công rồi, Trần Húc nhanh chóng tháo dỡ cái này bức tường lửa, sau đó đóng cửa ứng dụng QQ Hồng Thủy công kích, tại đối phương trên mặt bàn đã thành lập nên một cái văn bản file. Bên trong đánh lên một câu, ta vào được, lần này địa tiến công, rốt cuộc tuyên cáo hoàn thành. Trần Húc lau đổ mồ hôi, cuối cùng kết thúc, lần này công thủ tuy nhiên chưa tính là kinh tâm động phách, nhưng là quá trình cũng đầy đủ khó khăn chắc trở rồi, càng làm cho hắn thấy được mình ở công thủ thời điểm chưa đủ. Trạm tinh bộ này hiểu rõ, quả nhiên vẫn có tương đương địa trình độ đấy. Nhìn xem chung quanh, ngô nguyên trọng tử ngữ bọn hắn vẫn còn ra sức chinh chiến. Chính mình đã được như nguyện đã trở thành tốc độ nhanh nhất, nhưng là cái này lại làm cho Trần Húc trong lòng có chút thất lạc. Bởi vì hắn cảm thấy trình độ của chính mình đã đề cao không ít. Nhưng giống như khoảng cách chạm tinh nhưng lại càng ngày càng xa. Đó cũng không phải nói, thực lực của hắn tiến bộ đồng thời chạm tinh đã ở tiến bộ hơn nữa tiến bộ tốc độ so với hắn phải nhanh điện nhiều mà là đang hacker cái này lĩnh vực lên học đồ vật càng nhiều lại càng phát hiện mình nhỏ bé cùng vô tri chủ yếu là trần húc hiện tại cùng trạm tinh tranh lệch quá xa cái gọi là ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm từ nơi này khoảng bức tường lửa bên trên trần húc là có thể nhìn ra thực lực của hai bên tranh lệch mà hắn hiện tại hán ngữ nói địa học tập tuy nhiên đã rất tinh thông rồi nhưng là muốn hắn đến chế tạo ra như vậy một cái bức tường lửa, hắn cũng còn không có cái kia trình độ. Hơn nữa rất rõ ràng chạm tinh cuối cùng là có chỗ bảo lưu lại. Đối với đăng ký bề ngoài tin tức không chọn dùng mã hóa phương thức xử lý, chính là một cái rất rõ ràng biểu hiện. Đăng ký bề ngoài địa tin tức cũng không phải không thể mã hóa áp dụng bảo hộ, chỉ là chạm tinh không có làm như vậy, hiển nhiên nàng là lưu lại một cái chỗ trống. Mà nếu như nàng làm như vậy rồi, làm sao bây giờ, chỉ sợ nhất thời nửa hỏa, Trần Húc cũng không có cách nào. Huống chi cái này gần kề chỉ là hoàn toàn nhằm vào bức tường lửa một lần tiến công, lần này tiến công đối phương không có người tại chủ trì. Nếu có cao thủ tại chủ trì, cái kia chính là mặt khác một phen cục diện rồi. Hơn nữa Trần Húc có thể cảm giác được, chạm tinh cái này bức tường lửa cũng không phải nàng đắc ý nhất tác phẩm. Nếu quả thật chính là nha đầu kia toàn lực ứng phó. Chính mình cùng nàng tranh lệch hội nhiều đến bao nhiêu, Trần Húc hiện tại tuy nhiên thực lực còn không được. Nhưng là nhãn lực đã rèn luyện ra rồi, chạm tinh thực lực, ít ở chỗ hắn bái kiến là bất luận cái cái gì một gã trong nước cao dưới tay. Hồi tưởng lại ngày đó cùng Sonic một trận chiến, Trần Húc trong lòng có như vậy một loại cảm giác. Thực lực của nàng, nói không chừng đều có thể cùng Sonic chính giữa địa mấy người kia đánh đồng rồi. Thiên tài mỹ nữ hacker, Trần Húc cũng bị chính mình địa ý nghĩ này cho lại càng hoảng sợ, lẽ ra chạm tinh thực lực không có khả năng mạnh như vậy đấy hơn nữa nàng nếu có thực lực mạnh như vậy còn làm gì vậy đến đại học cho hết thời gian. Phải biết rằng Sonic đã là bên ngoài thế giới đệ nhất hacker tổ chức. Mặc dù nói cái thế giới này đệ nhất rất có hơi nước. Chạm tinh kỹ thuật có cao như vậy sao? Trần Húc chỉ là mơ hồ có cảm thấy, hắn cũng không có cách nào cùng chạm tinh tiến hành một hồi chính thức trên ý nghĩa thế lực ngang nhau đối thoại, cho nên cũng không cách nào đánh giá chắc ra nàng tài nghệ thật sự. Nhưng là nam nhân cảm giác, không biết là giác quan thứ sáu hay vẫn là thứ bảy cảm giác loại đồ vật này nói cho hắn biết, chạm tinh tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trần Húc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn tổng cộng dùng 20 phút nhiều một chút thời gian. Cho trọng tử ngữ cùng ngô nguyên rất lớn áp lực, về phần cao hiểu tiết. Hoàn toàn có thể bỏ qua nhà đầu kia rồi, nàng hiện tại gấp đến độ sắp khóc rồi, nhưng là liền môn còn không thể nào vào được. Cái này là tranh lệch à, ngô nguyên cùng trọng tử ngữ là có trụ cột, Cao Hiểu Tiết thì là cùng Trần Húc là đồng thời bắt đầu chính thức học tập lập trình cùng với hacker đấy. Nhưng là Trần Húc có tiểu mẫn tùy thời tùy chỗ tùy thân chỉ đạo, nhưng Cao Hiểu Tiết bên người mặc dù có chạm tinh cái này phi thường cao minh sư phụ, nhưng này cái sư phụ đối với đồ đệ yêu cầu lại nhất định phải nàng theo trụ cột làm lên. Cái này rất giống là huyền môn chính tông phương thức tu luyện đồng dạng, sơ bộ rất gian nan, nhưng là không tồn tại tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tương lai thành tựu cũng so những cái kia thông qua đường ngang ngõ tắt thủ đoạn bò lên người muốn lớn rất nhiều nhưng là hiện tại, nhà đầu kia cũng chỉ có thể buồn bực. Cuối cùng lại đợi hơn 10, sau, trọng tử ngữ lúc này mới hao hết sức của chín châu hai hổ hoàn thành nhiệm vụ, hắn sử dụng chính là ngựa gỗ cắm vào phương thức, rốt cục ngụy trang một cái ngựa gỗ mở ra cửa sau tiến vào. Nhưng căn cứ trọng tử ngữ chính mình thuyết pháp, cái này ngựa gỗ hay vẫn là tráng niên sớm mập làm ra đến, hắn còn không có có cái kia trình độ có thể giải quyết. Ngô Nguyên thì càng chậm, hắn không có trần hút thực lực như vậy, cũng không có trọng tử ngữ như vậy như bức sư phụ, cho nên hắn thì càng chậm điểm. Tại Trần Húc về sau hơn nửa canh giờ mới hoàn thành nhiệm vụ, hay vẫn là lại gần trạm tinh đề điểm. Trên cơ bản lần này hiểu rõ cứ như vậy đã xong, về phần cao hiểu tiết N, không cần chờ nàng, chính cô ta cũng rất phiền muộn buông tha cho. Ngồi ở chỗ kia tội nghiệp nhìn xem trạm tinh, giống như đáng thương địa tiểu cầu nhi đồng dạng. Trạm tinh bất đắc dĩ cười cười, hiểu tiết ngươi trước chờ một chút ra. Tình huống của ngươi so sánh nghiêm trọng, ta đợi tí nữa nói cho ngươi, nàng nhìn về phía Trần Húc, nói thực ra. Ngươi này thiên chính là biểu hiện thật là ngoài dự liệu của ta. Cái này không hề chỉ chỉ là ngươi cái thứ nhất công phá bức tường lửa, mà là vì công kích của ngươi phương thức. Trụ cột vững chắc, tục tăng đơn giản nhưng là phi thường thực dụng địa tiến công thủ đoạn. Những điều này đều là hán ngữ dạy bằng lời đưa cho ngươi sao. Trần Húc gật gật đầu, trụ cột tự nhiên là hán ngữ dạy bằng lời đấy, mà thủ đoạn công kích vấn đề thì là thuộc về cá nhân hắn phong cách rồi. Cái này cũng cùng Trần Húc học tập phương thức có quan hệ. Bởi vì lúc trước một mực không có nhân giáo hắn, cho nên hắn công kích đích thủ đoạn tựu đặc biệt địa chỉ một. Mà Trần Húc bản thân cũng là người thông minh, hắn dĩ nhiên cũng làm tại loại này chỉ một thủ đoạn công kích chính giữa, lục lọi ra một đầu thích hợp hắn địa đường đi. Thật giống như Cổ Long tiểu thuyết chính giữa A Phi, A Phi cả đời chưa từng học qua kiếm, kiếm pháp của hắn đều là mình ngộ ra đến đấy. Không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, nhưng tựu chỉ có một chút. Nhanh, kinh người nhanh còn có dương quá huyền thiết kiếm pháp, chú ý đúng là trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Đừng nhìn là chỉ một đích thủ đoạn, nhưng thường thường lại đại biểu đại trí giả ngu dũng mãnh một chiêu. nhấc tay, Cao Hiểu Tiết lúc này thời điểm giơ tay lên nói ra, Trần Húc địa thủ đoạn công kích quá chỉ một rồi, hắn chính là một cái con người lỗ mãng à, tự ưa thích nhằm vào một điểm liều mạng địa nệt, hận không thể cầm trong tay cái cái búa đơn giản chỉ cần đem bức tường lửa cho đập phá đồng dạng, tinh tinh ngươi có thể giáo giáo hắn không phải giống như ngươi nói như vậy địa phương trạm tinh chậm rãi lắc đầu nói thủ đoạn công kích dườm già cùng phức tạp cũng chỉ là tiến công một loại thủ đoạn mà thôi hiểu tiết ngươi phải biết rằng trên cái thế giới này không có hoàn toàn giống nhau hai mảnh lá cây cũng không có hoàn toàn đồng dạng thủ đoạn công kích hacker xâm lấn cuối cùng nhất nhiệm vụ chính là vì đánh vào đối phương máy tính chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này như vậy sử dụng thủ đoạn gì đều là có thể đấy trong mắt của ta ngược lại cảm thấy Trần Húc loại này phong cách là phi thường đáng giá cổ vũ đấy. a à, ngươi không nếu như vậy xem ta, kỳ thật ngươi phải biết rằng, đem làm đẳng cấp không sai biệt nhiều hacker đang tiến hành công thủ thời điểm, thường thường tiến công thủ đoạn tựu là quyết định thắng bại trọng yếu nhân tố. Mà Trần Húc loại phương thức công kích này, nếu như tá dùng xuất sắc phần cứng cùng nguyễn kiện điều kiện, hắn tiến công sẽ rất cường. Cuối cùng nhất cường đến đâu sợ đối phương trình độ so với hắn cao, nhưng nói không chừng cũng sẽ bị hắn đánh bại trình độ. Ta như vậy nghiêu. Trần Húc cũng sừng sốt, chạm tinh tiếp tục nói, trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Có hacker rất giảo hoạt, thủ đoạn hay thay đổi, nhưng có hacker tự là như loại phương thức này. Ví dụ như năm đó Kevin Mitnick, thế giới đệ nhất hacker. Lúc đương thời câu nói nói, đem làm Mitnick phát động thời điểm tiến công, không ai có thể ngăn cản ở hắn. Theo điểm này lên, người là có thể chứng kiến hắn khủng bố. Trong truyền thuyết Mitnick trên tay đã khống chế hơn vạn đài cương thi máy vi tính, mà chính hắn biên soạn công kích chương trình cũng càng thêm bá đạo hơn nữa hung mãnh, chỉ cần hắn một phát động công kích, cho dù là cấp cao nhất phần cứng bức tường lửa cũng ngăn không được lực lượng của hắn. Các người hiện tại đối với hacker đều có nhất định được hiểu được, nên biết, hacker vô cùng nhiều thủ đoạn tựu là lợi dụng máy vi tính một ít lỗ thủng Hoặc là nói là quy tắc A, tại máy vi tính quy tắc cho phép hạ tìm phễu. Cho nên, như mít nít cái loại này hồng thủy công kích, là đơn giản nhất, thực dụng nhất cũng là hữu hiệu nhất một loại công kích phương thức. Tại loại phương thức công kích này xuống, có rất ít người có thể ngăn cản ở. Hiểu tiết, như vậy ngươi cho rằng, loại phương thức công kích này hay vẫn là rất nguyên thủy hơn nữa đơn điệu vô dụng sao? Cao hiểu tiết không phản đối rồi, tại máy vi tính phương diện nàng biết rõ chính mình kiến thức cùng tri thức xa còn lâu mới có thể cùng chạm tinh so sánh với. Nhưng nàng lại có chút không phục, nói, cái kia nếu như như vậy, chúng ta chỉ cần luyện tập đơn giản nhất loại phương thức công kích này không được sao? Còn phí sự tình khác làm gì à? Chạm tinh cười lắc đầu, không phải người muốn đơn giản như vậy. Một chiêu này sở dĩ hung mãnh không người có thể ngăn, kỳ thật nói đơn giản tự là sử dụng chiêu này người thực lực quá mức cường đại rồi, cường đại đến hắn một chiêu địch nhân cũng đỡ không nổi. Kỳ, sách lưới như người phải biết rằng, hiện tại có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới loại trình độ này. Cái kia cần vô cùng cao siêu thực lực cuối cùng nhất thuẫn, mới có thể làm được điểm này. Cho nên Trần Húc, người bây giờ ngoại trừ muốn đề cao ngươi công kích hiệu suất cùng lực lượng bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là muốn đi đạt được thịt gà, đại lượng thịt gà. Thịt gà tự là bị hacker loại lên ngựa gỗ máy vi tính, những này máy vi tính có thể là server, cũng có thể là bình thường dân dụng máy vi tính. Một cái hacker trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thịt gà cung cấp bọn hắn sử dụng, hoặc là dùng làm ván cầu, hoặc là dùng làm công kích người khác chi dụng. Cho nên thịt gà cũng được xưng là là cương thi máy vi tính. Thịt gà xuất hiện nhưng thật ra là một loại châm trọng bởi vì từng cái thịt gà tự là một đài máy vi tính, chiếm dụng một đầu dây mạng lưới. Cho nên khi hacker tại công kích thời điểm sẽ hạ lệnh để cho thủ hạ thịt gà toàn bộ hướng phía mục tiêu bắt đầu tiến công, gửi đi một ít rác rưởi tin tức dùng bế tắc mạng lưới, tạo thành đối phương vận chuyển phụ tải chờ chờ. Nhưng là đối với một cái truyền thống trên ý nghĩa hacker mà nói, xâm lấn người khác máy vi tính, bản thân tựu là một loại vi phạm hacker nguyên tắc sự tình. Nhưng là nếu như không có thịt gà, một người lực lượng tại trên internet phi thường nhỏ bé, hơn nữa rất dễ dàng bị người khác cho bắt được. Cho nên rất nhiều vô lương hacker liền khiến cho dùng các loại đích thủ đoạn đi thu hoạch thịt gà, mà ở thu hoạch thịt gà đồng thời, bọn hắn cũng lợi dụng thịt của mình gà vì bọn họ sáng tạo càng lớn lợi nhuận, ví dụ như trộm lấy người sử dụng mật mã, đã từng tên xấu rõ ràng cho bồ câu ngựa gỗ chính là như vậy sinh ra đời đấy. Cho bồ câu biến chủng rất nhiều, chỉ cần là một cái đối với lập trình có nhất định trụ cột người đều có thể thông qua nguyên mã tiến hành cải tiến, do đó chế tạo ra một cái mới đích ngựa gỗ phóng xuất ra đi. Khi đó cơ hồ toàn bộ Trung Quốc máy vi tính đều trúng loại này cho bồ câu ngựa gỗ, đã trở thành đám hacker thịt gà. Loại này thịt gà chẳng những có thể đủ lại để cho đám hacker tại tiến công lúc mang đến thuận tiện, còn có thể trộm lấy máy tính chính giữa tư liệu, ví dụ như game online ứng dụng QQ số tài khoản chờ các loại vì đám hacker sáng tạo một số thêm vào giá trị. Nhưng là loại này hacker đã không thể được gọi là hacker rồi. Cho nên hiện tại đem làm hacker không có ly khai thịt gà thời điểm loại này nghịch biện đồng dạng hiện tượng rốt cuộc bị mạng lưới có đạo đức đám hacker cộng đồng đính ra rồi một cái chuẩn tắc, thu hoạch thịt gà ngựa gỗ không được tiết ra ngoài, không được tuyên bố nguyên mã bị người có ý chí chỗ lợi dụng. Ngựa gỗ vì tốt ngựa gỗ, không giám sát và điều khiển bàn phím, không nghe lén mật mã, sẽ không đối với hệ thống tạo thành bất luận cái gì tổn thương, sẽ không đánh cắp đối phương bất luận cái gì tin tức. Không được sử dụng thịt gà ác ý đi công kích người khác. Không được sử dụng thịt gà lợi nhuận, cái này mấy cái chuẩn tắc, tự là lớn nhất hạn độ ở không vi phạm hacker truyền thống nguyên tắc trên cơ sở, thuận theo máy vi tính phát triển. Bởi vì làm một cái không có thịt gà hacker, liền an toàn của mình đều không thể bảo hộ, tại vi phạm với hacker nguyên tắc quy tắc chung, hacker đệ nhất chú ý một chút, bảo hộ an toàn của mình. Cho nên cái này mấy cái quy tắc tự là tại căn cứ hacker nguyên tắc quy tắc chung dưới điều kiện tuyên bố, xem như một loại cùng lúc đều tiến vào. Trạm tinh nói, nếu như người có được 100 đài thịt gà, như vậy ngươi đồng thời cho ngươi cái kia 100 đài thịt gà hướng phía vừa rồi cái kia máy tính phát động công kích, như vậy ngươi là có thể nhanh hơn công phá bức tường lửa. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, của ta cái này bức tường lửa kỳ thật phòng ngự năng lực cũng không cao, nhất là bởi vì gia dụng trên máy, phần cứng điều kiện quá kém. Hiện tại rất nhiều server bên trên đều sắp đặt phòng DDoS hồng thủy công kích hệ thống, đều là 10 giờ trăm g phần cứng bức tường lửa. Nếu như dùng ngươi một máy tính lực lượng, cái loại này công kích đối với người khác mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa. Quyết định hacker chiến đấu thắng bại mấu chốt là, kỹ thuật, phần cứng, nguyễn kiện, thịt gà. Trần Húc phong cách, cương mãnh lạnh thấu xương, khí phách 10 phần. Nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ, một người lực lượng dù sao cũng có hạn, nếu như hắn có thể có được rất nhiều thịt gà, như vậy thực lực của hắn có thể lại một cái đằng trước bậc thang. Đương nhiên, nếu như Trần Húc còn muốn tiến bộ, cũng nhất định phải muốn đề cao mình máy vi tính trình độ, đây cũng là tất nhiên. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, Trần Húc đi con đường này, nhìn như thủ đoạn đơn giản, nhưng nhất định hắn muốn vì thế trả giá thêm nữa, phải biết rằng, dương quá về sau có thể sử dụng một kiếm chém nước cây mà kiếm không ngừng, cũng là hắn tại sóng biển trong trọn vẹn luyện 7 năm mới lấy được thành tựu. Có thâm niên hacker đánh giá Kevin Mitnick loại công kích này, đơn giản, thực dụng. Hắn đem sở hữu tất cả máy vi tính tri thức toàn bộ hóa thành một chiêu, một chiêu này, thiên hạ không có bất kỳ người, bất luận cái gì cứng mềm có thể ngăn cản ở. Nhưng trí cương dễ dàng gãy, mít nít công kích thiên hạ vô song, nhưng là tương đối mà nói, hắn phòng thủ sẽ không có mạnh mẽ như vậy rồi. Này đây càng về sau, mít nít bị Nhật Bản máy vi tính hạ thôn giật chỗ bắt được. Nhưng SMMS, hoặc là nói tiểu mẫn lại có được thiên hạ vô song thuẫn. Hơn nữa cái này đỉnh thuẫn là chân chính trên ý nghĩa thiên hạ vô song. Cho nên tại trong lúc vô hình, cũng đã băng giúp Trần Húc miễn trừ nỗi lo về sau. Đương nhiên cũng có người tiếc hận, vì sao SMS không còn sớm xuất hiện vài năm. Đến lúc đó lại để cho nick cùng SMS đỏ sức thoáng một phát, đã biết rõ cái này mưu cùng thuẫn tầm đó, đến cùng cái nào càng thêm cường đại rồi. A, à, đây cũng chỉ là những cái kia đám hacker một bên tình nguyện nghĩ cách mà thôi. Kevin Mitnick đã nhiều năm không đụng máy vi tính, phải biết rằng tại nơi này máy vi tính kỹ thuật ngày tân nguyệt dị thời đại, nhiều năm không đụng máy vi tính thậm chí cả đời đều không thể sờ đến máy vi tính mít chỉ có thể ảm đạm cáo biệt chính mình máy vi tính kiếp sống. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, tiểu mẫn phòng thủ thực lực yếu lĩnh trước cái thế giới này 80 năm. Đó là một vô cùng đáng sợ con số, đại biểu không thể vượt qua cái hào rộng, trên thế giới này, thời đại này chính giữa, không ai có thể cho Trần Húc mang đến phiền toái gì. Cho nên, hiện tại chỉ cần Trần Húc chính mình cố gắng. Cố gắng thành vi trên cái thế giới này mạnh nhất mâu là được rồi hắn hoàn toàn không cần phòng thủ trần húc nhìn xem trạm tinh vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào hiện tại đi bắt gà chảo gà tự là chảo lấy thịt gà địa ý tứ trần húc tuy nhiên không có đi làm thịt gà nhưng cái danh từ này còn có thủ đoạn hắn lại cũng không lạ lẫm kỳ thật lần trước địa phong hỏa virus theo một chủng nào đó phương diện mà nói cũng là một loại thịt gà ngựa gỗ bị bọn hắn khống chế địa máy vi tính cũng có thể coi như thịt gà đến sử dụng nếu như không có trần húc như vậy ai cùng ích giao thủ, chỉ sợ muốn lập tức lọt vào toàn bộ thế giới mạng lưới địa công kích. Thịt gà không cần nhiều, cao cấp địa hacker trên tay có hơn một ngàn cái thịt gà cũng xem là tốt. Dù sao hiện tại phần mềm diệt virus như vậy phát đạt, thịt gà cũng không phải tốt như vậy làm địa phương. Trạm tinh nói tiếp, thịt gà địa số lượng là một cái yêu cầu. Nhưng quan trọng hơn là chất lượng, mạng lưới tốc độ muốn tốt, máy móc tốc độ cũng muốn nhanh, hơn nữa online thời gian muốn dài bằng không thì ngươi tự gặp được muốn tìm thịt gà thời gian lại phát hiện mình chạm đất gà rất nhiều đều không có khởi động máy phải biết rằng rất nhiều hacker địa chiến tranh đều là tại trong đêm địa phương hơn nữa tốt nhất là lựa chọn một quần thể với tư cách thịt gà ví dụ như cao cấp địa server phòng máy như vậy địa thịt gà chất lượng sẽ rất cao trần húc thấy nàng chậm rãi mà nói nhịn không được hỏi cái kia trạm tinh ngươi có bao nhiêu thịt gà trạm tinh mỉm cười tránh mà không đáp tiếp tục nói có địa thịt gà sẽ xuất hiện loại này rất kỳ diệu địa tình huống. Chính là ngươi cùng đối thủ của ngươi sử dụng địa dĩ nhiên là cùng một đám thịt gà. Cho nên vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, ngươi nhất định phải đúng giờ cho của ngươi thịt gà giết độc. Chỉ để lại chính ngươi lưu địa cửa sau, đem người khác địa ngựa gỗ xóa bỏ mất, loại này thịt gà tranh đoạt chiến cũng là hacker chính giữa thông thường địa phương. Trần Húc bọn người cũng nhịn không được đổ mồ hôi thoáng một phát. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này à. Trạm tinh cười nhạt một tiếng, lắc đầu, kỳ thật đây là rất mệt a à địa công tác. Cho nên không đề nghị ngươi làm quá nhiều địa thịt gà. Giống ta hiện tại mỗi tháng đều muốn cho ta địa thịt gà nhóm, đám bọn họ tiến hành một lần toàn bộ địa giết độc. Cùng dưỡng hài tử đồng dạng, rất mệt a à địa phương, mọi người đều cười, đang ngồi cũng đều là máy vi tính phương diện cao thủ. Cao hiểu tiết tạm thời bỏ qua, có thể nghe hiểu trạm tinh, kỳ thật thịt gà bản thân không cần phiền toái như vậy, nhưng vấn đề là muốn truy cầu cao phẩm chất thịt gà, nhất định phải muốn phiền toái như vậy. Bởi vì có người sử dụng đối với máy vi tính chỉ biết chơi trò chơi nói chuyện phiếm. An toàn phương diện đồ vật cái gì cũng không biết, cho nên trong máy vi tính toàn bộ đều là virus. Chỉ cần dùng phần mềm diệt virus một giết, tối thiểu đều là bốn vị mấy đã ngoài địa phương. Cho nên như vậy máy vi tính thường thường sẽ thành làm một cái, hoặc là mấy cái, thậm chí mười mấy cái hacker sử dụng cương thi máy vi tính, thì ra là thịt gà nhưng là loại này thịt gà chất lượng thật sự quá kém, dẫn theo nhiều như vậy virus tốc độ muốn nhanh đều không mau được, hơn nữa có virus còn sẽ thông qua mạng lưới liên tuyến lây đến hacker chính mình. a à, loại này thịt gà, cao cấp hacker đều là không để vào mắt đấy, chỉ có một chút bình thường hacker không thế nào chú ý. Bởi vì đối với hacker mà nói, thịt gà cũng tự tương đương với vũ khí của bọn hắn rồi. Nếu là vũ khí, nhất định phải muốn đánh bóng ánh sáng, mà bình thường hacker cũng không chú trọng điểm này mà có ít người không thể được gọi là hacker, bọn hắn cũng lợi dụng loại này thịt gà vì chính mình thu hoạch lợi nhuận. Ví dụ như năm đó cho bồ câu ngựa gỗ bộc phát địa thời điểm, lúc ấy rất nhiều người liền trực tiếp bán ra thịt gà, một cái thịt gà giá là 3 khối tiền đến 5 khối tiền. Có người chám đất nhiều, một ngày có thể trảo 1 ngàn chỉ thịt gà, thật sự là món lợi cách xù à. Cái kia chúng ta đây, trọng tử ngữ cùng ngô nguyên vội vã hỏi, các người cùng trần húc bất đồng, điểm ấy đợi lát nữa ta cùng các ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ n còn có liền Trần Húc ở bên trong mấy người các ngươi rất nhiều chi tiết tỉ mỉ phương diện làm cũng không tốt bất quá Trần Húc phong cách tại đâu đó hắn tiến công có thể đền bù chi tiết tỉ mỉ bên trên chưa đủ nhưng là hai người các ngươi tác thì cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút điểm ấy ta sẽ trở lại cùng các ngươi một mình trò chuyện a à. a à, hiểu tiết người không nếu như vậy mặt khổ qua được không người xem cái này bản hán ngữ nói ta nhìn điểm cảm giác rất không tồi hơn nữa rất thích hợp ngươi như vậy nhân vật mới tiến hành học tập, cho nên lần này hacker giải thi đấu về sau, ngươi tiểu tạm thời đừng nhìn tổng hợp cùng C rồi, trước xem Hán ngữ nói a. À. Chủ cột vớt là trọng yếu nhất, cao hiểu tiết vẻ mặt đau khổ, đây chẳng phải là nói nàng trước khi nửa năm vất vả toàn bộ lãng phí. Sau đó nàng cũng rất khó chịu nhìn xem Trần Húc, dùng ngón tay đầu đâm lấy hắn, ngươi à à. Thật không có nghĩa khí à? SMS lão đại lúc nào đem cái này bản Hán ngữ nói bí kíp truyền cho ngươi hay sao? người vậy mà đều không lấy ra à à à người quá không đủ nghĩa khí rồi ăn cơm mời khách ăn cơm trần húc xấu hổ gãi gãi đầu nói nhân ra lão đại không cho ta truyền ra bên ngoài ta cũng không thể không nghe hắn đó a à, tự là lần trước làm xong kim dung bảy hiệp chuyện cái kia khoản trò chơi về sau cao hiểu tiết thở phì phì mân mê cái miệng nhỏ nhắn trần húc cũng không để ý tới nàng biết rõ nàng là cậu đấy dầm gì một hồi chính mình thì tốt rồi vậy ý của ngươi là ta hiện tại chính là muốn đi bắt gà Trạm tinh nói, không riêng gì ngươi, ngô nguyên cùng trọng tử ngữ các ngươi cũng muốn đi. Trong vòng ba ngày, Trần Húc yêu cầu của ngươi là một ngàn chỉ thịt gà, ngô nguyên người cùng trọng tử ngữ mỗi người 500 đài là được rồi. Một ngàn chỉ, 500 chỉ, trạm tinh xem của bọn hắn, cười nhạt một tiếng, đây là không có biện pháp sự tình. Khoảng cách khách cơ giải thi đấu đã rất gần, các ngươi bắt được thịt gà về sau. Còn cần luyện tập như thế nào thao túng thịt gà, như thế nào biên soạn thao túng thịt gà chương trình. Còn muốn tại thịt gà chính giữa giết độc, ăn cài phần mềm, cái này nhưng đều là chuyện rất phiền phức. Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm rồi, nhưng ba ngày chảo một ngàn con gà, Trần Húc cảm thấy có chút quáng mắt, làm sao bắt, chính mình làm cái virus tản đi ra ngoài, vậy cũng không biết chảo gà là tốt là xấu à, tùy tùy tiện tiện ở giữa độc địa gà khẳng định không phải tốt gà. Thật giống như ven đường chó hoang có thể tùy tiện khắp nơi ăn cái gì, nhưng là trải qua huấn luyện cầu cầu tại trên đường cái chứng kiến thơm ngào ngạt xương cốt cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn đồng dạng. Chào một ngàn chỉ thịt gà không có vấn đề, nhưng muốn bắt một ngàn chỉ có chất lượng thịt gà vấn đề tựu lớn hơn. Từ chỗ nào ra tay đâu này, trước khi đã từng nói qua, Trần Húc là cái rất có liều kính chàng trai. Gặp được nan đề về sau hắn muốn không là như thế nào tránh né cái vấn đề khó khăn này, mà là như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Loại này phẩm đức cũng có thể xem như đáng quý rồi nhìn xem Trần Húc trầm tư suy nghĩ, chạm tinh mỉm cười, tốt thịt gà, đều là thuộc về cao đoan người sử dụng quần thể. Nhưng nếu như người muốn 24 tiếng đồng hồ, hoặc là nói phần lớn thời gian đều tại khởi động máy thịt gà. Không thể lựa chọn những cái kia hướng chín muộn năm công ty, bởi vì lựa chọn bọn hắn, người trong đêm nếu như gặp được địch nhân, vậy làm phiền tựu lớn hơn. Nhưng muốn tìm đến 24 tiếng đồng hồ đều khởi động máy địa máy tính rất khó à. Hoặc là, ta theo Trung Quốc tìm một bộ phận lại từ nước Mỹ tìm một bộ phận. Dựa theo múi giờ đến phân, như vậy tự có thể bảo chứng mình tùy thời đều có thịt gà á. Chạm tinh cười cười, phương pháp không tệ, trên thực tế rất nhiều người đều là làm như vậy đấy. Cho nên người bây giờ có thể theo Anh quốc địa một ít IT công ty ra tay. Không không không, nước Mỹ không được, bởi vì hacker giải thi đấu thời gian đều đính tại 7 giờ tối bắt đầu, lúc kia Trung Quốc công ty trên cơ bản đều tan tầm rồi. Mà chúng ta buổi tối 7 giờ. Nước Mỹ phía đông thời gian cũng chỉ là buổi sáng 6,30, cho nên bọn hắn cũng không có bắt đầu đi làm. Về phần nước Mỹ miền Tây cùng vùng núi thời gian thì càng sớm. Mà giờ Bắc Kinh 19 điểm thời điểm, London thời gian đúng lúc là 11 điểm, cái lúc này còn không có có tan tầm. Hơn nữa cho dù giữa trưa nghỉ ngơi máy vi tính cũng sẽ biết khai. Hoặc là người xâm lấn Brazil một ít nhuyễn kiện công ty cũng có thể, chúng ta 19 điểm thời điểm Brazil đúng lúc là buổi sáng 8 giờ. Khả năng có chút sớm, cho nên ngươi xem rồi xử lý rồi. Ý kiến của ta hay vẫn là Luân Đôn, hoặc là càng muộn một chút như New Delhi, Moscow cùng Cairo cũng có thể. Nhưng là người phải biết rằng, đám người anh một ít công ty là rất tốt xâm lấn đấy, bởi vì vì bọn họ hacker kỹ thuật thật sự là rất kém cỏi. Nếu như người xâm lấn chính là Moscow, khó như vậy bảo vệ không sẽ kinh động ra quân đội cùng với dân gian đám hacker. Người phải biết rằng, cái thế giới này dân gian hacker thực lực cường đại nhất không phải nước Mỹ, là Russia ra dân gian hacker, Trần Húc cũng có nghe thấy, N, dùng câu không thế nào tôn kính, hoặc là lại là rất tôn kính mà nói. Bọn họ là một đám người điên, đơn cử kinh điển nhất án lệ. Một năm tháng 10 ngày 25, Microsoft ban bố đại danh đỉnh đỉnh WINDOWSSP thao tác hệ thống. Cái này hệ thống chắc hẳn không có người hội lạ lắm rồi. Bởi vì đây là một cái vô cùng kinh điển địa thao tác hệ thống. Nó sử dụng tuổi thọ dài đến 10 năm thậm chí càng dài mà sau này xuất phẩm WINDOWS VISTA thao tác hệ thống, Tắc thì phổ biến bị cho rằng không bằng XP. Tới 095 WINDOWS 7 mới xuất hiện, cũng còn không biết thao tác hình thức như thế nào. Microsoft lúc ấy đối với cái này thao tác hệ thống đưa cho kỳ vọng cao, đương nhiên bọn hắn cũng biết Microsoft địch nhân lớn nhất là sách lậu. Microsoft bởi vì sách lậu tổn thất không biết có bao nhiêu, những thứ không nói khác, từ lúc mấy năm trước Microsoft đã từng dùng WINDOWS95 thao tác hệ thống ý đổ mở ra Trung Quốc thị trường đại môn bởi vì vì bọn họ đã tiên đoán được Trung Quốc thị trường đáng sợ tiềm lực. Nhưng là phải biết rằng, lúc ấy WINDOWS95 địa phát hành giá cả là 1995 nguyên nhân dân tệ. Lúc kia không có có bao nhiêu người có thể mua đất khởi cái này thao tác hệ thống. Nhưng là Windows tại Trung Quốc phổ cập nhưng lại lấy được cửa đại mà thành công, nhưng thành công nguyên nhân không tại Microsoft. Mà ở tại sách lậu, lúc ấy phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc, sách lậu cùng tránh bản sử dụng suốt cơ hồ là ngàn vạn so một, một ngàn một vạn máy tính chính giữa mới có thể có một đài là tránh bản thao tác hệ thống. Cái này kỳ thật thật muốn nói, là lúc ấy quốc gia vụng trộm phổ biến một cái chính sách, đến thôi động sách lậu phát hành. Hoặc là nói, bọn hắn không phản đối, cái này như vậy đủ rồi. Phải biết rằng WINDOWS95 phát hành về sau, Microsoft tự cơ hồ thống nhất toàn cầu thao tác hệ thống địa chủ lưu, Trung Quốc sử dụng Windows cũng là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu như không công đảm nhiệm người Mỹ đi vào lúc ấy kinh tế còn không tính phát đạt Trung Quốc đến đoạt tiền, chính phủ Trung Quốc cũng là sẽ không đáp ứng đấy. Phải biết rằng, 1995 năm Trung Quốc đại lục 2.000 khối tiền đến cỡ nào đáng giá. Khi đó một cái trung đẳng thành thị nhân viên công vụ tiền lương một tháng đều không tới 1.000. Cho nên Microsoft tại Trung Quốc thảm bại về sau, rút kinh nghiệm xương máu. Đang chuẩn bị phát hành XP cái này vừa thời đại tác phẩm lúc, liền làm rất nhiều chuẩn bị đến phòng ngừa sách lậu. Ngay lúc đó Microsoft phát ngôn nhân lời thề son sắt âm thanh động đất xưng, XP đem không có sách lậu. Nhưng là ngay tại 2001 năm tháng 10 ngày 24, tại Microsoft hệ điều hành XP chính thức đem bán một ngày trước, tại Razer mấy ra trên website cũng đã trực tiếp phủ lên WINDOWS XP thao tác hệ thống toàn diện phá giải bản dưới mặt đất tái. Cái này phá giải phiên bản được tôn xưng là Russer phá giải bản. Đây là đệ nhất khoản WINDOWS XP phá giải bản, có thể nói về sau rất nhiều kéo giải bản, ví dụ như cả chua hoa viên các loại. Đều là từ nơi này cái phiên bản chính giữa kéo dài vươn ra đấy. Hơn nữa Russer hacker càng làm cho người tôn kính một điểm là, bọn hắn làm Microsoft cũng không phải vì chính mình lợi nhuận mặc dù nói loại làm này cũng không đáng đề sướng, nhưng là tại toàn bộ racer phá giải bản xp chính giữa tìm không thấy bọn hắn lưu lại cửa sau có người tuyên bố một ít cùng loại với như vậy địa lưu hành nguyễn kiện thời điểm rất ưa thích tại nguyễn kiện chính giữa xếp vào ngựa gỗ thậm chí là cửa sau nhất là loại này thao tác hệ thống nói thí dụ như cà chua hoa viên phá giải bản cái này phiên bản chính giữa thì có rất nghiêm trọng cửa sau là cố ý lưu lại đấy vì vậy cửa sau chương trình tại tránh bản xp chính giữa không có là về sau con người làm ra thêm vào cái này khiến cho cà chua hoa viên lập tức ở nghiệp nội bị phê phán danh dự cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát mà ra hacker chiêu thức ấy đem microsoft nhân viên công tác khí cơ hồ muốn hộp máu làm sao có thể bọn hắn làm sao có thể tại chúng ta còn không có đem bán trước khi tựu ra sách lậu hay sao sách lậu ra địa so tránh bản còn nhanh làm sao có thể trải qua về sau điều tra mới phát hiện lúc ấy ra sờ mấy đại hacker tổ chức liên thủ tại Microsoft bên trong server bên trên mở ra một cái cửa sau, sau đó dùng mỗi tiếng đồng hồ, nhớ kỹ, là mỗi tiếng đồng hồ 20 kb tốc độ. Phụng trộm download suốt một tháng, đơn giản chỉ cần dùng loại này kéo tơ phương pháp đem WINDOWSXP bên trong thành phẩm cho rơi xuống trở lại, sau đó phá giải thành công, đuổi tại Microsoft đem bán một ngày trước tuyên bố, chính là vì ngoan quất Microsoft một cái bàn tay. Cái này bàn tay đánh chính là đủ vang dội, Nghe nói Bill Gates lúc ấy khi thiếu chút nữa nằm viện, cuối cùng Microsoft bên trong triển khai đại tẩy trừ, trực tiếp rửa sạch mấy tên cao quản cùng với an toàn nhân viên. Glaser Hacker, này dịch dương danh thiên hạ. Anh quốc kỹ thuật an toàn cố vấn công ty an toàn chuyên gia Phất Lan khắc văn trèo lên đối với sơ địa hacker bình luận. Glaser địa hacker có thể dùng tương đương có hạn thiết bị làm ra làm cho người giật mình địa sự tình. Bọn hắn tương đương thông minh, luôn đem hành thích của mình che giấu rất khá. Hơn nữa, Racer đám hacker đều có rất tuyệt lập trình kỹ xảo, bọn hắn không giống nước Mỹ hoặc địa phương khác cái gọi là hacker, chỉ là theo trên mạng download một cái chương trình, nhưng cũng không biết mình đang làm những gì. Những ngày Racer mọi người tin tưởng biết rõ chính mình muốn làm gì, nhất là St. Petersburg hacker, đám người kia sự tình gì đều có thể làm được. Năm tháng 10 đen Microsoft, 199 năm Bắc ước Mỹ quốc chính phủ nhiều trang web tê liệt dùng kháng nghị nước Mỹ đội Nam Liên Minh quân sự hành động. ST, Petekbo Hacker, bọn hắn có thể sử dụng một đài bình thường máy vi tính thêm một căn điện thoại tuyến, theo Hoa Kỳ trong ngân hàng đề tiến, thậm chí đánh vào lầu năm góc hệ thống máy tính. Đây chính là bọn họ khủng bố, nhưng Russia Hacker thanh danh còn thật là tốt, bọn hắn kỹ thuật cao, danh tiếng tốt, ít có kết thúc không thành nhiệm vụ. Hơn nữa đám người kia, phần lớn là dùng mạng lưới lính đánh thuê hình thức tại trên mạng du đáng, thỉnh bọn hắn làm việc người nối liền không dứt bọn hắn có ngàn vạn thiên tài máy tính tại nước Mỹ cùng rất nhiều châu u quốc gia máy tính công ty chính giữa nhậm chức. Cho nên, trên mạng giới hacker từ bên trong có đồn đãi, hai chủng hacker ngàn vạn không thể gây, đầu tiên là người do thái hacker tổ chức, bởi vì người do thái rất có tiền, bọn hắn nắm giữ nước Mỹ một phần ba tài phú. Người do thái cũng rất thông minh, hơn nữa quan trọng nhất là, bọn hắn rất đoàn kết. Nếu như người không phải Hitler, như vậy cũng đừng có đi gây người do thái. Thứ hai, tự là ngàn vạn không nên đi trêu chọc ra sờ cái kia đám người điên. Bọn họ đều là một đám đã không muốn sống cũng không biết xấu hổ ra súc. Cho nên Trần Húc tự định giá thoáng một phát, căn cứ quả hồng muốn nhặt nhuyễn niết nguyên tắc, hắn tạm thời lựa chọn Luân Đôn cùng Brazil Rio de Janeiro. Anh quốc Luân Đôn dùng tây thẳng đến tây UM4 cơ động làn xe hai bên, được gọi là M4 hành lang, cũng gọi là Anh quốc Silic nơi này là Anh quốc IT nghiệp trung tâm, thật là bao nhiêu khoa học kỹ thuật công ty chỗ trên mặt đất, kể cả rất nhiều công ty đa quốc gia như Intel, Microsoft, Huệ Phổ chờ các loại, nhất là tại Bóc Hạ cùng Thái Ngộ Sĩ Cốc, càng là hội tụ Anh Quốc gần 40% cự đầu. Tại đây, cũng là Trần Húc chuẩn bị chảo gà địa phương. Trần Húc buổi tối thời điểm bỏ chạy đi đến Luân Đôn đi bắt gà rồi. Đương nhiên, đây không phải nói người của hắn chạy tới, mà là thông qua mạng lưới, hắn tại siêu Soren thật thả phương diện mục tiêu. Tìm tại một cái địa chỉ IP hạ máy vi tính tối đa IP, sau đó bắt đầu sàng chọn mục tiêu của hắn. Dựa theo số lượng xếp đặt, Trần Húc chứng kiến một cái địa chỉ IP hạ vậy mà lệ thuộc hơn 3 vạn vóc dáng vượt tên, a à, nếu như có thể thoáng cái đem bọn họ cho đen vậy thì phát đạt, bất quá Trần Húc nhìn thoáng qua cái này IP chân thật địa chỉ lập tức tự bỏ đi ý nghĩ này. Dựa vào, đó là Anh quốc quân tình 5 chỗ và quốc hội cấp dưới cơ cấu, bổ sung Anh quốc máy vi tính an toàn trung tâm địa chỉ. Trần Húc nếu là dám hướng cái kia đi, há không phải mình muốn chết a à, kế tiếp xa hơn sau chờ mình, cái này cũng không tệ lắm, 8.000 vóc dáng vực tên đấy. Chứng kiến danh tử về sau Trần Húc lại bại lui rồi, nơi đó là Cambridge Đại học Máy Vi Tính trong nghiên cứu tâm. À a a phải biết rằng hiện tại Trần Húc không phải SMMS. Hắn chỉ là một cái có chút trình độ bình thường cấp bậc hacker mà thôi, loại địa phương này hắn nào dám gây. Trần Húc cuối cùng đem mục tiêu chăm chú vào M4 trên hành lang. Cùng Silicon Valley đồng dạng, M4 hành lang có rất nhiều IT nghiệp cự đầu, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều lợi nhuận không đến tiến tại ăn no mặc ấm bên trên giấy ruộng công ty nhỏ. Trong đó một đêm phất nhanh người cũng có chi, lập tức theo thiên đường ngã nhập địa ngục người cũng có chi. Tại đây thất nghiệp suất cùng từ chức suất đều siêu cao, bình quân mỗi ngày đều có 500 người đã ngoài từ chức, sau đó chuyển quang hắn công ty của hắn. Trần Húc không dám đơn giản ra tay, bởi vì hắn biết rõ trình độ của chính mình, Tuy nhiên tại tiểu mẫn địa dưới sự trợ giúp hắn có thể chế tạo ra một cái rất ẩn nấp máy vi tính virus mở ra đối phương cửa sau, nhưng là hắn cũng biết dùng trình độ của người của hắn rất khó tại người khác không có phát hiện dưới tình huống đánh vào đối phương mạng lưới. Ai nha nha, khó làm à khó làm, hiện tại muốn cho Trần Húc công chiếm một cái tiệm internet, đây tuyệt đối là chút lòng thành, nhưng là mặt đối với những này chuyên môn làm IT cường đại tồn tại, Trần Húc khó tránh khỏi cũng có chút kinh sợ rồi. Kỹ thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn à? đương nhiên trần húc không có khả năng tại vẫn không có động thủ thí nghiệm dưới tình huống tự nhận thức kinh sợ rồi sự tình như này nhưng hắn là làm không được chủ yếu bởi vì là trần húc hạ qua tay hắn lựa chọn một cái ip đi công kích sau đó rất phiền muộn bị vỗ trở lại nếu như không phải tiểu mẫn địa phòng hộ năng lực quá mạnh mẽ hắn sớm đã bị bại lộ n -ngờ, về sau trần húc cha nhìn một chút hắn tìm là địa phương nào kết quả xem xét phía dưới thiếu chút nữa ngất đi hắn công kích dĩ nhiên là ây đốn khoa học viên cho nên Trần Húc hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, tuy nói hắn căn bản là không sợ bị đối phương cho bắt lấy, nhưng vấn đề là hắn cũng làm không được người khác à. Quả hồng muốn nhặt nhuyễn niết, nhưng vấn đề là Trần Húc không biết trước mắt cái này quả hồng trong rừng đến cùng cái nào mới được là nhuyễn đấy. Quá mềm yếu quá cũng trương mắt, có thể hơi ngạnh một điểm đấy, hắn cũng niết bất động, ô ô, đối với địch nhân một chút cũng không biết à. Trần Húc ngồi xổm trong góc vẽ nên các vòng tròn, nghĩ thầm chính mình ở dưới người thực thế nhưng mà ném địa lớn hơn, khá tốt không có người biết rõ. Buổi tối chảo gà là tất cả chào các nơi, Trần Húc cùng Trọng Tử Ngữ còn có Ngô Nguyên riêng phần mình trao đổi một cái quỷ dị ánh mắt, tất cả mọi người nhất trí cho rằng chảo gà loại chuyện này nha, hay vẫn là ít xuất hiện điểm tốt. Ba người tụ cùng một chỗ thật sự quá kiêu ngạo một chút, cho nên mọi người hay vẫn là thành thành thật thật từng người tự chiến có thể so với tốt hơn. Cho nên, Trần Húc rất may mắn, đồng thời Trọng Tử Ngữ cùng Ngô Nguyên đã ở may mắn À, à, à Mất mặt sự tình không có bị người khác chứng kiến à. Về phần cao hiểu tiết, N, nàng bây giờ đang ở ngồi sổm trong góc vẽ vòng tròn, tội nghiệp nhìn xem chạm tinh. Cùng Trần Húc bất đồng chính là, hiện tại cao hiểu tiết còn không có cái kia trình độ đi bắt gà, mà ngô nguyên cùng trọng tử ngữ mục tiêu cũng cũng không phải nước ngoài địa thịt gà, mà là chăm chú vào trong nước thấp đầu hộ khách bên trên. Mà về phần Trần Húc, chạm tinh nguyên lời nói là, với tư cách SMMS thủ tịch đại đệ tử, Ta cảm thấy được nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói không phải rất khó khăn, ngươi đi cố gắng lên. Vì vậy Trần Húc chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp rồi. Muốn cha à, Trần Húc bây giờ đang ở trên internet tìm tòi, muốn nhìn một chút có cái gì không về M4 trong hành lang những công ty này tư liệu. Tối thiểu cũng phải nhường hắn làm làm tinh tường, nào công ty là làm gì địa, những công ty này thực lực lại là như thế nào, cái này kêu là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Như những này IT công ty đều là là tự nhiên mình trang chủ, Trần Húc tìm tòi cũng thuận tiện, lại để cho tiểu mẫn đi trên internet tìm tòi M trong hành lang sở hữu tất cả công ty mạng lưới tin tức, sau đó tiến hành một ít thực lực sắp xếp. Bởi vì tại trên mạng có thể tìm được một ít IT trang web đối với những công ty này bình luận chắc các loại tư liệu. Thông qua những tài liệu này nghĩ muốn hiểu rõ toàn bộ M4 hành lang mấy thiên gia công ty toàn bộ tin tức tuy là không thể nào, nhưng lại có thể làm cho hắn tra được một ít hữu dụng tin tức. Nói thí dụ như, nhất gần 10 năm chính giữa Anh quốc công nghiệp software dùng hàng năm 17% đến 24% tại tăng trưởng, đã nhảy cư châu U đệ nhất. Còn có cái gì Anh quốc chính phủ ban bút sao chính sách mới, dùng xúc tiến công nghiệp software địa phát triển chờ chờ. Bất quá lại để cho Trần Húc chú ý tới hơn là phía dưới một đầu tin tức, đã từng một lần huy hoàng ly ẩm công ty lâm vào tín nhiệm nguy cơ, thủ hạ nòng cốt đại lượng từ chức, Liam công ty tổng giám đốc Jonan Niara đối với truyền thông công bố, chúng ta nhất định sẽ chống lại đến cùng. Căn cứ phóng viên điều tra lần này từ trước sự kiện nhưng thật ra là Liam công ty địa kình địch Mila nhiều công ty một lần đào góc đích hành động, bởi vì lúc này trước, Liam công ty tại Mila nhiều công ty tại một cái hạng mục bên trên cạnh tranh ở bên trong, Liam công ty bại hoàn toàn. Cái này chẳng những khiến cho Liam công ty đã mất đi một cái kiếm tiền cơ hội tốt, cũng làm cho các công nhân viên đối với công ty PA quan hệ xã hội năng lực sinh ra nghiêm trọng lòng tin không đủ. Phía dưới là Liam công ty giới thiệu. Liam công ty, thành lập tại trước thế kỷ những năm 80, IT nghiệp lúc cao hứng. Hắn người sáng lập Meniera bằng vào hắn chắc tuyệt ánh mắt đã từng khiến cho nên công ty một lần tại thập niên 90 trung kỳ tiến nhập Anh quốc IT công ty bài danh top 30. Nhưng là tiến vào thế kỷ mới về sau, lão Niera thoái vị con của hắn do nần Niara mấy lần quyết sách bên trên sai lầm khiến cho công ty lâm vào khốn cảnh. Hôm nay địa li âm công ty tại M hành lang địa vị càng xấu hổ, li công ty hôm nay tổng tài sản bài danh trung bình trách lên, nhưng một năm lợi nhuận lại còn không sánh bằng hạ du mấy gia công ty nhỏ. Cũng chẳng trách li âm nhân viên của công ty đối với tại lão bản của mình không báo tin tưởng, bị đào rác góc về sau nhao nhau đã đi ra công ty. Trần Húc nhìn nhìn, cảm thấy cái này công ty vẫn tương đối có làm đầu, hắn đi trên mạng kỹ càng tìm tòi thoáng một phát cái này li âm công ty, phát hiện này nhà công ty thật đúng là có chút làm đầu. Đầu tiên cái này công ty phần cứng thiết bị coi như hùng hậu. Bởi vì vì bọn họ một khối rất lớn nghiệp vụ tựu là server cho thuê, đồng thời mắc khung phần cứng bức tường lửa. Cho nên bọn hắn thiết bị là phi thường tốt đẹp đấy. Nhưng phải biết rằng, tại M4 hành lang, loại này Internet Security công ty chỗ nào cũng có, có IBM ở phía trên đỉnh lấy mặt khác công ty nhỏ sinh ý đều không được tốt lắm. Huống chi, Sonan Niara kỳ thật không tính là một cái ưu tú người lãnh đạo, người này tánh khí táo bạo, rất dễ dàng bị kích, hơn nữa thường thường hồi cự tuyệt thừa nhận sai lầm của mình. Nếu như Liam công ty là một nhà đưa ra thị trường công ty, hắn sớm đã bị mặt khác địa cổ đông cho giám quan, vạch tội xuống đài rồi, nhưng là này nhà công ty tựu là Niara gia tộc đấy, cho nên các công nhân viên biểu hiện ra đối với hắn bất mãn duy nhất phương pháp là được. Ly khai kể cả rất nhiều thâm niên lão công nhân. Trần Húc lại để cho Tiểu Mẫn tìm tòi sở hữu tất cả có quan hệ do nần Niara mà người báo cáo. Trên Internet truyền thông nhóm, đám bọn họ đối với hắn xưng hô không ai qua được bảo quân, vở hai kịch, Grandet keo kiệt cái này vài loại. Bởi vì do nần Niara rất tham tiền, hắn cho nhân vật mới công nhân mở đích tiền lương rất thấp, đối với lão công nhân phúc lợi cũng không nên, cho nên nói liềm công ty luân lạc tới hôm nay cái này tình cảnh cũng là hợp tình lý địa sự tình có thể Trần Húc lại nhìn chằm chằm vào ly âm công ty phần cứng thiết bị rồi. Nếu như có thể đem này nhà công ty sở hữu tất cả phần cứng thu cho mình dùng, như vậy tựu đã có được một bộ coi như không tệ phần cứng phụ trợ hệ thống. Đương nhiên, Trần Húc biết rõ trình độ của chính mình, muốn xâm lấn nhà này Security Company. Dù là đây chỉ là một gia rất rác rưởi địa Security Company, nhưng đây cũng không phải là trình độ của người của hắn có thể giải quyết đấy. Nhưng là hắn không muốn buông tha cho cơ hội này, bởi vì Trạm Tinh nói với hắn qua, hiện tại hắc hack nhiều hacker tổ chức đều là có bối cảnh đấy. Ví dụ như Hồng Khách Liên Minh, Bắc Kinh Tựu là quân đội, hắc. Năm đó trong Mỹ hacker đại chiến thời điểm, thực cho rằng cũng chỉ có Hồng Khách Liên Minh lên sao. Quân đội phái chủ chiến ở phía sau một điểm động tĩnh đều không có. Đương nhiên, đại động tĩnh nhất định là không có, bằng không thì cái kia cũng không phải là một lần dân gian hacker tranh đấu, sẽ diễn biến thành một hồi hai nước giao chiến. Nhưng là ở sau lưng, phần cứng phương diện, không ít cung cấp ủng hộ. Mà rất nhiều hacker tổ chức sau lưng cũng đều là có thế lực, ví dụ như từng cái quốc gia công nghiệp quân sự tập đoàn, tổ chức tình báo, còn sống là một ít tập đoàn. Cho dù Microsoft thủ hạ cũng có một đám ngự dụng cao cấp hacker tồn tại. Như vậy địa hacker cần thịt gà. Đương nhiên, bọn hắn đích xác là cần, nhưng là bọn hắn những này thịt gà đều là người khác cho bọn hắn cung cấp địa. Bất kể là chất lượng hay vẫn là số lượng đều so bình thường hacker mạnh hơn nhiều này làm sao đánh, cho nên chạm tinh ý tứ thì ra là như thế. Hy vọng Trần Húc có thể tìm được chất lượng tốt thịt gà chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà trước mặt như vậy một khối đại bánh ngọt, như thế nào ăn hết đâu này. Kỳ thật phương pháp tốt nhất tựu là xâm lấn, nhưng rất rõ ràng Trần Húc không có thực lực này. Nhưng là với tư cách một gã hacker, một gã chính thức trên ý nghĩa hacker. Cũng không phải cực hạn tại chỉ thích dùng máy vi tính thủ đoạn đấy. Hơn nữa Trần Húc cho dù đem cái này công ty cho xâm lấn thành công rồi, nhưng là nếu như cái này công ty đóng cửa, như vậy Trần Húc tương lai cũng là không thu hoạch được gì, thậm chí là uổng phí khí lực. Ai nha nha, đường đường SMMS thậm chí ngay cả thịt gà đều làm không đến, điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá nghĩ đến SMMS, Trần Húc đột nhiên đã có một cái ý nghĩ. Sonan đích thật là một cái chính cống rõ ràng si. Những lời này cũng không phải truyền thông nói, mà là do nần thư ký Amy N, tiền nhiệm thư ký nàng theo do nần ba năm, phụ thân của nàng cùng do nần phụ thân me cũng là năm đó lão chiến hữu, cùng một chỗ liều gia ly li ẩm công ty nguyên lão. Nhưng là tại 2001 năm, lão mẹ bệnh tìm cứu giúp không có hiệu quả qua đời về sau, công ty giao cho do nần trong tay sau tựu càng ngày càng kém, cho tới bây giờ, mà ngay cả năm đó một nhóm kia lão các thần tử, cũng rốt cục nhẫn nhịn không được do nần sở tác sở vi mà lựa chọn xuất thủ. Amy là lão thần tử và lão thần tử gia thuộc người nhà đám bọn chúng cuối cùng một đám ly khai người. Nàng thời điểm ra đi, trong công ty tư cách nhất lão cũng cũng chỉ là 05 năm được rồi, mới 2 năm tư lịch. Cái này đối với một cái thành lập khoảng chừng hơn 20 năm công ty đến bảo hoàn toàn là không thể tưởng tượng đấy. Mà thân là tổng giám đốc thư ký, Amy tự nhiên biết rõ, hôm nay Liam công ty tuy nhiên bề ngoài ngăn nắp, mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều tìm việc tín, nhưng là trên thực tế, Liam công ty hôm nay tựu là ở cạnh những này mới mọi người chống đỡ đi xuống. Không ngừng đến nhân vật mới không hoàn toàn có lão nhân ly khai. Tại M4 như vậy một cái sức cạnh tranh cường đại địa phương, khắp nơi đều tràn đầy đến từ thế giới các nơi tìm việc người lập trình viên, cho nên cho dù ly âm công ty đã suy sụp, nhưng là còn không lo chiêu không đến người. Nhưng vấn đề là, ly âm công ty tiếng xấu đã truyền xa rồi, đến nhận lời mời công nhân viên trước nhóm, đám bọn họ thuần một sắc đều là cái loại này bởi vì mặt khác công ty lớn cánh cửa rất cao, tiên tiến ly âm công ty hỗn điểm công trạng, mượn cái này ván cầu hướng bên trên nhảy lại tiếp tục như vậy, cái này công ty đem không có bất kỳ hy vọng. Amy nói do là cái chính cống rõ ràng si, những lời này theo khách quan đi lên nói kỳ thật thật sự đúng vậy, mà theo thân phận đi lên nói, với tư cách do tư nhân thư ký, Amy cũng hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời nói này. Do Niara hoàn toàn chính xác không phải cái gì tốt điều. Tính cách của hắn táo bạo, không nghe tiếng người, không thể nói không hề buôn bán thiên phú, nhưng mặc dù có cũng tối đa chỉ là cùng người bình thường đồng dạng. Mà ở Jonan Niara bên người, vây quanh một đám tiểu nhân. Cả ngày cùng hắn cười tâu tét xưng huynh gọi đệ, dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Luân đôn địa sống về đêm thật là phong phú, Niara cả ngày tại đâu đó lưu luyến đi tới đi lui, công chuyện của công ty rất nhiều hắn đều không xử lý. Đoạn thời gian trước còn bị truyền thông tuôn ra hắn rút hấp đại chập trọng sự tình. Như vậy địa công ty, có thể làm tốt tựu là kỳ tích rồi, căn cứ có chuyên gia dự đoán, nếu như không xuất kỳ tích. Tối đa qua nửa năm nữa, Ly âm công ty liền đem chính thức đi vào trượt kỳ, tiếp qua tối đa một năm rưỡi địa thời gian. Công ty muốn gần như phá sản, hoặc là bị người khác sát nhập, thôn tính. Nói thực ra chứng kiến có quan hệ do nần Niara địa báo cáo, Trần Húc thật là chẳng muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Một người như vậy không có bất kỳ đáng giá trợ giúp hắn địa tất yếu, hắn cùng dịch thủy hàn hoàn toàn không phải một cái loại hình người, thẳng thắn nói, giống như vậy phá ra chi tử là Trần Húc ghét nhất, cho nên hắn cũng sẽ không biết đi dùng MH thân phận đến trợ giúp như vậy một tên Huống chi, Trần Húc trước khi làm xuống định đoạn tựu là MH là người châu Á Hắn muốn tại trên Internet trợ giúp người khác cũng chỉ hội dừng lại tại người châu Á Hoặc là người Hoa Phạm Trù Như vậy đám người Anh, lời nói không dễ nghe, chết nhiều hơn nữa quản hắn khỉ gió đánh rắm Nhưng là này nhà công ty thiết bị lại quả thực lại để cho Trần Húc tâm động Vì vậy tư đến chú ý đi, Trần Húc nghĩ tới một cái biện pháp Lời nói phân hai đầu, giờ phút này đúng là Luân Đôn trong thời gian buổi trưa 12 giờ, thì ra là vừa mới giữa chưa tan tầm thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là tại lúc này, do nần mới vừa vặn rời giường. Rất rõ ràng, người này hôm nay căn bản là không có đi làm, nhìn xem nằm ở bên cạnh hắn hai cái tóc vàng mắt xanh mèo ba tư. Cũng đã biết rõ hắn vì cái gì không đi làm, do nần vuốt vuốt say rượu đầu, tuét ra miệng rộng, sau đó hai tay không thành thật một chút ở bên cạnh hai cái mèo ba tư trên thân chạy đêm qua hắn uống thật sự nhiều lắm, có lẽ trở lại gục rồi, như vậy sao được, coi như là làm, đó cũng là ý thức không thanh tỉnh thời điểm làm, không tính toán gì hết. Hai nữ nhân tại hắn bàn tay lớn địa vuốt ve hạ rất nhanh tỉnh lại, tận lực bồi tiếp tiếng thở gấp tiếng nổ thành một mảnh. Vừa lúc đó, đột nhiên trên mặt bàn địa điện thoại vang lên. Do nần vốn không muốn lý, tiếp tục đem vùi đầu ở trong đó một cái mỹ nữ tóc vàng cao ngất bộ ngực chính giữa. Nhưng là chuông điện thoại nhưng lại một mực không ngừng, cái này cũng có chút lại để cho người căm tức rồi. Sonnen cuối cùng từ trên giường bò, vẫn nộ địa đoạt lấy điện thoại. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào đuôi mù ra hỏa cái lúc này gọi điện thoại cho chính mình. Này, ngươi là Sonnen ra sao? Điện thoại bên kia truyền đến một cái rất sâu chìm thanh âm, một miệng địa đạo mà nói luân đôn khang, nhưng là ngôn ngữ chính giữa, lại ẩn ẩn mang thêm vài phần thượng vị giả kiêu căng ngữ khí. Sonnen vừa định khai mắng, nhưng là cái thanh âm kia nói một câu nói triệt để bắt hắn cho chấn ngây người cái thanh âm kia nói ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội một cái có thể làm cho ngươi công ty một lần nữa huy hoàng cơ hội ngươi muốn hay không do nần sửng sốt ngữ khí của hắn chậm lại một ít ngươi là ai cái này ngươi không cần phải xen vào cái thanh âm kia có chút không kiên nhẫn chỉ hỏi ngươi muốn hay vẫn là không muốn ly âm công ty hôm nay tình huống như thế nào ngươi chắc hẳn cũng phải biết nếu như ngươi nói không biết như vậy chúng ta cũng không cần nói chuyện với nhau rồi vậy thì đã chứng minh ngươi là chính cống ngu ngốc nghe nói như thế do nần thì có vài phần nộ khí nghĩ thầm ngươi là ai à để giáo huấn ta nhưng là thật sự là hắn biết rõ công ty tình huống dù sao chỉ cần không phải ngu ngốc đều khó có khả năng đối với tình huống hiện tại làm như không thấy cái lúc này trên giường hai cái khỏa thân nữ thấy hắn gọi điện thoại thời gian dài như vậy nhịn không được kêu lên thân ái còn đang nói cái gì nhanh lên tới à các ngươi đừng nói chuyện tại đã không có giải đối phương là ai thời điểm, do nên là sẽ không đem nóng tính vung cho đối phương, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy cú điện thoại này không phải một cái trò đùa dai. Đây là một cái cơ hội, bởi vì hắn đã lấy hết rất nhiều cố gắng, nhưng là từng cái hắn tự nhận là anh Minh quyết sách kết quả cuối cùng toàn bộ đều là lỗ lã, hắn đã bỏ đi rồi, tự dứt khoát qua khởi ngợp trong vàng son thời gian được rồi. Bên cạnh còn có nữ nhân, trong điện thoại cái thanh âm kia khinh miệt nở nụ cười thoáng một phát, trở thành người hầu của ta, ta có thể làm cho ngươi hưởng thụ đến vô số nữ nhân, tùy tiện cái dạng gì nữ nhân. Người hầu, so nần thật là ra cách phẫn nộ rồi, ai vậy à? Lớn như vậy khẩu khí, thế nhưng mà hắn còn không có trách mắng đến, cái thanh âm kia tự nói ra, người biết mở hát sao? Những lời này vừa nói, giống như một chậu nước lạnh từ đầu rội xuống dưới, so nần nhịn không được run nói, ngài là nói. Ngài là, cái kia nhẹ nhõm giải quyết phong hỏa virus MH, với tư cách một gã IT công ty tổng giám đốc, do nần nếu như không biết mh vậy hắn tự thật sự là chính cống ngu ngốc rồi. Nhưng là bên kia thanh âm lại hừ một tiếng, không, ta là địch nhân của hắn, hừ, ta chính là phong hỏa virus người chế tạo. Cái này do nần thật là giật mình rồi. Năm trước tháng 9 trong phạm vi toàn thế giới phát hiện phong hỏa virus, được vinh dự là 21 thế kỷ đáng sợ nhất, cường hãn nhất một cái virus. Nó ẩn nấp tính, truyền bá tính đều là điên cuồng đấy. Tuy nhiên cái kia khoản virus sau khi xuất hiện gần kề 3 ngày đã bị cái kia MH cho phá giải, do đó đem MH bị đẩy hướng rồi mạng lưới chi thần độ cao. Như vậy khai phát cái này virus người đâu? Hắn là ác ma, là sa tăng, nếu như nói MH là đại thiên sứ Michael, như vậy khai phát phong hỏa virus người tựu là đọa lạc thiên sứ Lucifer. Một người như vậy, hoặc là một tổ chức thực lực, cũng là tuyệt đối áp đảo toàn bộ thế giới phía trên đấy. Đây cũng chính là Trần Húc quyết định kỳ thật hắn bất quá là dùng tiểu mẫn biến thành điện thoại cho do nần gọi điện thoại tiểu mẫn phòng hộ năng lực có thể làm cho người tìm không thấy điện báo là ai hơn nữa biến âm thanh công năng có thể hữu hiệu giấu giếm trần húc thân phận không cần mờ mh thân phận ngược lại dùng phong hỏa virus người chế tạo thì ra là ích tổ chức thân phận là vì trần húc chẳng muốn cùng tên ra hỏa như vậy liên hệ nếu như không phải là vì trên tay hắn server thiết bị hắn làm sao có thể cùng loại người này phát sinh cái gì cùng xuất hiện cho nên làm cái thân phận giả dùng hết rồi tự vung, thật tốt. Dù sao cuối cùng thực xảy ra chuyện gì lại để cho bọn hắn đi tìm ích tổ chức đi, thẳng mình điều sự. Dù sao việc này cho dù bị ích tổ chức đã biết bọn hắn cũng không thể lấy chính mình thế nào, hắc 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 hắc. Trần Húc tại điện thoại bên này ám thoải mái thời điểm, do nần tại điện thoại bên kia cũng kích động toàn thân run dày. Phong hỏa virus khai phát người muốn tới giúp mình, n, nếu như hắn không có gạt người, như vậy thực chính là mình lúc đến vận chuyển bất quá hắn hay vẫn là rất cẩn thận mà hỏi, người như thế nào chứng minh ngươi là phong hỏa virus khai phát người? Điện ngươi thoáng một phát như thế nào? Điện, do nần sững sờ, đột nhiên cảm giác được lỗ tai cùng trên tay một hồi đau đớn, một cổ tê tê dòng điện nhận được thân thể, lại để cho hắn nhịn không được cả hét thảm một tiếng, sau đó tay run lên, điện thoại liền không nhịn được rơi trên mặt đất. Cái này do nần minh bạch đối phương ý tứ, hắn lại có thể thông qua điện thoại phóng điện, hắn là như thế nào làm được hay sao? như nếu như đối phương không phải lại để cho điện thoại phóng thoáng một phát điện tự chấm dứt, mà là khống chế điện thoại bạo tạc, hoặc là thông qua càng lớn dòng điện, vậy hắn chẳng phải là tại chỗ muốn quải điệu. Do nần run rẩy nhặt lên điện thoại lúc, bên kia truyền đến Trần Húc tiếng cười, thế nào, hiện tại tin không, kỳ thật Trần Húc chiêu này đây là tiểu mẫn thông qua một loại đặc thù tín hiệu khiến cho điện thoại pin mất tự nhiên phóng điện, dòng điện rất nhỏ, muốn thông qua loại thủ đoạn này nổ chết người là hoàn toàn không có khả năng, nhưng là lừa gạt thoáng một phát, nhưng lại có thể đem người cho lừa gạt ở đấy. Đây chỉ là một tiểu âm mưu, bày kế mà thôi, nhưng là do nần lúc này thời điểm nhưng lại hoàn toàn đã đã cho rằng, đối phương tuyệt đối chính là vị khai phát phong hỏa virus cao thủ. Bởi vì này loại kỹ thuật thật sự thật là đáng sợ, nhưng hắn không biết, đối diện đích thật là một cái cùng khai phát phong hỏa virus ít tổ chức đồng dạng, thậm chí cả người đáng sợ. Cái kia, ngài cần ta làm cái gì? Do nần thái độ đã hoàn toàn khiêm tốn xuống dưới, rất thô bạo đem trên giường hai cái mỹ nữ cho đuổi đến đi ra ngoài, đóng cửa lại, cẩn thận từng ly từng tí đối với điện thoại nói ra. Hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên biết rõ đối phương tìm chính mình, tuyệt đối không thể nào là vô duyên vô cớ rỗi dãnh được nhất cả trứng đến giúp hắn, hắn nhất định là có chỗ nhu cầu. Hiện tại trên mạng, ta có cái gì muốn cho ngươi? Trần Húc cuối cùng nhất cho Jonan một cái bức tường lửa, cái này bức tường lửa hoàn toàn chính xác so trên thị trường những cái kia bức tường lửa muốn mạnh hơn rất nhiều, Cô luận là tại hắn tính an toàn hay vẫn là nguyên bộ phần mềm diệt virus lên, cái này bức tường lửa không thể nghi ngờ là một cái tinh phẩm. Đương nhiên, như vậy một đồ tốt so về Trần Húc lần trước cho quân đội cái kia khoản bức tường lửa phải kém bên trên nhiều lắm, nhiều nhất tựu là so hiện tại phổ biến bức tường lửa muốn tốt bên trên một cái cấp bậc mà thôi. Đương nhiên, điểm ấy tranh lệch Trần Húc không để vào mắt, có thể không có nghĩa là những người khác cũng chướng mắt. Cái gọi là luôn cố gắng cho giỏi hơn, hiện tại rất nhiều bức tường lửa cũng đã đạt đến cực hạn rồi. Cái này bức tường lửa tên gọi là băng hà, là Trần Húc vì tiện khởi đấy. Nhưng cái này bức tường lửa có một lớn nhất tai hại. Tự là nó đối với phần cứng yêu cầu đặc biệt cao. Nó cơ bản phối trí là cần 128 MB bộ nhớ, song hạch 2. Không CPU, cái này xem cũng không cao, nhưng đây chỉ là cơ bản phối trí. Nói cách khác, tại loại này phối trí hạ vận hành loại này bức tường lửa về sau, cái kia hệ thống tài nguyên liền đem tiếp cận bão hòa, kế tiếp sự tình gì cũng không thể làm. Cho nên nói, muốn hoàn mỹ vận hành cái này băng hà bức tường lửa, người dân bình thường dùng cơ là hoàn toàn chạy không lên. Nhất định phải là cao đoan phối trí, mà mọi người cũng có thể đều đoán được, tại đây khoản bức tường lửa chính giữa, tự động mở ra một cái cửa sau. Cái này cửa sau tựu là hoàn toàn bảo tồn tại đây khoản bức tường lửa chính giữa, căn bản không có khả năng thông qua đánh miếng vá các loại phương thức cho bổ sung. Hơn nữa cái này cửa sau phi thường ẩn nấp, cho dù cao thủ cũng không có khả năng nhìn ra được cái này bức tường lửa trong mở cửa sau. Bởi vì phải biết rằng, bức tường lửa vốn chính là cần liên tiếp, kết nối đến mạng lưới, cái này chẳng khác nào là một bên phòng ngự, một bên băng giúp Trần Húc phát ra số liệu. Cho nên phàm là lắp đặt cái này bức tường lửa máy vi tính, đều muốn trở thành Trần Húc thịt gà. Mà phải biết rằng, tại bức tường lửa hoặc là hệ khác thống nguyễn kiện trong lắp đặt loại này cửa sau đều là tối kỵ, là làm người chỗ khinh thường đấy cho nên lần này trần húc căn bản cũng không có dùng smms thân phận dù sao càng về sau muốn là xảy ra sự tình cùng hắn không quan hệ bất quá có quan hệ bức tường lửa trong xếp vào cửa sau sự tình trần húc nhưng lại nói cho do ý của hắn rất rõ ràng cái này bức tường lửa là cái kỳ ngộ nhưng ta không phải là không công giúp ngươi ta không muốn tiền của ngươi ta cũng chỉ muốn cái này bức tường lửa giải đi ra ngoài như vậy ngươi có thể lợi dụng cái này bức tường lửa đến kiếm tiền hơn nữa không cần lo lắng sẽ xuất hiện sách lậu. Chê cười, tiểu mẫn đồ vật, tuy nhiên cái này bức tường lửa địa kỹ thuật hàm lượng không cao. Nhưng là sử dụng song đinh ốc kết cấu, có thể không phải người bình thường có thể phá giải đấy. Cái này bức tường lửa là trên thị trường độc nhất vô nhị, hắn yêu việt tính rất nhanh ngươi là có thể chứng kiến. Chỉ cần ngươi bên này có cao thủ, như vậy cái này chính là một cái vô cùng cường đại tấm chắn. Kỳ thật theo những lời này có thể nhìn ra Trần Húc là như thế nào giữ lại được rồi, hắn cho quân đội cái kia khoản bức tường lửa, lại để cho thế giới đỉnh tiêm địa ích tổ chức ngạnh là công kích suốt một tháng, nhưng cái này băng hà bức tường lửa phòng hacker còn cần người đến thao tác. Đương nhiên, tự động phòng ngự nhằm vào những cái kia động ở trên Internet virus có rất tốt loại hình phòng ngự, nhưng là căn cứ vào trước mắt TCP IP quy tắc. Rất nhiều hacker thường dùng thủ đoạn công kích cái này băng hà bức tường lửa cũng không thể đủ chính mình hoàn toàn phòng ngự ở. Trần Húc đem lời ném tới đó về sau, do nần cũng đã trầm mặc hắn tự nhiên biết rõ nếu như bức tường lửa trong có chứa cửa sau như vậy đối với một cái công ty âm thanh động đất dự chính là một cái bao nhiêu đại địa đả kích một khi bị người phát hiện như vậy công ty thế tất sẽ lọt vào cường đại địa dư luận khiển trách tại truyền thông giữa đường địa anh quốc xuất hiện loại chuyện này kết cục tự là công ty thế tất hội đem đóng cửa không có thứ hai lựa chọn địa chỗ trống vì vậy do nần lại hỏi như vậy xin hỏi ngài cởi mở địa cái này cửa sau chương trình đây đủ ẩn nấp sao người khác có thể hay không phát hiện trần húc địa trả lời là cửa sau tuy nhiên đầy đủ ẩn nấp bình thường sử dụng địa cơ hội cũng sẽ không biết quá nhiều nhưng là vẫn có bị người khác phát hiện địa khả năng dù sau này bức tường lửa là căn cứ vào trước mắt thao tác hệ thống địa quy tắc mà chế tác địa phương vẫn là có thể có thể làm cho người thông qua thủ đoạn phát hiện mình địa máy vi tính hội chính mình muốn bên ngoài phát ra số liệu cái này do nần cũng rất đổ mồ hôi rồi đối phương ngụ ý tựu là khác địa cao thủ có thể sẽ phát hiện cửa sau hắn có thể để xác định hơn là đã đối phương không có nắm chắc, kết quả kia cũng không phải là khả năng, là nhất định, bởi vì hắn có thể đoán nghĩ vậy khoản băng hà bức tường lửa tuyên bố đi ra ngoài về sau chỗ sinh ra địa hiệu quả. Một cái vượt qua hiện tại thế giới chủ lưu bức tường lửa suốt một cái cấp bậc địa thứ tốt. Có thể cho công ty mang đến đại lượng tiền lời cùng lúc cũng nhất định sẽ cho công ty mang đến rất nhiều đỏ mắt địa địch nhân. Như vậy những người này chính giữa không thiếu những cái kia cỡ lớn security company địa chuyên gia, cao thủ bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá giải cái này bức tường lửa. Nhưng nếu như bọn hắn tại phá giải cùng lúc phát hiện cửa sau sự tồn tại, như vậy nhất định sẽ xuất tiền thỉnh truyền thông đối với chính mình tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhất định sẽ là như thế này địa, được không bù mất à, đến lúc đó quả thực là được không bù mất à. Nhưng là cơ hội này, do nần cũng không muốn buông tha. Khó xử à, kỳ thật Trần Húc cũng biết chuyện này thật khó khăn, nhưng là hắn cũng biết dù sao khó xử chính là do nần không phải mình hắn hiện tại chỉ cần thịt gà, rất nhiều rất nhiều thịt gà. Cũng không cần quá nhiều, mấy trên vạn cái cũng là đủ rồi. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng, bởi vì theo trên tư liệu đến xem, Sonnen là sẽ không bỏ qua như vậy một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt đấy. Bởi vì nếu như bỏ lỡ cơ hội này, như vậy Liam công ty thật sự muốn đã xong, công ty đã xong, hắn ngợp trong vàng son sinh hoạt cũng tựu đã xong. Kỳ thật rất nhiều người đều là như thế này, bọn hắn cũng không phải nhìn không tới trước mắt, hoặc là tương lai nguy cơ. Nhưng là bọn hắn thường thường hội sinh ra một loại nghĩ cách. Cái kia chính là được chăng hay chớ, tốt giống như trước điện Nam Tống triều đình đồng dạng, kéo dài hơi tàn, bọn hắn cũng không phải không biết nếu như không cố gắng như vậy về sau sẽ biến thành tên ăn mày, nhưng là có thể là bọn hắn lười. Cũng có thể là đã từng cố gắng qua nhưng là đã thất bại, cho nên thà rằng được chăng hay chớ, dùng ăn chơi đàng điếm ngợp trong vàng son địa sinh hoạt đến tê liệt chính mình. Cái này coi như là một loại trốn tránh rồi giống như rút nha phiến đồng dạng, nhưng là trong tiềm thức, bọn hắn biết rõ tiền của mình là hội tiêu hết địa phương. Chờ tiêu sạch về sau tựu không có cơ hội lại rút nha phiến, nhưng vấn đề là bọn hắn không có tốt đích phương pháp xử lý đi kiếm tiến, như vậy cũng chỉ có thể sống ngày nào hay ngày ấy, mà lúc này đây đột nhiên cho bọn hắn một cái tất nhiên có thể kiếm tiền, lợi nhuận cả đời nhiều tiền thời điểm. Bọn hắn sẽ bắn ra ra kinh người tiềm lực cùng kích tình. Cái này, cũng không mâu thuẫn. Trần Húc đem làm xong việc tựu đi ngủ rồi, còn lại cục diện dối rắm toàn bộ đều ném cho Jonan. Mà Jonan tắc thì lập tức triệu tập hắn người nhiều mưu trí đoàn mở ra hội nghị khẩn cấp, thương thảo có quan hệ cái này bức tường lửa sự tình. Đồng thời, cũng cho cái này bức tường lửa làm một cái khảo thí. Dù sao nếu như cái này bức tường lửa giá trị không có cái kia thần bí nhân nói như vậy cao, bọn hắn căn bản là không cần cân nhắc rồi. Trực tiếp cự tuyệt là được, nhưng khảo thí kết quả lại là lại để cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Trải qua các phương diện khảo thí, Cuối cùng được ra kết quả là, cái này bức tường lửa ngoại trừ chiếm dụng tài nguyên quá lớn bên ngoài, phương diện khác tính ổn định cùng phòng ngừa tính thật là quá mức kinh người rồi. Có thể nói cái này băng hà bức tường lửa hoàn toàn là một đạo tường đồng vách sắt. So về bình thường trên thị trường thông thường bức tường lửa mà nói, nó tính ổn định cùng tính an toàn rất cao, cường đại hơn. Đối với virus ngựa gỗ loại bỏ, đối với số liệu lưu sàng chọn. Những điều này đều là vượt ra khỏi bình thường bức tường lửa không chỉ một bậc nhưng là một cái bức tường lửa vậy mà đã trở thành một cái hacker công cụ đây quả thật là một loại châm chọc do nần cùng hắn người nhiều mưu trí đoàn nhóm đám bọn họ nhịn không được liền suy nghĩ nếu cái này bức tường lửa hoàn toàn không có cửa sau hẳn là tốt ly âm công ty hoàn toàn có thể thông qua cái này bức tường lửa đông sơn tái khởi một lần hành động vượt qua mặt khác đồng loại công ty thậm chí có tư cách bằng vào cái này bức tường lửa nhảy lên tới nhất lưu công ty hàng ngũ lấy được càng nhiều nữa thị trường vì vậy đã có người đề nghị đem cái này bức tường lửa cho giải bao, tự chúng ta đem cửa sau cho nó bổ sung, vậy nó không phải là hoàn mỹ sao. Nói làm liền làm, nhưng là suốt 3 giờ về sau, liềm công ty sở hữu tất cả lập trình viên đều không thể không buông tha cho cái này ngu xuẩn ý niệm trong đầu. Sở dĩ nói là ngu xuẩn, là vì bọn hắn phát hiện mình cùng đối phương chênh lệch quá xa. Bọn hắn hiện tại liền cái này bức tường lửa sát ngoài còn không thể nào vào được, càng không khả năng biết rõ công tác của nó cơ chế. Bởi vì này khoản bức tường lửa chương trình không giống với những thứ khác nhuyễn kiện, những thứ khác nhuyễn kiện đều là có một cái lắp đặt bao, tại lắp đặt bao chính giữa có các loại hệ thống văn bản tài liệu. Ví dụ như EXE tự là chấp hành chương trình, còn có những thứ khác các loại văn bản tài liệu đều có hắn tác dụng. Nhưng là cái này bức tường lửa, từ đầu tới đuôi tự một cái EXE văn bản tài liệu, hoàn toàn là một cái chỉnh thể. Cái này chỉnh thể đưa đến liềm công ty nhóm lập trình viên liền tầng ngoài cùng xác đều đột không đi vào, chớ nói chi là sửa chữa cho nó đánh miếng vá rồi. Chỉ có vài tên đỉnh cấp lập trình viên phát hiện cái này bức tường lửa cùng ngoại bộ vẫn là có liên hệ, khả năng tự là thông qua loại thủ đoạn này mở ra khải cửa sau. Nhưng là vì vậy thời điểm Trần Húc đã để đi ngủ, bọn hắn không cách nào phát hiện cửa sau rốt cuộc là như thế nào vận tác đấy. Có thể là một cái như vậy cửa sau, nhưng lại lại để cho Liam công ty tất cả mọi người như nghẹn ở cổ họng, khó chịu dối tinh dối mù. Buổi tối hôm nay, Liam rất nhiều người đều muốn mất ngủ cái này chính là độc phẩm, trong nhiều loại phương pháp đều đã thất bại về sau, do nần nhịn không được phàn nàn nói, thượng đế à, tại sao phải dùng chất độc này phẩm đến hấp dẫn chúng ta? Ngài biết rõ chúng ta đều là phàm nhân, tại hấp dẫn trước mặt không có gì sức chống cự à? Thượng đế à, tại sao phải như vậy tra tấn chúng ta? Nếu không, chúng ta đổi một loại phương thức, lúc này thời điểm người nhiều mưu trí đoàn trong một tên đưa ra ý kiến, đầu tiên chúng ta muốn làm tinh tường, do nần tiên sinh, ngài biết rõ vì kia thần bí nhân ý tứ sao hắn hoặc là bọn hắn làm ra như vậy một cái có chứa cửa sau cao cấp bức tường lửa mục đích là vì cái gì hắn là muốn trộm lấy người sử dụng tư liệu hay vẫn là muốn khống chế người sử dụng máy tính hay hoặc là nói hắn chỉ là cần một ít cao phẩm chất thịt gà giúp hắn tại về sau hách cơ đại trong chiến đấu cung cấp số liệu lưu ủng hộ những này có cái gì khác nhau sao đương nhiên là có khác nhau nếu như là trước cả hai như vậy chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng bởi vì một khi bị người phát hiện, cái này là rèm pha, tuyệt đối rèm pha. Nhưng nếu như là loại thứ ba khả năng, như vậy, ta muốn chúng ta tự có biện pháp rồi. Audio điện tử võ tấn bền Do nần đã đến hứng thú, nói nói cái nhìn của ngươi. Là, cái kia tên là Carter phụ tá sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ về sau nói, chúng ta biết rõ, bức tường lửa tác dụng là cái gì. Vì phòng ngừa virus ngựa gỗ, bảo đảm người sử dụng internet security bảo hộ người sử dụng tư liệu sẽ không bị trộm lấy đúng vậy a à, như vậy nếu như cái này bức tường lửa tác dụng là trộm lấy người sử dụng tư liệu như vậy thực xin lỗi mặc kệ nó làm dù cho chúng ta cũng không thể nhận đấy bởi vì này cũng đã vi phạm với bức tường lửa loại này nguyễn kiện ước nguyện ban đầu nói không sai tiếp tục nhằm vào loại thứ ba tình huống mà nói loại thứ ba tình huống tự là đối phương chỉ là muốn mượn cái này nguyễn kiện đến thu hoạch thịt gà cao chất lượng thịt gà. Tại vừa rồi thí nghiệm chính giữa mọi người đã thấy được cái này bức tường lửa ưu điểm. Một cái rất lớn đặc điểm tựu là ổn định, chúng ta biết rõ, đem làm bức tường lửa tao ngộ đến công kích thời điểm sẽ chiếm dụng đại lượng hệ thống tài nguyên, do đó tạo thành chết máy. Nhưng là cái này bức tường lửa sẽ không, đang ngồi đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, mọi người có lẽ minh bạch vừa rồi những cái kia số liệu ý nghĩa. Cái này bức tường lửa chiếm dụng tài nguyên quả thực tương đương với một cái XP thao tác hệ thống có khả năng dùng đến tài nguyên. Nhưng là mặc kệ nó là tại bình thường trạng thái hạ hay vẫn là đang làm việc trạng thái xuống, nó sử dụng tài nguyên cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Vừa rồi các vị thấy được, cái này bức tường lửa tại tao mộ đến hồng thủy công kích thời điểm, CPU chiếm dụng suất hay vẫn là cao như vậy. Cái kia đã nói lên nó rất ổn định, ổn định vượt quá tưởng tượng. Nhưng là vì nó quá ổn định cho nên thấp quả nhiên máy vi tính căn bản vận hành không. Nhưng chúng ta vì cái gì không nghĩ như vậy muốn, cái này có lẽ chính là vị thần bí hacker cố ý thiết trí đây này. Hắn như vậy thiết trí có chỗ tốt gì? Có người đặt câu hỏi, hắn như vậy thiết trí hội tổn thất tuyệt đại bộ phận người sử dụng quần thể. Nhưng hắn không cần những cái kia rác rưởi máy vi tính. Carter không chút khách khí chừng phản bác chính mình người kia liếc, nói, các vị đều nên biết, một đài cao đoan máy vi tính, hiệu suất cao mạng lưới, đủ để chống đỡ mà vượt 10 đài thậm chí càng nhiều nữa thấp đầu máy vi tính. Ta là chỉ tại công kích phương diện, hơn nữa, thịt gà khống chế cũng là rất phiền toái đấy. Trong tay người có 10 vạn đài rác rưởi máy vi tính, hiệu quả chưa hẳn so ra mà vượt 5.000 đài cao cấp máy vi tính, đạo lý này ta muốn ở đây địa các vị đều rất rõ ràng. Mọi người nghe xong đều tự giác gật đầu, dù sao ở chỗ này đều là người trong nghề, tự nhiên biết rõ thịt gà chất lượng là càng cao càng tốt. Nếu không chỉ có số lượng không có chất lượng, như thế nào khống chế nhiều như vậy thịt gà cũng là kiện chuyện phiền toái. Hơn nữa chỉ là hạ đạt chỉ lệnh cũng đã rất lại để cho người phát điên rồi. Mười vạn đài máy vi tính à, cái kia đích xác là cái chuyện phiền toái. Cho nên hiện tại đám hacker đối với thịt gà yêu cầu đều là tính năng càng cao càng tốt, số lượng càng ít càng tốt. Thiểu mà tinh, do nần nhìn Carter liếc, người tiếp tục, Carter đắc ý gật đầu, nói tiếp đi, như vậy ta giả thiết hắn chính là vì thu hoạch cao đoan máy vi tính làm vì chính mình địa thịt gà điểm ấy rất có thể, cái kia nếu như là như vậy, tại hắn không trộm lấy người sử dụng tư liệu địa điều kiện tiên quyết. Những này lắp đặt băng hà bức tường lửa địa máy vi tính địa tác dụng, tự là trả giá một bộ phận tài nguyên cùng giải thông. Sau đó đạt được càng lớn mà tính an toàn, nếu như chúng ta thẳng thắn cùng chúng ta địa người sử dụng quần thể nói rõ. Như vậy ta muốn nhất định có một đám người sử dụng là có thể tiếp nhận loại làm này địa. Đương nhiên, tại giá cả bên trên chúng ta khả năng muốn làm ra một chút địa nhượng bộ như thế nào nhượng bộ đối với vấn đề này các lắc đầu hắn là máy vi tính học giả không phải nhà kinh tế học vấn đề này hắn có thể nghĩ đến nhưng là không có thích đáng xử lý biện pháp lão bản ý của ta là ngài là hay không có lẽ cùng vị kia thần bí địa hacker liên hệ thoáng một phát xác nhận chúng ta mà nghĩ pháp không cần do nần chém đinh chặt sắt mà nói tơ ngươi vừa rồi phân tích địa phi thường đúng điểm này hắn có đã nói với ta hắn nói lắp đặt cái này bức tường lửa địa máy vi tính, người sử dụng tư liệu cũng không bị trộm lấy, mà chỉ biết chiếm dụng một ít giải thông, hệ thống tài nguyên bên trên cũng sẽ không biết tồn tại vấn đề gì. Bởi vì chỉ cần một đài máy vi tính lắp đặt cái này bức tường lửa, như vậy nó chẳng khác nào là tự động ngầm đồng ý địa phương, phân ra một khối hệ thống tài nguyên cho bức tường lửa. Sau đó cái kia thần bí nhân sử dụng thịt gà địa thời điểm, thịt gà địa hệ thống tài nguyên chiếm dụng suất là sẽ không vượt qua bức tường lửa địa hạn chế địa nói cách khác kỳ thật chúng ta nhìn thấy bây giờ bức tường lửa lợi dụng suốt hoàn toàn là giả địa nó căn bản không có dùng đến cái này bộ phận địa toàn bộ tài nguyên mà chỉ là giống như phân chia địa bàn đồng dạng bắt nó cho tìm đi vào người sử dụng trả giá địa phương gần kề chỉ là một điểm giải thông mà thôi bức tường lửa sẽ không dám thị người sử dụng địa bất luận cái gì tư mật tư liệu nghe xong do nần tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi lại vẫn có loại làm này khó trách tại bức tường lửa lọt vào công kích địa thời điểm, hệ thống chiếm dụng tài nguyên gần kề chỉ là so bình thường cao hơn hơi có chút, cái kia hoàn toàn chính xác nói đúng là minh tại bức tường lửa bình thường vận hành trạng thái xuống, nó tuyên bố chiếm dụng những cái kia tài nguyên căn bản cũng không có sử dụng hết, thậm chí chỉ dùng một chút. Nói cách khác, nó được xưng chiếm dụng hệ thống 128 mẹ nó bước quá chứ bộ nhớ tài nguyên, nhưng trên thực tế nó chỉ có thể dùng hơn 10 MB thậm chí mấy MB. Nhiều ra đến tài nguyên đều vô dụng bên trên chỉ chưa làm coi như thịt gà lúc sử dụng loại này tài nguyên chiếm dụng phương pháp chưa từng có người sử dụng qua cũng không có ai suy nghĩ lấy sử dụng qua bởi vì bất luận cái gì phần mềm diệt virus đều gặp phải lấy cùng một vấn đề tự là giết độc địa thời điểm chiếm dụng hệ thống tài nguyên quá lớn làm cho thấp đầu người sử dụng phàn nàn cho nên tại trung quốc casper sky có một đặc biệt địa ý tứ tự là tạp a tạp a sau đó sẽ chết cơ rồi mà đối với rất nhiều bức tường lửa phần mềm diệt virus mà nói 128MB. Lúc bình thường tuyệt đối là đủ rồi, nhưng một khi vận quay tới, tựu không đủ dùng, chẳng qua nếu như là như thế này, nói cách khác cái này băng hà bức tường lửa gần kề chỉ là tại chính mình phân chia khu vực nội đảo sự tình. Sẽ không đi xâm phạm người sử dụng tư liệu, như vậy nhiều nhất tựu là lại để cho người sử dụng nhóm, đám bọn họ trả giá một ít giải thông cùng tài nguyên, sau đó đổi lấy bọn hắn internet security. Đối với một ít người sử dụng nhóm, đám bọn họ mà nói cái này chưa chắc là không thể tiếp nhận sự tình, nhưng là cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận đấy. Nếu quả thật tốt tiếp nhận, Trần Húc không bằng trực tiếp đem cái này bức tường lửa phóng tới trên Internet mặc người đến download, người nguyện mắc câu mà. Nhưng là lúc này thời điểm tự lại có một nan đề rồi. Như vậy làm sao có thể đủ lại để cho người sử dụng đến bỏ tiền? Kỳ thật người sử dụng bỏ tiền mua người phần mềm diệt virus, vốn chính là một loại giao dịch. Ta cho người tiến, người cho ta bảo hộ của ta máy tính an toàn, đây là rất công bình giao dịch nhưng là đem làm người sử dụng đã chi tiêu chính mình giải thông cùng với hệ thống tài nguyên về sau lại lại để cho bọn hắn bỏ tiền cái này chỉ sợ không có mấy người hội nguyện ý thế nhưng mà nếu như không thu phí như vậy bọn hắn lợi nhuận cái gì cái này khoản bức tường lửa lại càng không có ý nghĩa đối với vấn đề này phải là người nhiều mưu trí đoàn quyết định rồi một cái nguyên vẹn người nhiều mưu trí đoàn là cần các phương diện nhân tài tự nhiên không thể thiếu tiêu thụ phương diện nhân tài cái lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào một cái 25 đến 26 tuổi địa hắc trên thân người. Cái này người da đen gọi là Fabiano, hắn tuy nhiên là gần đây vừa đi ăn máng khác đến li ầm công ty, nhưng là hắn tư lịch khiến cho không người nào dám xem thường hắn. Bởi vì hắn lý lịch rất là thần kỳ, hắn đã làm nhân viên chào hàng, theo đánh răng bán được máy vi tính thậm chí là server, hắn bán qua bảo hiểm, đem làm qua người bán vé. Hơn nữa hắn đã làm xong bán hàng đa cấp. Fabiano hẳn là người nhiều mưu trí đoàn chính giữa nhất hiểu được hộ khách tâm lý, biết nhất bán thứ đổ vật một người. Mà lúc này đây hắn nói ra cái nhìn của mình, chúng ta đem cái này bức tường lửa toàn bộ miễn phí cấp cho. Người điên rồi, trời à, công ty không kiếm tiền, người đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Vừa nói, trong phòng họp lập tức một hồi tiếng ồn ào. Fabiano lại rất tỉnh táo, tại do lần lớn tiếng địa hô vài câu yên tĩnh về sau, hắn mới không vội không chậm mà nói, cũng không phải cái gọi là miễn phí đồ vật tự là lợi nhuận không đến tiễn đấy. những lời này vừa nói tất cả mọi người lập tức tự yên tĩnh trở lại. tất cả mọi người là it lĩnh vực cao thủ tự nhiên biết rõ trên internet cái gọi là miễn phí nhưng thật ra là cái gì. đương nhiên rất nhiều miễn phí tự thật sự miễn phí cũng không phải như trung quốc một ít như vậy. được xưng miễn phí miễn trừ trò chơi thời gian nhưng lại gia tăng lên thu phí đạo cụ hay vẫn là thu nhân dân tệ đạo cụ. Cái này lập tức phá vỡ toàn bộ trò chơi bình địa nhất định. Nhưng như rất nhiều web portal, mỗi ngày kịp thời đổi mới tin tức, cung cấp hòm thư cho người sử dụng, bọn hắn cơ hồ không có gì thu phí phục vụ, nhưng là lớn như vậy địa võng đứng, dựa vào cái gì kiếm tiền? Lưu lượng, quảng cáo. Phương diện này lợi nhuận phi thường đáng sợ đấy. Rất nhiều trang web tự hoàn toàn là dựa vào quảng cáo phí sống sót, hơn nữa càng sống càng thoải mái, càng sống lại càng kiếm tiền. Bởi vì lưu lượng cao, người sử dụng nhiều hơn thế tất sẽ có thương gia tới tìm người đánh quảng cáo, lúc này thời điểm quảng cáo là đòi tiền đấy. Lưu lượng càng cao, đối với quảng cáo trào giá cũng lại càng cao. Ngươi nói là, tại bức tường lửa bên trên khóa lại quảng cáo, đúng vậy, nhưng đây chỉ là một loại phương pháp. Fabiano rất vững vàng nói, phải biết rằng, hiện tại bức tường lửa, phần mềm diệt virus, trên cơ bản cũng là muốn tiễn đấy. Mà nếu như chúng ta cũng thu phí, rất khó mở ra thị trường, hơn nữa bởi vì này khoản bức tường lửa cực hạn tính, chúng ta không thể đem mục tiêu nhắm chúng những cái kia thấp đầu hộ khách hơn nữa chúng ta muốn kiếm tiền cũng không theo thấp đầu hộ khách địa trên người đến lợi nhuận thốt ra lời này rất nhiều người lập tức tự phản ứng đi qua đúng vậy phải biết rằng internet security công ty là đang làm gì không phải nói cho người trang cái phần mềm diệt virus giúp người giết giết độc tự ok đâu như vậy chỉ cần chơi qua mấy ngày máy tính người cũng có thể làm còn muốn chuyên môn như vậy một cái công ty làm cái gì Đối với âm công ty mà nói, chính bọn hắn như vậy bức tường lửa hàng năm cũng lợi nhuận không đến cái gì tiến, trọng yếu ngay tại ở bán sau phục vụ lên. Phương diện này mới được là đầu to, hơn nữa một cái thu phí phần mềm diệt virus bức tường lửa, rất khó tức thời chiếm trước đến thị trường, bởi vì rất nhiều nổi danh địa phẩm bài còn tại đó. Không có người chịu hoa tiền tiêu uổng phí đi trang một cái mới ra bức tường lửa. Vậy thì dứt khoát miễn phí tốt rồi, miễn phí lắp đặt, thu phí phục vụ đồng thời còn có thể kiếm lấy lưu lượng cùng quảng cáo phí. So sánh dưới, điểm này nhuyễn Kiện sử dụng phí thật sự có thể không đáng kể rồi. Fabiano nói tiếp, chúng ta bây giờ muốn làm đấy, tự là lợi dụng chúng ta trước mắt hộ khách quần thể, đồng thời tiếp tục khuếch trương khách hàng lớn đám người, sử dụng đích thủ đoạn, ta cảm thấy được thích hợp nhất giống như là bán bảo hiểm. Fabiano vừa nói như vậy, người ở chỗ này đều nở nụ cười, rất nhiều người cười phi thường khinh miệt, xin nhờ người đem làm chúng ta nơi này là cái gì công ty bảo hiểm đầu hồi nghe nói chào hàng bức tường lửa còn muốn như bán bảo hiểm đồng dạng đấy fabiano nhìn xem cười nhạo mọi người khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười với tư cách phản kích nụ cười của hắn chính là như vậy nhẹ nhàng hiển hiện trên mặt do khóe miệng nhếch lên sau đó hắn cứ như vậy mang theo loại này chào phúng dáng tươi cười hướng phía vừa rồi đám kia cười người của hắn từng bước từng bước nhìn qua tới không thể không nói Fabiano dáng tươi cười rất tự tin, đem làm hắn nhìn tới ai con mắt thời gian, người kia lập tức tự đình chỉ cười nhạo, chờ hắn một vòng nhìn chung quanh qua về sau, trong phòng im ắng đấy, không người nào dám lại phát ra một điểm thanh âm, bởi vì chuyên nghiệp, Fabiano buông tha cho trước kia cao mới tới đến liềm âm công ty. Không là bởi vì nơi này có người quen, cũng không phải do nần cho hắn rất cao tiền lương đến đảo giác góc, mà là Fabiano chính mình cảm thấy cuộc sống của hắn qua không thú vị cho nên mới đến này nhà công ty bắt đầu mới đích khiêu chiến. thử nghĩ có thể đem một cái đang tại chảy xuống công ty mang lên chính quy thậm chí càng thêm mở rộng. cái kia đem là bực nào năng lực hạng gì thành tựu hắn không thiếu tiến mà Fabiano đã đến về sau ngày càng xa suốt liềm công ty vậy mà thật sự hòa hoãn một ít. chiến công của hắn đặt ở nơi nào? đang ngồi bọn này phần lớn là máy vi tính chuyên gia. tại việc buôn bán bên trên là tuyệt đối không có cách nào cùng cái này quỷ tài so sánh với đấy chứng kiến không người nói chuyện fabiano mới nhàn nhạt, nhạt nói ta trước tiên là nói về nói cái nhìn của ta a à. nếu như các vị có rất tốt phương pháp cứ việc nói đi ra nếu như không có như vậy toàn bộ tất cả im miệng cho ta câu nói sau cùng chấn đắc toàn bộ phòng họp hồi âm không ngừng có thể không ai dám nói chuyện bởi vì vì bọn họ biết rõ tại như thế nào bán thứ đồ vật bên trên không ai có thể cùng fabiano so đang ngồi không có người có tư cách kia đi nghi vấn hắn do nần tuy nhiên trong nội tâm không thích nhưng là lúc này thời điểm cũng bất chấp rất nhiều rồi ý bảo hắn tiếp tục nói đi xuống bảo hiểm trào hàng hình thức là trên cái thế giới này cực kỳ có kỹ xảo cao nhất siêu cũng là tốt nhất trào hàng hình thức mọi người đều biết bán bảo hiểm khẩu tài đều so sánh với diễn bật thốt lên thanh tú địa các diễn viên còn tốt hơn gặp được trào hàng bảo hiểm người lúc nghĩ đến chuyện làm thứ nhất tự là ví tiền của mình giữ không được đầy phòng cười rộ, đích thật là như vậy, gặp được bán bảo hiểm người đích xác là một kiện rất đau đầu sự tình. So sánh với rất nhiều nhân viên chào hàng mà nói, bảo hiểm chào hàng người tắc thì càng làm cho người đau đầu. Nhưng là không phải không thừa nhận, loại phương pháp này rất hữu hiệu, nhìn xem công ty bảo hiểm hàng năm đều qua cái kia sao thoải mái cũng hiểu. Bọn hắn chào hàng thủ đoạn tuy nhiên rất thu người lên án. Bị rất nhiều người chỉ trích rất nhiều công ty bảo hiểm chính giữa huấn luyện cơ chế, rất cùng loại bán hàng đa cấp bên trong đích tẩy não. Nhưng là cái kia dù sao cũng là hợp pháp đấy, cho nên chỉ cần là thời kỳ hòa bình, công ty bảo hiểm đều qua phi thường thoải mái đấy. Chúng ta bây giờ cần chính là cùng loại bảo hiểm nhân viên chào hàng đồng dạng địa mở rộng viên. Có thể làm cho người sử dụng biết rõ chúng ta cái này bức tường lửa giá trị cùng năng lực. Có thể làm cho bọn hắn cam tâm tình nguyện sử dụng chúng ta địa bức tường lửa. Bởi vì phải biết rằng, một cái mới bức tường lửa, Bất kể là tại thao tác trên thói quen hay vẫn là tại độ tín nhiệm bên trên. So về kiểu cụ địa bức tường lửa đều còn kém hơn rất nhiều. Có thể làm cho người sử dụng lắp đặt bên trên đồ đạc của chúng ta. Nhất định phải muốn sử dụng một ít thông thường đích thủ đoạn. Nhưng là người không biết là, khiến cho dùng loại phương pháp này địa thành phẩm quá cao sao. Rất nhanh đã có người đưa ra nghi vấn, xin nhờ. Chúng ta trước khi thảo luận qua, người cũng đồng ý rồi. Cái này bức tường lửa rất có thể miễn phí đem bán cái kia chúng ta như thế nào cho nhân viên chào hàng nhóm, đám bọn họ chia hoa hồng. Phải biết rằng bọn hắn bán đi một cái bảo hiểm, có thể kiếm được mấy trăm bảng, chúng ta nào có nhiều như vậy địa tiến cho bọn hắn. Chúng ta căn bản là không cần cho bọn hắn tiến, Fabiano lạnh nhạt nói, hơn nữa bức tường lửa chúng ta cũng lợi nhuận không đến tiến. Chúng ta có thể lợi nhuận địa phương, là bán sau, chúng ta có thể cho bọn hắn phân bán sau đích trích phần trăm cho nên chúng ta cần mở rộng viên chính mình muốn tinh thông bán sau đích phục vụ áp dụng người nào chịu trách nhiệm ai tiến hành quy củ hắn cho lắp đặt bức tường lửa càng nhiều bán sau hắn hộ khách lại càng lớn tin tưởng điểm ấy không ai có thể cự tuyệt a à, lời này nói không sai đang ngồi đều liên tiếp gật đầu bởi vì internet security công ty nhằm vào khách hàng lớn cũng không phải cái loại này bình thường gia dụng hộ khách đồng dạng máy vi tính phổ cập quần thể mà đều là cao đoan quần thể như hiện tại máy vi tính, người bình thường chỉ cần tùy tiện chơi đùa vài năm đấy. Xuất hiện điểm virus à các loại sự tình đều có thể dễ dàng tự mình giải quyết. Nhưng là cao đoan quần thể muốn gặp phải chính là càng lớn an toàn cam đoan. Ví dụ như bị hacker công kích chờ chờ, nhưng là công ty cách làm đều là khách hàng sử dụng chúng ta sản phẩm, sau đó xuất hiện vấn đề về sau gọi điện thoại tới nói xảy ra vấn đề rồi. Như vậy công ty tự sẽ phái người đi sửa chữa đó cũng không phải khách hàng chỉ định muốn ai đến tu đấy. Hơn nữa khách hàng cũng không biết nên lại để cho ai đến tu. Nhưng là loại phương pháp này, nhưng lại đem tiêu thụ cùng bảo hành sửa chữa hợp hai làm một. Hơn nữa phân thành đích thủ đoạn, có thể khiến cho cấp dưới có càng lớn động lực, tìm được càng nhiều nữ hộ khách tự có càng nhiều cơ hội. Cho nên có thể lợi nhuận tiền nhiều hơn, cái này chính là một cái tốt tuần hoàn rồi. Các nhân viên vì tìm càng nhiều nữ người sử dụng thế tất muốn đi chủ động xuất kích cho nên cái này một khối căn bản là không cần cho bọn hắn tiễn. Mà hộ khách càng nhiều, bọn hắn lợi nhuận càng nhiều, công ty kiếm được cũng càng nhiều, hơn nữa công ty thanh danh cũng lại càng vang dội. Fabiano vừa nói như vậy, lập tức tất cả mọi người đã minh bạch, nghĩ thầm quả nhiên không hỗ là bán bảo hiểm đi ra đấy. Ý nghĩ tự so chúng ta những này chết chơi máy vi tính muốn tốt hơn nhiều. Chia hoa hồng, tiền thưởng, cái gì cũng có thể hết thầy dựa theo công ty bảo hiểm cùng thương phẩm nhân viên chào hàng đến kỳ thật bọn hắn còn có mặt khác một loại kéo dài phương pháp là được phát triển lo cao phát triển lo cao ngươi là muốn làm bán hàng đa cấp nghe được câu này cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới bán hàng đa cấp cái từ này cũng không phải nói anh quốc sẽ không có bán hàng đa cấp đấy a à, fabiano cười nói lo cao tự là bán hàng đa cấp rồi hả vậy bây giờ bán bảo hiểm không đều là bán hàng đa cấp một câu lại để cho tất cả mọi người không nói nghề bảo hiểm hoàn toàn chính xác cũng là có lo cao mà nói đấy bất quá đã nói nghe điểm đã kêu công trạng thủ hạ người làm nhiều thiếu bảo hiểm một chỗ khu quản lý các loại đều là có trích phần trăm đấy cái này là êm tai điểm thuyết pháp đợi đến người sử dụng quần thể nhiều hơn thế tất sẽ xuất hiện phát triển lo cao cách làm bởi vì làm một cái người căn bản không có khả năng bề bộn tới bất quá cái này cũng không sao cả chỉ cần chúng ta trước thời gian làm tốt tương ứng đối sách thì tốt rồi. Rất tốt, do nần vỗ tay nói, Fabiano, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, từ giờ trở đi ngươi điều vi doanh tiêu bộ quản lý. Mau chóng cầm một cái phương án đi ra, về phần tiền lương, ngươi muốn phân thành hay vẫn là cố định tiền lương. a à, ngươi nhất định là muốn phân thành, cái kia từ hôm nay trở đi, ngoại trừ ta, ngươi tự là lớn nhất online. Một câu nói kia vừa nói, tất cả mọi người nhìn xem Fabiano ánh mắt cũng nhịn không được nóng rát. Ly âm công ty cũng không phải hình thức đầu tư cổ phần. Cho nên đang ngồi tất cả mọi người là làm công đấy. nần vừa nói như vậy, cái kia đã nói lên từ hôm nay trở đi, trong công ty kiếm lợi nhiều nhất kẻ làm thuê, Tựu là Fabiano, vậy làm sao có thể lại để cho nhận thức không đỏ mắt. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp, bởi vì này khoản bức tường lửa căn bản không phải bọn hắn làm ra đến đấy cho nên không có tư cách nói chuyện bất quá có ít người liền suy nghĩ lấy lúc này thời điểm muốn cùng fabiano hảo hảo chỗ tốt quan hệ bằng không thì đến lúc đó liền thịt đều không có ăn fabiano ngược lại là không sao cả gật đầu sau đó đi ra ngoài hắn tuy nhiên bề ngoài bình tĩnh nhưng là trong nội tâm nhưng cũng là kích động vạn phần bởi vì vốn hắn đều dùng vì cái này công ty rất khó lại chống đỡ đi xuống nhưng là không nghĩ tới bầu trời đến rơi xuống một khối đại rơi xuống Kế tiếp, ly âm công ty mà bắt đầu vài năm khó gặp chủ động cùng kích tình. Đã bắt đầu điên cuồng nhận người, tại M4 hành lang, vĩnh viễn không muốn lo lắng hội tìm không thấy nhân tài. Nhưng là lần này li âm công ty khuynh hướng nhưng lại tuyển nhận mở rộng viên. Yêu cầu hình tượng tốt, khẩu tài tốt, đối với máy vi tính tri thức hơi có đọc lướt qua sẽ xảy đến. Đương nhiên tinh thông tự nhiên là tốt hơn, ngay tại sở hữu tất cả công ty đều làm không rõ ràng li âm công ty đến cùng đang làm cái gì thứ đổ vật thời điểm. Ly âm công ty đột nhiên dùng thế xét đánh lôi đình làm ra một cái quảng cáo, đương kim thế giới ưu tú nhất bức tường lửa. Băng hà bức tường lửa, toàn bộ miễn phí phát hành, vì kiếm tiền, ly âm công ty là dồn hết sức lực, nhưng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào làm. Dù sao Trần Húc là không biết đấy, hắn đem bức tường lửa cho bọn hắn, vận tác cơ chế cũng cho bọn hắn, nếu có virus đổi mới bọn hắn có thể chính mình đến hoàn thiện. Tiến hành hệ thống thăng cấp hoặc là cấp cho miếng vá, nhưng là Trần Húc mình cũng lưu lại một tay, cái kia chính là nếu như hắn muốn phát bút sao hacker công kích Nguyễn Kiện thời điểm, cũng sẽ trực tiếp tuyên bố đến một cái thăng cấp trong bọc. Bởi vì nếu như hắn là nguyên một đám ở thịt gà bên trên lắp đặt công kích Nguyễn Kiện, cái kia tuyệt đối có thể đem người cho mệt chết, bởi vì gần kề chỉ dùng 3 ngày, Trần Húc cái kia khoản khống chế Nguyễn Kiện chính giữa biểu hiện thịt gà số lượng. Đã đột phá 3.500 đài đại quan, Trần Húc không biết cái này 3.500 đài thịt gà. Chính giữa có một nửa công lao là Fabiano, hắn liên lạc với London một chỗ phòng máy, toàn bộ lắp đặt băng hà bức tường lửa, thì ra là thoáng cái cho Trần Húc cung cấp nhiều như vậy thịt gà. Mà những này thịt gà số lượng còn đang không ngừng dâng lên tăng vào chính giữa, căn cứ tiểu mẫn đến phỏng đoán, thịt gà số lượng có thể sẽ đạt tới 3 vạn đài thời điểm đạt tới một cái vững vàng chỉ số. Lại hướng lên tăng trưởng hội chậm chạp, bởi vì Liam công ty cũng không chuẩn bị quá nhiều có thể đem cái này bức tường lửa phát dương quang đại do đó chiếm lĩnh rất nhiều thị trường năng lực, còn có là được, bởi vì băng hà bức tường lửa đối với phần cứng phối trí yêu cầu cực cao. Cho nên người sử dụng quần thể nếu so với bình thường bức tường lửa ít hơn nhiều. Bởi vì cao đoan người sử dụng chiếm cứ thị trường tỷ lệ tối đa chỉ có một phần mười. Mà rất nhiều cao đoan người sử dụng cũng khả năng không lớn chọn như vậy một cái có rõ ràng cửa sau bức tường lửa. Nhìn xem thịt gà số lượng không ngừng hướng bên trên bão tố. Trần Húc vui cười miệng đều nhanh không thể chọn rồi mà lúc này đây trọng tử ngữ dẫn theo cá nhân tiến đến cười nói để ta giới thiệu một chút vị này chính là ta sư phó tráng niên sớm mập tráng niên sớm mập là cái mập mạp rất lớn rất lớn mập mạp a à, tuyệt đối so với tiểu băng còn béo cái chủng loại kia thân cao không lùn tối thiểu 1 m tám linh đã ngoài trên đỉnh đầu tóc không nhiều lắm có chút tạ đỉnh nhưng là như là vừa trà sát đầu chọc về sau vừa dài ra đấy trên người tê xuất áo sơ mi rất lớn màu trắng Nike tê sớt áo sơ mi, nhưng là không biết vì cái gì hiện ở phía trên từng mảnh từng mảnh nước canh. Hình như là vừa ăn xong lộ thiên đồ nướng, không, vừa sấy nướng hết lộ thiên đồ nướng đồng dạng. Nói thực ra cái này hình tượng, hay vẫn là rất phù hợp Trần Húc đối với suy đoán của hắn đấy. Nhưng là trên người hắn vết bẩn, ách, không biết chuyện gì xảy ra, mặc kệ, tráng nghiên sớm mập vừa vào cửa tìm tìm kiếm. Rất nhanh ánh mắt tập trung tại Trần Húc trên người, lập tức đi tới, như một người Nhật Bản đồng dạng không người chào, kêu một câu tất cả mọi người cười ngất từ, sư huynh. Không thể nào, trọng tử ngữ cái cầm đều nhanh rất xuống lên, cao hiểu tiết cùng chạm tinh cũng rất ngạc nhiên, chỉ có Trần hút trong bụng đều nhanh cười phát nổ, nhưng là trên mặt còn chứa một bộ rất kinh ngạc bộ dạng, người gọi ta cái gì? Hắc hắc, tráng niên sớm mập gãi gãi đầu chọc, sư huynh, n, cái kia, ta cũng bái SMMS lão đại làm lão sư rồi. Lão sư nói người so với ta trước nhập môn, cho nên dựa theo bối phận mà nói ta bảo ngươi một tiếng sư huynh là tuyệt đối không sai đâu. Trần Húc là SMMS lén thu nhận đệ tử. Chuyện này trên cơ bản đang ngồi mấy người cũng biết rồi. Cũng không thế nào ngạc nhiên, nhưng là không nghĩ tới tráng niên sớm mập vậy mà cũng có hạnh trở thành vị kia ra đệ tử. Chỉ là, cái này bối phận, thật có chút đổ mồ hôi rồi. Trọng tử ngữ vẻ mặt muốn khóc lên bộ dạng lão đại. Trần Húc là sư huynh của ngươi, ta đây có lẽ gọi hắn cái gì, đương nhiên là sư bá rồi tráng nhiên sớm mập cũng phiền muộn à chính mình bối phận mất chính mình tiểu đệ bối phận cũng mất ai nói cho cùng hay vẫn là quy kết đến trên người mình bất quá được rồi chẳng phải mất cái bối phận nha có thể bái mạng lưới chi thần smms vi sư người bình thường nào có cái này vinh quang trần húc bụng đều nhanh cười nở hoa rồi nhưng trên mặt cũng hay vẫn là cường tự chịu đựng bất quá lộ ra vài phần vui vẻ đi ra bị trọng tử ngữ nhìn ở trong mắt kêu lên này ngươi đừng nằm mơ à ta đánh chết không có khả năng bảo ngươi sư bá đấy gọi không gọi nào có ngươi cái này tiểu vương bát đản định đoạt Tráng nhiên sớm mập hung hăng vỗ hắn thoáng một phát kháo ngươi nếu nhận thức lão tử đem làm lão đại vậy thì gọi N đi ngươi đem làm lão tử ta nói ra không tính à thằng này miệng đầy thô tục bất quá xem ngược lại là rất thú vị nhất là trọng tử ngữ một bộ muốn khóc khóc không được bộ dạng thì càng thú vị cho nên trần húc thoải mái ruột đều nhanh lệch ra thân mật vỗ vỗ tráng niên sớm mập nói cái kia lão sư cũng đã nói với ta rồi n kỳ thật nếu như ngươi cảm thấy xấu hổ trực tiếp hô danh tự cũng là được rồi ta không ngại đấy ngụ ý tự là đã nhận biết cái này sư huynh danh phận trần húc cố ý liếc qua trọng tử ngữ thằng này càng muốn khóc tráng niên sớm mập cùng trần húc hàn huyên vài câu lúc này mới quay đầu nhìn về phía trạm tinh cười nói ai nha nha không nghĩ tới cỏ huyên táo giang ly tiểu mỹ nữ cũng ở nơi đây à? Hay vẫn là sư huynh của ta đồng học? Ừ, chúng ta cái này tiểu tổ thật là tàng long ngọa hổ à? Chạm tinh lễ phép cười cười, nàng biết rõ tráng nghiên sớm mập là cái gì tính tình. Cái này ở trước mặt khá tốt đây này, tại hồng khách liên minh nói chuyện phiếm thời điểm, thằng này cả ngày tóc vàng sắc hình ảnh, không biết bị lam sắc bảo bối mắng qua bao nhiêu lần. Tự là tính chết, cao hiểu tiết cùng ngô nguyên phiền muộn ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, Tại đây chỉ có bọn hắn kỹ thuật cùi bắp nhất rồi. Trọng tử ngữ vội vã muốn nói sang chuyện khác. Vội vàng nói, sư phụ, ngươi như thế nào làm thành như vậy? Còn ngươi nữa như thế nào mới đến à? Đừng nói nữa, tráng nhiên sớm mập một bộ chuyện cũng nghĩ lại mà kinh biểu lộ nói. NND ta vốn ba ngày trước muốn ngồi phi cơ đã tới. Kết quả gặp cường cơn rông, kết quả không thể cất cánh. Vì vậy ta tự ở phi trường hãy đợi a à, hãy đợi a à, hãy đợi a à, chờ. Đợi trọn vẹn một ngày vũ đều không ngừng không có biện pháp, ta chỉ có thể trả vé đi mua xe lửa phiếu vé. Kết quả xe lửa phiếu vé vậy mà cũng bán xong rồi. Cái này cũng chưa tính, chờ ta ra nhà ga thời điểm phát hiện được ta điện thoại túi tiền đều bị người cho trộm đi rồi. Khá tốt tên trộm kia có chút chức nghiệp đạo đức, đem chi phiếu cùng chứng minh nhân dân đều nhét ta phía sau cái mông trong túi áo đi. Sau đó ta cũng rất phiền muộn, một phát hung ác, nghĩ thầm không phải là Thượng Hải đến Hòa Hải City nha. Mấy trăm km khoảng cách, lão tử tự mình lái xe tới kết quả lão tử lên cao tốc về sau mở đích nhanh không thấy được biển báo giao thông chờ kịp phản ứng lúc sau đã lái qua hòa hải city một hồi sẽ qua đi ra vũ hán rồi cao tốc bên trên lại không thể quay đầu hết lần này tới lần khác lão tử gp định vị hệ thống cũng hư mất phiền muộn ta đây về sau càng làm xe cho quay đầu lái qua đến thiếu chút nữa không có quải điệu chờ ta đã đến hợp hiệp đại học ta tự muốn tìm người đánh nghe các ngươi sau đó tự ở cửa trường học chứng kiến cái mỹ nữ mimi rất lớn mỹ nữ à sau đó ta tự đi lên hỏi nàng thuận tiện ngẫm lại có thể hay không thỉnh nàng ăn một bữa cơm lưu cái số điện thoại các loại trọng tử ngữ nghiêng đầu nhìn xem tráng nhiên sớm mập cười hắc hắc nói lão đại ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn trước tìm nàng đến gần sau đó mới hỏi chúng ta a à, trình tự phản nha dù sao một cái ý tứ tráng nhiên sớm mập mặt bay ất dày bị vạch trần làm bộ không nghe thấy tiếp tục nói, có thể ta còn chưa nói hai câu. Cái kia cô nàng liền trực tiếp đem trong tay dẫn theo đồ vật nện ta trên mặt. Bà mẹ nó, suốt một đại túi nhựa nóng hổi thịt bò phen hâm mộ à. Lão tử thiếu chút nữa bị hủy cho, người hủy dung nhan tương đương phẫu thuật thẩm mỹ. Trần Húc Ngô Nguyên cao hiểu tiết trọng tử ngữ đều tại trong lòng rất có ăn ý âm thầm nói thầm. Nhưng ai cũng không nói ra miệng, tráng niên sớm mập liếc mắt nói, sau đó cái kia gái ngực to tự uốn éo cái mông đi nha ta rất phiền muộn đi rửa mặt, sau đó lái xe ở cửa trường học đi dạo thời điểm chẳng phải gặp được ngươi rồi mà. Lớn lên xinh đẹp, gái ngực to, nhưng lại như vậy nóng bỏng, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết chạm tinh liếc nhau, không tự giác đồng loạt nghĩ tới một người. Vì vậy Cao Hiểu Tiết tự hỏi, cái kia tráng nghiên sớm mập lão ca à. Ngươi cùng cô gái đẹp kia nói cái gì lời nói làm cho nàng cầm thịt bò phen hâm mộ đến nện ngươi à. Ta chính là khoa trương nàng xinh đẹp mà, tráng nhiên sớm mập lẽ thẳng khí hùng, ta nói với nàng, Người so với ta mấy ngày hôm trước tại trong hộp đêm gặp được chính là cái kia tên đứng đầu bảng tiểu thư xinh đẹp hơn. Dáng người khá tốt, mọi người tập thể im lặng nhìn lên trời. Nói như vậy à, cao hiểu tiết nghĩ thầm nếu đổi lại là chính mình, nếu như không biết người này, không biết người này tựu là loại này ngốc núc ních tính tình. Đoán chừng hội tại chỗ dùng giày cao gót đem thằng này cho tươi sống chụp chết. Tráng niên sớm mập vẫn còn buồn bực, thế nào nữa à? Ta nói sai lời nói rồi hả? ta đã nói với người cái kia ra hộp đêm chính là cái kia tên đứng đầu bảng tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp. Hay vẫn là đồ đồng phục hấp dẫn, ta ý định ngày nào đó mang lão quản đi kia mà. Quản Bình chiều à, các ngươi có biết hay không hắn, Cao Triều Huynh tại Nhật Bản dạo qua vài năm, chật chật, ngày ấy tử là qua đấy. Chạm tinh rốt cuộc nhịn không được ho khan hai tiếng, đã cắt đứt cái này không có tim không có phổi mập mạp nói chuyện. Thằng này, trước kia cho là hắn là ở bầy ở bên trong giả ngu hiện tại mới biết được thằng này nguyên lai like là thật hờ. Khó trách lớn lên như phạm vĩ đây này, người ta quản bình chiều hoàn toàn chính xác tại Nhật Bản đã du học. Nhưng người ta là nam nhân tốt được không? Đối với lão bà lại một lòng, người đem làm với người tựa như có cơ hội đi Nhật Bản mỗi ngày phao ngâm làng chơi à. Cao Hiểu Tiết ghé vào Trần Húc bên tai thấp giọng hung dữ nói, về sau ngoại trừ hacker công tác thời gian. Người thiểu cùng cái tên mập mạp này lui tới, bằng không thì bị hắn mang hư mất. Chân hút chùi chùi đổ mồ hôi, hắn cũng không nghĩ tới tráng niên sớm mập thậm chí có thời điểm giống như một cái nhược trí nhi đồng. Đoán chừng thằng này có phải hay không trong nhà chỗ ở quá lâu. Mỗi ngày tại trên mạng phao ngâm lấy, trong sinh hoạt thật là nói cái gì cũng dám nói không có điểm băn khoăn. Chỉ sợ hắn cùng người ở chung lúc cũng là cái này bức đức hạnh. Ai, cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, có người trời sinh bất thiện tại cùng người khác giao tế. Nói thí dụ như Kevin Mitnick. Từ nhỏ đến lớn nick ở chung quanh người trong mắt chính là một cái quái tiểu hài tử. Hắn không có bằng hữu, mỗi ngày thời gian đều dùng tại một ít đồ điện bên trên. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, tự là như vậy một cái bình thường tiểu hài tử, ngày sau vậy mà đã trở thành đương thời đệ nhất hacker. Ngục hacker, Kevin Mitnick, cho nên nhất là làm máy vi tính phương diện đấy, tính cách cổ quái một ít đều là rất bình thường đấy. Hơn nữa đám người kia rất nhiều đều là trạch nam, bất thiện tại cùng người giao tế, có biểu hiện là thẹn thùng không dám nói lời nào có tắc thì tựu là như tráng niên sớm mập như vậy căn bản không biết mình nào lời nói là phải nói đấy nào lời nói là không thể nói đấy đi lấy một cái hộp đêm tiểu thư cùng một nữ hài tử so thực tế còn là lần đầu tiên gặp mặt đứng đắn nữ hài tử người ta không quất hắn quả thực tự là kỳ thích rồi được rồi đã mọi người đến đông đủ vì chuẩn bị vài ngày về sau hacker giải thi đấu hiện tại chúng ta tự tập thể cùng một chỗ mài hợp một chút đi Trọng tử ngữ lúc này thời điểm nói, lão đại, người tới đem làm tổ trưởng A, thuận tiện giúp chúng ta muốn cái xuất khí một điểm danh tự. Chuyện này là trước kia thảo luận tốt, bởi vì theo như kỹ thuật theo như tư lịch, đều hẳn là tráng niên sớm mập, chạm tinh kỹ thuật tuy nhiên rất cao, nhưng là nàng nhưng lại không muốn đấy. Không không không, việc này ta có thể làm không đến, tráng niên sớm vì đầu dao động giống như chống bỏi, bảo bối đại tỷ đã sớm nói ta rồi. Ta như vậy hợp lý cái tay chân có thể nhưng đem làm lão đại thống lĩnh một phương là không thể nào đấy cỏ huyên mỹ nữ ta xem ngươi tới đi bảo bối đại tỷ thế nhưng mà mỗi ngày khen ngươi đây này trạm tinh cười nhạt một tiếng ta cũng làm không đến đấy trọng tử ngữ cũng không muốn bị một nữ hài tử mệnh lệnh lấy tuy nhiên hắn biết rõ trạm tinh kỹ thuật rất cao nhưng là loại chuyện này dù sao nói so sánh xấu hổ vội vàng nói sư phụ à ngươi xem tại đây ngươi bối phận là cao nhất đấy cho nên không phải ngươi không ai có thể hơn à. Bối phận, tráng niên sớm mập trừng mắt, vỗ trọng tử ngữ đầu thoáng một phát, ta còn có một sư huynh ở chỗ này đây. Ha ha, sư huynh, ngươi tới đem làm cái này tiểu tổ tổ trưởng A, ta đem làm, chân hút chỉ chỉ cái mũi của mình. Tráng niên sớm mập vội vàng nói, ai nha nha, ta xem qua ngươi tại hồng khách chiến trường thành tích, rất không tồi mà, nhất là tiến bộ tốc độ rất nhanh à, cho nên tin tưởng ngươi tuyệt đối là có cái này trình độ đấy không phải ngươi đem làm ai đảm đương à trần húc cũng không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ hội rơi tại chính mình trên đầu cười khổ một tiếng nói như vậy không tốt sao không có gì không tốt tráng nhiên sớm mập vỗ bộ ngực có ta cùng cỏ huyên mỹ nữ giúp ngươi chớ ha ha cứ như vậy nói ai muốn không phục giết hắn choáng nha đúng vào lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên trần húc vừa muốn đi mở cửa tráng nhiên sớm mập lập tức ân cần chạy tới ta mở ra ta mở ra có thể chờ hắn đem cửa kéo ra xem đi ra bên ngoài người kia thời gian. Lập tức giống như bị dẫm lên cái đuôi đồng dạng đại gọi, à, là ngươi, Trần Húc bị hắn mập mạp thân thể chống đỡ nhìn không tới người ở phía ngoài. Lại nghe đến quản dịch kêu to một tiếng, à, là ngươi cái này cái đổ biến thái. Quả nhiên là quản dịch, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết nhìn nhau cười cười, muốn nói hợp hiệp đại trong kia loại sướng được đến bốc lên phao, ngâm, mỹ nữ, trên căn bản là không người không biết không người không hiểu đấy đếm tới đếm lui tuyệt đối không cao hơn hai tay phạm trù, mà một cái ngực lớn vóc người đẹp, hơn nữa tính tình còn như vậy nóng nảy mỹ nữ, trên cơ bản tự không phải quản dịch không còn ai. Cho nên Trần Húc vội vàng cười khổ tiến lên ngăn cản quản dịch cười nói, tốt rồi tốt rồi, mỹ nữ, hiểu lầm, tuyệt đối là một lần hiểu lầm. N, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là hồng khách liên minh đại danh đỉnh đỉnh hồng khách, tráng nhiên sớm mập, lập tức muốn trở thành chúng ta khoa máy tính giảng sư. A, à, vị này là bạn tốt của chúng ta quản dịch đồng học trần húc phụng trộm ghé vào quản dịch bên tai nói cái tên mập mạp này là cái nhược trí nhi đồng không biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên giảng người thứ lỗi thoáng một phát quản dịch cái này mới có hơi nghi hoặc nhìn về phía cái kia đang tại cười làm lành đầu chọc mập mạp tuy nhiên cũng đang ở khoa máy tính nhưng là ai cũng biết quản dịch đối với máy vi tính thiên phú cũng không cao cho tới nay đều có chút làm không rõ ràng cô bé này nhi tại sao phải đến khoa máy tính cái này chuyên nghiệp nhưng là cùng Trần Húc bọn hắn ngốc lâu rồi, quản dịch cũng biết hồng khách liên minh, tuy nhiên chưa từng nghe qua tráng niên sớm mập danh tự, nhưng là Trần Húc nói hắn đại danh đỉnh đỉnh, vậy cũng có thể thực sự điểm danh đầu. Chuyện này khả năng thật là một hồi hiểu lầm, song phương giúp nhau giới thiệu thoáng một phát, đều đối với lẫn nhau đã có nhận thức, chỉ là xem tráng niên sớm mập cái kia phó bộ dáng, tại quản dịch trước mặt tự sợ hãi rụt rè, một đám người đều tại trong lòng khinh bỉ nói một câu, chẳng phải một túi thịt bò phen hâm mộ nha, thật không có tiền đồ nhưng tráng nhiên sớm mập trong nội tâm có thể chẳng phải muốn à hắn lớn đến từng này còn là lần đầu tiên tại trước mặt nữ nhân ném đi lớn như vậy người rất khó nói cái này tiểu hài tử tính tình ra hỏa có thể hay không bởi vì cái kia một túi thịt bò phen hâm mộ mà tại trong lòng lưu lại cái gì bóng mờ bất quá theo ở phương diện khác có thể nhìn ra đệ nhất tựu là từ nay về sau tráng nhiên sớm mập tại quản dịch trước mặt nói chuyện đều muốn chú ý cẩn thận không dám có nửa câu liều lĩnh nói như vậy thứ hai tựu là thằng này về sau không bao giờ nữa ăn thịt bò phen hâm mộ rồi Trạm tinh nhịn không được cười trộm, không nghĩ tới lam sắc bảo bối đại tỷ đều quản bất trụ kẻ dở hơi tráng niên sớm mập hôm nay lại bị quản dịch cho trì dễ bảo, cái này cũng thật là một đại thu hoạch rồi. a à, tráng niên sớm mập cái này ra súc mỗi ngày tại hồng khách trong liên minh tản lời đồn cùng với bố trí cao cấp hồng khách đám bọn chúng bắt quái, chính mình muốn hay không đem chuyện này phát cái tiếp mời, bài viết phóng tới hồng khách trong liên minh đâu này. Trạm tinh là cái rất hàm xúc nhưng kỳ thật cũng không cũ kỹ người. Nàng ẩn giấu cảm giác rất nội liếm, nghĩ đến đây loại cách làm có thể làm cho tráng niên sớm mập trở thành bị đả kích địa đối tượng, khóe miệng của nàng liền không nhịn được có chút sơ lên. N, đích thật là rất có ý tứ một việc, hôm nay người đã đến kỳ rồi, như vậy vì lần này hacker giải thi đấu công tác chuẩn bị cũng liền đem hoàn toàn triển khai. Hiện tại mọi người muốn làm địa tựu là quen thuộc đồng đội, sau đó tiến hành mài hợp, hơn nữa bắt đầu phân công hợp tác, trong đội chủ lực địa 5 người, Trần Húc là chủ công tay. Bởi vì xem qua Trần Húc Địa thao tác về sau, Trạm tinh cùng tráng niên sớm mập đồng thời nhận định, Trần Húc Địa tiến bộ không gian rất lớn, hắn giống như là một bả vô cùng sắc bén địa đao nhọn. Càng trải qua ma luyện là có thể càng phát ra ra trói mắt ánh địa quang huy. Quan sát lỗ thủng công kích quấy nhiễu đây là tráng niên sớm mập địa cường hạng. Hắn cũng việc đáng làm thì phải làm địa chiếm cứ phương diện này địa công tác. Trạm tinh phụ trách mật mã địa phá giải, phép tính địa biên dịch, nàng địa công tác tại nơi này tiểu tổ chính giữa cũng không thuộc về rất dễ làm người khác chú ý vị trí nhưng là không thể thiếu về phần Ngô Nguyên cùng trọng tử ngữ hai người này địa công tác tụ là hiệp đồng Trần Húc Tác Chiến giúp hắn hấp dẫn hỏa lực đơn giản dùng một cái từ để hình dung là được pháo hôi về phần cao hiểu tiết tiếp tục ngồi xốm trong góc vẽ vòng tròn đi thôi bất quá còn có một sự tình gì đều không có địa phương quản dịch quản dịch cười nói ta giúp không được gì máy vi tính phương diện không là của ta cường hạng ta đây đến phụ trách hậu cần a các người muốn ăn cái gì uống gì ta vội tới các người mua, hiện tại trời nóng. Tới trước một dương vương lão cắt như thế nào, nữ nhân này cười đến sáng lặn, nhưng Trần Húc lại cảm thấy nàng cảm xúc bên trên có chút thất lạc, có thể là loại này tập thể hoạt động nàng không cách nào tham dự tạo thành A. Vì vậy hắn vội vàng nói, tốt, bộ hậu cần bộ trưởng chính là ngươi rồi. Quản dịch mắt trắng không còn chút máu, ngô nguyên xoa bụng nói, vương lão cắt ta không thể uống, bởi vì ta dạ dày hàn, vương lão gen mặt có vị thuốc gọi hạ khô thảo, là hàn dạ dày, ta như vậy uống nhiều quá hội tăng thêm viêm dạ dày thậm chí làm cho loét dạ dày. Những chuyện này ta đến an bài a." À. Quản dịch cười cười, "Ta nhiều mua vài loại khẩu vị đồ uống, trời rất nóng, hacker đại chiến cũng đừng đùa phát hỏa rồi." "N, các ngươi mau lên, ta gần đây cùng hai nha đi một cái kịch tổ tiết một bộ phim. Tuy nhiên không phải nhân vật nữ chính, nhưng là phần diễn thật nặng, cũng không thể tới nhiều cùng các ngươi." Nghe nàng nói như vậy Trần Húc cũng có chút áy náy cảm giác mình có phải hay không có chút xem nhẹ nàng, nhưng quản dịch rất khéo hiểu lòng người quăng đã đến một cái không việc gì đâu ánh mắt, cái này lại để cho Trần Húc Tâm tình thoáng cái đã khá nhiều. Bằng Hữu, ngay tại ở loại này lẫn nhau lý giải lẫn nhau bao dung. Chỉ có điều, hắn cùng quản dịch hiện tại hay vẫn là bình thường địa bằng hữu quan hệ sao? Quản dịch đi về sau, Trần Húc bọn hắn tự toàn tâm vùi đầu vào hacker giải thi đấu chuẩn bị chính giữa. Trần Húc với tư cách đội trưởng, tự nhiên là muốn nói chút gì đó chỉ là hắn cũng không biết muốn nói cái gì đó à, đành phải không có lời nói tìm lời nói. À, chúng ta là không phải tới trước thảo luận một chút, chúng ta tham gia trận này hacker giải thi đấu mục đích. Mọi người mục tiêu là cái gì? Ta không có mục tiêu. Ngô Nguyên nói, đánh ở đâu là ở đâu tốt rồi, chủ yếu chính là vì rèn luyện thoáng một phát chính mình kỹ thuật, nhận thức thoáng một phát chính mình thực lực bây giờ trình độ. Trọng tử ngữ cái thứ nhất đáp lại, ta cũng thế. Cao Hiểu Tiết xem Trần Húc nhìn về phía chính mình, liếc mắt nói, đừng nhìn ta ta đều lên không được chàng, tới nơi này cùng các người hốn kinh nghiệm mà thôi. Trạm Tinh cũng cười cười, ta theo chân bọn họ đồng dạng, không có cái mục tiêu gì đấy. Mọi người hết sức là được. Tráng Niên sớm mập cũng cười hắc hắc, ta cũng không có mục tiêu, bằng không thì tiểu cũng không gia nhập các người cái này đội ngũ. Ai, vốn thực lực của ta là so những người kia cao một chút đấy, nhưng là nhiều hơn mấy người các người vướng víu đâu rồi, muốn so với bọn hắn thấp một chút điểm á. Uy, uy, đừng đánh đừng đánh, a. À, Bọn hắn có hacker là muốn mượn cơ hội này cùng SMMS lão sư đối với cái lời nói, nhưng đó là ta sư phụ à, hắc hắc, cho nên quán quân địa ban thưởng với ta mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn. Cũng đích thật là như vậy, tráng nhiên sớm mập cùng chạm tinh đều là cao thủ, nếu như mục tiêu của các nàng là quán quân như vậy bọn hắn cũng không cần tới tham gia chính mình cái tiểu đội ngũ. Mà Trần Húc cũng không có trông cậy vào đi lấy quán quân, hắn chỉ là muốn lấy đề cao mình, nhiều học tập điểm kỹ thuật, không hơn. Cái kia đã tất cả mọi người nghĩ như vậy cũng là tốt rồi an bài nhiệm vụ. Dù sao không cầu cầm thứ nhất, cũng không cầu cầm nhiều ít hơn nhiều thứ tự, vậy bây giờ đoàn người tâm tính đều buông lỏng xuống. Cái này tâm tính là cái rất kỳ quái đồ vật, nếu như quá khẩn trương khẳng định không tốt, bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ, nếu như quá khẩn trương nhất định sẽ làm cho phát huy thất thường kết quả. Nhưng nếu như quá buông lỏng, cái kia khó tránh khỏi hội sơ ý chủ quan, như vậy cũng không nên. Như Trần Húc bọn hắn như vậy, không quan tâm thứ tự nhưng lại muốn cố gắng đánh tốt mỗi một cuộc tranh tài tâm tính, hoàn toàn mà nói là vừa vặn đấy. Cái kia chúng ta ai đi cũng muốn đổi một chút đi. Dù sao tráng niên sớm mập cùng cỏ huyên táo giang ly cái này hai cái danh tự tại hồng khách liên minh hay vẫn là rất nổi danh đấy. Tráng niên sớm mập dương dương tự đắc, chúng ta mặc cái áo lót, người ta tự không biết chúng ta, hắc hắc. Đến lúc đó chúng ta đột nhiên một lần phát lực, ha ha, cạo chết bọn hắn. Đối với tráng niên sớm mập đề nghị này, chạm tinh mỉm cười gật đầu đồng ý, bởi vì nói lên cỏ huyên táo Giang Ly, cái này ai đi tại hồng khách liên minh cũng coi như bên trên là không người không biết, không người không hiểu rồi. Đã từng có người hiểu chuyện tại hồng khách liên minh phát biểu một cái thiệp, thiếp mời bài viết chính giữa bình luận chọn lựa hồng khách liên minh 36 thiên cương, 72 địa sát, chung 108 đem. Cái này 108 đem đều là hồng khách liên minh tinh anh nhân vật, trong đó thiên khôi tinh là hồng khách liên minh người sáng lập Lion, mà cỏ huyên táo Giang Ly tắc thì được phong làm thiên tuệ tinh thiên tuệ tinh tại 36 thiên cương trong bài danh tuy nhiên dựa vào vĩ, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy cái tên này lại thích hợp với nàng bất quá rồi. Vị này làm sắc bảo bối ái đồ thực lực hôm nay đã không thua gì hắn sư, thiên tuệ tinh bài vị tuy nhiên không phù hợp nàng tại hồng khách liên minh chính giữa bài vị, nhưng là nàng cho mọi người ấn tượng, nhưng lại tràn đầy trí tuệ. Cỏ huyên táo giang ly tại hồng khách diễn đàn nhân khí rất cao, bởi vì bất kể là cái gì nan đề, chỉ cần có người hỏi nàng, nàng nhất định sẽ cẩn thận giúp người trả lời cho nên cỏ huyên táo giang ly tại hồng khách liên minh bình thường, trong hội viên cao cấp bên trong đích nhân khí là phi thường cao, hơn nữa có tráng nhiên sớm mập luôn tại diễn đàn kêu to chi. Su, Omega An, cỏ huyên là mỹ nữ, cỏ huyên là đại mỹ nữ. Điều này sẽ đưa đến hồng khách liên minh vô cùng nhiều hội viên nhóm, đám bọn họ đối với cái này cái thông minh, nhưng là không hề cái giá đỡ, đối đãi người thân cùng nữ hải phi thường sùng kính. Mà tên của nàng, cỏ huyên táo giang ly, tự là cái rất nữ tính hóa danh tự, Giống như người của nàng đồng dạng, vĩnh viễn là như vậy tao nhã, bình dị gần gũi. Mà lúc này đây tại Hồng khách liên minh cao tầng nói chuyện phiếm trong phòng, quản bình chiều hỏi Lam Sắc Bảo Bối, "Bảo Bối đại tỷ, đồ đệ của ngươi cỏ huyên lần này không có tới tham gia cơ giải thi đấu sao?" Lam Sắc Bảo Bối, "A, à, nàng cùng nàng mấy cái đồng học cùng một chỗ tổ đội rồi, tự không cùng chúng ta chơi. Dù sao đây cũng chỉ là một lần hiểu rõ, tùy tiện nàng." "Đồng học, a, à, ta xem cũng không đơn giản như vậy a." À dù sao ta là nhìn xem tiểu nha đầu kia lớn lên, còn nhớ rõ ấy ư, 10 năm trước tại còn không có có hồng khách liên minh thời điểm, tại ngay lúc đó máy vi tính nghiên cứu hiệp hội diễn đàn, cái tiểu nha đầu kia lẻ loi một mình giết tiến đến, chỉ trích chúng ta diễn đàn tính an toàn về sau, lúc ấy ngài phản công nàng, cuối cùng nhất tại camera đối diện chứng kiến một cái chỉ có 7-8 tuổi đại tiểu nữ hài lúc, lúc ấy ngài đang nói chuyện thiên thất là cỡ nào kinh ngạc à. Gặp Quản Bình chiều nói lên chuyện này, làm sắc bảo bối cũng cười, suy nghĩ nhịn không được bay tới 10 năm trước, cái kia chỉ có 8 tuổi tiểu nữ hài. Lúc kia hồng khách liên minh còn không có thành công lập, mà Trung Quốc vô cùng nhiều đám hacker lúc kia cũng tự mới vừa vặn cất bước. Mà Lam sắc bảo bối tiêu lăng nhưng, lúc kia cũng là vừa vặn trở lại trong nước không lâu, nhưng là đã một mình giải quyết đại danh đỉnh đỉnh màu đỏ tính nhân virus mà thanh danh lan truyền lớn. Được vinh dự chức nghiệp súng bắn tỉa, Trung Quốc hacker đại biểu nhân vật một trong. Lúc ấy hay vẫn là Kevin Mitnick đích thiên hạ mà Trung Quốc hacker cũng đã bắt đầu cất bước. Lúc ấy Hồng khách liên minh người sáng lập Lion cùng với khác vài tên nổi danh hacker sáng lập đệ một cái Trung Quốc, giới hacker nổi danh học tập trao đổi diễn đàn, diễn đàn danh tự rất đơn giản. Trung Quốc máy vi tính nghiên cứu hiệp hội diễn đàn, lúc kia nơi đó là Trung Quốc đám hacker thánh địa, bởi vì nơi này tụ tập lấy phần đông đời thứ nhất Trung Quốc hacker cao thủ, mà càng về sau quản bình chiều, tráng niên sớm mập chờ các loại, đều là từ nơi này cái diễn đàn chính giữa đi tới lúc ấy ai cũng không có chú ý tới, bọn hắn trong lúc vô tình, dùng trao đổi học tập vì mục đích sáng tạo như vậy một cái diễn đàn, vậy mà gánh chịu bồi dưỡng Trung Quốc đời sau hacker nhiệm vụ. Mười năm trước một buổi tối, lúc ấy một cái tên là Cỏ Huyên như cách ai đi tại diễn đàn chính giữa phát bài viết, chỉ trích máy vi tính nghiên cứu hiệp hội diễn đàn tính an toàn quá kém. Cái này ai đi rất nữ tính hóa, xem xét cũng biết là cùng lam sắc bảo bối đồng dạng một gã nữ hacker, mà nàng vạch sảng khoái lúc server hệ thống chính giữa tam đại lỗ thùng, mà vậy mà hắn một người trong số liệu lưu giảm sóc lỗ thủng dĩ nhiên là ngay lúc đó vài tên đỉnh cấp đám hacker đều không có phát hiện đấy. Cái này một dịch, cỏ huyên như cách đây cái ai đi lập tức danh chấn toàn bộ diễn đàn. Nhưng duy nhất một điểm lại để cho người không tốt tiếp nhận, tự là cái này cỏ huyên như cách ngữ khí rất cuồng vọng, tại biết được bị người đem chính mình cùng lam sắc bảo bối đánh đồng thời điểm. Nàng lại vẫn không phục lắm, cho rằng lam sắc bảo bối có tư cách gì cùng nàng đánh đồng. Vì vậy, diễn đàn hai đại nữ hacker đã tiến hành một hồi quyết đấu. Mà khi Lam Sắc bảo bối tại trận cỏ huyên như cách liên tiếp mãnh liệt tiến công về sau, phản công nhập cỏ huyên như cách máy tính, phát hiện nàng trên máy vi tính trang bị cái kiên niên đại tương đối ít thấy camera lúc, Lam Sắc bảo bối nhịn không được khống chế đối phương máy tính mở ra camera. Nhưng nhìn đến một màn, lại làm cho nàng hoảng sợ miệng đều không khép lại được. Camera trước là một cái phấn điêu ngọc mài, quệt mồm, một bộ đáng yêu, nhưng biểu lộ thối thối tiểu nha đầu, niên kỷ nhiều nhất bất quá 8-9 tuổi. Một cái thiếu nữ, không, lô ly thiên tài, lúc ấy cỏ huyên như cách là cái năm gần 8 tuổi địa thiên mới tiểu mỹ nữ hacker địa tin tức lập tức chấn động toàn bộ máy vi tính nghiên cứu hiệp hội diễn đàn. Rồi sau đó đến mọi người mới biết được, cái tiểu nha đầu này từ nhỏ tựu bề ngoài hiện ra đối với máy vi tính kinh người địa thiên phú. Cái kia quả thực tựu là thứ hai lam sắc bảo bối. Về sau, lam sắc bảo bối tiêu lăng nhưng thu cỏ huyên như cách làm đồ đệ mà thoáng chớp mắt cũng đã có 10 năm rồi, mà ai có thể đủ nghĩ đến, lúc kia liều lĩnh ương ngạnh địa tiểu nha đầu, trưởng thành về sau trở nên như vậy điềm đạm nho nhã thanh nhã. Quả thực là nữ đại 18 biến, muốn không thừa nhận đều không được, khoảng cách hacker giải thi đấu địa thời gian càng ngày càng gần rồi. Trần lúc mấy ngày nay, tại tráng niên sớm mập cùng chạm tinh địa toàn lực chỉ đạo xuống. Hắn địa công kích trình độ càng phát địa cường đại, cái này cũng muốn cảm tạ li âm công ty cho hắn cung cấp địa nhiều như vậy địa thịt gà. Một tuần lễ không đến địa thời gian, Trần Húc trên tay địa thịt gà số lượng đột phá 6.000 đài. Nhưng lại tại hướng bên trên tăng vào chính giữa, Trần Húc sử dụng hán ngữ nói biên soạn một cái khống chế thịt gà địa nguyễn kiện. Đã có nhiều như vậy cao chất lượng địa thịt gà, Trần Húc chẳng khác nào là đã lấy được một chỉ cường đại địa quân đội. Không có thịt gà địa hacker cũng không phải nguyên vẹn trên ý nghĩa địa hacker. Đem làm đã có nhiều như vậy thịt gà về sau, Trần Húc mới cảm nhận được làm hacker khoái cảm. Hắn thao túng thịt gà ở thế giới trên internet xong rồi. Hắn có thể lập tức đi vào một cái lạ lẫm thành thị, đang ở số liệu lưu chính giữa nhận thức cái loại này khoái cảm. Đây mới là hacker, tự do tự tại bay lượn tại mạng lưới bên trong, có mạng lưới địa phương thì có hacker thân ảnh. Trần Húc đối với hiện tại những này thịt gà nhóm, đám bọn họ vừa lòng phi thường, tại băng hà bức tường lửa bảo hộ cái này đối với phương tưởng theo thịt gà trong tìm chính mình thao tác ghi chép tiếp theo bắt hắn cho bắt được quả thực là kiện chuyện không thể nào. Mà thịt gà nhóm, đám bọn họ có thể cho trợ giúp Trần Húc cùng một chỗ phát động thủy chiều công kích dữ liệu DDoS. Trần Húc cầm BBC trang web thí nghiệm thoáng một phát, cùng ngày khiến cho BBC website game lâm vào tê liệt, cả ngày cũng không đánh mở. Bất quá Trần Húc lần này công kích cũng không có như thế nào lại để cho Anh Quốc người cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì số liệu lưu đều là theo Anh Quốc khởi xướng đấy, bọn hắn cho rằng đây là một hồi bổn quốc hacker trò đùa dai, cũng không có liên tưởng đến là nước khác hacker với tư cách. Nhưng lần này chiến tích đối với Trần Húc mà nói nhưng lại một cái vô cùng khó được thắng lợi. Hắn lần thứ nhất dùng sức một mình phá được một cái thế giới nổi tiếng web portal, loại này thành tích là hắn trước kia chưa từng có cảm nhận được đấy. Mà mấy ngày nay, Cao Hiểu Tiết bọn hắn đối với hán ngữ nói cũng triển khai đột kích học tập, chạm tinh cùng tráng niên sớm mập rảnh rỗi thời điểm, đã ở xem hán ngữ nói. Ta cảm thấy được cái này Hán ngữ nói đằng sau còn có lẽ có rất lớn kéo dài. Trạm tinh đầu tiên là dùng tốc độ cực nhanh trước đem cái này bổn giáo trình quét xong một lần. Sau đó nói, ta tin tưởng phần này giáo trình gần kề chỉ là nhập môn tài liệu giảng dạy mà thôi, bởi vì này loại ngôn ngữ rõ ràng có kéo dài tính, phần này tài liệu giảng dạy dùng làm sơ cấp nhập môn đích xác là đã đủ rồi, nhưng là đối với tại chúng ta tới nói, tác dụng không là rất lớn. Trần húc nhún nhún vai, nhiều lời hiện tại sơ cấp tài liệu giảng dạy đối với hắn cũng không có gì ý nghĩa, cho nên Trần Húc lúc này mới đem ra, cao cấp tài liệu giảng dạy hắn còn không có học xong đây này. Trần Húc trước sau như một nguyên tắc tự là sẽ không để cho chính mình xuất ra đi đồ vật này nó nguy hại đã đến ích lợi của mình. Hắn hiện tại đã không dùng được loại này hắn ngữ nói sơ cấp giáo trình rồi. Cho nên lấy ra cũng không sao cả, nhưng cao cấp tài liệu giảng dạy còn là đồ tốt, hiện tại còn không phải cầm lúc đi ra nói loại làm này thật sự là có chút không có ý tứ. Lấy chính mình không đã muốn đổ vật cho đi ra, người khác coi như bảo. Nhưng là Trần Húc cũng không muốn mất đi chính mình địa vị, dù sao, hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng, mình chính là tương lai thế giới đệ nhất lập trình viên rồi. Hơn nữa, hắn đã ở hướng phía cái phương hướng này hăng hái cố gắng chính giữa. Cao hiểu tiết tiến bộ của bọn hắn cũng bị Trần Húc xem tại trong mắt, đối với hán ngữ nói loại này hoàn toàn mới ngôn ngữ học tập, tuy nhiên thuận tiện, nhưng là thường thường hội làm cho cùng trước kia học ngôn ngữ có chỗ xung đột. Tuy nói hán ngữ giảng hòa ngôn ngữ C đến cao cấp cũng đều là sơ quy đường cái, hơn nữa tận lực chiếu cố trước kia ngôn ngữ học tập phương thức, nhưng là dù sao học vẫn có bất đồng đấy. Hai cái này xông lên đột, cho nên học khởi đến tự nhiên là chậm. Đối với cái này bộ đồ sơ cấp hán ngữ nói, đánh cho cách khác a khá, bộ này sơ cấp hán ngữ nói tự tương đương với một bộ nhập môn thiếu lâm trường quyền hoặc là la hán quyền các loại, cho dù Trần Húc phát ra tới cũng không có ảnh hưởng gì chính thức tinh hoa ở chỗ đằng sau địa trong cao cấp ngôn ngữ chính giữa. Cái này tương đương với là 72 hạng tuyệt kỹ rồi, thuộc về bất truyền bí mật. Nhưng là sơ cấp hán ngữ nói xong lại có thể làm cho càng nhiều nữ học hán ngữ người rất nhanh đối với lập trình thượng thủ, phương diện này mang đến cống hiến là vô cùng cực lớn đấy. Cho nên cả hai chúng nó chọn một mà thôi, đây cũng là Trần Húc đem hán ngữ nói lấy ra nguyên nhân rồi. Dù sao, Trần Húc không cho là mình là cái vô tư người, nếu là hắn thật sự vô tư, sớm như vậy tự dứt khoát đem cái kia đài siêu cấp máy tính cho quốc gia thật tốt mấy ngày nay trần húc sinh hoạt chính là như vậy đơn điệu nhưng là phong phú hắn hiện tại cũng tự toàn bộ ngày ở ở bên ngoài thuê nhà này trong phòng rồi bởi vì bên ngoài nhiệt à mấy năm này hạ thiên thật là càng ngày càng nóng rồi khó trách trần húc vậy đối với vô lương địa phụ mẫu hiện tại lại chạy tới australia xem chuột túi Hiện tại Australia bên kia, nam bán cầu đúng lúc là trời thu, thời tiết cái kia gọi mát lạnh thoải mái. Hiện tại thì khí trời nóng phi thường địa không bình thường, toàn cầu biến ấm đưa đến các địa phương độ ấm phổ biến lên cao. Như hiện tại bất quá chỉ là đầu tháng 6, nhiệt độ vậy mà cao nhất lúc đều có thể tăng vọt đến 35 độ, cái kia quả thực là đã muốn người mệnh à. Cho nên Trần Húc hiện tại thật sự rất cảm tạ phát minh điều hòa chính là cái người kia, hắn so Edison còn muốn vĩ đại. Trần Húc hiện tại bọn hắn tự ngổn ngang lộn xộn nằm trong phòng khách, nguyên một đám trên người bọc lấy chân mền. Điều hòa độ ấm bị bọn hắn chạy đến 17, cả cái trong phòng đều lạnh dọa người, nhưng những cái thứ này nguyên một đám trên người bọc lấy chân mền cảm giác lại phi thường thoải mái. Hiện tại mà ngay cả tần tiểu ngạn cùng đồng thanh khiết không có việc gì cũng đều giết qua đến hóng mát rồi. Phòng ngủ quá nóng, nhưng lại có con muỗi, không có cách nào sống nữa à. Trung tâm buổi trưa quản dịch cùng Vương Minh Mị hai người đây này vừa trở lại, cũng rất không có có hình tượng địa hướng trên ghế salon một nằm, cầm lấy trên mặt bàn nước khoáng dừng lại, một trầu mãnh liệt rót, quản dịch rất không có có hình tượng quệt quệt mồm, hôm nay cái kia lý phỉ phỉ quá đáng ghét, một cái kịch tổ người đều đang đợi nàng, sau đó nàng lầm bà lầm bầm ngại trời nóng không chịu chụp ảnh. Dựa vào, người nhiệt chúng ta không nhiệt à, nàng ngược lại tốt, tại chụp ảnh trong dạp chúng gió phiến ăn dưa hấu. Chúng ta ở bên ngoài bị phơi nắng chết rồi, ngày khác, hừ, hai mập, đến mai xe của ngươi cho ta mượn, mỗi ngày như vậy lách vào xe buýt trở lại nóng chết ta mất tráng niên sớm mập vội vàng khúm núm cùng cười đã đáp ứng xem ra lần trước thịt bò phen hâm mộ thật đúng là để lại cho hắn không thể xóa nhỏ ấn tượng về phần hai mập cái tên này là tráng niên sớm mập theo chân bọn họ thân quen về sau tất cả mọi người trực tiếp quản hắn khi gió gọi phì phì rồi chỉ có điều quản dịch cảm thấy phì phì hai chữ này gọi quá ác tâm cho nên dù sao là hai cái mập nha đã kêu hai mập tốt rồi cũng không có gọi là thằng này đích thật là đủ hai đấy tiểu minh mị đều nhanh bị cảm nắng rồi, trực tiếp đứng tại điều hòa phía trước một hồi mãnh liệt thổi. Mệt mỏi hơn là lời nói đều nói không nên lời. Trần Húc rất kỳ quái, nhưng nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng không thế nào muốn nói chuyện sẽ không dám xuống hỏi. Nghe nói lần này quản dịch cùng tươi đẹp tiếp cái này đùa giỡn rất lớn, trong nước nổi danh đạo diễn, nổi danh biên kịch, nổi danh diễn viên. Vốn Trần Húc muốn đi studio nhìn xem có thể hay không chứng kiến nữ minh tinh, nhưng quản dịch nói cho hắn biết, người xem ta là được rồi, người không biết cái kia lý phỉ phỉ tháo trang sức về sau cái gì đức hạnh, tự thiếu phụ luống tuổi có chồng một cái. Nàng ngày nào đó lại đùa nghịch đại bài, ta sẽ đem nàng tháo trang sức tại cái chụp tóc đi lên. Đổ mồ hôi, chiều này so sánh độc, cũng là nữ nhân này phong cách. Ở này sau một mảnh nóng bức chính giữa, cuối cùng đã tới tháng 6 số 10, lần thứ nhất hacker giải thi đấu rốt cuộc kéo ra màn che Cái này giới hacker giải thi đấu là do Hồng Khách Liên Minh chủ xử lý, Soho, Phóng dịch, Sina chờ tất cả đại web portal hiệp đồng ủng hộ, tiến hành theo dõi đưa tin. Đây là thế giới hacker giải thi đấu bên trong đích lần đầu, tuy nhiên loại này đưa tin chỉ là tại thi đấu người hiểu biết ít hành văn chữ đưa tin mà thực sự không phải là sử dụng trực tiếp phương thức. Bởi vì không biết như thế nào trực tiếp, rất nhiều người cho rằng hacker rất phong cách, hacker đại chiến hội đánh chính là thiên băng điện liệt, nhưng trên thực tế hacker công thủ thời điểm thật là không thú vị hơn nữa buồn tẻ, đám hacker không có khả năng lộ diện, nhưng cuối cùng lộ diện cũng chỉ là đánh lấy bàn phím, mà trên màn hình số liệu biểu hiện người bình thường lại căn bản xem không hiểu, cho nên hay vẫn là lưu làm kỹ thuật gia công thoáng một phát, tại thi đấu sau dùng văn tự phương thức đến miêu tả có thể so với so sánh tốt một chút. Vị uốn nắn hacker tại người bình thường trong lòng ấn tượng xấu. Nói thí dụ như rất nhiều người tự cho rằng hacker tự là những cái kia tại trên internet tản virus, trộm lấy mật mã người, vậy thì thật là 10 phần sai rồi. Không khách liên minh hô lên bọn hắn thành lập lúc khẩu hiệu, cái này khẩu hiệu tại Soho, phóng dịch, Sina những này web portal bên trên hacker giải thi đấu chuyên mục trang web chính giữa dùng chữ to nhãn hiệu ra, học kỹ thuật, trước học làm người. Đây là một lần truyền thông kích động, ngàn vạn không nên xem thường truyền thông kích động lực. Bọn hắn có thể ảnh hưởng rất nhiều người, nhất là một đời tuổi trẻ. Website bên trên có đối với hacker miêu tả, viết ra hacker nguyên tắc, giáo đám bạn trên mạng như thế nào phân chia cái gì là hacker, cái gì là hacker. Đối với rất nhiều đám bạn trên mạng mà nói, hacker là một cái vô cùng thần bí chức nghiệp mà cái nghề nghiệp này hôm nay đang tại thể hiện ra hắn thần bí một mặt. Cho nên có quan hệ hacker giải thi đấu website xem suất phi thường cao, vì trang web kiếm lấy rất lớn lưu lượng. Hy vọng tại đây giới hacker giải thi đấu về sau, đem làm mạng lưới chi thần SMMS lại đẩy ra thích hợp người châu Á học tập hán ngữ nói lúc, có thể kéo Trung Quốc máy vi tính nghiệp phát triển. Dù sao một quốc gia cường đại, chỉ dựa vào cực số ít người là không thể nào đấy. Lần này hacker giải thi đấu phân có mấy phương diện, thứ nhất, hacker công thủ, thứ hai, máy vi tính kỹ thuật luận văn. Thứ ba, nguyễn kiện địa biểu hiện ra, bởi vì muốn trở thành một gã hacker, đầu tiên tự muốn trở thành một gã lập trình viên. Lần so tài này mục đích cũng vì uốn nắn bình thường đám bạn trên mạng đối với hacker hiểu lầm, cho rằng bọn họ chỉ sẽ phá hư. Nhưng trên thực tế, rất nhiều nguyễn kiện sinh ra đời, đều không có ly khai hacker. Cho nên lần này trận đấu cũng đã nhận được trong nước rất nhiều công nghiệp software công ty ủng hộ. Không ít mọi người đang ngó chừng cuộc so tài này, hy vọng có thể từ đó đào đi một ít có thiên phú đấy, hoặc là kỹ thuật cao siêu hacker vì bọn họ công ty hiệu lực. Bởi vì đây là lần thứ nhất hacker giải thi đấu, hồng khách liên minh giai đoạn trước tuy nhiên đã tiến hành tuyên truyền, nhưng dù sao cực hạn cùng lực ảnh hưởng thì ra là tại nơi này vòng tròn luẩn quẩn chính giữa. Cho nên lần này tới báo danh đội ngũ số lượng không nhiều lắm, tổng cộng là 105 chi có người nói hơn 100 chi đội ngũ còn không nhiều lắm. World Cup cũng tựu top 32 à, nhưng phải biết rằng, World Cup là trải qua đấu loại về sau si chọn lựa cái này 32 chi đội ngũ. Phóng nhãn toàn cầu có bao nhiêu, hơn nữa hacker tổ chức xa so quốc gia đội banh muốn nhiều địa nhiều. Ngẫm lại Trung Quốc có bao nhiêu người, 105 chi đội ngũ hơn 500 người, thật sự không tính là nhiều, cái này 105 chi đội ngũ, kỳ thật đều là trải qua vòng thứ nhất địa máy tính tự động sàng chọn mà tạo ra địa đội ngũ. Dù sao phải biết rằng, lần này hacker giải thi đấu trước khi địa tuyên truyền tuy nhiên không đủ cường đại. Nhưng dù sao vẫn có rất nhiều người biết rõ địa phương. Chỉ là hồng khách liên minh diễn đàn địa đăng ký hội viên tựu hơn 10 trên trăm vạn. Nếu như bọn hắn toàn bộ tới tham gia, cái kia đấu vòng loại muốn đánh tới khi nào, cho nên tự áp dụng loại này máy tính sàng chọn đội ngũ phương pháp. Phương pháp rất đơn giản, tự là tại đội ngũ báo danh địa thời điểm, điểm kích hồng khách liên minh địa báo danh trang web sau. Xuất hiện một cái mã hóa địa võng trang, loại này mã hóa phương thức rất đơn giản, tự là một loại lợi dụng Nottingham cải biên công thức mà tạo ra địa loạn mã. Báo danh địa đội ngũ cần đem website tiến hành trở lại như cũ về sau trở thành giản trong cơ thể văn hoặc là hắn chính hắn có thể nhận thức địa văn tự sau. Tại khoảng trắng trong điền báo danh bề ngoài, mỗi chi đội ngũ tên chữ, đội ngũ chính giữa năm người liền cùng một cái dự bị sử dụng địa id cái này chính là một cái sơ cấp sàng chọn kỹ thuật hàm lượng không cao trên cơ bản hồng khách trên chiến trường thuộc về dân pro một cấp địa hội viên nhóm đám bọn họ phá giải cái này website tự cùng ăn cơm đồng giảng nhưng như vậy một cái sàng chọn trực tiếp liền đem tuyệt đại bộ phận bày gà con bài trừ tại bên ngoài bọn hắn trừ phi là mời người đến hỗ trợ nếu không không phá giải cái này website tự đừng hy vọng chứng kiến nội dung bên trong sau đó điển báo danh bề ngoài. Nhưng cái này 105 chi đội ngũ chính giữa cũng không thiếu tìm người đến hỗ trợ, hoặc là trong đội có một cái hoặc hai cái kỹ thuật trình độ còn có thể. Xem như nhập môn cấp hacker, mặt khác đều là thái điều tổ chức. Mà Trần Húc bọn hắn, thì là trực tiếp đem cái này đơn giản nhiệm vụ ném cho Cao Hiểu Tiết, mà đi theo trạm tinh học tập lâu như vậy Cao Hiểu Tiết, hết lần này tới lần khác cũng biết nó tinh ham công thức, cho nên tuy nhiên cũng mệt mỏi một chút, nhưng coi như là thoải mái mà tự phá giải cái này website, coi như là băng giúp Trần Húc đội ngũ của bọn hắn thành công khai hỏa thắng lợi phát súng đầu tiên. À, đã quên nói một câu, Trần Húc đội ngũ của bọn hắn danh tự, gọi là cỏ đuôi chó, muốn danh tự nhưng thật ra là cái man khó sống. Cho nên khi lúc bọn hắn lại để cho Trần Húc cái này đội trưởng đặt tên chữ, Trần Húc nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra được nên lấy cái gì, cuối cùng mọi người nhất trí đề nghị, tìm bản thực vật bách khoa toàn thư tiến đến về sau lại để cho máy tính đến một hồi tùy cơ hội lựa chọn, lựa chọn đến đâu gieo trồng vật tự dùng loại thực vật này đến mệnh danh. Không nghĩ tới tuyển đã đến một cái cỏ đuôi chó, nhìn xem trọng tử ngữ có chút buồn bực biểu lộ, bởi vì ấn phím là hắn đến theo như đấy. Trần Húc đồng tình địa vỗ vỗ hắn, người thấy đủ a à, gọi cỏ đuôi chó rất tốt, người nói thật muốn lấy cái tên gọi mẫu đàn à hoa hồng à các loại đấy, nhiều tục à, Ngươi nếu lấy cái tên gọi cây hoa cúc vậy ngươi sẽ đem ngươi lỗ đít của mình cho cống hiến xuất hiện đi. Tại đây 105 chi đội ngũ chính giữa, Trần Húc bọn hắn địa cỏ đuôi chó đội thực lực cho điểm là C, thì ra là so thấp nhất đề cao một cấp. Trần Húc bọn hắn vẫn còn buồn bực đâu rồi, lúc nào bình luận phân à. Vừa hỏi chạm tinh cô bé này mới cười nhẹ nói cái kia mã hóa website kỳ thật cũng chính là một cái khảo thí, cái nào tiến vào website tốc độ nhanh nhất cái nào thực lực cũng sẽ bị sắp xếp cao, chúng ta phí hết cả buổi kính mới lên đi, không có cho chúng ta phán cái đê coi là không tệ. Như vậy phán định so sánh có lợi cho phân tổ. Tất cả mọi người nhìn về phía cao hiểu tiết. Cao hiểu tiết một bộ muốn khóc bộ dạng, Tình tình ngươi như thế nào không nói sớm. Ta đi góc tường vẽ vòng tròn đi. Cái này cũng quá buồn bực. Không nghĩ tới cái này là vì phân tổ đấy. Không khách liên minh lần này cũng so sánh khôn khéo. Bởi vì vì bọn họ biết do áp trục tuồng nhất định phải đặt ở cuối cùng. Như vậy xem mới có mánh lưới. Nói thí dụ như uôn cấp A tiểu tổ thi đấu thời điểm đem Brazil, Italy, Hà Lan, Argentina phóng một tiểu tổ, hắn thế giới của hắn cường đội nhét một tiểu tổ, như Trung Quốc, à Mông Cổ, à Tạp Tháp Nhĩ, Qatar, à A à Liên tu à như vậy Thái Điều đều nhét vào một tiểu tổ, kết quả cuối cùng trận chung kết thời điểm là Brazil đối với Trung Quốc. Cái kia trận chung kết nhìn xem còn có ý gì? Đương nhiên Trung Quốc đội tựu là cùng mông cổ tạp tháp nhĩ kata, A à Liên tu phân đến một tiểu tổ bọn hắn cũng ra biên không được, Trung Quốc bóng đá nam bây giờ là thuộc về ngành giải trí, quốc gia nào đội banh có thể cùng chúng ta so à. Cho nên hồng khách liên minh như vậy an bài cũng là vì bất việc, hơn 100 chi đội ngũ muốn đánh tới khi nào. Trực tiếp mở ra đấu vòng loại, đơn tuần hoàn, nhà ai treo rồi cút ngay trứng. Cho nên thực lực phân chia một bình luận đi ra, vậy thì thực lực VA đội ngũ cùng C đội ngũ tiến hành trận đấu, tùy cơ hội rút ra, thực lực VB là quy tắc cùng D đánh. Cho nên Trần Húc bọn hắn trận đầu, tự bị gặp một chi cấp độ A đội ngũ. Cái này mà ngay cả không sợ trời không sợ đất tráng nhiên sớm mập đều có chút sợ hãi rồi. Rút thăm trước khi hắn một cái kính thì thầm, ngàn vạn không muốn gặp được bảo bối đại tỷ à, ngàn vạn không muốn gặp được quản bình chiều cái kia cái đổ biến thái. Ngàn vạn không muốn gặp được lion lão đại, ngàn vạn. Trần Húc nghe xong một cái kính mắt trợn trắng, nghĩ thầm thằng này một chút tiền đồ đều không có, dù sao người muốn đánh tới cuối cùng không hay là muốn gặp được cường nhân, Bất quá nghĩ lại bọn hắn cũng không có ý định đến đánh tới cuối cùng, có thể thắng một hồi là một hồi, nhiều như vậy tốt. Cho nên Trần Húc cũng mà bắt đầu lẩm bẩm cô đi lên, ngàn vạn không muốn gặp được. Có lẽ là cầu nguyện của bọn hắn cảm động thượng thiên, vòng thứ nhất giúp thăm kết quả đi ra. Cỏ đuôi chó đội vậy mà luân không, quá thần kỳ, 105 chi đội ngũ, tất nhiên có một chi muốn luân không, nhưng này một chi dĩ nhiên cũng làm đến phiên Trần Húc bọn hắn ta không hỗ là nổi lên cái cỏ đuôi chó danh tự à cái này vận khí cứt chó đi đủ nhìn xem trần húc trên mặt cười mặt nếp nhăn đều đi ra cao hiểu tiết vỗ hắn thoáng một phát người đừng kích động rồi cái gì vận khí cứt chó à là tinh tinh xâm lấn hồng khách liên minh sàng chọn hệ thống cố ý đem chúng ta an bài tại luân không trên vị trí đấy à không thể nào chạm tinh cười nhạt một tiếng à tuy nói ta tịnh không để ý thứ tự nhưng cũng không muốn trận đầu bị loại bỏ cho nên dứt khoát luân không tốt rồi dù sao loại chuyện này tại quốc tế hacker giải thi đấu thời điểm thường xuyên có người khô. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, quốc tế hacker giải thi đấu, như vậy như à? Hắn nào biết được, ngay tại 06 năm tại Melbourne cử hành quốc tế hacker giải thi đấu lên, lúc ấy mời toàn bộ trên thế giới chăm chi nổi danh hacker đội ngũ. Lúc ấy Trần Húc còn không có có lên đại học, mà cái kia giới hacker giải thi đấu Nake cũng tham gia, thì ra là tại lúc kia lấy được thứ nhất, cuối cùng nhất tại hacker trang web trên bảng xếp hạng bài danh thế giới đệ nhất. Cái này giới hacker giải thi đấu là trong lịch sử hacker giải thi đấu trong điên cuồng nhất một lần, bởi vì đến đám hacker chất lượng rất cao mà so sánh dưới chủ sự phương hệ thống phòng ngự tính an toàn tự quá thấp. Cuối cùng là bởi vì một loại chi hacker đội ngũ tại cuộc tranh tài vòng thứ hai trong bị loại bỏ, nhất thời không cam lòng, trực tiếp xâm lấn chủ sự phương server, đem server bên trên công bố tấn cấp danh sách cho sửa lại. Cuối cùng đưa đến một hồi hacker đại chiến, mà cái này hacker đại chiến mục tiêu cũng không phải chủ sự phương ra để mục, mà là chủ sự phương server. Sonic, tự là ở đằng kia trên trận chăm chi hacker tổ chức hỗn chiến dưới tình huống, cuối cùng nhất lấy được thứ nhất, đem tất cả mọi người pa bị nấu no cao, mới đạt được thế giới đệ nhất danh hiệu. Mà cứ như vậy, lần thứ nhất hacker giải thi đấu trận đấu thứ nhất, Trần Húc bọn hắn với tư cách bàng quang, nhàm chán suốt cả một buổi tối. Vòng thứ nhất tổng cộng đào thải 52 chi đội ngũ, đã đến đợt thứ hai thời điểm tăng thêm Trần Húc bọn hắn cỏ đuôi chó đội, tổng cộng còn có 53 chi hacker tiểu tổ, 53, N, đây cũng là một cái số lẻ, à ha ha, nhưng vấn đề là chạm tinh nói không thay đổi rồi, bởi vì ngày hôm qua nàng động tay chân bị lam sắc bảo bối đại tỷ phát hiện, bảo bối đại tỷ cười mắng bọn hắn dừng lại, một trầu, sau đó nói kế tiếp các người đối mặt chính là một cái cấp độ B đội ngũ, không phải động thủ chân đi à nha. Sau đó bảo bối đại tỷ chính mình đem mình làm thành chi kia không cần trận đấu có thể xuất hiện đội ngũ. Chủ yếu là như vậy trận đấu đối với lam sắc bảo bối loại này đỉnh cấp thực lực mà nói thật có chút không thú vị. Hacker cơ tầm đó thực lực chênh lệch, thật giống như xã hội bây giờ giàu nghèo chênh lệch đồng dạng, lớn đến một loại làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng. Bình thường tiểu dân chúng, cả đời lợi nhuận cái 100 vạn, mua phòng nhỏ, còn đủ phòng vay, cung cấp tiểu hài tử đọc sách đến trường lại thêm chính mình ăn cơm. Không có, mà đối với có chút kẻ có tiền mà nói, 100 vạn đối với bọn hắn ý nghĩa, thậm chí khả năng còn không bằng 100 khối tiền đối với người bình thường ý nghĩa đến đại. Cái này là tranh lệch, năm đó nick xâm lấn nước Mỹ không chung hệ thống phòng ngự. Ngươi cho rằng đó là đùa giỡn hay sao? Vì cái gì hắn là một cái như vậy cử động tựu được vinh dự thế giới đệ nhất hacker. Cũng là bởi vì nick lúc ấy chỉ cần nhẹ nhàng theo như một cái ấn phím, có thể kích nổ địa cầu. Cái này là thế giới đệ nhất hacker, mà Lam Sắc Bảo bối thực lực trên cơ bản đã là Trung Quốc hacker chính giữa nổi trội nhất một đám rồi cho nên cho dù đối mặt một ít hơi có chút thực lực địa đám hacker. Lam sắc bảo bối cũng để không hứng thú, có cái kia công phu không bằng hảo hảo ngủ một giấc. Nàng đều có chút hối hận đến dự thi rồi, làm cái ban giám khảo thật tốt. Thật làm cho Lam sắc bảo bối chú ý, là cuối cùng mấy cuộc tranh tài, lúc kia bầy gà con đều bị loại bỏ đã xong, lúc này mới có ý tứ. Cứ như vậy, Trần Húc bọn hắn đợt thứ hai ăn gian nghĩ cách ngâm nước nóng rồi. Bất quá bọn hắn cũng vui vẻ được làm như vậy. Bởi vì vòng thứ nhất xem người khác ra tay thật sự là một kiện phi thường chuyện nhàm chán, bọn hắn vốn chính là tới rèn luyện đấy. Nếu như rèn luyện chính mình một cuộc tranh tài không đánh vậy cho dù một đường luân không tiến vào trận chung kết cũng không có ý nghĩa. Đợt thứ hai trần húc đối thủ của bọn họ tên gọi là cùng vui vẻ, nghe xong danh tự chính là loại khả năng là 7 phần thú vị sau đó 3 phần cần ăn đòn chết tánh tình. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi tối trần hút địa cỏ đuôi chó cùng cùng vui vẻ vừa mới tiến server chiến trường, trọng tài còn không có tuyên bố bắt đầu, đối diện tự phát tới một câu, ca mấy cái. Gần đây có hay không gặp được cái gì không vui sự tình à, nói ra lại để cho đàn ông vui vẻ thoáng một phát. Thực cần ăn đòn à, cùng vui vẻ chi đội ngũ này rõ ràng tự là không có đem trần húc bọn hắn để vào mắt. Chi đội ngũ này chính giữa năm tên thành viên toàn bộ đều là một chỗ đại học khoa máy tính, thuộc về cái loại này trình độ coi như cũng được đội ngũ, cho nên miễn miễn cứng cứng phủ lên một cái cấp độ B, Đại khái là ngày hôm qua hành hạ này chi cấp độ D đội ngũ hành hạ địa quá dễ dàng đi à nha, bọn hắn trong nội tâm nghĩ đến lần này gặp được dù sao là một chi rác rưởi đội ngũ, dựa vào vận khí cứt chó mới tấn cấp đợt thứ hai đấy. Có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Loại suy nghĩ này đúng là thái điểu à. Tuy nhiên Trạm Tinh cùng Tráng Nhiên sớm mập đều thay ngựa giáp ai đi đến dự thi, nhưng trên cơ bản đã tham gia thế giới hacker giải thi đấu, hoặc là đối với chuyện này hơi có chút ít nghe thấy địa người có thể nghĩ đến. Luân Không cái kia chi đội ngũ tuyệt đối không phải cái gì nhược đội. Hắn sở dĩ Luân Không không là vì vận khí tốt, mà là vì thực lực của bọn hắn cường. Người cho rằng chủ sự phương server số liệu nói là sửa đổi có thể sửa đổi đó a? À. Nhưng là rất rõ ràng, cùng vui vẻ chi đội ngũ này cũng cũng không đủ kinh nghiệm. Bọn hắn thậm chí không có hướng phía phương diện này đến muốn, chỉ là rất đơn thuần cho rằng cái này chi cỏ đuôi chó đội ngũ hoàn toàn là vận khí. Trận đấu quy tắc, không thời gian hạn chế song phương mục tiêu đều là lấy được cái này đài server địa nhân viên quản lý mật mã về sau đem đối phương đá ra đi, một cái ID bị đá đi ra ngoài về sau có hai lần tiến vào cơ hội. Nếu như 5 người toàn bộ bị đá đi ra ngoài hơn nữa lấy được quyền quản lý một phương đem server cảng toàn bộ đóng cửa, như vậy đếm ngược lúc 3 phút về sau trận đấu chấm dứt, lấy được quyền quản lý một phương chiến thắng. Đều hiểu chưa, Trần Húc đánh ra ok, đối phương rất nhanh cũng đánh ra ok. Ai nha nha, đám người kia nhanh như vậy tự đánh ok, vội vã như vậy lấy muốn chết à. Cùng vui vẻ một cái thành viên tên là Tiểu Ca chỉ vào màn hình cười to, chủ tướng Thương Thiên ngỗng trắng nhìn hắn một cái nói, chớ khinh thường, nói không chừng là cao thủ. Dù sao không có người xem qua bọn hắn trận đấu, Tiểu Ca có chút không phục, nhưng biết rõ chính mình kỹ thuật không có phí công ngỗng tốt, vì vậy thành thành thật thật ngồi ở một bên. Mà lúc này đây trọng tài đã bắt đầu đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, bản cuộc chiến đấu chính thức bắt đầu. Tiểu ca ngươi phụ trách quan sát phân tích đối phương số liệu lưu lão miêu người băng giúp tiểu ca cho đối phương chế tạo điểm trở ngại mấy người chúng ta lập tức chuẩn bị thu hoạch nhân viên quản lý chứng số tài khoản ngỗng trắng đều chưa nói xong đột nhiên tự chứng kiến nhắc nhở server nhân viên quản lý trọng mệnh danh là server trang bị thêm siêu cấp nhân viên quản lý số tài khoản server xóa bỏ guest tài khoản khách tài khoản cái này năm cái nhân viên quản lý danh tự tự là đối phương chi kia cỏ đuôi chó điện năm cái thành viên id nói cách khác, bọn hắn cơ hồ là tại lập tức cũng đã lấy được server địa nhân viên quản lý số tài khoản. Điều này sao có thể? Ai tựu là Trần Húc, Fox là Trọng Tử Ngữ, đây là bọn hắn hai cái tại hồng khách trên chiến trường sử dụng ID một mực không có sửa. Mà XUAN, dĩ nhiên là là Ngô Nguyên rồi, tiểu tử này hiện tại cùng Bích Hiên là tình yêu cuồng nhiệt. Đương nhiên là Ngô Nguyên nhiệt, Bích Hiên tiểu nha đầu kia thật là hàm xúc địa phương. Cho nên ngô nguyên người này đem hắn trên Internet hết thảy ID đều đổi thành XUAN, lấy tự đường Bích Hiên bên trong Đích Hiên. Về phần TWOFAT, không cần phải nói tự là tráng nhiên sớm mập rồi. TWOFAT tự là hai mập, cái tên này là quản dịch cho hắn lấy đấy, mập mạp này không dám không muốn à. Ad là chạm tinh, không biết nàng vì cái gì lấy như vậy một cái tên. Ai là băng, Ad là tuyết. Chạm tinh lạnh nhạt cười giải thích nói, bởi vì chứng kiến tên của ngươi là băng cho nên chẳng muốn muốn tên đã kêu tuyết tốt rồi mà lần này hacker giải thi đấu quy củ tự là đi server nhân viên quản lý số tài khoản như thế nào chứng minh ngươi lấy được số tài khoản cái kia chính là đem tài khoản cho sửa chữa thành chính mình id trang bị thêm bốn cái siêu cấp nhân viên quản lý tự là lại để cho chính mình đồng đội cũng toàn bộ tiến vào chiếm giữ đến server chính giữa nhưng làm sao có thể nhanh như vậy địa không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngỗng trắng kêu lên, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy lấy được nhân viên quản lý số tài khoản hay sao? Nguyên lai like địa nhân viên quản lý là không có mật mã đấy sao? Trận đấu quy tắc là như thế này, server do Hồng Khách Liên Minh trọng tài cung cấp, cho mỗi chi đội ngũ một cái IP lại để cho bọn hắn tiến vào. Mà tại nơi này server nội nhất định là cần cài đặt trụ cột nhất địa thao tác hệ thống. Như vậy cái này thao tác hệ thống tự cần phải có một cái nguyên thủy nhân viên quản lý số tài khoản. Cái này số tài khoản là thiết mật mã đấy đen như vậy khách song phương nhất nguyên tùy thao tác tự là cần một bên công kích đối phương một bên phòng ngừa chính mình bị đối phương đá ra một bên đến phá giải mật mã lấy được nhân viên quản lý số tài khoản nhưng là không nghĩ tới chỉ có vài giây đồng hồ nhân viên quản lý số tài khoản đã bị đối phương cho phá giải bọn họ là tại an Gian, nhìn xem ai đi thương thiên ngỗng trắng tại trên màn hình đánh ra các ngươi là tại an Gian. các ngươi như thế nào lấy được nhân viên quản lý mật mã hay sao thời điểm Trần Húc bọn người khinh thường địa cười cười, xin nhờ. Đồ ngốc mới đi bạo lực phá giải cái kia hệ thống nhân viên quản lý mật mã đây này. Phải biết rằng hệ thống mật mã vì bảo đảm công bình, đều là trọng tài tùy tiện đánh cho một hàng con số, sau đó phục chế xuống, dùng đặc thù nhuyễn kiện dán đến mật mã đưa vào lan ở bên trong đấy. Nói cách khác, nhân viên quản lý chính mình cũng không biết chính mình thiết mật mã là cái gì, cái này bảo đảm tính công bình của trận đấu, đồng thời đâu rồi, cái loại này loạn mã mật mã muốn bạo lực phá giải, cái kia cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình. Nhưng là trước kia đã từng nói qua, hệ thống vô luận như thế nào cải biến, đều khó có khả năng bịa đặt. Bảo tồn mật mã, cũng là cần phải có một cái chuyển sao dùng để tồn chữ mật mã văn bản tài liệu đấy. Chỉ cần đem cái này văn bản tài liệu cho xóa, như vậy hệ thống địa mật mã dĩ nhiên là bị lặng yên nhận thức quy vi không thiết mật mã rồi. Cái này server bên trên là UNOWS2003 server phiên bản thao tác hệ thống, đối với Microsoft hệ thống, muốn giải quyết nó thật sự là rất đơn giản. Cho nên Trần Húc chỉ cần tìm được mật mã chỗ văn bản tài liệu, thu nhận công nhân chiếc có xóa bỏ chi. Không cần công cụ, nên văn bản tài liệu là thuộc về hệ thống bảo hộ, thì ra là bình thường theo như lời tập trung văn bản tài liệu, loại văn kiện này trải qua đặc thù mã hóa. Không thể xóa bỏ, không thể mở ra đọc đến, nhưng là loại này bảo hộ thủ đoạn đã rất lạc đơn vị rồi. Đối với người bình thường mà nói khả năng tìm được văn bản tài liệu hắn đều xóa không hết. Nhưng là đối với Trần Húc thật sự mà nói là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Nhưng đối phương vậy mà cho là bọn họ ăn gian, ai, xem ra thực không phải một cái thực lực đẳng cấp bên trên người à. Bản trước khi đến tất cả mọi người là kế hoạch tốt, công tiến vào về sau, Trần Húc đi đạt được mật mã, thành lập nhân viên quản lý số tài khoản. Sau đó Trạm Tinh cùng Ngô Nguyên bắt đầu cho cái này hệ thống đánh miếng vá đến phòng lỗ thùng. Bởi vì này loại chiến trường dùng bức tường lửa ống thoát nước động đều là rất nhiều đấy. Tuy tiện một cái bị người khác lợi dụng sẽ rất là đau đầu. Mà bọn hắn tại bù đắp thời điểm, tráng niên sớm mập cùng trọng tử ngữ cái này đối với thầy trò đối với đối phương tiến hành quấy rối đánh lén, súng ngắm, đồng thời Trần Húc lợi dụng hắn huy mãnh địa đấu pháp trước đuổi đi ra mấy người nói sau. Nói cách khác, Trần Húc là đỉnh tại tuyến đầu, mà Trạm Tinh cùng Ngô Nguyên xem như hậu vệ, tráng niên sớm mập cùng trọng tử ngữ là truyền bóng tay, băng giúp Trần Húc hấp dẫn hỏa lực hoặc là xem chuẩn lỗ thủng đi lên nhất kích tất sát đấy. Bóng dáng tiền phong, có thể thấy được trần hút bọn hắn trước khi đối với đối thủ còn là phi thường coi trọng nhưng hiện tại vấn đề là đối phương trình độ rõ ràng quá cùi bắp một chút không riêng gì trình độ rồi chỉ cần hướng về phía phần này kiến thức cũng tự đã nhìn ra song phương cũng không phải một cái trình độ đội ngũ làm sao bây giờ dựa theo nguyên kế hoạch nguyên kế hoạch cái đầu lúc này thời điểm mà ngay cả cao hiểu tiết đều đã nhìn ra đối phương rõ ràng cho thấy thái điểu à kỳ thật nói lên bọn họ là thái điểu có thể sẽ có chút làm thấp đi nhưng dựa theo đoán chừng cái này cùng vui vẻ hẳn là một cái sử dụng có sẵn nhuyễn kiện hiểu được một ít công thủ cũng có chút kỹ thuật nhưng là trụ cột rất kém cỏi đội ngũ nếu không bọn hắn không thể có thể hỏi ra vấn đề như vậy hỏi ra vấn đề này không nhất định nói rõ bọn hắn kỹ thuật có nhiều tranh lệch nhưng nhất định nói rõ bọn hắn kiến thức cơ bản không vững chắc liền tối thiểu nhất hệ thống nguyên lý đều không có làm tinh tường cao hiểu tiết tự nói hiện tại ngươi không cần lãng phí thời gian trực tiếp đem bọn họ cho quét ra đi tự ok rồi có tổ chức không kỷ luật à, chúng ta một cái đoàn đội sao có thể nói ra như vậy không chịu trách nhiệm đâu này. Trần Húc nhìn về phía trạm tinh, cô bé này nhi đã đem bàn phím cho đẩy đi trở về, lạnh nhạt cười lắc đầu, n, ta tán thành ý kiến của nàng, người tới quét dọn chiến trường A. Trần Húc thuần thục liền đem đám người kia nhóm, đám bọn họ đuổi ra khỏi server, sau đó quay đầu vẻ mặt phiền muộn nói, cái này thực lực sai biệt cũng quá lớn A. À. Trạm tinh nghe xong về sau ha ha cười cười, kỳ thật hacker tỉ thí đều là như thế này, trừ phi song phương đều là đạt tới một cái cấp bậc bình cảnh chỗ cao thủ, bằng không thì rất khó đạt tới 8 lạng nửa cân tình trạng, hacker, vốn chính là một cái thực lực sai biệt cơ hồ ngày đêm khác biệt chức nghiệp. Là thế này phải không? Trần Húc nhìn về phía tráng niên sớm mập, thứ hai cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, bất quá bổ sung nói, nhưng có thể nói hiện tại đỉnh cấp những cao thủ đều ở vào bình cảnh chỗ, bởi vì đã đến bọn hắn cái kia trình độ cơ hồ tụ không khả năng làm tiếp đột phá, cho nên thực lực của bọn hắn là không sai biệt lắm đấy. Mà một khi cái này bình cảnh bị đột phá về sau, vậy thì hội như năm đó mít nick như vậy đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Trần Húc gật đầu, xem ra chính mình phải đi lộ còn rất dài à. Trước đạt tới bình cảnh rồi nói sau, Trần Húc bọn hắn tấn cấp về sau, ngày hôm nay tự lại đào thải 26 chi đội ngũ, còn thừa lại cuối cùng 27 chi. Trải qua hai đợt đấu vòng loại sàng chọn, Hôm nay còn lại cái này 27 chi hacker tiểu tổ trong trên cơ bản đều là thực lực so sánh khả quan được rồi. Cho nên cái lúc này mới được là trọng đầu hí chỗ, mà không thể giống như trước khi như vậy, đánh một cuộc tranh tài, trực tiếp phân ra thắng bại tựu chấm dứt. Cái này 27 chi đội ngũ bị chia làm 9 tổ, mỗi tổ 3 chi đội ngũ, tiến hành thi đấu vòng tròn, mỗi tổ xuất hiện một chi đội ngũ. Mà còn lại cuối cùng 9 mạnh thời điểm lại phân 3 tổ, quyết ra tam cường, cuối cùng tiến hành tam cường tranh phách thi đấu quyết ra cho tới bây giờ địa 27 cường lúc, cái này mới có có thể hấp dẫn người điểm sáng. Còn lần này phân tổ rút thăm, tắc thì hoàn toàn giao cho máy tính tiến hành tùy cơ hội. Bởi vì không thiết hạt giống đội, cho nên lần này tùy cơ hội nói không chừng sẽ xuất hiện mấy chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ phân đến một tiểu tổ, mà mấy chi thiên yếu đích đội ngũ phân đến một tiểu tổ tình huống. Nói ngắn lại một câu, liều nhân phẩm, Trần Húc còn muốn rút thăm ăn gian, nhưng chạm tinh nói cho hắn biết, làm sắc bảo bối thế nhưng mà nói không cho phép ăn gian, bằng không thì tự lộn xộn rồi, cho nên hắn chỉ có thể thôi. Mà trên thực tế đích xác là vì phòng ngừa có người ăn gian, chủ sự phương server bức tường lửa sử dụng SMMS cung cấp cho quân đội địa cái kia khoản. Cái kia khoản bức tường lửa thế nhưng mà được vinh dự thần cấp bức tường lửa, coi như là ít tổ chức cũng là dốc sức liều mạng tập trung lực lượng công kích nửa năm thời gian mới đem nó cầm xuống. Cho nên tại trong thời gian ngắn, Trung Quốc đám hacker là không có biện pháp tiến vào cái kia server sửa chữa hệ thống số liệu đấy một người duy nhất Trần Húc có thể thông qua đã biết cửa sau tiến vào, nhưng là hắn ngẫm lại lần này tới tầm nhìn cũng cũng không phải là vì sẽ tới cầm cái này quán quân, cho nên cũng tự không sao cả, nghe theo mệnh trời. Rút thăm kết quả, Trần Húc bọn hắn cỏ đuôi chó đội bị rút thăm được xê tổ thứ hai, cùng tổ hai chi đội ngũ danh tự theo thứ tự là không biết lấy cái gì tên cùng ta là một quả rau cải xôi. Thực ác như vậy danh tự à, nói thực ra thủ danh tự, đặt tên đích xác là kiện rất lại để cho người đau đầu sự tình, nếu đặc biệt chuyên chú tổng sẽ cảm thấy cái tên này không tốt, tên cũng không nên. Nhưng là nếu như tùy tiện lấy cái danh tự phóng đi lên, nói không chừng tất cả mọi người có thể đã tiếp nhận. Cái này hai chi đội ngũ rất rõ ràng đúng là như thế, không biết lấy cái gì tên nói không chừng tự là lúc ấy muốn danh tự thời điểm đều nhanh muốn qua đời cho nên dứt khoát lấy như vậy một cái chẳng ra cái gì cả danh tự, ta là một quả rau cải xôi. Cái này không cần phải nói, hẳn là bọn hắn tại điền đội ngũ danh tự thời điểm vừa lúc ở phóng cổ thiên nhạc cái kia bài hát, à, ta là một quả rau cải xôi, đồ ăn đồ ăn đồ ăn. Những điều này đều là áo lót đại quân à, bởi vì đối với cái này lần hacker giải thi đấu, tham dự người rất nhiều đều là hồng khách trong liên minh bộ thành viên. Trên cơ bản đều thuộc về ngày bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu kiến giải cái loại này. Mọi người đều biết lần này hacker giải thi đấu tôn chỉ là vì lại để cho càng nhiều nữa người đến ưa thích máy vi tính kỹ thuật, học tập máy vi tính kỹ thuật, cho nên đối với lần này trận đấu kết quả đều không sao cả đặc chớ để ở trong lòng, nguyên một đám cũng sẽ không dùng bản tôn tới dương danh, đều rất hèn mọn bị ổi thay đổi cái áo lót. Thay ngựa giáp còn có chỗ tốt tựu là sẽ không để cho đối phương biết rõ mình rốt cuộc là ai, điểm ấy cũng mới có lợi. Dù sao tại hồng khách trong liên minh tất cả mọi người là biết tìm tòi ngọn nguồn rồi, ai là gió nào cách, cái gì trình độ đều biết hiểu, cho nên đổi lại áo lót cũng so sánh thú vị vị tính. Nghe nói chỉ có lam sắc bảo bối, Lion quản bình chiều chờ giải rác mấy người không có thay ngựa giáp chủ yếu bởi vì vi mấy người bọn hắn đều là hồng khách liên minh nguyên lão cấp nhân vật, không cho phép thay ngựa giáp. Cho nên hiện tại Trần Húc tự chỉ vào đối phương thành viên danh sách đau đầu hỏi chạm tinh, người nhận thức bọn này rau cải xôi sao? Ta là một khỏa rau cải xôi tiểu tổ, 5 người ai đi toàn bộ đều là XX rau cải xôi. Theo thứ tự là thịt kho tàu rau cải xôi, rau trộn rau cải xôi, đại lực thủy thủ Popeye hoạt hình ăn rau cải xôi, trong sạch rau cải xôi cùng tỏi giã rau cải xôi. Những cái thứ này rõ ràng cho thấy đến ác làm địa. Trạm Tinh cười nói ta đây cái đó nhận thức, Trừ Phi xâm lấn thoáng một phát bọn hắn địa máy tính nhìn xem. A, à, đó là một ý kiến hay, nhưng vấn đề là cho dù muốn xâm lấn, cũng phải tìm được bọn hắn địa chỉ IP mới được a. À. Chính thức đối với từng cái tuyển thủ địa IP đều là áp dụng giữ bí mật biện pháp, hiện tại lấy không được bọn hắn chỗ IP. Xâm lấn vừa nói hoàn toàn vô nghĩa, bất quá cũng không phải đều không có lỗ thủng mà theo Trạm Tinh Tựu đưa ra hai cái phương pháp, đệ nhất tựu là đi tìm tìm rau cải sôi đội trước đó lần thứ nhất giao phong đối thủ, hoặc là xâm lấn bọn hắn trước đó lần thứ nhất chiến đấu sử dụng server, xem có thể hay không tìm được rau cải sôi đội dấu vết để lại. Thứ hai tựu là xâm lấn Sina, bởi vì Sina bên trên có một đối với dự thi đội ngũ phỏng vấn, trong đó có rau cải sôi đội đội trưởng tỏi dã rau cải sôi thăm hỏi. Nhìn xem Trạm Tinh nói vẻ mặt nghiêm túc, Trần Húc nhịn không được đổ mồ hôi thoáng một phát nói, ngươi không phải là thật đúng a? À? Ta chỉ nói là nói mà thôi." Trạm Tinh Nghiêm mặt nói, "Đây không phải nói nói mà thôi sự tình, ngươi là đội trưởng, ngươi ra lệnh chúng ta tới chấp hành. Thậm chí ngươi cho ra một cái đề nghị, nếu như mọi người chúng ta đều cho rằng đề nghị này thông qua, như vậy tựu là cần bắt tay vào làm đã tiến hành. Nếu như ngươi liền điểm ấy giác ngộ đều không có, ta hy vọng ngươi không muốn làm lần này trận đấu là một chuyện cười, nếu như ngươi một mực ôm loại trò chơi này tâm tình, như vậy đem ngươi hội liên lụy toàn bộ một cái đoàn đội." Trần Húc lần thứ nhất gặp Trạm Tinh nghiêm túc như vậy, bị nàng một phen nói có chút nghẹn ở, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Hào khí có chút cương, Cao Hiểu Tiết coi chừng liếc mắt Trạm Tinh liếc, đi qua lôi kéo tay của nàng thấp giọng nói, "Tinh Tinh à, người có phải hay không đối với hắn yêu cầu quá nghiêm khắc rồi hả? Hoặc là ngươi hôm nay tâm tình không tốt, cái này cũng không nghiêm khắc." Trạm Tinh cũng ý thức được chính mình khẩu khí nặng, thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí chậm lại nói, "Trần Húc, ta hy vọng ngươi có thể tại lần này trận đấu chính giữa học được một ít gì đó." những vật này chưa chắc là SMMS đại thần có thể dạy ngươi. Làm làm một cái đội trưởng, người có lẽ không cần là toàn đội kỹ thuật tốt nhất, người có lẽ không cần đối với cái gì đó đều tinh thông, đối với bất cứ chuyện gì đều muốn thân lực thân vi. Nhưng là người phụ trách cầm quyết sách, người quyết định xuống đồ vật, chúng ta tự phụ trách nghe theo, có một số việc rất nghiêm túc, không thể luôn dùng cái loại này trò chơi tâm tình mà đối đãi, đối ngươi như vậy phát triển cũng không có lợi. Trần Húc chăm chú gật đầu, hắn cũng không phải cái loại này nghe không vào người khác ý kiến người hơn nữa trạm tinh là đối với chính mình tốt vì vậy trần Húc nói vậy được rồi trước dùng loại thứ hai phương pháp xâm lấn sina server quy củ cô ta làm chủ công tay các ngươi theo bên cạnh nghiệp trợ chạm tinh trước làm tốt phân tích mật mã chuẩn bị như vậy cử động mới có hơi đội trưởng chính là bộ dáng chạm tinh thỏa mãn gật đầu ngồi ở trước máy vi tính những người khác tức thì bị cái này gần đây ôn nhu như nước nữ hài tử như vậy lời nói mau lẹ Thần sắc nghiêm nghị làm cho sợ hãi, vội vàng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Trọng Tử ngữ vụng trộm cùng Ngô Nguyên nói, "Có nữ hài tử, suốt ngày nổi giận, cái tốt không học không nên đi học cây gậy cái gì dã man bạn gái, tự cho là con mẹ nó có cá tính, tự cho là mình như vậy đùa nghịch tính tình có thể khiến cho nam nhân chú ý làm cho nam nhân nghe nàng. Nhìn xem, cái gì mới nghiêm túc chính cô gái tốt. Chính thức cô gái tốt tựu là bình thường không phát biểu ý kiến." nhưng đem làm nàng thực nói gì đó tính nhắm vào về sau, nam nhân không dám không nghe. Ngô Nguyên cùng tráng nghiên sớm mập đều sâu chấp nhận, hôm nay tại Trần Húc thịt gà đại đội trưởng kéo xuống, Sina Server đã ngăn không được Trần Húc rồi. Hắn liền BBC đều có thể hách mất, Sina Sohu những ngày web qua tổ lực lượng phòng ngự đều cùng BBC không sai biệt lắm, so sánh dưới võng dịch muốn đỡ một ít, bởi vì quản bình chiều đồng học trước đó không lâu lại đi ăn máng khác rồi, theo kỳ hổ nhảy tới võng dịch, Bang giúp võng dịch server ra cố thoáng một phát. Nhưng là Trần Húc nếu là muốn hách mất Sina rất đơn giản, nhưng nếu như hắn muốn lén lút xâm lấn, cái kia không thể sử dụng thịt gà phát động thủy chiều công kích. Bởi vì như vậy hội làm cho Sina đứng tê liệt, do đó hư hao trang web lợi ích. Phải biết rằng đây chỉ là một lần luận bàn tính chất tỉ thí, không cần phải vì thế như vậy gà bay chó chạy, còn tai bay vạ gió. Cho nên không thể tên đoạt, cũng chỉ có thể ám trộm xâm lấn có rất nhiều loại phương pháp, nhưng loại này gián điệp thức xâm lấn, đều là lén lút, thậm chí làm cho đối phương nhân viên quản lý cũng không biết đã từng có hacker đến đây vào xem qua. Sina đứng loại hình phòng ngự cũng không tính cường, bọn hắn có nhiều server đội bay, dù sao đây là một cái rất lớn web portal, cho nên quản lý khó tránh khỏi không thể chu đáo. Cho nên Sina đã từng bị bạo qua có bị hacker đem trang đầu quảng cáo đổi thành khỏa thân nữ sự kiện, ngay lúc đó hacker vẫn chỉ là một cái sinh viên, sử dụng đích thủ đoạn cũng gần kề chỉ là dùng đi một tí hệ thống công cụ cho nên xâm lấn sina trang web cũng không khó khăn phương pháp có rất nhiều đơn giản nhất tự là trực tiếp tiến vào sina hậu trường quản lý trang web sau đó tìm hiểu nguồn gốc phá giải mất hắn một cái nhân viên quản lý tài khoản mật mã người hiểu biết ít nhập như vậy là có thể lấy được sở hữu tất cả nhân viên quản lý quyền hạn do đó thẩm tra đến liên tiếp kết nối ghi chép cái này công tác cũng không cần rất nhiều người đến đồng thời tiến hành cho nên trần húc chủ công trạm tinh nghiệp trợ là được rồi, những người khác tắc thì ở phía sau giám thị số liệu lưu, để ngừa bị đối phương nhân viên quản lý phát hiện, đồng thời chuẩn bị tại Trần Húc lấy được IP về sau bắt đầu tiến công. Trần Húc rất nhanh hãy tiến vào trang web bên trong, đã tìm được rau cải sôi đội thăm hỏi chính là cái kia địa chỉ, cái kia IP rất rõ ràng là một cái thịt gà, bởi vì biểu hiện địa chỉ là ở Australia. Đã có thể đem làm Trần Húc theo cái kia IP sờ đi vào thời điểm, đột nhiên trên máy vi tính hệ thống phòng ngựa cảnh báo cuồng tiếng nổ, Trần Húc kêu to, chúng ta bị phát hiện rồi. Mọi người cùng nhau, Trần Húc tự nhiên không thể sử dụng tiểu mẫn cái kia đài siêu cấp máy tính. Hắn sử dụng chính là mình tuyển một cái laptop, đương nhiên cũng không phải lấy trước kia cái phá vỡ rồi. Trước kia Trần Húc đối với máy tính không có truy cầu, bởi vì hắn có một đài 80 năm sau máy tính hiện tại cái gì phối trí máy vi tính có thể vào hắn pháp nhãn à. Bất quá bởi vì chuyên tấn công hacker, Hacker cũng là chú ý phối trí, cái loại này cái gọi là Kevin Mitnick có thể sử dụng một đài 486 tựu xâm lấn nước Mỹ không quân hệ thống phòng ngự hoàn toàn là vô nghĩa. Xâm lấn cũng là cần tiêu hao hệ thống tài nguyên cùng giải thông, lão ra cơ tính toán tốc độ quá chậm, đợi đến lúc số liệu lưu quá nhiều thời điểm máy móc sẽ chết máy sụp đổ đấy. Cho nên tối thiểu, đối với máy vi tính cũng muốn có một cơ bản yêu cầu. Bất quá trần hút hiện tại trong túi áo có rất nhiều tiến hắn hạ quyết tâm mua đài mới máy tính về sau tự nhiên sẽ không tự mua cái loại này so với chính mình trước kia laptop muốn cao một chút cấp bậc, trên cơ bản tự là dưới mắt dân dụng mini máy vi tính có thể đạt tới đỉnh tiêm độ cao rồi. Bỏ ra hắn gần 10 vạn đại dương, rất nhiều phối trí đều là lại để cho dịch thủy hàn thông qua đặc thù phương pháp làm tới, người dân bình thường dùng trên thị trường căn bản cũng không có. Cái này đài laptop, trên cơ bản đã là lập tức laptop chính giữa phối trí cao nhất, đồng thời nhẹ nhất liền một đài rồi không ánh sáng khu nhuyễn khu như vậy ngoại bộ phương tiện, toàn bộ máy vi tính trọng lượng là 1 kg bay nhiều một chút, nhưng phối trí rất là kinh người, hơn nữa tính an toàn cũng rất cao. Huống chi Trần Húc tại trong máy vi tính lại lắp đặt đi một tí phòng ngự tính nhuyễn kiện, đương nhiên không dám dùng tiểu mẫn cung cấp đến từ tương lai địa nhuyễn kiện. Bởi vì cái kia thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi, nhưng là bình thường một ít chương trình cũng đã rất tân tiến rồi. Cho nên một đêm làm có phi pháp số liệu chảy vào xâm thời điểm, dù là ngụy trang vô cùng tốt, đồng dạng có thể được hệ thống phân biệt đi ra sau đó báo động. Không muốn sợ, phòng ngự của ngươi hệ thống nhất thời nửa hỏa là có thể ngăn cản được đấy. Trước xem là ai tại công kích ngươi, tìm được đối phương địa IP. Chạm tinh một mặt nói chuyện một mặt kéo ra bàn phím bắt đầu công tác. Những người khác cũng lập tức đều bận rộn. Trần Húc đoán chừng lần này tiến công người của hắn có lẽ chính là cái rau cải sôi đội, bởi vì rất rõ ràng, chi đội ngũ này so về bên trên một chi đội ngũ hiếu thắng rất nhiều, tối thiểu bọn hắn đang tiếp thụ phỏng vấn địa thời điểm đều sử dụng thịt gà. Cái này đã nói lên bọn hắn đối với chính mình an toàn coi trọng. Một cái thời khắc coi trọng bản thân an toàn hacker, tối thiểu trình độ của người của hắn tự cũng không quá kém. Công kích của đối phương rất mạnh, hơn nữa là nhiều chỗ đồng thời công kích, lại để cho Trần Húc không cách nào kịp thời phán định cái đó một cái mới được là đối phương địa chân thân. Hắn bây giờ đang ở đối phương một đài thịt gà chính giữa, mà Trần Húc nhanh chóng xem xét mạng lưới liên tiếp, kết nối trạng thái, tối thiểu có trên trăm cái IP đồng thời liên tiếp, kết nối tại đây đài trên máy tính. Nói cách khác đối phương rất xảo hoạt, hắn tại thịt gà bên trên động tay chân, hoặc là nói bọn hắn tự là chuyên môn thiết hạ bẫy dập đến bọn người chính mình hướng trong hầm nhảy đấy. Trần Húc tra xét thoáng một phát cái này đài thịt gà tính an toàn. Một chữ viết chi, hóa, đây không phải bẫy dập mới là lạ, đây là một đài đang tại chạy trần chuồng chính giữa máy vi tính. Cái gọi là chạy trần chuồng, cái từ này mọi người có lẽ không xa lạ gì, nếu không có lắp đặt bất luận cái gì địa bức tường lửa, bất luận cái gì phần mềm diệt virus máy vi tính. Mà vận hành nguyễn kiện chính giữa, trừ đi một tí hệ thống tiến trình bên ngoài mặt khác rất nhiều tiến trình danh tự hắn đều chưa từng nghe qua, nhưng lại có thể chứng kiến hắn một người trong gút cùng bô cai. EXE tiến trình đang liều mạng hướng phía chính mình xâm lấn càng nhét rác rời. Cái này hai cái tiến trình rõ ràng cho thấy tự sát tiến trình, chính là vì đối phó những cái kia xâm lấn hacker dùng đấy, đơn giản đánh cho cách khác tựu là đóng cửa đánh chó cái này quá ghê tởm. Trần Húc vội vàng đem cái này đài thịt gà địa chỉ IP báo ra đi, hơn nữa nói cho bọn hắn biết cái này đài thịt gà là cái bẫy dập. Mà vừa lúc này, đột nhiên trên mặt bàn xuất hiện một cái đối thoại khung. Bên trong viết lên chữ, là cỏ đuôi chó, hay vẫn là không biết lấy cái gì tên. Rất rõ ràng, động tay chân người tựu là rau cải sôi đội, bọn hắn dự liệu được cùng tổ mặt khác hai chi trong đội ngũ khả năng có một chi sẽ đến điều tra, điều tra đích thủ đoạn nói không chừng tự biết sử dụng Sina bên trên siêu tầm địa chỉ, cho nên chuyên môn thiết hạ mai phục. Trần Húc vừa định trả lời, chỉ thấy viết chữ trên bảng lại xuất hiện một hàng chữ, ha ha, là cỏ đuôi chó à. Mọi người khỏe mọi người khỏe, thật cao hứng nhìn thấy các vị khẩu răng. Khẩu răng tự là YAA, a à a, à, ý tứ, mạng lưới dùng từ. Trần Húc liếc mắt hỏi, hắn làm sao biết chúng ta là cỏ đuôi chó hay sao? Bên này còn không người trả lời viết chữ trên bảng lại đi ra một hàng chữ N, các người có lẽ rất kỳ quái chúng ta làm sao biết thân phận của các người địa A. Rất đơn giản, vì vậy thời điểm chúng ta một cái khác server cũng bị người xâm lấn rồi, bọn hắn tự xưng là không biết lấy cái gì tên, không bằng ta đem bọn họ kêu đến, cùng một chỗ trò chuyện cái thiên A. Trần hút bọn người bạo đổ mồ hôi, cái thế giới này quả nhiên là rất hòa hài à. Cùng tổ địa ba chi đội ngũ, hai chi là nhắm vào đồng nhất chi đội ngũ, mà cái này chi xem rất không may ra hỏa kỳ thật thời gian qua địa thích nhất, bởi vì vì bọn họ đã đào tốt rồi bẫy dập bọn người hướng bên trong nhảy đây này. Trần Húc rất nhanh tự chứng kiến có 5 cái IP liền nhận được trên máy vi tính, viết chữ trên bảng xuất hiện một chuyến màu đỏ, ha ha ha, chúng ta là không biết lấy cái gì tên, cỏ đuôi cho các huynh đệ tỉ muội các người khỏe a à. Đây là hacker đại chiến sao, cái này rõ ràng tự là đến lao việc nhà đấy. Trạm tinh cũng đành chịu đem bàn phím lui về, cùng Trần Húc nói ngươi theo chân bọn họ trước tâm sự A. À. Trần Húc điều trở thành màu xanh ra trời kiểu chữ, đánh cho một chuyến đại biểu cho im lặng, sau đó nói, xem ra tất cả mọi người nghĩ đến một khối đi. Chữ màu đen rau cải sôi đội trả lời, ha ha, không riêng gì chúng ta, hiện tại chín tiểu tổ cũng bắt đầu véo đi lên. Vừa rồi bằng hiếu của ta nói cho ta biết nói hắn dỗi dãnh e rằng trò chuyện đi xâm lấn bảo bối đại tỷ máy tính, sau đó bị bảo bối đại tỷ ném đi khỏa logic quả bung tới, hệ thống đều tạc không có, hiện tại đang tại giáp lại, giáp nặng, đây này. Hắc hắc, màu đỏ không biết lấy cái gì tên cũng nói, không có việc gì, không có việc gì, dù sao trận đấu là luận bàn làm chủ nha, chơi như thế nào đều tùy tiện á, dù sao chúng ta là không trông cậy vào đi lấy đệ nhất đấy. Chúng ta cũng không trông cậy vào, sao cải sôi đội rất nhanh đón, bảo bối đại tỷ cùng Lion lão đại quá mạnh mẽ. Cho nên chúng ta tự là ôm giải trí địa tâm tình đến chơi một chút, a à, các người đâu này. Trần Húc trả lời, chúng ta cũng không muốn qua, thú vị mà thôi. Một hồi hacker giải thi đấu biến thành một hồi nói chuyện phiếm giải thi đấu, ai, loại cuộc sống này à? Bất quá lần này trên cơ bản thuộc về hồng khách trong liên minh bộ hacker giải thi đấu thật là một điểm mùi thuốc súng đều không có. Lời nói lương tâm lời nói mọi người thoát khỏi áo lót đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không cần phải vạch mặt à. Hơn nữa cao thủ so chiêu, thắng bại phần đích rất rõ ràng, sẽ không giống bóng đá trận đấu như vậy, nếu như một chi đội ngũ rất yếu, nhưng thừa lúc cường đội không có phát huy tốt thời điểm, hoặc là đánh phòng thủ phản kích may mắn thắng đối phương. Sau đó sẽ đem trận này thắng lợi xem rất trọng, hacker thực lực tự là một là một, không là không, hoặc là cao thấp tranh lệch quá lớn, hoặc là thế lực ngang nhau. Hacker tranh đầu ý nghĩa cũng không phải tại như vậy một hồi hai trận địa thắng bại thượng diện. Lúc này thời điểm giao cải sôi đội tiểu hỏi, ai, Fox, có phải hay không các người tựu là gần đây tại hồng khách trên chiến trường soát phân soát vô cùng nhanh đến hai cái nhân vật mới à? ta xem qua các người trận đấu ai, kỹ thuật tiến bộ rất nhanh, nhất là ai, người địa cơ sở rất tốt à, người vừa rồi phòng ngự cũng rất đúng chỗ mà nói, có tiềm lực à. Vừa nhìn thấy chính mình bị nhận ra được Trần Húc tự phiền muộn vì cái gì không đổi cái áo lót đâu này. Vì vậy hắn tự nói, hóa, các ngươi cũng biết chúng ta là thái điểu người mới vì cái gì còn không hạ thủ lưu tình à. Làm đại ca phải có đại ca phong phạm được không nào? Phong phạm cái P, không biết lấy cái gì tên nói, ta xin nhớ ngươi, Ngươi bây giờ cùng ta véo ta chưa hẳn có thể véo qua ngươi, còn lại để cho đây này. Chúng ta cũng là thái điểu à? Ha ha ha, sao cải sôi đội đã ở gọi, đúng vậy a à, đúng vậy a à, chúng ta đều là thái điểu. Quá dâm đáng rồi, Trần Húc quay đầu xem tráng niên sớm mập, cái này lưỡng bầy giả bộ nai tơ ra hỏa bản tôn đều là ai à? Như vậy dâm đáng địa phong cách có lẽ rất dễ dàng nhận ra a à. Tráng niên sớm mập co lại co lại đầu, ném ra ngoài một câu, hồng khách trong liên minh ngoại trừ mấy vị lão đại, trên cơ bản đều là người dâm đáng, cái này để cho ta hướng cái đó đoán đi. Trần Húc bó tay rồi, lúc này thời điểm giao cải sôi đội nói, đã mọi người hiện tại đã tiến đến cùng một chỗ rồi, chúng ta không bằng chơi cái tam quốc hỗn chiến A. Phải biết rằng dựa theo trận đấu quy tắc mỗi chi đội ngũ muốn đánh lưỡng cuộc tranh tài, quá nhàm chán rồi, không bằng một hồi định thắng bại như thế nào. Đề nghị này lập tức đã nhận được không biết lấy cái gì tên mãnh liệt đồng ý, Trần Húc nhìn xem chạm tinh tráng niên sớm mập, tráng nhiên sớm mập nói làm tựu làm chứ sao. Đừng sợ hắn, mà chạm tinh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nhẹ nói, cái này dạng cũng bất việc. Chứng kiến Trần Húc cũng đồng ý, sao cải sôi đội lũ ra xúc lập tức tự kích động, tại trên màn hình dẹp đường, ai nha nha, chính quy trận đấu thời điểm quy củ nhiều lắm, quá nhàm chán rồi. Chúng ta chơi điểm kích thích, thịt gà đây này tùy tiện dùng, virus gà ngựa gỗ à các loại cũng đều có thể thả ra phóng suất mọi người đem ẩn giấu công phu đều lấy ra, tựu dùng cái này đài rác rưởi thịt gà làm chiến trường như thế nào đây? Nếu không các người cảm thấy chúng ta chiếm tiện nghi này đổi một đài cũng không sao cả, dù sao ta tại đây đài thịt gà bên trên tựu trang hai cái tự sát nguyễn kiện mà thôi. Không có việc gì ta cảm thấy được không cần thay đổi rồi, cái này đài thịt gà rất tốt địa phương. Không biết lấy cái gì tên nói, lỗ thủng à, ha ha, vô số lỗ thủng à. Ta nói ngươi làm sao làm được, như thế nào XP lỗ thủng hắn một cái cũng không đánh bên trên chờ ta nhìn một chút, dựa vào, sớm nhất một cái lỗ thủng dĩ nhiên là không một năm tháng 11 phần Microsoft chính thức công bố hay sao? Chẳng lẽ cái này đài thịt gà hóa trang chính là trong truyền thuyết XP mới bắt đầu bản? Nghe xong lời này Trần Húc cũng tự so sánh đổ mồ hôi rồi. Mọi người đều biết Microsoft thao tác hệ thống là cần thường thường đánh rơi động miếng vá. Một khi Microsoft phát hiện cái gì hệ thống lỗ thủng sẽ tại chính thức trên website cung cấp miếng vá tiến hành download, càng về sau thậm chí còn có cỡ lớn địa thăng cấp, ví dụ như đem XP thăng cấp làm XP-SP2, SP3 phiên bản chờ chờ. Nhưng cái này đài thịt gà bên trên vậy mà một cái lỗ thủng miếng vá cũng không đánh, cái này cũng thuộc về kỳ tích rồi. Cho dù là sách lậu đĩa CDA, trên cơ bản cũng đều là cùng lúc đều tiến đấy, có thể làm đến loại này hoàn toàn một cái lỗ thủng miếng vá cũng không đánh thao tác hệ thống, coi như là cực phẩm rồi. Sau cải sôi đội cười hắc hắc, đây chính là sớm nhất địa ra sờ phá giải bản, ta chân tàng đã nhiều năm đều không có cam lòng cho xóa thế nào, cỏ đuôi chó, có dám tới hay không chàng tam quốc đại hỗn chiến? Có gì không dám? Chúng ta tam phương hacker tổ chức, ai công chiếm đến cái này server hơn nữa thủ vững 10 phút ai tự chiến thắng. Người thắng trận tự tự động tấn cấp rồi, dù sao thua một hồi là thua thua mấy trận đều là thua, thất bại hai phe tự động thanh minh rời khỏi trận đấu. Được rồi, ngoéo tay thắt cổ, ai gạt người ai là tiểu cầu. Cuối cùng hai câu nói, thật sự đem một đám người cho lôi không nhẹ, đầu năm nay còn có như vậy mắng chửi người đó a à. thật là đáng yêu a à. bất quá cười quy cười như là đã quyết định vậy thì được đánh trần húc nhìn về phía trạm tinh bọn hắn đột nhiên muốn khởi đến chính mình vừa rồi đáp ứng thời điểm không có đi trưng cầu ý kiến của bọn hắn cảm thấy có chút hoảng hốt vội vàng nói cái kia mọi người chuẩn bị một chút có không tán thành hiện tại đánh tam quốc đối chiến đấy sao không tán thành cũng muốn tán thành nữa à ta cũng không muốn đem làm tiểu cầu tráng nhiên sớm mập lười biếng rũi lưng một cái nói sau ta cũng ưa thích duy nhất một lần giải quyết bớt việc mặc dù nhiều đánh một cuộc tranh tài sẽ thêm gia tăng một ít kinh nghiệm nhưng là đồng thời cùng hai chi đội ngũ tiến hành giao chiến cũng là khó được thể nghiệm ta không sao cả ta cũng không sao cả ngô nguyên cùng trọng tử ngữ đều biểu thị ra thái độ của mình trần húc nhìn về phía trạm tinh ánh mắt có chút sợ hãi đấy trạm tinh nhìn xem buồn cười không nếu như vậy xem ta với tư cách đội trưởng ngươi bây giờ có lẽ cân nhắc không phải ngươi vừa rồi mệnh lệnh đối với hoặc là không đúng. Vì vậy thời điểm suy nghĩ vấn đề này đã đã chậm, chúng ta bây giờ cần thiết thảo luận là như thế nào cầm xuống trận đấu này. Tự hoàn toàn dựa theo quyết định của ngươi đến, nói thực ra Trần Húc thật đúng là có chút e sợ chạm tinh, vì vậy nữ hài nhi giống như là trọng tử ngữ nói như vậy, bình thường không phát biểu ý kiến, phát biểu ý kiến thời điểm tự lại để cho người rất khó bỏ qua ý kiến của nàng. Bất quá đã nàng nói như vậy rồi, Trần Húc cũng tự đánh tinh thần, chế định thoáng một phát một hồi chiến thuật như thế nào công kích là chúng ta trực tiếp đi trước chiếm lĩnh cái này đài thịt gà sau đó phòng thủ hay vẫn là để cho bọn họ tới chiếm cứ về sau chúng ta tiến công ta cho rằng hay vẫn là chờ một chút tráng niên sớm mập nói nếu như chúng ta tiên tiến công như vậy kế tiếp chúng ta khẳng định phải lọt vào đối phương hai chi hacker tổ chức cùng lúc công kích ta cảm thấy rất đúng tiêu diệt từng bộ phận so sánh tốt cái này thuyết pháp đã nhận được trọng tử ngữ mãnh liệt đồng ý tục ngữ nói súng bắn chim đầu đàn loại chuyện này hay vẫn là trước hèn mọn bị ổi xuống so sánh tốt. Trần Húc nhìn về phía Ngô Nguyên, lão đại ngươi cho rằng đâu này. Tại đây Ngô Nguyên kỹ thuật kém cỏi nhất, xem nhẹ cao hiểu tiết. Hơn nữa Ngô Nguyên vốn cũng không phải là một cái rất ưa thích biểu đạt chính mình ý kiến người, nhưng hắn nghĩ nghĩ về sau lại nói, ta cảm thấy được, nếu như chúng ta muốn lấy đắc thắng lợi, tốt nhất hay vẫn là trước chiếm đóng địa phương, như vậy chúng ta tối thiểu chiếm cứ ưu thế. Trần Húc nhìn về phía trạm tinh, chạm tinh tắc thì nhìn về phía cao hiểu tiết nói nói cái nhìn của ngươi a à. à còn có ta cao hiểu tiết lung lay tay nói được rồi được rồi ta là thái điểu một cái nói ra sợ nói dối các ngươi không có việc gì nói đi vậy được rồi cao hiểu tiết nói ta cũng là cảm thấy chúng ta có lẽ trước cầm xuống cục thịt này gà à vì cái gì cầm xuống thịt gà mục đích chưa hẳn chính là muốn một mặt phòng thủ chúng ta cũng có thể đi đầu phát động tiến công nhưng là nếu có một cái căn cứ địa ta muốn dùng tinh tinh năng lực tối thiểu có thể đem cái địa phương này cho chiếm đóng. Mà tinh tinh chủ phòng, Trần Húc ngươi chủ công, ta muốn chúng ta đồng thời ứng phó cái này hai chi đội ngũ cũng không sợ. Hơn nữa cái này đài thịt gà trong khắp nơi đều là lỗ thùng. Mà chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là vì chiếm lĩnh cái này đài máy vi tính, như vậy chúng ta nhất định phải đem lỗ thủng cho bổ sung. Cái này cần phải thời gian, chúng ta cuối cùng nhất mục đích, Trần Húc mặc niệm hai cái về sau nói, tốt, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, Trạm tinh, ý kiến của ngươi, hỏi qua những lời này Trần Húc cũng có chút đã hối hận, bởi vì trạm tinh trước khi nói, đã hắn đã quyết định được chủ ý như vậy tự không cần phải nữa hỏi thăm, bọn hắn kế tiếp nhiệm vụ cũng chỉ là nghe theo. Nhưng trạm tinh lại phảng phất nhìn ra trên mặt hắn xấu hổ, lạnh nhạt nói ra, ta cũng hiểu được hiểu tiết nói có lý. Tuy nhiên chúng ta đầu tiên chiếm lĩnh thịt gà có thể sẽ đồng thời lọt vào hai phương diện đồng thời tiến công, nhưng là cái này khó không phải một loại huấn luyện. Hơn nữa chính thức ý nghĩa hacker trong chiến đấu, trừ phi thực lực không sai biệt nhiều. Nếu không nhân số căn bản không tạo nên cái gì ưu thế kiểu vấn đề. Một đôi hai, mọi người tâm bình tĩnh, coi như là một trọi một đến đánh là được rồi. Nghe được chạm tinh cổ vũ, Trần Húc lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái kia tốt, đi vào về sau ngô nguyên người cùng chạm tinh trước chú ở lại thịt gà chính giữa, cho thịt gà đánh lên miếng vá đồng thời lắp đặt bức tường lửa. Ta chủ động phát động công kích, bánh trưng, người cùng phì phì hai người phụ trợ ta. Gặp Trần Húc ra lệnh, tuy nhiên ý kiến bất đồng, nhưng trọng tử ngữ cùng tráng nghiên sớm mập hay vẫn là rất nghe lời đấy. Cái lúc này Trần Húc Tại trên bàn phím gõ, chúng ta chuẩn bị xong. Rất nhanh bên kia hai chi đội ngũ cũng có đáp lại, chúng ta cũng chuẩn bị xong. Bởi vì không có trọng tài, giao cải sôi đội đánh ra, hiện tại giờ Bắc Kinh 16 điểm 37 phân 2 giây. N, vừa rồi thời gian, 16 điểm 40 tiến hành cùng lúc, đúng giờ tiến công, Trần Húc cùng mặt khác một chi đội ngũ đều đánh cho ok, Trần Húc nói, Ngô Nguyên ngươi cùng Trạm Tinh hiện tại lập tức muốn chuẩn bị hệ thống miếng vá. Các ngươi trong máy vi tính có lẽ có a? À, có, làm làm một cái hacker, những này lỗ thủng miếng vá đều là toàn bộ chuẩn bị cho tốt, hơn nữa đều là mấu chốt tính miếng vá. Phải biết rằng, như vậy một cái N năm trước thao tác hệ thống, Microsoft đổi mới địa miếng vá thêm cùng một chỗ tối thiểu có mấy trăm MB. Nếu nguyên một đám cài đặt, chỉ sợ thời gian không đủ, hơn nữa Microsoft địa hệ thống có một rất biến thái chính là Cài đặt miếng vá về sau nhất định phải một lần nữa khởi động hệ thống mới có thể thêm tái có hiệu lực. Đương nhiên điểm này đám hacker đều có biện pháp giải quyết. Chuẩn bị cho tốt mấu chốt lỗ thủng miếng vá, đây là đám hacker chỗ phải đấy. Bằng không thì cho dù lắp đặt bức tường lửa, toàn bộ hệ thống cũng rất giống là cái than tổ ong đồng dạng khắp nơi đều là lỗ thủng, người ta tùy tùy tiện tiện theo vào nhà mình hậu viện đồng dạng tự vào được. Trần Húc mở ra một cái tool software bắt đầu đếm ngược lúc đếm ngược lúc thời gian tuyển định tại 16 điểm 39 phân 50 giây. Sớm 10 giây đồng hồ muốn chuẩn bị sẵn sàng rồi, bắt đầu tiến hành 10 giây đếm ngược, các huynh đệ nguyễn kiện đều mở ra, thịt gà đều điều chỉnh tốt, mục tiêu IP tập trung, lưu lại cảng hai 3, 2, 1. Tiến công, đem làm bàn phím bị đánh xuống về sau, mãnh liệt số liệu lưu lập tức thông qua mạng lưới tuôn hướng cục thịt này gà. Trần Húc sử dụng phương pháp là lợi dụng số liệu lưu phủ kín ở tuyệt đại bộ phận mạng lưới cảng, một mình lưu lại 8.002 cảng với tư cách cửa sau sát nhập. Như vậy, người khác nếu như thông qua mặt khác cảng tiến vào đều muốn tạo thành nhất định điện lùi lại, do đó mất đi tiên cơ. Trần Húc tại tiến vào thời điểm cũng cảm thấy hệ thống địa chậm chạp. Rất rõ ràng là đối phương cũng sử dụng đồng dạng phương pháp, dĩ nhiên đối với phương lựa chọn cảng không thể nào là cùng chính mình đồng dạng. Cho nên bọn hắn địa số liệu lưu cũng đồng dạng bế tắc ở chính mình muốn đi vào 8.002 cảng. Đã như vậy, vậy thì muốn xem là ai máy vi tính vận hành tốc độ nhanh, ai thịt gà thế công so sánh mãnh liệt rồi. 3 giây đồng hồ, đem làm hệ thống bên trên vừa đổi mới ra thịt gà nhân viên quản lý tài khoản địa địa chỉ lúc Trần Húc lập tức dùng con chuột điểm chúng tài khoản tên, trực tiếp phím tắt F2 sửa chữa nhân viên quản lý tên VI, phải khóa điểm kích tài khoản đưa vào mật mã, hơn nữa trang bị thêm 4 gã siêu cấp nhân viên quản lý số tài khoản. Cơ hồ tựu là sau đó một giây đồng hồ, Chám tinh bọn hắn cũng riêng phần mình đã lấy được chính mình nhân viên quản lý số tài khoản. Ngô Nguyên rất nhanh phim âm bản miếng vá đến đối phương máy tính chính giữa vận hành, mà chám tinh tắc thì tiến nhập DOS mô phỏng hệ thống, đối với hệ thống bảo tồn mật mã văn bản tài liệu tiến hành mã hóa cùng chuyển di. Hay vẫn là câu nói kia, mô cùng thuẫn đều là đang không ngừng phát triển lấy đấy. Microsoft hệ thống vừa ra thời điểm đối với mật mã văn bản tài liệu là đã tiến hành đặc thù mã hóa bảo hộ loại này bảo hộ khiến cho người sử dụng cho dù đã tìm được mật mã văn bản tài liệu cũng không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đem hắn sửa chữa xóa bỏ. Nhưng là về sau tựu xuất hiện giải khóa nhuyễn kiện cùng với đặc thù xóa bỏ nhuyễn kiện. Có thể tại Windows hệ thống hạ trực tiếp xóa bỏ mật mã. Trước đây cũng có phương pháp, tựu là tiến vào đốt hệ thống, như vậy XP phòng hộ thiết trí tựu vô dụng thôi rồi. Về sau hacker thủ đoạn tính công kích tăng nhiều về sau, phòng ngự tính tự nhiên cũng là cần tăng cường đấy cái kia chính là muốn thông qua sửa chữa đăng ký bề ngoài, đem Windows chỉ định địa mật mã, phối trí văn bản tài liệu cho thay hình đổi vị, chỉ định đến một cái khác vị trí văn bản tài liệu chính giữa, sau đó đem đăng ký bề ngoài khóa giá trị cho che giấu cùng che đậy tìm tòi. như vậy nếu như cái khác khách cơ lại thông qua trước khi đích thủ đoạn đi xóa bỏ cái kia mật mã văn bản tài liệu, tự không dậy nổi đến bất cứ tác dụng gì rồi. miếng vá lắp đặt cần phải thời gian. Trần Húc chiếm lĩnh nhân viên quản lý tài khoản về sau lập tức chuyển di một cái cỡ nhỏ kiểm tra đo lường Nguyễn Kiện đi qua, phát hiện cái nào càng có công kích tự lập tức phản kích đi qua. Đồng thời tráng niên sớm mập cùng trọng tử ngữ hai người cũng bắt đầu hỗ trợ. Hiện tại mọi người tự là tận khả năng vi ngô nguyên cùng chạm tinh tranh thủ thời gian, tranh thủ cho hệ thống đánh miếng vá thời gian. Hoa oa hoa, thật hung tàn à, nhà mình huynh đệ luận bàn mà thôi, không cần phải như vậy tích cực a à. Chứng kiến rau cải sôi đội như vậy hô, Trần Húc cười cười, người nói địa ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, vấn đề là không tích cực ngươi cũng như vậy dốc sức liều mạng phát động công kích làm gì vậy. Trận đấu có đôi khi chính là như vậy, một khi đánh đi lên về sau trước khi không thế nào để ý địa đã ở ý, cái này rất giống đoạt vé tháng đồng dạng, thứ tự lên rồi về sau tự không muốn xuống lần nữa đến. Ví dụ như tháng trước lão miêu đồng học chiếm được 29 thiên nửa nhân vật mới đệ nhất thời khắc cuối cùng bị khoai tây tiểu chính thái siêu tới. Đừng đề cập hắn nhiều buồn bực, Tin tức nho nhỏ nói chuyện ẩn ở bên trong đồng học mấy ngày gần đây nhất bữa bữa ăn đất đậu. Không biết lấy cái gì tên không nói một lời bắt đầu công kích. Trần Húc có thể chứng kiến số liệu lưu lưu lượng cùng với hệ thống phụ tải. Đối phương thịt gà số lượng tuyệt đối sẽ không so với chính mình muốn thấp, đang ở tối tiền tuyến Trần Húc giống như là đặt mình trong tại một mảnh số liệu nước lũ chính giữa. Chỉ có thể chuyên chú toàn thân tinh lực, điều động thịt của mình gà phát động tấn công mạnh. Đem làm thân ở trong đó địa thời điểm trần húc tự cảm giác mình hình như là cổ đại điều binh khiển tướng địa một viên đại tướng mình ở trước đấu tranh anh dũng đồng thời còn muốn điều phối quân mã phát động công kích mà tráng niên sớm mập cùng trọng tử ngữ hai người tựu là phó quan của mình mũi tên chỗ chỉ bọn hắn sẽ chưa từng có từ trước đến nay địa giết đến tận đi nhớ tới trạm tinh trước khi đã từng nói qua không có thịt gà hacker không phải một gã chính thức trên ý nghĩa hacker trần húc lúc này mới lý giải nàng hắn hiện tại là vương Audio điện tử võ tấn bền Đánh cho đơn giản cách khác, chắc hẳn rất nhiều người đều chơi đùa một cái kinh điển Tam Quốc trò chơi. Tam Quốc quần anh chuyện, hacker tiến công cùng Tam Quốc quần anh chuyện chiến đấu hình thức thật là như đấy. Hacker tự là chủ tướng, thịt gà tự là theo ở phía sau binh. Như thế nào khống chế những ngày binh vì chính mình phục vụ, như thế nào lại để cho chính mình tiểu binh đi theo cái khác binh chiến đấu, thậm chí trực tiếp cạo chết địch quân chủ tướng, đây là một môn học vấn cho nên thủ hạ binh chủng thì ra là thịt gà đều là có rất nói nhiều cứu đấy nếu như gửi đi số liệu lưu toàn bộ đều là rác rưởi tin tức như vậy loại này chỉ một thủ đoạn công kích cũng rất dễ dàng bị đối phương trực tiếp che đậy nói đơn giản số liệu lưu công kích tự là cho máy tính gửi đi một điều thỉnh cầu liên tiếp kết nối mệnh lệnh đem làm nhưng mệnh lệnh này loại hình là nhiều mặt đấy nhưng đều là lợi dụng trước mắt máy vi tính nguyễn kiện lỗ thủng hướng máy tính gửi đi thỉnh cầu thỉnh cầu tới liên hệ nhưng đem làm thỉnh cầu phát ra ngoài về sau máy tính làm ra hưởng ứng, sau đó thịt gà tin tức cố ý bất hồi ứng, cái này sẽ cho bị công kích máy tính tạo thành một bộ phận hưởng ứng thời gian, do đó tiêu hao bộ nhớ tài nguyên. Nhưng loại này thỉnh cầu nhiều mặt, thượng diện theo như lời chỉ là một ví dụ mà thôi. Nếu như chỉ có một loại phương pháp, như vậy hoàn toàn là có thể chọn dùng che đậy đích thủ đoạn đến giải quyết. Ngàn vạn không nên xem thường trí tuệ của nhân loại, cho nên Trần Húc hiện ở một bên sử dụng thịt gà cùng đối phương tiến hành rằng co, một bên thông qua phân tích số liệu lưu đến tra tìm đối phương mấy cái chủ tướng vị trí. Bắt sạc trước bắt vua, những lời này phóng ở đâu đều là giống nhau. Đối phương chủ tướng vị trí rất tốt phán định, bởi vì thịt gà, một người thao túng ngàn vạn cái thịt gà không có khả năng dễ sai khiến như vậy tùy ý hạ đạt đủ loại mệnh lệnh giống như chân nhân đồng dạng. Thịt gà công kích phương thức chỉ một hơn nữa không có bất kỳ địa biến hóa tính, hoàn toàn máy vi tính thao tác hình thức mà nhân loại công kích phương thức tắc thì phi thường quỷ dị hơn nữa hay thay đổi. Chỉ phải tìm được bọn hắn bản tôn sau đó tiến hành công kích, cuối cùng trực tiếp đem đối phương đuổi ra chiến trường máy tính, thậm chí đưa bọn chúng chỗ thao túng địa chủ cơ chỗ phá hủy. Cái này phá hủy ý tứ cũng không phải chỉ đem đối phương máy tính cho nổ rớt, cho dù hacker cũng không có cái này trình độ có thể đem người ra máy vi tính cho nổ. Cái này phá hủy tựu là có thể sử dụng nguyên kiện một loại đồ vật phá hư đối phương hệ thống, xử đối phương máy tính không cách nào công tác nhưng phải biết rằng, muốn từ cái này trước mắt vô số số liệu lưu chính giữa tìm đến đối phương chủ tướng vị trí, thật sự không phải một chuyện dễ dàng địa sự tình. Trần Húc Ngân cản thiên quân vạn mã địa sông tập kích đối phương số liệu lưu rất cường đại, cường đại địa lại để cho hắn không dám xem thường, may mà có thịt của mình gà giúp hắn chia sẻ áp lực. Nếu không, nếu như sở hữu tất cả số liệu lưu đều phóng tới hắn như vậy một máy tính, tại không có lắp đặt phần cứng bức tường lửa dưới tình huống, chi. Su, Omega Ang máy tính chỉ có chết cơ kết cục này, nhưng là đối phương cũng cũng không khá hơn chút nào. Trần Húc cường hãng ngay tại ở hắn công kích cương mãnh. Hắn tựa như một bả ra khỏi vỏ đao, chưa từng có từ trước đến nay, phàm là bị Trần Húc đụng phải số liệu lưu toàn bộ đều bị hắn một đao chém thành hai đoạn. Tốt mãnh liệt, bởi vì này loại số liệu lưu giao phong cũng không phải rất trực quan địa phương, mà là thông qua một ít nguyễn kiện đến phản ánh đi ra đấy. Cho nên đối phương nhìn không tới là ai đang tiến hành thao tác, nhưng lại có thể chứng kiến đối phương số liệu lưu giống như bàng bạc đại đồng dạng giống biển, mà nơi đầu sóng ngọn gió cái kia cổ số liệu lưu cường đại nhất, phàm là đụng vào chi tiết của hắn lưu toàn bộ đều lập tức bị tiêu diệt vô tung vô ảnh. Mà ở sự thật chính giữa biểu hiện tựu là, cái này càng vào số liệu lưu lập tức đã bị phong lên. Trần Húc giống như cầm một bà thanh long yển nguyệt đao, rong rủi tại số liệu lưu ở giữa hải dương, thủ hạ của hắn hung hãn không sợ chết, mà hắn tắc thì càng là khí thế như cầu vồng, chỉ trước mắt, Trần Húc cũng đã giải quyết đại bộ phận công vào số liệu, mà cùng lúc đó, hắn cũng nhắm ngay hắn địa mục nhãn hiệu. Nói như vậy, hacker vì cam đoan an toàn của mình đều tiềm phục tại thịt gà tiểu binh về sau, bọn hắn sẽ không ngừng địa biến đổi ngoại hình của mình, thì ra là ngụy trang số liệu lưu phong bao, hoặc là dứt khoát núp ở một bên vụng trộm nhìn xem. Nhưng là số liệu lưu dù sao cũng là có hắn biểu hiện hình thức, thật giống như một người, dù thế nào dịch dung, trên người hắn vẻ này hương vị là sẽ không biến hóa đồng dạng. Trần Húc hiện trên tay vận hành mấy khoản truy tung nguyễn kiện. Thật giống như anh mẫn chó săn, người người đối phương hương vị, chuẩn bị xé rách đối phương ngụy trang. Loại này truy tung nguyễn kiện vừa lúc mới bắt đầu không thể dùng. Bởi vì sử dụng loại này truy tung nguyễn kiện là cần tiêu hao rất lớn một bộ phận tài nguyên đến phân tích đấy. Phân tích nguyễn kiện bắt được số liệu lưu sau đó bắt đầu phân tích, trước liên tục phân tích trên trăm cổ số liệu lưu nhớ kỹ mấu chốt dấu hiệu. Phải biết rằng, thịt gà công kích đều là không có bất kỳ xinh đẹp, phi thường máy móc cũng phi thường cũ kỹ, đồng loại nhiệm vụ thịt gà công kích phương thức là hoàn toàn giống như đúc đấy. Sự thật trong thế giới không có hai mảnh đồng dạng lá cây, nhưng là tại thế giới giả tưởng chính giữa, phục chế phẩm nhưng lại một đống một đống đấy. Phân tích Nguyễn Kiện chỉ cần phân tích ra số liệu lưu chính giữa mấy cái đoạn ngắn, sau đó đối với sở hữu tất cả công kích tới số liệu lưu đoạn ngắn tiến hành một lần sàng chọn, đem hoàn toàn đồng dạng định vị vi thịt gà, mà nếu có không đồng dạng như vậy. Cái kia tiếp theo là đối phương chủ thể. Muốn tại vô số số liệu lưu vô số phân thân trong tìm được chủ thể, vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, cho nên Trần Húc Tựu là một bên tại điên cuồng chém giết xác rưởi thịt gà tiểu binh, một bên lại để cho chính mình tay sai đang tìm kiếm đối phương chủ tướng hạ lạc, hạ xuống. Thằng này thật sự là quá mãnh liệt, hắn hoàn toàn không cần phòng thủ sao? Trần Húc Dũng mãnh giết giao cải sôi đội tại máy vi tính mặt một hồi cuồng khiếu, Trần Húc thật giống như trường sườn dốc bảy tiến bảy ra triệu tử long, không ai có thể chống đỡ được bước tiến của hắn trên căn bản là đến một cái chém một cái, đến hai cái chém một đôi. Như thế cuồng dã thật lâu không có gặp được loại này phong cách tuyển thủ rồi. Bởi vì hacker là tối trọng yếu nhất chính là muốn bảo vệ mình, đây là hacker đệ nhất tín điều, giống như vậy dũng mãnh hacker không phải là không có, nhưng thường thường đều không có gì kết cục tốt. Bởi vì muốn tìm đến hắn thật sự là rất đơn giản. Như vậy hung mãnh số liệu lưu, gặp một cái diệt một cái, cái này rất rõ ràng bộc lộ ra vị trí của hắn nhưng là hắn nhưng thật giống như không sợ hãi. Cái này cũng quá kiêu ngạo rồi, nhưng là Trần Húc nhưng lại tin tưởng, tại sao lưng của hắn, tại trung quân đại doanh ở bên trong tỏa trấn chạm tinh, có thể không cho hắn có nỗi lo về sau. Trần Húc thì có như vậy một loại phi thường cường liệt cảm giác, hắn tin tưởng chạm tinh, thật giống như tin tưởng tiểu mẫn đồng dạng. Trần Húc súng mãnh lại để cho bên này hai chi đội ngũ đều kinh ngạc vạn phần, nhưng luôn luôn người không phục, thịt kho tàu rau cải xôi cùng rau trộn rau cải xôi sẽ cùng lúc trước vọt lên, bởi vì giải quyết thịt gà không tính bổn sự. Thật giống như Tam Quốc quần anh chuyện bên trong, cho dù là vũ lực giá trị thấp nhất phó tướng. Thì ra là trong lịch sử quan văn, như tào thực à như vậy, trong lịch sử ghi lại hoàn toàn là tay chói gà không chặt thái điểu, cũng có thể một người chém chết một đám tiểu binh binh. Cái kia không coi là cái gì bổn sự, cường giả chân chính, giao đấu tuyệt đối không phải máy vi tính, mà là người. Cho nên bọn hắn vọt lên, mà cảm thấy hai cổ hung mãnh số liệu lưu đụng vào, một cái công kích một cảng một cái công kích 3043 cảng. Hai người phối hợp thân mật khăng khít, Trần Húc lập tức tự ý thức được, lúc này đây đối thủ không còn là những cái kia phi thường cứng nhắc thịt gà, mà là cao thủ. Trần Húc lập tức tinh thần tỉnh táo, ha ha, người mãnh liệt. Vậy thì đến lại để cho chúng ta nhìn xem, đến cùng ai mới thật sự là mãnh tướng huynh. Trần Húc tốc độ tay lập tức tăng vọt, tại trên bàn phím bùm bùm cách cách đưa vào lấy chỉ lệnh. Cái lúc này bức tường lửa bắt đầu báo động, đều biết theo lưu đã xâm lấn. Nhưng Trần Húc không có chút nào bối rối, bởi vì hắn biết rõ, tại loại này hacker giao phong dưới tình huống bị người khác số liệu chảy đến nhập là chuyện rất bình thường, còn đối với Phương cho dù tiến vào đến chính mình trong máy vi tính thì như thế nào. Hắn được sửa đổi chính mình hệ thống mới có thể tính toán thắng. Nhưng là Trần Húc sẽ không cho bọn hắn cơ hội, vì vậy thời điểm Trần Húc công kích cũng phát động, trường giang ba điệp sóng, một lớp sóng rất cao qua một lớp sóng, Trần Húc căn bản là không đi quản người khác có thể hay không cầm xuống chính mình máy tính, bởi vì hắn cũng không có lúc kia đi quản. Hắn hiện tại muốn làm, tự là tại chính mình máy tính đình trệ trước khi đem đối phương đuổi đi ra, trực tiếp đánh chết. Cho nên Trần Húc lựa chọn chính là từ đối phương xâm lấn cảng phản công đi qua. Một đôi hai, cái này đối với tốc độ tay là cái phi thường cao yêu cầu. Bởi vì đối phương rất thông minh, hai người bọn họ người công kích phương thức đều là không giống với như vậy đối phương xử lý nhất định phải muốn tách ra ngăn cản mà ở phản kích thời điểm nhằm vào bất đồng công kích phương thức cũng nhất định phải chọn dùng phương pháp khác nhau không có một tổ mệnh lệnh là hoàn toàn có thể áp dụng tại sở hữu tất cả thủ đoạn công kích đấy nhưng phong cách bất đồng trần húc nhanh chóng đưa vào mệnh lệnh bởi vì làm địch nhân cái lúc này tiến vào hắn máy tính thời điểm hắn ip là không thể nào lại làm cái gì che giấu được rồi đương nhiên trừ phi hắn cái lúc này sử dụng hay vẫn là thịt gà nhưng cho dù sử dụng thịt gà đối phương cái lúc này cũng căn bản không có cơ hội thanh lý dấu vết lui lại rồi nói cách khác cục diện bây giờ đã là đâm lao phải theo lao cái gọi là hai hổ tranh chấp tất có một thương kế tiếp nhất định sẽ có một người rời khỏi trận đấu này trạm tinh giúp ta coi báo động lần nữa vang lên trần húc có thể chứng kiến đối phương đã tại thẩm tra chính mình đăng ký bề ngoài cái lúc này hắn quát to một tiếng đã sớm chuẩn bị cho tốt trạm tinh nhanh chóng liền nhận được trần húc trên máy tính giúp hắn tiến hành phòng ngự đã có chạm tinh tại phòng ngự, Trần Húc hoàn toàn có thể không hề giữ lại sông đi lên tiến công, hắn cái lúc này đã hoàn toàn là đem phía sau lưng của mình tặng cho trạm tinh đến bảo hộ. Mà Trần Húc sung phong liều chết phía trước, nhanh chóng phân tích phá giải ra đối phương địa chỉ IP. Ngay, hay vẫn là Australia, thịt gà tổ chính giữa một cái. Bất quá không cần lo lắng, Trần Húc lập tức đi thăm dò duyệt cái kia đài thịt gà bên trên liên tiếp, kết nối ghi chép, cứ như vậy tìm hiểu nguồn gốc sở tới, rốt cuộc tìm được cuối cùng một cái địa chỉ. Trung Quốc, Đại Liên, tiểu tử, cạo chết ngươi, Trần Húc thế như trẻ tre, trực tiếp vọt lên đi vào, cái lúc này một mặt tiến công đối phương cái này mới phát hiện mình máy tính bị xâm lấn rồi, quát to một tiếng, ta chúng chiêu rồi. Nhưng đúng vào lúc này, hắn trên màn hình bắn ra một cái đối thoại khung, ngài bức tường lửa đã mất hiệu. Lại sau đó, màn hình mãnh liệt tối sầm, giải quyết hết một cái, Trần Húc giải quyết hết một cái đối thủ về sau căn bản là không thèm nghĩ nữa đừng, rút lui trở lại tựu đi tiến công một cái khác địch nhân. Bởi vì nơi này cũng không phải hồng khách chiến trường, cho nên làm việc thủ đoạn đều không cần có bất kỳ cố kỵ, cho nên Trần Húc tại từ đối phương thịt gà rút lui lúc trở lại, căn bản không rảnh đi thanh trừ những này thịt gà bên trên chính mình tàn lưu lại tin tức, mà là áp dụng một cái là cực đoan nhất cũng đơn giản nhất phương pháp, qua sông đoạn cầu. Dầm dầm dầm, Trần Húc một đường lui, một đường ném logic quả bung. Cái gọi là logic quả bung tựu là tại đặc biệt logic điều kiện thỏa mãn lúc áp dụng phá hư máy vi tính chương trình, nên chương trình gây ra về sau hội làm cho máy vi tính số liệu mất đi, không thể theo ổ cứng HDD hoặc là nhuyễn bản dẫn đạo, thậm chí toàn bộ hệ thống tê liệt cũng xuất hiện vật lý hư hao hư giả hiện tượng. Logic quả bum phát tác thời điểm chứng bệnh cùng virus rất là tương tự, bất đồng logic quả bum bạo tạc lên kết quả cũng là không đồng dạng như vậy như Trần Húc cái này tựu là cưỡng ép xóa bỏ hơn nữa phá hư đối phương đĩa hệ điều hành phù ở dưới văn bản tài liệu, làm cho hệ thống chết máy, mà chết cơ về sau tựu sẽ phát hiện. Căn bản Khải không nhúc nhích được rồi, bởi vì Trần Húc đem hệ thống mấy cái mấu chốt văn bản tài liệu cho xóa bỏ rồi. Bất quá Trần Húc làm cũng không quá phận, hắn chỉ là xóa bỏ ổ CNTDETECT. Com hệ thống dẫn đạo văn bản tài liệu cùng ổ C Windows, si thủ dâm STEM32 ở dưới User Init. EXE -E văn bản tài liệu. Người phía trước là hệ thống dẫn đạo văn bản tài liệu, thu thập ghi chép hệ thống cố kiện tin tức, thời gian ngày, tổng tuyến phối trí khí, các màn hình phối trí khí loại hình, đưa vào thiết bị cùng thư từ qua lại thiết bị chờ chờ tin tức ghi chép. Nếu như nên văn bản tài liệu mất đi, như vậy Windows hệ thống khởi động sẽ thất bại, mà lúc này đây tự cần sử dụng ngoại bộ ổ cứng HDD dẫn đạo mới có thể tiến nhập hệ thống, hoặc là nói, trọng cài hệ điều hành. Mà User Init, EXE văn bản tài liệu tắc thì cũng là Windows hệ thống ở dưới một cái mấu chốt tiến trình, nên tiến trình quản lý bất đồng khởi động trình tự. Nếu như nên văn bản tài liệu đã bị hư hao về sau như vậy thật xin lỗi, ngài máy vi tính sẽ một mực ở vào khởi động máy đăng nhập trang web, nhưng mặc kệ ngài như thế nào đăng nhập, đều không thể tiến vào hệ thống. Tiếng xấu rõ ràng virus kỳ khí cầu, tự là lây nhiễm user init, exe cái này mấu chốt tiến trình. Nếu như người sử dụng sử dụng bình thường thủ đoạn xóa bỏ nên virus tiến trình, như vậy thật xin lỗi. Ngài máy vi tính cũng cần giáp lại, giáp nặng rồi hoặc là sử dụng hắn phương pháp của hắn dẫn đạo tiến vào hệ thống A. Cho nên nói Trần Húc loại thủ đoạn này hay vẫn là rất nhẹ đấy, bởi vì hắn chỉ dùng logic quả boom lây nhiễm đối phương địa ổ C, xóa bỏ mấy cái mấu chốt tiến trình đồng thời cũng tự động thanh trừ máy tính chính giữa địa sử dụng ghi chép. Trên thực tế cũng không có phá hư đối phương máy vi tính chính giữa nội dung. Chủ yếu bởi vì vì tất cả mọi người là luận bàn, sử dụng loại phương pháp này chỗ tốt tựu là có thể giải quyết hết cái này đài thịt gà hơn nữa sẽ không để cho cái này đài thịt gà chính giữa tư liệu lọt vào hư hao, mà ở dưới bình thường tình huống. Đối phương cũng không có cái kia công phu đi sen vào nữa loại này thịt gà việc nhỏ rồi, có thể làm cho đối phương thịt gà thoát ly chiến trường. Chỉ chớp mắt, Trần Húc phi tốc lui lại trở lại, sau đó đại mã kim đao, chém chết mặt khác cái công kích chính mình địa ra hỏa. Trần Húc cũng không biết mình chém chết chính là ai, thậm chí không biết bọn họ là chi đội ngũ kia đấy là hai người đều là đồng nhất chi đội ngũ, hay vẫn là hai người tất cả đến từ một chi đội ngũ. Những này Trần Húc đều không xen vào hắn cũng không muốn để ý tới rồi, dù sao đồng thời đối mặt hai đội hacker khiêu chiến như vậy Trần Húc đối thủ thì có 10 người. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là đến từ cái nào đội ngũ, chém nói sau. Trần Húc loại thủ đoạn này đơn giản hữu hiệu. Hắn phá hư đối phương máy tính cũng là ném đi một cái chết tuần hoàn logic quả boom làm cho đối phương địa máy tính trong thời gian ngắn không cách nào công tác. Tuy nhiên phí một ít chuyện có thể chữa trị, nhưng là tạm thời hai người kia tự không thể không rời khỏi chiến trường rồi. Mà lúc này đây trọng tử ngữ đưa tin, 4443 cảng có người xâm lấn, xác định không phải thịt gà. Ta đã bắt đầu phòng ngự, thỉnh cầu trợ giúp, vì vậy Trần Húc lập tức lại giết tới. Đại mã kim đao, rứt khoát hẳn hoi. Dùng cái này hai cái từ để hình dung Trần Húc cái kia dũng cảm tiến tới phong cách thật sự là lại chuẩn xác bất quá, cái gọi là không thể buông tha, dũng giả thắng đem làm nho nhỏ một cái cảng chất đầy số liệu lưu địa thời điểm phải làm gì. Một điểm một tia tìm địch nhân sơ hở sau đó phát động một kích trí mạng người gọi là thích khách. Một kỵ đi đầu, giết người vô số, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Loại này vi đại tướng, Trần Húc giờ phút này hiển thị rõ phong độ của một đại tướng. Mặc kệ ngươi là chủ tướng hay vẫn là giàu tương đương, người nào ngăn ta, chỉ còn đường chết. Cuồng giã tiến công phương thức, cuồng giã Trần Húc, chỉ có đích thân thân cùng hắn giao thủ thời điểm mới có thể cảm nhận được loại này cuồng dã đấy. Kích tình bắn ra bốn phía cảm giác, nhưng là loại cảm giác này tại đối phương xem ra, lại cảm giác cũng không phải tốt như vậy. Đang tại cùng Trần Húc giao thủ chính là không biết lấy cái gì tên chính giữa địa tình ca. Tình ca cái này ai đi không phải hắn hiện tại dùng đấy, nhưng là tại hồng khách liên minh bên trên thực sự là có chút danh tiếng đầu thâm niên đàn hiếu, bàn về thực lực, tình ca tối đa cũng tự so tráng niên sớm mập muốn kém hơn như vậy một ít nhưng trên cơ bản coi như là phi thường không tệ nhưng là hắn thật không ngờ mình bây giờ bị người đánh chính là không hề tính tình mà càng làm cho hắn không có tính tình chính là đối phương cũng chỉ là một cái vừa mới gia nhập hồng khách liên minh đang tại một mực tiến bộ thái điểu theo chân bọn họ bọn này áo lót đảng bất đồng hắn biết rõ đối phương ai cùng fox là nhân vật mới là vừa theo hồng khách trên chiến trường soát chia lên đến nhân vật mới nếu như nói bọn hắn chỉ là tương đối chế gia nhập vào hồng khách liên minh chính giữa mà bản thân tựu là có tương đương thực lực hacker cái kia còn chưa tính. Hacker loại này chức nghiệp, kỹ thuật bên trên thường thường muốn đột phá bình cảnh đề cao một cấp đều là rất khó đấy. Nhưng là, cái kia Fox cũng thì thôi, nhưng cái này ai, nhưng lại thật sự, một cái mới mở thủy học tập hacker. Tiến bộ của hắn có rất rất cao tầng hồng khách nhóm, đám bọn họ tại chú ý, mà ai thân phận kỳ thật rất nhiều người cũng đã sớm biết. Cỏ huyên táo giang ly đồng học, cao hiểu tiết đồng học, cùng trong truyền thuyết mạng lưới chi thần SMMS có người bình thường muốn, nhưng là không chiếm được liên hệ. Hắn vốn là một cái máy vi tính phương diện thái điểu, nhưng ngay tại gần đây mới bắt đầu chính quy học tập hacker kỹ thuật. Nhưng là hắn kiến thức cơ bản vững chắc ổn định, đối với một cái chính quy học tập lập trình gần kề nửa năm người đến nói loại này tiến bộ không thể bảo là không phải thần tốc. Nhưng thẳng đến cái kia bản hán ngữ nói đi ra về sau mọi người mới giật mình. Có lẽ người này sáng sớm học tập, tự là hán ngữ nói ai tiến bộ thật là phi thường phi thường nhanh, đừng nói là cầm hắn hiện tại cùng sáng sớm địa hắn so sánh với, coi như là dùng chi trước đó không lâu hồng khách trên chiến trường hắn địa một lần cuối cùng chiến đấu, cũng có thể nhìn ra hắn đã xưa đâu bằng nay rồi. Là SMMS lại cho hắn cái gì đó, hay vẫn là nói hắn ăn hết thập toàn đại bổ hoàn. Nhưng đều không giống, bởi vì với tư cách một gã thâm niên hacker, tình ca là có thể nhìn ra đối phương đến cùng sử dụng chính là thủ đoạn gì địa phương. Trần Húc công kích huy mãnh, lạnh thấu xương, đó là bởi vì hắn thao tác rất nhanh, hắn đưa vào mệnh lệnh rất nhanh hơn nữ hữu hiệu. Hữu hiệu chỉ lệnh đưa vào, đây là hacker đã tới trình độ nhất định về sau đặc biệt muốn chú ý đồ vật. Cái tốc độ này, sáng tạo ra hacker tầm đó thực lực cùng địa vị địa cực lớn tranh lệch. Hacker thường dùng chỉ lệnh, như NET, S, T, N, E, T, chờ chờ. Đều có các tác dụng, làm sao có thể đủ tại thời cơ thỏa đáng nhất sử dụng thỏa đáng nhất chỉ lệnh. Cái này không chỉ là cần người đại não rất nhanh tính toán năng lực, còn cần tốc độ tay cùng đại não cùng tay bộ cân đối. Đây là một cái bình cảnh, cường đại hacker như lam sắc bảo bối, mỗi phút đồng hồ có thể đưa vào 60 đầu đã ngoài địa hữu hiệu mệnh lệnh, đây đã là phi thường đáng sợ được rồi. Phải biết rằng, cái này chẳng khác nào cơ hồ là một giây đồng hồ tự đánh ra một cái mệnh lệnh, cơ hồ là không thông qua đại não đến cân nhắc đấy. Dựa theo tình ca địa tính ra, Trần Húc hiện tại tốc độ tay tối thiểu lên 35, 30 đã ngoài là cái khảm, đây là giới hacker công nhận, tốc độ tay có thể bên trên 30 người mới có thể được gọi là hacker. Có người nói ta đem những này mệnh lệnh thiết phi phím tắt, từng bước từng bước theo như là được, cái kia nhiều đơn giản à. Nào có chuyện đơn giản như vậy tình, hacker công kích ngay lập tức thiên biến vạn hóa, đưa vào mệnh lệnh thời điểm cơ hồ hoàn toàn là thuộc về vô ý thức phản xạ có điều kiện mà căn bản cũng không có suy nghĩ thời gian. Hơn nữa phải biết rằng, hacker địa thường dùng chỉ lệnh có bao nhiêu đầu tối thiểu vài trăm đầu, vài trăm đầu chỉ lệnh thông qua phím tắt là phương thức đến sử dụng đi ra. Có cái kia công phu người không bằng hoàn toàn mà đem chỉ lệnh toàn bộ đều cho nhớ kỹ. Tình ca bình quân tốc độ tay là 32, cao nhất tốc độ tay có thể tăng vọt đến gần 40. Mà hacker chiến đấu loại chuyện này, thường thường tự là địch cường ta cũng cường. Cho nên cái lúc này tình ca phát hiện mình tốc độ tay kỳ thật đã là đạt đến ngọn núi cao nhất. Nhưng vì cái gì không bằng đối phương đâu này. Hiện tại Trần Húc cơ hồ tựu là dùng lực lượng một người tại cùng hắn và thịt của hắn gà làm đánh nhau chết sống, tay của mình nhanh chóng chiếm ưu, mà hết lần này tới lần khác lại có nhiều như vậy thịt gà, vì cái gì không thể lấy được ưu thế. Thịt của hắn gà giống như bị đối phương chém dưa thái rau đồng dạng, một đao chính là một cái. Bởi vì phòng thủ, Tình Ca lập tức liền phát hiện rồi, hắn mỗi phút đồng hồ đưa vào gần 40 cái mệnh lệnh, nhưng trong đó một nửa đều là phòng thủ để chống đỡ đối phương tiến công đấy còn đối với phương 35 đầu chỉ lệnh tắc thì hoàn toàn dùng cho tiến công. Cao thấp lập phán à, hắn vậy mà không có để lại mảy may tinh lực đến phòng thủ. Hắn thật sự dùng vì lần này hacker giải thi đấu là tinh khiết hữu nghị tính chất, coi như mình IP bị bại lộ cũng không có chuyện gì sao. Hắn loại thái độ này, căn bản là không xứng làm một cái hacker. Bởi vì hacker tranh đấu cũng không phải trò đùa, rất nhiều hacker đều có nhận không ra người một mặt. Hoặc là nói bọn hắn không muốn bạo lộ mình ở trên mạng thân phận. Cho nên một khi bị bạo lộ, cái kia đối với hacker mà nói tựu là lớn nhất thất bại. Thật giống như lần trước SMMS trừng phạt hung hăng càn quấy sờ đồng dạng. Công khai vạch trần lộ ra bọn hắn tất cả mọi người thân phận, cái này là đối với bọn họ lớn nhất trừng phạt. Tình ca cảm giác mình cũng muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát tiểu tử này rồi. Dưới mắt tỷ thí thật giống như chính mình muốn một mặt đề phòng đối phương, một mặt tiến công đồng dạng, phân tâm nhị dụng kết quả tự nhiên là so ra kém hắn toàn tâm toàn ý toàn lực tấn công mạnh. Mà tình ca có một điểm không thừa nhận cũng không được đúng là, như nếu đổi lại là chính mình, không nói đến mình có thể không thể hoàn toàn yên lòng tấn công mạnh mà không để phòng thủ. Đơn tựu phong cách mà nói, hắn cũng không cách nào làm được Trần Húc như vậy cuồng dã cùng kích tình. Phong cách, thói quen, đem làm một cái hacker đặc biệt chú ý tới mình phòng thủ lúc, như vậy hắn tiến công tự không thể tránh né hội bó tay bó chân. Đương nhiên, hacker chưa hẳn cũng là muốn lớn như vậy khai đại hạp, tình ca công kích cũng có chính mình đặc thù phương thức tránh đi mũi nhọn, vượt qua đối phương mạnh nhất, lợi dụng thịt gà hấp dẫn xử đối phương đằng không ra tay để đối phó chính mình. Tình ca tự lợi dụng loại phương pháp này, vượt qua Trần Húc tiến nhập hắn hệ thống. Mà đang lúc hắn chuẩn bị phá hư hệ thống lấy được thắng lợi thời điểm, lại phát hiện mình số liệu nước lũ đánh lên một mặt tấm chắn. Chạm tinh tại Trần Húc sau lưng. Tình ca máy vi tính rất nhanh tựu đã mất đi khống chế mà bị Trần Húc công hãm rồi lần nữa giải quyết hết một gã đối thủ Trần Húc cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại mà tự chạy về phía kế tiếp chiến trường, dơ lên trường đao bổ về phía kế tiếp địch nhân. Mà tình ca lúc này thời điểm nhưng lại sửng sờ ở chính mình trước máy vi tính. Cỏ huyên táo Giang Ly, nhất định là nàng, tình ca đã từng cùng cỏ huyên táo Giang Ly đã giao thủ, vừa rồi cái loại này phòng thủ không chê vào đâu được cùng thời khắc mấu chốt chí mạng một đao, cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu. Cỏ huyên cũng không phải một cái tốc độ tay thật nhanh nữ hài tử, nàng bình quân tốc độ tay chỉ có mỗi phút đồng hồ 40 lần hữu hiệu phát ra, đây là hồng khách liên minh có chút thân phận đám hacker cũng biết đấy. Tuy nhiên mỗi giây 40 động nghe rất cao, nhưng là tương đối với cỏ huyên thực lực mà nói, nàng đã là thuộc về cái loại này tốc độ tay đặc biệt chậm tuyển thủ rồi. Hồng khách liên minh cấp cao nhất cái đám kia người, cái nào bình quân tốc độ tay không tại 55 đã ngoài. Nhưng là cỏ huyên đáng sợ nhất chính là, nàng 40 tốc độ tay, là có thể cùng những cái kia 60 đã ngoài cao thủ địa vị ngang nhau. Bởi vì nàng chi tiết, tỉ mỉ thao tác, tên gọi tắt hơi thao. Hacker đưa vào chỉ lệnh một là cần tốc độ, thứ hai tựu là cần chỉ lệnh tính chính xác, mà ở tính chính xác phía trên còn có một cảnh giới. Chỉ lệnh hữu hiệu tính, chính xác chỉ lệnh cùng hữu hiệu chỉ lệnh cũng không phải hoàn toàn một sự việc. Chính xác chỉ lệnh chỉ là yêu cầu hacker cái này một giây đồng hồ phát ra chỉ lệnh là chính xác, là có thể phát ra nổi nhất dùng đấy. Nhưng là hữu hiệu tính thì là chỉ hacker cái này một giây đồng hồ phát ra chỉ lệnh là có thể khắc chế đến đối phương, hơn nữa phát ra nổi rất đại tác dụng đấy. Đơn giản đánh cho cách khác, chính xác thao tác thật giống như một gã quyền thủ công kích được đối phương trên người số lần, mà hữu hiệu thao tác, tắc thì tựu là công kích đến đối phương chỗ hiểm thao tác. Muốn phát ra như vậy thao tác phương thức, đầu tiên một cái tính quyết định nhân tố tựu là tính nhầm tốc độ phải nhanh. Thậm chí nếu có thể biết trước đến đối phương thao tác sau đó kịp thời sử dụng hữu hiệu thao tác. Đối với hacker mà nói, mỗi phút đồng hồ 30 lần chính xác phát ra là cái khảm, nhưng là hữu hiệu thao tác, mỗi phút đồng hồ nếu có 10 đầu hữu hiệu thao tác. Cái này hacker coi như là có nhất định trình độ, cho dù cường như lam sắc bảo bối. Bình quân mỗi phút đồng hồ 60 động tốc độ tay, hữu hiệu thao tác mệnh lệnh tuyệt đối không cao hơn 25 đầu. Mà có huyên táo giang ly, thì ra là chạm tinh, nàng bình quân tốc độ tay chỉ có mỗi phút đồng hồ 40 động, nhưng là nàng địa hữu hiệu thao tác lại cùng lam sắc bảo bối tương xứng nói cách khác nàng hữu hiệu thao tác xác suất thành công là 60%. Toàn bộ hồng khách liên minh cao nhất, đây là một cái lại để cho người núi cao ngưỡng dừng lại cảnh giới, mà ngay cả lam sắc bảo bối đều không phải không thừa nhận, chính mình cái đồ đệ. Tại hữu hiệu thao tác bên trên đã vượt xa nàng, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam. Cho nên tình ca thoáng cái tự nhận ra được, tại ai sau lưng, dĩ nhiên là cỏ huyên táo giang ly khó trách tiểu tử này hội toàn tâm toàn ý một mặt tiến công, mà triệt để địa buông tha cho hắn phòng thủ. Bởi vì hắn biết rõ, phía sau hắn có một cái hữu hiệu thao tác tại 60% đã ngoài cao thủ đang ngồi chấn. Tình ca bất đắc dĩ thở dài, đẩy ra bàn phím, bên cạnh vài tên đồng đội cái này mới phát hiện hắn đã đã thất bại. Vội vàng kêu lên, người thua, là chúng ta thua, tình ca thở dài, chính diện thao tác bên trên chúng ta không ai có thể chống đỡ được cái kia chỉ biết tiến công tên điên, mà ở phía sau hắn là cỏ huyên phụ trách phòng thủ. Cỏ huyên, tình ca có chút ghen ghét nhìn màn ảnh. Ai, người cũng đã biết, từ khi Lam Sắc bảo bối đại tỷ lập gia đình về sau, cỏ huyên cũng đã là trong nước chưa lập gia đình nữ hacker trong nhất đỉnh tiêm, nghe nói nàng địa tướng mạo cũng là tuyệt hảo, vô số hacker tình nhân trong mộng. Mà ngươi hà đức hà năng, có thể làm cho cỏ huyên táo giang ly trở thành ngươi thuẫn. Ngươi lại hà đức hà năng, có thể làm cho cỏ huyên táo giang ly cam tâm tình nguyện địa buông tha cho tiến công, mà Cam Tâm yên lặng canh giữ ở người sau lưng. Phải biết rằng, cỏ Huyên chính thức cường đại địa phương không tại ở nàng phòng thủ, mà ở tại nàng tiến công. Trần Húc cũng không biết nhiều như vậy, chạm tinh với hắn mà nói là cái mê đồng dạng nữ hài nhi. Kỳ thật bên cạnh hắn đấy, ngoại trừ Cao Hiểu Tiết so sánh thẳng tâm nhãn bên ngoài, mặt khác hai cái nữ hài nhi cũng giống như mê đồng dạng. Cho dù là nhất ngay thẳng Cao Hiểu Tiết, cũng có không muốn người biết tâm tư, cái gọi là nữ hài tâm tư nam hài ngươi đừng đoán. Trần Húc dứt khoát cái gì đều không đi muốn. Mà đối với Trạm Tinh, hắn cũng không biết cỏ huyên táo giang ly tại hồng khách liên minh chính giữa địa địa vị cùng chính thức địa thực lực, nhưng là hắn chỉ bằng lấy trực giác, hắn tin tưởng Trạm Tinh, hắn tin tưởng Trạm Tinh có thể giữ vững vị trí phía sau lưng của hắn. Không bởi vì khắc địa, đơn giản là tín nhiệm, hôm nay còn có 7 tên địch nhân, nhưng phải biết rằng tráng niên sớm mập cũng không phải đèn đá cạn dầu. Tuy nói là Trần Húc phụ trách chủ công, nhưng đem làm đối phương rơi xuống trong tay hắn thời điểm tên mập mạp chết bầm này cũng là sẽ không bỏ qua đấy. Cho nên rất nhanh, tráng niên sớm mập giải quyết hết hai cái, hai người này phân biệt đến từ chính rau cải sôi đội cùng mặt khác một chi không biết lấy cái gì tên đội ngũ. Mà khi nghe nói ai người đứng phía sau dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh cỏ huyên lúc, không biết lấy cái gì tên mấy người khác khí thế lập tức tụ nỗi rồi. Nếu như khí thế đạt không đến, cái kia rõ ràng chính là muốn yếu hơn một cái bậc thang, nhất là đem làm bọn hắn đối mặt Trần Húc loại khí thế này như cầu vồng hacker lúc, càng là vô lực. Cho nên rất nhanh, không biết lấy cái gì tên lại có hai người bị Trần Húc chém ở dưới ngựa, mà chỉ còn lại cuối cùng một người, áp lực tâm lý càng là lập tức đạt đến một cái đỉnh phong. Mà lúc này đây hắn lại gặp trọng tử ngữ từ phía sau đánh lén. Vốn là dùng thực lực của hắn, trọng tử ngữ hay vẫn là không đủ xem đấy. Nhưng cái lúc này người nọ nỗi lòng đã rối loạn, cường đại áp lực tâm lý khiến cho hắn thao tác liên tiếp phạm sai lầm, lại bị trọng tử ngữ cho giải quyết. Không biết lấy cái gì tên, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại rau cải sôi đội rồi, mà lúc này đây rau cải sôi đội cũng bị Trần hút lại cạo chết một cái, còn thừa lại cuối cùng hai người. Nguyện đánh bạc chịu thua, không biết lấy cái gì tên năm người vốn là uể oải thoáng một phát, lại sau đó đồ thống thống cười. Tuy nhiên trong nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng là cuộc tỉ thí này bọn hắn thua coi như là tâm phục khẩu phục rồi. Là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là bọn họ biết rõ, cả cuộc chiến đấu, đối phương cỏ huyên táo Giang Ly căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ trình độ. Mà cái kia ai, tiến bộ của hắn cũng là thần tốc, có thể lường trước chính là, trong tương lai, ai tuyệt đối có thể trở thành một khỏa Trung Quốc, giới hacker, mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới. Nhưng là, hắn không thể tổng dựa vào cỏ huyên đưa cho hắn phòng thủ A. Một đám người thảo luận thoáng một phát tổng kết nói, hắn tiến công còn như vậy rèn luyện xuống dưới, quả nhiên là đem làm người đỗ rồi nhưng loại này phong cách thật giống như thất thương quyền đồng dạng, cơ hồ là trước thương mình, sau đả thương người, hắn loại này phong cách thậm chí có thể cho hắn giải quyết so với chính mình còn muốn đối thủ cường đại, nhưng lại rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy lỗ thủng cho hắn một kích chí mạng. Nhưng cái lúc này Trần Húc lại đánh chính là rất thoải mái. Chiến đấu chân chính lại để cho Trần Húc càng thêm lĩnh ngộ đã đến mình bây giờ phong cách, cái loại này chỉ cần toàn lực tấn công mạnh không cần muốn đi thi lo phòng thủ vấn đề, chính là hắn phong cách lớn nhất biểu hiện. Mà hắn, cũng hoàn toàn chính xác không cần phòng thủ. Bởi vì cho dù không có chạm tinh tại phía sau của hắn, hắn đã có tiểu mẫn. Tiểu mẫn là trên cái thế giới này cường đại nhất thuẫn, mà Trần Húc chỉ cần một lòng cố gắng, thành vi trên cái thế giới này cường đại nhất mâu là được rồi. Mà lúc này đây không có, nhất kiến thủ đại khái tựu là Ngô Nguyên rồi. Từ khi mới vừa gia nhập đến cái này hệ thống chính giữa, Ngô Nguyên nhiệm vụ tựu là cho cái này hoàn toàn chạy trần chuồng thao tác hệ thống bên trên đánh đầy miếng vá. Cho tới bây giờ, mặc dù đối với phương chỉ còn lại cuối cùng hai người, mà bên này nhưng lại một người đều không có tổn thất dưới tình huống, ngô nguyên lại hay vẫn là tại cẩn trọng bổ toàn bộ lấy cái này ngàn vết lở loét trăm lỗ thao tác hệ thống. Hacker tại chiến đấu chính giữa cho hệ thống đánh miếng vá cũng không phải là người bình thường theo Microsoft website game cao thấp tái miếng vá sau đó chỉ cần đắp bậc click lắp đặt là được rồi đơn giản như vậy. Đầu tiên, nếu như là lắp đặt, như vậy tự cần đem lắp đặt phân bản tài liệu khảo lọt vào trong tầm mắt nhãn hiệu hệ thống chính giữa mấy trăm mẹ nó bước qua chứ thứ đồ vật à, khảo đi vào lên giá thời gian bao nhiêu. Cho nên đám hacker đều là chọn dùng ổ đĩa cứng chiếu dọi phương pháp, đem đối phương đĩa hệ điều hành chiếu dọi đến chính mình máy tính chính giữa. Mà đánh miếng vá, cũng không phải hoàn toàn sử dụng lắp đặt bao, rất nhiều tình huống hạ đều là mình sửa chữa hệ thống thiết trí. Bởi vì Microsoft miếng vá thăng cấp bao là vì chiếu cố toàn thể người sử dụng, loại này thăng cấp bao nhất định phải chọn dùng đồ ngốc thức thao tác. Cho nên Microsoft thăng cấp cơ hồ tự là không cần người sử dụng đi xoa bóp khóa, hoàn toàn là mình download thành công về sau tự động lắp đặt. Ví dụ như cái nào đó văn bản tài liệu là cần thăng cấp, Microsoft không sẽ nói cho người biết cái này văn bản tài liệu tại cái gì vị trí mà là mình tự giải quyết. Như vậy thăng cấp phương thức tuy nhiên rất giản tiện nhưng là cũng không thích hợp đám hacker đến sử dụng, mà ngôn nguyên tự là vừa dùng chính mình giải áp chỉnh hợp lắp đặt bao đến đánh miếng vá, một mặt đồng thời đi sử dụng tay động phương thức đi đền bù mấu chốt tính lỗ thùng hiện tại cho dù là thắng lợi ngay tại trước mắt ngô nguyên lại hay vẫn là ở nơi nào cẩn trọng làm lấy loại này rất nghiêm túc thái độ xem tại tráng niên sớm mập cùng chạm tinh trong mắt cũng nhịn không được thỏa mãn nhẹ gật đầu tuy nhiên ngô nguyên hiện tại kỹ thuật không được hắn không có giống trần húc như vậy thiên phú còn có smms cho hắn thiên vị chỉ đạo nhưng là tụ hướng về phía hắn loại này rất nghiêm túc thái độ tối đa sau so trần húc muốn dùng nhiều một chút thời gian hắn cũng là có thể trở thành một gã cao cấp hacker đấy về phần đỉnh cấp cái này cần xem Ngô Nguyên tạo hóa nữa. Có thể nói trận này tỷ thí, Tráng Niên sớm mập cùng Trạm Tinh đều không có dùng đem hết toàn lực, cho nên bọn hắn hiện tại có rảnh quan sát những người khác cách làm. do đó làm được trong lòng hiểu rõ. Trạm Tinh phần lớn thời gian đều tại quan sát Trần Húc, theo dưới mắt cuộc tranh tài này nhìn lại, nàng phát hiện Trần Húc còn có rất lớn tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực. về hắn cái chủng loại kia đấu pháp phong cách, về hắn thao tác, về tay của hắn nhanh chóng. Trần Húc cũng không có đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại tuy nhiên rất mệt a, à, bởi vì phải biết rằng chiến đấu đến bây giờ hắn không biết phát ra bao nhiêu đầu chỉ lệnh rồi, không phiền lụy mới là lạ. Nhưng là Trần Húc cũng rất phấn khởi, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn làm làm một cái hacker chém giết như thế chi thoải mái. Mà ở thoải mái ở bên trong cũng làm cho hắn nhận thức rất nhiều trước kia đọc sách học tập thời điểm căn bản là nhận thức không đến đồ vật. Trần Húc tại từng giọt từng giọt tiến bộ chính giữa, hướng phía thế giới đệ nhất hacker mục tiêu, không ngừng tiến bộ trận này tam quốc đại chiến cuối cùng nhất dùng trần húc bọn hắn chỗ cỏ đuôi chó đội toàn thắng mà chấm dứt cái gọi là toàn thắng thời khắc cuối cùng rau cải sôi đội còn lại hai người đều bị trần húc cho chém ở dưới ngựa trần húc cơ hồ là dùng lực lượng một người đánh bại đối phương bảy tên hacker đương nhiên cái này không có ly khai chạm tinh tại sau lưng của hắn phát ra nổi tác dụng cái này vốn chính là một hồi hữu nghị tính chất còn hơn cuối cùng nhất kết quả tỉ thí cho nên tại trần húc bọn hắn đã lấy được thắng lợi về sau Mặt khác hai chi đội ngũ tựu rất hào phóng biểu đạt chính mình chúc mừng, hy vọng có cơ hội lại cùng Trần Húc bọn hắn luận bàn thoáng một phát. Vốn là Tình ca là còn muốn một lần nữa cho Trần Húc chỉ điểm vài câu, nhưng nghĩ đến chính mình vừa rồi mới được cho tươi sống chụp chết, cái lúc này lại dùng một loại tiền bối chỉ điểm hậu bối thái độ mà nói lời nói đoán chừng không hợp thích lắm, huống chi người ta bên người có cỏ huyên táo Giang Ly đâu rồi, cái đó dùng được lấy chính mình đến nói nhảm. Cho nên Tình ca cũng rất dứt khoát chúc mừng thoáng một phát hy vọng bọn hắn có thể lấy được rất tốt thành tích, sau đó cũng tự không nói. Lần này hacker giải thi đấu đếm ngược vòng thứ 3 chấm dứt, ra ngoài ý định chính là, vốn tổng cộng 9 tổ 27 chi đội ngũ, có thể đến nơi này một vòng trận đấu thời điểm vậy mà chỉ đánh cho một hồi chính quy trận đấu, hay vẫn là lam sắc bảo bối cái kia tiểu tổ đánh chính là. Còn lại 8 tổ tổng cộng 24 chi đội ngũ, vậy mà phi thường ăn ý đồng thời lựa chọn tam quốc hỗn chiến, giải quyết riêng trận đấu, mà đợi đến lúc đếm ngược vòng thứ ba vừa mới chuẩn bị khai hỏa lúc, thậm chí có 17 chi đội ngũ đồng thời tuyên bố chính mình tài nghệ không bằng người, rời khỏi trận đấu. Trong đó 16 chi là mặt khác 8 tiểu tổ tam quốc đại chiến hậu thua trận cái kia hai chi đội ngũ, còn có một chi là lam sắc bảo bối cái kia tổ đấy. Đã được biết đến đối thủ của mình dĩ nhiên là hồng khách liên minh đại tỷ đầu, người ta rất dứt khoát buông tha cho trận đấu rồi. Cái này nhưng làm hồng khách liên minh cao tầng cho như vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Hết cách rồi, hacker tinh thần là tối trọng yếu nhất một đầu tựu là tự do. Những này đám hacker cả đám đều tản mạn đã quen, dù sao hồng khách liên minh tuy nhiên là quân đội bối cảnh nhưng là cho tới bây giờ tựu không có gì cao thủ tự cho là mình tựu tài trí hơn người. Tất cả mọi người là phi thường bình thản nói chuyện phiếm, bất kể là ai, chỉ cần không quá phật, khai hay nói giỡn cũng đều không sao địa phương. Cho nên cái này là tự do quá mức địa kết quả à. Hiện tại không có người đi lý tổ ủy sẽ an bài như thế nào nhật trình, chương trình trong một ngày bề ngoài rồi, chính mình đánh một lần thoải mái qua thế là được. Dù sao, đó cũng không phải đặc biệt gì chính quy địa trận đấu. Nhưng cái này đã có thể khổ những cái kiểu web portal chuẩn bị theo dõi báo cáo phóng viên rồi. Vốn hacker giải thi đấu trước hai đợt đều là không có gì đáng xem đấy. Đã đến vòng thứ ba thì ra là 27 cường thi đấu thời điểm cái này mới có xem chút. Bởi vì lúc trước một ít thực lực không đủ đội ngũ đều bị loại bỏ rồi, trận đấu đánh đến nơi đây mới được là gai cấn địa thời điểm. Nhưng vấn đề là vậy mà những này tản mạn đã quen đám hacker cả đám đều không đem tổ ủy hội để vào mắt. Bọn hắn hưng đi lên chính mình kéo bè kéo cánh tựu đi tư đấu rồi. Nghe nói còn có hai chi đội ngũ trao đổi tiểu tổ. Hacker phân tổ về sau nhất định là không thể trao đổi, thật giống như ôn cấp phân tổ thời điểm Trung Quốc không muốn cùng Brazil một tổ, muốn đổi đến một cái thực lực so sánh yếu đích tiểu tổ đi. Làm sao có thể cho người đổi đâu này? Nhưng những này tản mạn đám hacker vốn chính là ôm đến đùa tâm tình dự thi, kết quả có hai chi đội ngũ trao đổi đội tên. Dù sao bọn hắn đội tên đều là tùy tiện thức dậy, lại không có gì đặc thù ý nghĩa dùng để dương danh lập phản. Cho nên tự xuất hiện đổi tổ tình huống, bi kịch à, không khách liên minh người sáng lập Lion lão đại tại biết rõ chuyện này về sau nhịn không được rút rút khóe miệng. Nói một câu kinh điển, có tổ chức, không kỷ luật. Cho nên hiện tại chín cường sinh ra đời, chín chi đội ngũ tổng cộng 4-15 người tề tụ tại một cái nói chuyện phiếm trong phòng, làm sắc bảo bối đại tỷ tại chỉ vào bọn này có tổ chức không kỷ luật lũ tiểu tử thống mà. Tại hồng khách liên minh chính giữa, người sáng lập Lion cùng mấy cái nam tính đám hacker cũng rất tản mạn, đối đãi bình thường một vài vấn đề là cũng đều là cảm thấy cái này không sao cả, cái kia cũng không sao cả. Dù sao mọi người không đều là đến đùa nha, có thể bên cạnh chơi bên cạnh học kỹ thuật là tốt nhất rồi. So sánh dưới, tại thái độ bên trên hay vẫn là nữ hài tử so sánh chăm chú. Cho nên hồng khách liên minh làm cái gì hoạt động các loại, đều là lam sắc bảo bối ra mặt, cho nên bảo bối đại tỷ tại hồng khách liên minh chính giữa địa vị là phi thường cao đấy. Đơn giản làm xương hô giống như là mẹ vợ, n, hồng khách liên minh lũ ra xúc đối với bảo bối đại tỷ là bảy phần tôn kính ba phần sợ hãi, cái lúc này bị nàng mắng, nguyên một đám đang nói chuyện thiên trong phòng đại khí cũng không dám ra ngoài, nhưng là bí mật cũng tại cùng trận tiếp theo cùng chính mình phân một tổ địa đội ngũ nói. Này, chúng ta lại làm cái tam quốc tranh phách thế nào dạng? Bên kia trả lời, tốt tốt. Ngược gây án ai, bảo bối đại tỷ bây giờ còn đang nói giải thi đấu lúc không được lén giải quyết đấy, nhưng liên tục đánh lưỡng cuộc tranh tài không có ý nghĩa à. Tam quốc tranh phách rất tốt chơi ai, hai người các ngươi ra hỏa đều đi chết đi, làm sắc bảo bối đều nhanh muốn làm tức chết, những cái thứ này quá tản mạn đi à nha. Nếu bình thường trận đấu yêu chơi như thế nào chơi như thế nào, nhưng bây giờ tốt xấu là mấy đại web tổ đều tại theo dõi đưa tin rất, bọn này lũ ra xúc lại vẫn như vậy. Còn dám ngược gây án. Thật sự là tức chết người đi được, hồng khách trong liên minh chưa nói tới ai đến lãnh đạo ai. Hoặc là nói đám người kia nguyên một đám địa cũng không phải cái loại này chịu làm lãnh đạo người. Đem làm lãnh đạo nhiều mệt mỏi à, vừa muốn quan tâm cái này vừa muốn quan tâm cái kia. Phiền toái à, cho nên hồng khách liên minh chính giữa hào khí cũng một mực rất tốt, giữ vững đám hacker tự do tính. Mà loại này hào khí là cùng lion, làm sắc bảo bối cố gắng phân không mở đích. Bởi vì tựu là tại cố gắng của bọn hắn xuống mới khiến cho Hồng Khách Liên Minh một mực dùng quân đội làm hậu trường, nhưng là chưa từng có lại để cho quân đội chính thức khống chế được. Đây cũng là Hồng Khách Liên Minh chúng mọi người tôn kính làm sắc bảo bối nguyên nhân. Bây giờ nhìn bảo bối đại tỷ nổi giận, một cái hai cái đều chung thực cùng chim cút tựa như. Trên cơ bản hiện tại chín mạnh đội ngũ, ngoại trừ Trần Húc, trọng tử ngữ cùng ngô nguyên bên ngoài, những thứ khác đều là hồng khách liên minh cao tầng tinh anh nòng cốt rồi, cho nên ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mọi người nói như thế nào cũng muốn cho Lam sắc bảo bối đại tỷ vài phần chút tình mọn. Cho nên chín cường thi đấu tranh đấu, không thể lại trò đùa giải quyết riêng rồi. Mỗi một chi đội ngũ đều muốn đánh lưỡng cuộc tranh tài, lưỡng đứng toàn thắng người tiến vào cuối cùng tam cường tranh phách chiến. Nhưng là tại đây tiểu xuất hiện một vấn đề, nói thí dụ như một tiểu tổ chính giữa có A, B, C ba chi đội ngũ, nếu như A thắng B, B thắng C, C rồi lại thắng A này trùng loại giống như thạch đầu cây kéo bố tình huống ứng nên xử lý như thế nào đâu này. Vô luận là đạt được, hay vẫn là thắng bại quan hệ đều không thể xử lý tình huống như vậy, nếu không cắt yêu đại thúc tụ cũng không phát minh cái kia khác nhau đầu cuối, bộ phận kết nối cơ chuyên môn chơi chơi đoán số rồi. Vốn lam sắc bảo bối là muốn nói loại tình huống này khả năng không lớn sẽ phát sinh, hơn nữa cho dù đã xảy ra tổ ủy hội có thể thông qua bình phán tiêu chuẩn đến giải quyết. Chủ yếu bởi vì là, lần này hacker giải thi đấu cũng không phải cái loại này rất chính quy trận đấu, sớm tự xác định tham gia trận chung kết đội ngũ số lượng, ví dụ như dùng hai lần phương đếm lựa chọn sử dụng đội ngũ, 2, 4, 8, 16, 32. Những này đều có thể một hồi một cuộc tranh tài đánh tiếp xuống mà sẽ không xuất hiện loại tình huống này đấy. Nhưng lần này hacker giải thi đấu hậu kỳ phân tổ hoàn toàn là căn cứ đội ngũ số lượng đến lựa chọn một cái tối ưu hóa phân tổ lựa chọn, cho nên cái lúc này sẽ xuất hiện loại này so sánh xấu hổ cục diện rồi. Lam sắc bảo bối có thể để xác định, nếu như buông ra lại để cho đám người kia đánh, bọn hắn cam đoan có thể đánh nhau ra tám tiểu tổ đều là cái kéo thạch đầu bố tình huống. Cho dù là cố ý đánh thành như vậy, bởi vì này bầy lũ gia súc thật sự đều là một đám rỗi rãnh được nhất cả trứng ra hỏa, hơn nữa đây cũng là hacker giải thi đấu lệ cũ. Tại quốc tế hacker giải thi đấu lên, sẽ không nghe nói cái đó một lần hacker giải thi đấu trong không có hacker đi cho chủ sự phương quấy rối đây là truyền thống. Cho nên suy nghĩ một chút lam sắc bảo bối đã cảm thấy không thể như vậy đánh, nếu không đám người kia tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì chuyện tốt đến. Cuối cùng lam sắc bảo bối tự cùng Lion thảo luận thoáng một phát, bọn hắn chỗ chính là cái kia tiểu tổ rời khỏi đang tiến hành hacker giải thi đấu, như vậy chỉ còn lại 8 chi đội ngũ, hai đấu vòng loại vừa vặn đánh vòng tứ kết. Có thể bọn hắn vừa nói như vậy, hồng khách liên minh những này dỗi dãnh được nhất cả chứng bọn nhỏ tự không muốn, Nguyên một đám không nên kêu nói. Lam sắc bảo bối cùng Lion xem thường bọn hắn những thức ăn này đều khinh thường theo chân bọn họ đánh. Sau đó nguyên một đám đang nói chuyện thiên trong phòng khóc thiên đập đất phát vô số ứng dụng kêu kêu biểu lộ đến xoát bình một phòng đều đang khóc nói đại thần chèn ép nhân vật mới khí Lion lão đại một cái kính cười khổ Lam sắc bảo bối đều muốn giết người rồi cuối cùng hết cách rồi Lam sắc bảo bối chỉ có thể đem chính mình cùng Lion đội ngũ với tư cách cuối cùng quán quân hạt giống đội nói cách khác bọn hắn không tham gia top 8 trận đấu, mà top 8 đấu vòng loại cuối cùng quyết ra quán quân, tắc thì đem lại theo chân bọn họ cái kia tiểu tổ đánh một hồi thi đấu hữu nghị. Vừa nói như vậy, làm sắc bảo bối đều cảm thấy có chút không có ý tứ. Bởi vì này không phải là tương đương trực tiếp cho mình một cái trận chung kết danh ngạch sao. Top 8 trận chung kết ngược lại là cuối cùng vòng bán kết rồi. Nhưng này hạ đám người kia nhóm, đám bọn họ phản mà không có ý kiến rồi. Bởi vì lam sắc bảo bối cái kia tổ 5 người không có dự bị, theo thứ tự là lam sắc bảo bối, lion, phong truy ánh trăng, hải vận. Còn có một người, là lần này chuyên môn khách đến thăm xuyến, lam sắc bảo bối tiểu muội Argentina hacker nữ vương Sigma. Lam sắc bảo bối cùng lion tự nhiên không cần nhiều lời, một cái là chức nghiệp súng bắn tiểu một cái là hồng khách liên minh người sáng lập, mà phong truy ánh trăng cùng hải vận cũng là hồng khách liên minh chính giữa tư cách nhất lão, kỹ thuật tốt nhất một thành viên. Phong truy ánh trăng am hiểu virus, mà Hải Vận Tắc thì cơ hồ không có hắn không biết đồ vật, tại Hồng khách liên minh diễn đàn thượng Hải Vận có một ngoại hiệu gọi là Hữu vấn tất đáp. Về phần Argentina hacker nữ Vương Sigma, cái này càng không cần phải nói, cũng là thế giới đỉnh cấp tồn tại. Cái này chi tiểu tổ, dùng làm cuối cùng khảo nghiệm quán quân đá thử vàng lại thích hợp bất quá rồi. Cho nên làm thành như vậy, nguyên gốc mỗi người gọi náo lấy lũ ra xúc lập tức tựu trung thực rồi, tùy ý làm Sắc Bảo Bối đã tiến hành kế tiếp rút thăm. Trần Húc bọn hắn cỏ đuôi chó đội ngũ, giúp thăm được đội ngũ tên gọi là Hắc Thiên Ma Thần, cái này đội ngũ danh tự tuy nhiên so sánh phong cách, nhưng là trong đội thành viên danh tự tự so sánh khôi hài rồi, theo thứ tự là Đại Hắc, Hai Hắc, Ba Hắc. Đến năm Hắc, thật tốt nhớ danh tự à, không biết lại là cái đó bầy rỗi rãnh được nhất cả trứng lũ tiểu tử làm ra đến áo lót. Nhưng Trần Húc cái lúc này tâm tình lại bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết rõ, giúp thăm được ai cũng là giống nhau. Bởi vì đã đến cuối cùng chín mạnh, ở chỗ này không có khả năng tạm biệt có cái loại này thật giả lẫn lộn đội ngũ, kế tiếp mỗi một cuộc tranh tài đều là trận đánh ác liệt. Có thể đánh tới chín cường, hôm nay đã có thể nói là Trung Quốc giới hacker đỉnh cấp một nhóm người vật rồi, thật muốn dựa theo thực lực mà nói, hôm nay Trần Húc bọn hắn cỏ đuôi chó đội, thực lực không hề nghi ngờ là yếu nhất đấy. Tuy nhiên Trạm Tinh cùng Tráng Niên sớm mập thực lực rất cường, nhưng là Tráng Niên sớm mập mình cũng nói, hôm nay còn lại mặt khác tám chi đội ngũ bài trừ lam sắc bảo bối bọn hắn không nói chuyện, còn lại 7 chi, 35 người, chỉ sợ tìm không ra thực lực so tráng niên sớm mập còn phải kém người rồi. Nếu như ta không có đoán sai cái này chi hắc thiên ma thần đội trưởng hẳn là thiên sát tinh hắc toàn phong, a à, đương nhiên không phải lý quỷ, mà là hắn ai đi đã kêu hắc toàn phong. Trạm tinh phỏng đoán nói, nếu như là hắn như vậy ta nghĩ tới ta biết rõ còn lại bốn người hẳn là ai rồi, tối thiểu có còn có một thiên cương, ba gã địa sát nhớ rõ trước khi nâng lên hồng khách liên minh chính giữa có người hiểu chuyện bài xuất rồi hồng khách 108 đem sao. Cái kia 108 đem xếp đặt còn thật sự có chút trình độ, mọi người tuy nhiên đều cười nói cái này xếp đặt đảm đương không nổi thực, nhưng trên thực tế tuy nhiên cũng trong nội tâm minh bạch, cái này xếp đặt vẫn có vài phần đạo lý đấy. Thiên cương địa sát, 36 vị thiên cương thực lực trên cơ bản hào không dị nghị, đại biểu hồng khách liên minh cao nhất tiêu chuẩn. Trong đó kể cả thiên khôi tinh lion, thiên cương tinh lam sắc bảo bối, tiếp theo còn có thiên tuệ tinh cỏ huyên táo giang ly. Tự là chạm tinh, ngoại hiệu lấy được chủ yếu tham chiếu thiên cương địa sát danh hào, một cái khác tự là tham khảo thủy hử 108 đêm rồi. Như cái kia thiên sát tinh hắc toàn phong, diễn đàn của hắn ID đã kêu hắc toàn phong, mà thực lực cũng là siêu quần, cho nên đã bị quan dùng cái này danh xưng Mà thiên cương địa sát bài danh, trên cơ bản công nhận, thiên cương thực lực là hiếu thắng đã qua địa sát một bậc. Cái kia hắc toàn phong cũng không giống như lý quỷ như vậy lỗ máng, nhưng là nói ngược lại là cùng Trần Húc không sai biệt lắm phong cách một gã đối thủ, bởi vì công kích của hắn cũng rất uy mãnh, cho nên được thiên sát tinh cái này danh xưng. Hơn nữa chính hắn tại diễn đàn chính giữa nói, sau này mình nếu sinh ra hài tử danh tự đã kêu đại hắc nhị hắc sau đó lần lượt xuống sắp xếp. Như vậy lúc này hắc thiên ma thần, tám phần chính là bọn họ, tất cả mọi người là hốn diễn đàn lão nhân, cho nên lẫn nhau tầm đó đều có chút hiểu rõ. Cùng hắc toàn phong quan hệ tốt nhất một gã thiên cương địa ai đi gọi là ảnh ảnh địa tốc độ tay cơ hồ là hồng khách liên minh cao nhất, ngoại hiệu động kinh trảo. Hắn bình địa đồng đều tốc độ tay có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 72 cái mệnh lệnh, đỉnh phong tốc độ tay thậm chí có thể qua 80. Nhưng là hắn hữu hiệu thao tác cũng rất thấp, nhanh như vậy tốc độ tay, mỗi phút đồng hồ cũng cũng chỉ có 13 đầu hữu hiệu thao tác. Hoặc là, đem hữu hiệu thao tác xưng là một kích trí mạng có thể so với so sánh chuẩn xác. Ảnh tại 108 đem chính giữa bài danh thiên cương thứ 16 vị, tên hiệu thiên nhanh tinh có thể thấy được hắn thao tác tốc độ thật là nhanh. Nghe được là hai người kia, Tráng Niên sớm mập địa sắc mặt đều có chút thay đổi. Thật muốn nói, hắn tại 108 đem bên trong đích địa vị có thể cũng cao không đi nơi nào, 36 thiên cương đều sắp xếp không lên, về phần cái kia 72 địa sát, hắn cũng cũng chỉ là treo rồi một chỗ kê tinh. Tuy nói thứ hạng này chưa hẳn tựu là thực lực chân thật thể hiện, nhưng tối thiểu có một điểm mọi người đều biết đấy. Thiên cương thực lực đích thật là không thể nghi ngờ ở địa sát phía trên. Có thể nói, bất kể là hắc toàn phong hay vẫn là ảnh, cùng là 36 thiên cương địa bọn hắn thực lực cũng sẽ không tại thiên tuệ tinh trạm tinh phía dưới. Hai người cùng tiến lên, hơn nữa ba cái địa sát, kế tiếp một trận chiến trên cơ bản không thắng chỉ bại. Trạm tinh thở dài, nói thực ra kế tiếp một trận chúng ta rất khó thắng, nhưng cũng chỉ là rất khó, cũng không phải hoàn toàn tự tuyệt vọng. Đáng tiếc chính là Trần Húc ngươi bây giờ thủ đoạn công kích hay vẫn là quá mức chỉ một, nếu như có thể cho ngươi thêm một thời gian ngắn đến tôi luyện, ngày mai cái kia cuộc tranh tài nói không chừng chúng ta phần thắng sẽ rất đại. Trọng tử ngữ nghe có chút buồn bực nói, vì cái gì quang hắn một cái tôi luyện là được rồi. Chúng ta tự không cần luyện tập à, áo rồng cũng có nhân quyền được không? Trạm tinh lắc đầu, người cùng ngô nguyên hiện tại tiến bộ cũng không lớn, bởi vì vì các ngươi còn không có tìm được cái loại này thích hợp phương pháp của các ngươi, hơn nữa các ngươi máy vi tính căn cơ cũng không tốn sức. Trần Húc hiện tại lập trình đã có tương đương tiêu chuẩn, các ngươi cũng phải biết rằng hacker công thủ kỹ thuật cùng lập trình trình độ là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Cho nên hắn hiện tại tiến bộ địa không gian rất lớn, tăng tỷ giá đồng bạc địa tiềm lực cũng rất lớn. Huống chi vừa rồi cái kia cuộc tranh tài, hắn đã đã tìm được hắn thích hợp phương pháp, chỉ cần lại thêm cường một ít tính nhắm vào luyện tập, ngày mai dùng mấy người chúng ta lực lượng đánh bại đối thủ cũng hay vẫn là rất có hy vọng đấy. Nhưng là hiện tại, chạm tinh đối với Trần Húc Quang đi qua một cái thật có lỗi dáng tươi cười, nói, thật có lỗi, ngươi một mực nói muốn cùng ta học hách cơ kỹ thuật, nhưng ta dạy cho ngươi quá muộn. Nếu như là tại một tháng trước ta tự đối với phong cách của ngươi chế định tính nhắm vào phương pháp huấn luyện, trận đấu này chúng ta nói không chừng có thể cầm xuống đây này. Ngụ ý, chính là nàng cũng không coi trọng ngày mai trận đấu kết quả. Tráng niên sớm mập nhìn một chút chạm tinh, không nói chuyện. Kỳ thật ngày mai trận đấu chưa hẳn cũng không cách nào chiến thắng đấy. Bởi vì tráng niên sớm mập biết rõ, thiên tuệ tinh cỏ huyên táo giang ly thực lực, Thế nhưng mà tại hồng khách liên minh chính giữa bài danh trước mấy vị đấy Tuy nhiên thiên tuệ tinh tại 36 thiên cương trong bài danh cũng không cao Nhưng trước khi nói loại này bài danh ngoại trừ thiên cương cùng địa sát ở giữa thực lực có rõ ràng tranh lệch bên ngoài Những thứ khác bài danh cũng không thể làm đúng Bởi vì lúc trước bởi vì nhất thời cao hứng làm ra 108 đem bảng xếp hạng người bản thân ý tứ cũng không phải đem hắn làm làm một cái thực lực bảng xếp hạng Mà là đem rất nhiều người phong cách cùng ngoại hiệu kết hợp cùng một chỗ cho nên 36 thiên cương chính giữa, trình độ tranh lệch cũng như trước rất lớn. Đó là bởi vì đem làm hacker càng đi chỗ cao lúc, tranh lệch sẽ càng lớn nguyên nhân. Này đây tráng niên sớm mập rất kỳ quái, hắn cảm thấy dùng thiên tuệ thực lực, đồng thời đánh bại thiên sát tinh hắc toàn phong cùng thiên nhanh tinh ảnh xác suất hay vẫn là không nhỏ, hơn nữa mấy người bọn hắn theo bên cạnh hiệp trợ, nói như thế nào cũng không có khả năng khởi trở ngại. Nhưng vì cái gì chạm tinh cái lúc này lại đột nhiên nói, ngày mai trận đấu không thắng được đâu này kỳ thật đối với trạm tinh mà nói lần này hacker giải thi đấu hoàn toàn không có ý nghĩa nàng thực lực của bản thân cũng đã rất cao lại tới tham gia như vậy trận đấu cũng rèn luyện không đi ra cái gì về phần cái kia đệ nhất tên tuổi nàng bản thân thì ra là cái ít xuất hiện người cũng không muốn đi phí chuyện kia đi tranh đoạt nàng tham gia lần này hacker giải thi đấu hoàn toàn là vì trần húc bởi vì trần húc mời nàng cho nên trạm tinh cân nhắc tiêu chuẩn cũng không có đem mình cân nhắc ở bên trong trước khi mấy cuộc tranh tài Trạm tinh toàn bộ đều là bảo tồn thực lực không có chút nào phát lực, tối đa cũng cũng chỉ là trợ giúp Trần Húc giữ vững vị trí phía sau lưng của hắn. Những thứ khác hết thảy, thắng lợi kết quả đều là Trần Húc chính mình cố gắng có được. Nhìn xem Trần Húc dùng bay vào tốc độ đang không ngừng địa tiến bộ lấy, trình độ của người của hắn càng ngày càng cao, cái này đối với Trạm tinh mà nói là một loại vui mừng. Nhưng Minh Thiên Địa đối thủ là hiện tại Trần Húc không cách nào ứng phó đấy. Đã như vậy, miễn cưỡng mang chi đội ngũ này tiến vào vòng tiếp theo cũng không có bất kỳ ý tứ. Bởi vì này lần hacker giải thi đấu đối với trạm tinh mà nói, nàng chỉ là muốn chứng kiến Trần Húc không ngừng mà tăng lên chính mình. Không hơn, Trần Húc gãi gãi đầu nói, thật sự một điểm hy vọng cũng bị mất sao. Ai nha nha thật là đáng tiếc, n, ta kế tiếp muốn luyện đến cái loại gì trình độ độ, mới có thể khiêu chiến hồng khách liên minh chính giữa 108 đem thực lực trình độ cao thủ đâu này. Đối với ngày mai đối thủ không cách nào chiến thắng, Trần Húc nhưng thật ra là rất rộng rãi đấy. Hắn tuy nhiên không muốn thua nhưng là cũng biết chính mình thực lực bây giờ có hạn. Một ngụm ăn thành cái mập mạp là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa trên cơ bản đã đánh tới trình độ này rồi, kế tiếp đối mặt địa tựu là Trung Quốc, giới hacker, nhất định tiêm một nhóm người rồi, hiện tại Trần Húc thật đúng là không có cái kia lực lượng. Trạm tinh nói, kỳ thật dùng ngươi bây giờ địa trình độ, gặp gỡ địa sát cấp hacker vẫn có nhất định hy vọng có thể chiến thắng đấy nếu như là như loại này tiểu tổ quần ẩu loại này xác suất tựu càng lớn. Bởi vì công kích của ngươi rất mạnh, loại phương thức công kích này có thể làm cho ngươi chiến thắng một ít chỉnh thể thực lực so ngươi cao hơn một bậc thậm chí cao hơn một chút đối thủ. Nhưng là đồng dạng ngươi phòng thủ cũng rất kém cỏi, nếu như bị đối phương phát hiện ngươi lỗ thủng chỉ cần một chiêu có thể đem ngươi giải quyết. Nhưng những này cũng không phải vấn đề gì, bởi vì hiện tại hacker có rất ít một mình hành động, chúng ta hội giữ vững vị trí của ngươi phía sau lưng ngươi chỉ cần một mặt địa tiến công là được rồi nghe xong lời này trần húc trong nội tâm không khỏi địa run lên trạm tinh nói tiếp nhưng là ngươi bây giờ công kích phương thức quá đơn điệu rồi có thể nói phong cách của ngươi còn có rất lớn tăng tỷ giá đồng bạc không gian nhưng vấn đề là ngày mai sẽ phải chính thức trận đấu rồi hiện tại rõ ràng đã không có thời gian đến cấp ngươi làm tăng lên cho nên ngươi cũng không muốn suy nghĩ nhiều quá ngày mai trận đấu hết sức đánh thoáng một phát là được nhưng ngàn vạn đừng tức giận nỗi bởi vì ngươi phát triển không gian rất lớn hiện tại không giải quyết được đối thủ cũng không có nghĩa là ngươi về sau cũng không giải quyết được phong cách của ngươi rất sắc bén hơn nữa cương mãnh nhưng là trí cương dễ dàng gãy ta sợ ngươi gặp được không cách nào giải quyết đối thủ về sau sẽ để cho khí thế của ngươi yếu bớt như vậy bất lợi với ngươi đề cao trần húc ha ha cười cười nói cái kia sẽ không ta cũng không phải là như vậy tâm lý yếu ớt người dùng ta hiện tại trình độ đi đến một bước này ta cũng tự đã hài lòng trạm tinh gật gật đầu trần húc nói tiếp đi nhưng ta vẫn còn có chút không phục dù sao ta mặc dù biết thực lực đối phương cao hơn chính mình lại cũng không muốn thua làm sao có thể để cho ta đề cao cả đêm không thể nào sao chạm tinh ha ha cười cười duỗi ra một dễ hành úc trắng nõn ngón tay một tháng nếu như ngươi dựa theo của ta chỉ đạo lại huấn luyện một tháng ngày mai một trận chiến tựu có hy vọng nhưng là hiện tại ngươi tốt nhất cũng đừng đem mục tiêu đính rất cao một tháng có thể lại để cho trần húc chiến thắng thiên cương cấp cao thủ nhà đầu kia cũng quá có thể thổi a à. trạm tinh cười nhạt lấy không vội không chậm mở miệng người bây giờ muốn chú trọng là của ngươi hữu hiệu thao tác thì ra là một kích trí mạng xác suất thành công hơn nửa tay của ngươi nhanh chóng cũng có thể có rất lớn tăng lên mấu chốt là ngươi không có chuyên môn đến huấn luyện qua phương diện này người bây giờ máy vi tính trụ cột đã rất tốt rồi kế tiếp cần chính ngươi từ từ sẽ đến học tập cùng lắng động mà rất nhiều hacker thường dùng thủ đoạn ngươi cũng học xong, những phương diện này ta thì không cách nào trợ giúp ngươi cái gì. Nhưng là, ta có thể đủ trợ giúp ngươi, như thế nào để cao hữu hiệu thao tác cùng với tay của ngươi nhanh chóng, dùng ngươi bây giờ trụ cột, đem tốc độ tay cùng hữu hiệu thao tác tăng lên đi lên, nói không chừng thật có thể đủ cùng thiên cương một quyết thắng thua đây này. Hacker là lập trình viên tiến giai chức nghiệp, N, dùng game online thuật ngữ là có thể như vậy hình dung đấy. Quyết định hacker thực lực chủ yếu nhân tố một cái tựu là hắn máy vi tính tri thức, công thủ kinh nghiệm, còn có một tựu là tốc độ tay. Hiện tại Trần Húc máy vi tính tri thức đã có chút vững chắc rồi, cho dù hắn muốn tiếp tục học tập, nhưng là cũng chỉ là tiến hành theo chất lượng chậm tích lũy từ từ, không có khả năng lại một bước lên trời. Nhưng là tay của hắn nhanh chóng, nhưng lại có rất lớn tăng lên không gian, hơn nữa loại này tăng lên là có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên đi lên đấy. Trạm Tinh lấy ra một cái bàn phím cái này bàn phím xếp đặt thiết kế cùng thường dùng bàn phím cũng không giống nhau nhất là một ít đặc thù ký hiệu thiết trí lại để cho trần húc liếc thấy đã minh bạch hỏi đây là hacker chuyên dụng bàn phím a à, xem như thế đi bất quá rất nhiều người thao tác thói quen bất đồng cũng chưa chắc liền khiến cho dùng cùng một loại như vậy bàn phím nhưng là tại trên bàn phím động điểm tay chân nhưng lại không thể tránh được đấy trần húc minh bạch nàng theo như lời động tay chân ý tứ ví dụ như nét mệnh lệnh chính giữa một đoạn yêu Mệnh lệnh này tác dụng là vì thành lập IPC không liên tiếp, kết nối. Như vậy có thể chứng kiến, một chuyến này mệnh lệnh chính giữa đều biết cái đặc thù ký tự khóa. Tại chính quy trên bàn phím, loại này đặc thù ký tự khóa đều là cùng con số khóa phóng cùng một chỗ, dùng ship khóa tiến hành hoán đổi. Như vậy tại đưa vào thời điểm tựu thường xuyên sẽ xuất hiện hoán đổi lúc không cẩn thận theo như sai ấn phím, từ đó làm cho mệnh lệnh mất đi hiệu lực tình huống. Cho nên xử lý như thế nào những này ấn phím là được đám hacker nghiên cứu trọng điểm dù sao chỉ một ngón tay đầu án lấy ship, cái tay còn lại đến tìm kiếm loại này đặc thù ký tự, cho dù là đối với bàn phím cực kỳ thuần thục rồi, theo như cũng rất khó khăn. Chạm tinh cái này bàn phím tự là đem những này đặc thù ký tự cho hoàn toàn độc lập đi ra. Mặc dù chỉ là một ít nho nhỏ cải biến nhưng lại làm ra rất lớn thuận tiện. Chạm tinh nói, hacker điều khiển luyện tập, bàn phím cải tiến đều là rất nhiều đám hacker một mực tại nghiên cứu đấy. Dù là loại này nghiên cứu có thể khiến cho đưa vào đề cao một giây cũng là tốt rồi cho nên hiện tại rất nhiều hacker đều tại nghiên cứu hacker đưa vào cú pháp, tự là có thể ngón tay giữa làm cho với tư cách một loại đưa vào cú pháp địa phím tắt do đó phát ra đấy. Nhưng là hiện tại nghiên cứu ra đến đồ vật này nọ thường thường có chút tạm được. Còn một điều tự là phi thường mâu thuẫn, người phải biết rằng, cao cấp một ít đám hacker đối với mình đưa vào phương thức cũng đã rất quen thuộc rồi. Cái lúc này lại để cho bọn hắn sửa chữa chính mình thao tác thói quen thật sự là một kiện rất khó khăn địa sự tình. Trần Húc hiểu rõ hacker đưa vào cú pháp, nghe lên thật là rất mỹ diệu. Nhưng là Trần Húc bây giờ đối với hacker cũng có tương đương rất hiểu rõ rồi. Biết rõ loại này đưa vào cú pháp muốn làm kỳ thật cũng là man khó khăn đấy. Chủ yếu hay vẫn là thao tác thói quen. Kỳ thật hiện tại rất nhiều đồ mốc nguyễn kiện đều là có loại công năng này, rất nhiều đốt mệnh lệnh đều là đã tổng thể tốt. Nhưng vấn đề là chính thức thời điểm chiến đấu, mệnh lệnh địa đưa vào không có khả năng dùng con chuột nguyên một đám đi điểm, hay vẫn là sử dụng bàn phím gõ có thể so với khá. Đám hacker cũng không phải đồ ngốc à, mỗi một cái mạng làm cho dài như vậy. Bọn hắn cũng không có khả năng từng cái địa đều đưa vào hoàn toàn, một chữ không kém. Nếu như như vậy, mỗi phút đồng hồ 60 đầu chỉ lệnh phát ra làm sao có thể có thể đạt tới. Cái này là điều khiển vấn đề, còn có tựu là mau lẹ đưa vào cú pháp. Loại này mau lẹ đưa vào cú pháp là giới hacker từ nội truyền lưu rộng nhất đích một loại đưa vào hình thức, Trần Húc hiện tại đã ở sử dụng là năm đó mấy cái thế giới cấp hacker dỗi rãnh được nhất cả trứng trêu gẹo đi ra đồ vật, nhưng cũng đã nhiều năm không có thăng cấp rồi. Loại này đưa vào cú pháp bị gọi là hacker đưa vào cú pháp đời thứ nhất, hắn khai sáng nhanh và tiện phát ra mệnh lệnh khơi dòng. Nhưng cái này đưa vào cú pháp quá mức thành công, cái này mới đưa đến đến tiếp sau không có gì có thể siêu việt hắn đấy. Loại này đưa vào cú pháp cũng không phải như hiện tại Sogo à, trí tuệ nhân tạo ABC đồng dạng thuần túy trên ý nghĩa đưa vào cú pháp. Mà chỉ là một cái tool software, phát ra địa thời điểm cũng là đưa vào mệnh lệnh đi. Nhưng chỉ cần đưa vào trước mấy chương mẫu hậu mặt thì có xuất hiện, cùng hiện tại anh Văn đưa vào cú pháp không sai biệt lắm. Mà hacker đưa vào điều khiển cũng là có chú ý đấy, bởi vì tốt điều khiển luyện tập có thể làm cho đám hacker tại đưa vào mệnh lệnh thời điểm có thể càng thêm hữu hiệu tiến hành phát ra, dẫn câu rất ác tục mà nói, cao thủ tranh chấp, tranh thủ thời gian. Thắng bại thường thường tự là quyết định tại một đường, cho nên để cao một giây đều là tốt. Trần Húc hỏi trạm tinh loại này hacker điều khiển đến cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn trước đây đều chưa có tiếp xúc qua. Nhưng là trạm tinh lại nói hiện tại đừng nói rồi, mọi người hay vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút ngày mai như thế nào đối phó hắc thiên ma thần A, hiện tại đem điều khiển nói cho ngươi biết. Cả đêm thời gian ngươi căn bản không có khả năng học hội. Đã đến ngày mai thời điểm ngược lại sẽ bởi vì chưa quen thuộc mà bó tay bó chân. Thật giống như một cái thói quen dùng đao người tân học một bộ kiếm pháp, kết quả còn không có học thuộc quen thuộc thời điểm tựu gặp được đối thủ. Đến lúc đó kiếm pháp sử không tốt, ngược lại bởi vì nghĩ tới nghĩ lui mà làm trễ nãi đao pháp của mình tu hành. Trần Húc ngẫm lại nàng nói như vậy cũng đúng vậy, vì vậy tựu gật gật đầu đã nói, sau đó mọi người lại hàn huyên vài câu, trên cơ bản đã đến cơm tối thời gian. Bởi vì cũng không có đem lần này trận đấu vinh dự quá xem ở trong lòng, cho nên đối với ngày mai trận đấu mọi người cũng rất buông lỏng, bởi vì buổi sáng ngày mai trước hai mảnh còn có lớp cho nên buổi tối mọi người ngủ cũng tương đối sớm nhưng trần húc nằm ở trên giường ngủ không được hắn không có mang tiểu mẫn biến thành tai nghe tiến vào giả thuyết ảo cảnh mà chỉ là hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà hắn tại hồi tưởng xế chiều hôm nay kinh tâm động phách trận chiến ấy còn có hồi tưởng chạm tinh tuy nói trước khi nói thắng bại không sao cả đi đến một bước này cũng tự thỏa mãn nhưng vấn đề là như là đã đi tới một bước này vậy tại sao không tiếp tục đi xuống dưới đâu này trần húc cũng không phải một cái ưa thích nhận thức người thua cho dù là biết rõ thực lực của đối phương so với hắn cường hắn cũng không muốn nhận thua. Điều khiển, hacker đưa vào cú pháp, chân Húc hỏi Tiểu Mẫn, tại tư liệu của ngươi chính giữa có hay không có quan hệ mới nhất hacker điều khiển cùng đưa vào hình thức đồ vật, có thể tăng cường ta tốc độ tay phương thức huấn luyện, có sao? Đang tại thẩm tra, thỉnh sau đó, dưới mắt trong tư liệu mới nhất một cái hacker đưa vào cú pháp là 2045 năm khai phát ra tới, phi thường thích hợp hán ngữ học tập người thao tác thói quen nên đưa vào cú pháp một lần đã trở thành người hoa hacker yêu thích nhất chương trình mệnh lệnh đưa vào cú pháp, đồng thời nguyên bộ có chuyên nghiệp điều khiển luyện tập phương thức, mỗi 3 năm đổi mới một lần. Nhưng từ nay về sau số liệu bởi vì mất đi còn chưa kịp khôi phục. Thật đúng là có, Trần Húc có chút chán nản, đã có như vậy đồ tốt người vì tại sao không sớm điểm đưa cho ta. Bởi vì lúc trước ngài không hỏi, tiểu mẫn đáp án này lại để cho Trần Húc rất là chán nản. Bất quá kế tiếp tiểu mẫn một câu lại để cho tâm tình của hắn khá hơn một chút, hơn nữa bộ này chương trình mệnh lệnh đưa vào cú pháp sử dụng hơn là hán ngữ nói lề bổn mạng lệnh cũng không ủng hộ hắn tiếng nói của hắn cho nên trước khi ngài cũng không cách nào sử dụng nguyên lai là như vậy hán ngữ nói trước khi đích xác là không thể lấy ra vì vậy đều chúng văn khuôn mô hình máy vi tính ngôn ngữ thật sự quá vượt quá người dự kiến rồi cho nên trần húc ngày bình thường chỉ có thể lén lút học tập nhưng là hiện tại bất đồng hắn đã quang minh chính đại đem hán ngữ nói đem ra hơn nữa rất nhiều người cũng biết kỳ thật trước kia SMMS cũng đã nói lý ra truyền thụ cho hắn rồi. Như vậy hiện tại, cái này hán ngữ nói địa đưa vào phương thức, vừa vặn có thể cho hắn sử dụng. Đem cái này đưa vào cú pháp cùng điều khiển điều tra đến cho ta. Dạy ta sử dụng, Trần Húc nói, đúng rồi, nếu như ta muốn quen thuộc bộ này điều khiển, cần bao lâu thời gian. Cái này muốn bởi vì người mà gì, nhưng dù sao cũng là một bộ hoàn toàn mới đưa vào phương thức, muốn quen thuộc hơn nữa linh hoạt sử dụng tối thiểu muốn một tháng thời gian. Cái này cũng muốn căn cứ ngài đối với hán ngữ nói rất hiểu rõ mà quyết định. Một tháng thời gian cũng không dài, nhưng vấn đề là Trần Húc hiện tại thời gian chỉ có cả đêm. Đây là một cơ hội, một lần có thể quang minh chính đại thể hiện ra thực lực của chính mình địa cơ hội, hơn nữa còn một điều. Trần Húc trong nội tâm mơ hồ có thể cảm thấy, kỳ thật ngày mai trận đấu là có thể cầm xuống đấy. Bởi vì chạm tinh, hắn xem Trạm tinh biểu tình trong lòng của hắn thì có như vậy một loại cảm giác, có lẽ ngày mai đối thủ đối với chạm tinh mà nói không tính là cái gì. Như vậy nàng hôm nay trực tiếp tự nói không có phần thắng, chỉ chính là mình sao. Ngẫm lại hôm nay tại trận đấu thời điểm, Trần Húc có mấy lần tiến công đều xuất hiện lỗ thủng bị người khác đi đầu tiến vào đến chính mình hệ thống chính giữa, sau đó bị chạm tinh cho ngăn trở rồi. Cô bé này nhi giống như ngăn đón rất nhẹ nhàng, phi thường phi thường nhẹ nhõm. Cái kia nói rõ hôm nay thực lực của những người này còn chưa đủ để dùng uy hiếp được nàng. Như vậy vì cái gì nàng không có đem hết toàn lực. Trần Húc càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Hắn vốn cũng không phải là một cái đặc biệt có thể tàng được tâm tư người, cho nên dứt khoát mượn gây ra dòng điện lời nói đánh cho Trạm tinh, hắn muốn hỏi đến tột cùng. Trạm tinh cái lúc này kỳ thật ngay tại Trần Húc bên cạnh. Một người đối với máy tính màn hình ngẩn người, cái lúc này đột nhiên điện thoại vang lên, nàng cầm lấy điện thoại xem xét dĩ nhiên là Trần Húc dãy số, rất nghi hoặc địa xoa bóp tiếp nghe khóa nói, này, như thế nào, cái này là chạm tinh địa phương thức biểu đạt rồi, nếu như là cao hiểu tiết chỉ sợ sẽ lập tức đã kêu, ngóa, vị bạn học này, người có lời gì không thể tìm ta trong phòng mà nói. Mọi người tự cách lấp kín tường có tất yếu gọi điện thoại sao? Lãng phí à lãng phí, tuy nhiên tiền điện thoại đối với người mà nói không coi vào đâu, nhưng đây cũng là cực độ địa lãng phí. Nhưng là chạm tinh lại không nói gì thêm, mà là cứ như vậy tiếp gây ra dòng điện lời nói nhẹ nhàng nói một câu, bên kia tự truyền đến Trần Húc Thanh Âm, ngày mai trận đấu. Chúng ta thật sự không thắng được sao? Chạm tinh dừng lại một chút, nghĩ một lát mới nhẹ nói, là ngươi bây giờ không thắng được. Chúng ta cùng ngươi, cái này hai cái tự ý tứ Trần Húc thoáng cái sẽ hiểu. Hắn biết rõ chạm tinh sẽ không nói dối, thực tế sẽ không đối với mình nói dối, Trần Húc nói, vậy ngươi có thể thắng sao? Có chúng ta tại băng giúp ngươi, chúng ta có thể lấy được hạ ngày mai trận đấu a à? cầm xuống thì như thế nào đâu này điều này đại biểu không được bất kỳ ý nghĩa gì trạm tinh nói ta tới tham gia trận này hacker giải thi đấu mục đích chỉ là vì ngươi có thể thắng nếu như là dựa vào ta như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa ngươi hiểu chưa nghe nàng nói như vậy trần húc thoáng cái sẽ hiểu minh bạch hợp cách nữ hài tử vì cái gì một mực không phát lực vì cái gì lại để cho chính mình đảm đương cái này đội trưởng và rất là nghiêm khắc chỉ đạo chính mình rồi cái kia nếu như nói, ta có thể thắng, có lẽ hy vọng không lớn, nhưng là có hy vọng. Người có thể hay không giúp ta, bên kia đã trầm mặc thoáng một phát, tiếp theo nói, hội. Đạt được đáp án này, Trần Húc nở nụ cười, đối với điện thoại nói, vậy cứ như thế nói, đi ngủ sớm một chút ha, à. ngày mai, tin tưởng ta, ta có thể thắng. Ngày hôm sau buổi chiều, ăn cơm tối xong về sau, mọi người tự ngồi ở trước máy vi tính chuẩn bị trận đấu rồi. Đối với tại buổi tối hôm nay trận đấu, hiện tại mọi người trên cơ bản đều ôm một loại bi quan cảm xúc. Nói là mọi người, kỳ thật thì ra là tráng niên sớm mập cùng trọng tử ngữ cái này đối với thầy trò, ngô nguyên là cảm thấy đánh tới một bước này đã rất thỏa mãn, chạm tinh sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra biểu lộ, cao hiểu tiết dù sao là cái dự bị không có nhân quyền hiện tại trong góc vẽ vòng tròn. Về phần chân húc, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên cười cười, cũng không có đối với buổi tối trận đấu làm cái gì đánh giá. Chỉ là tại ngẫu nhiên tầm đó, chân húc cùng chạm tinh ánh mắt gặp nhau, Trần Húc sẽ có tự tin vỉnh lên vỉnh lên khóe miệng. Nữ Hải nhi tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng là cũng không có mở miệng đặt câu hỏi, hết thảy, đợi đến lúc trận đấu thời điểm sẽ biết được. Nhưng nào biết, chờ đến hơn 7 giờ tối lúc tiến vào trận đấu server, Trần Húc còn chưa kịp cùng bên kia chào hỏi, tự chứng kiến server chính giữa đối phương khóc thiên đập đất gào thét. Ô, muốn bị loại bỏ rồi, ô, dứt khoát như vậy được không nào, cỏ huyên em em ngươi chỉ cần phát một chương ngươi ảnh, ta tự không cầu rõ ràng không mã tố nhan hình lớn được rồi, chỉ cần ngươi phát tấm hình chúng ta tự ngoan ngoãn nhận thua rời khỏi được không nào. Đúng vậy a à, đúng vậy a à. dù sao là khẳng định phải thua, hay vẫn là lợi nhuận tấm hình so sánh thoải mái. Ngẫu ngưỡng mộ thiên tuệ tinh cỏ huyên em em đã thật lâu á. Các người bọn này ngu ngốc, muốn ảnh chụp không phải như vậy muốn đó a à. Chúng ta có lẽ cố lấy dũng khí, tự nói chúng ta nhặt được quỳ hoa bảo điển à các loại bí kíp hiện tại võ công tiến nhanh, cỏ huyên em em không là đối thủ vân vân, như vậy mới có thể đem ảnh chụp đã lừa gạt đến. Ngươi mới ngu ngốc, muốn luyện quỳ hoa bảo điển chính ngươi đi luyện, nói sau ngươi tự là luyện quỳ hoa bảo điển cũng không phải cỏ huyên em em đối thủ. Trần hút bọn người trợn mắt há hốc mồm, đám người kia đang làm gì thế? Chạm tinh có chút đau đầu dùng tay đè chặt cái chán, đám người kia à? Khá tốt không có người ngoài chứng kiến, cái này dù sao cũng là hai đại thiên cương ba gã địa sát. Cái này bức đức hạnh thật sự ném đi hồng khách người trong liên minh à, Trần Húc tại trên bàn phím đập vào, các ngươi làm sao biết cỏ huyên tại chúng ta tổ. Ai nha nha, cái này còn phải hỏi nha, chúng ta tự nhiên có tin tức của chúng ta á, tráng niên sớm mập tiện nhân kia đã ở các ngươi tổ a. Ha ha, bà mẹ nó, tráng niên sớm mập lập tức trở về nói, ngươi là cái nào tiện nhân. Bên kia trả lời, ai nha nha, vốn hacker trận đấu thân phận đối phương muốn chính mình cha nha. Bất quá rất rõ ràng ngày hôm qua cỏ huyên em em không có động thủ, bị hoảng sợ chúng ta chờ đợi lo lắng một buổi tối, bất quá đã đều cùng cỏ huyên em em hữu duyên trận đấu rồi, như vậy tự nhiên cũng là muốn lưu lại danh tự đấy. Tráng niên sớm mập tiểu cặn bá cặn bá, lão tử là thiên sát tinh hắc toàn phong. Thiên nhanh tinh ảnh, địa cầu tinh hèn mọn bị ổi husky, địa không tinh uốn éo bờ mông ngân heo, địa hơi tinh thời kỳ cuối đại long thần, sau đó phía dưới đi ra một chương đồ, là châu tinh chỉ đường bá hổ điểm thu hương bên trong một màn kia, bốn cái da xúc bày ra tạo hình, chúng ta tự là đông dâm tây tiện nam sắc bắt sóng. Trần Húc Hiếu chút nữa phun ra, chạm tinh bất đắc dĩ thở dài. Cao Hiểu Tiết ôm bụng lăn ở bên cạnh trên ghế salon cười quất thẳng tới rút. Tráng niên sớm mập trả lời, hóa, nguyên lai là mấy người các ngươi tiện nhân. Các ngươi ba địa sát chúng ta có thể chẳng muốn đoán. Nhưng hắc toàn phong cùng ảnh cỏ huyên đã sớm đoán được rồi, một điểm kinh hỉ đều không có. À, đoán được rồi hả, ô ô, chúng ta xong đời lạc, tố à, một điểm hy vọng cũng không có. cỏ huyên em em phát tấm hình qua tới dỗ dành thoáng một phát chúng ta bị thương tâm linh a. trên màn hình lại là một hồi tiếng kêu rên. lúc này thời điểm trọng tài đều nhìn không được rồi, bởi vì lúc trước lam sắc bảo bối bọn hắn địa đội ngũ thối lui ra khỏi trận đấu, cho nên tự dứt khoát đảm đương trọng tài rồi. lần này tới đem làm trọng tài đúng lúc là hồng khách liên minh địa người sáng lập lion lão đại. lio nhịn không được mắng, các ngươi nằm cái củi mục còn không có đánh đây này đã nghĩ ngợi lấy muốn đầu hàng à. Ô ô, Lion lão đại, không thể nói như vậy à. Thực lực chênh lệch quá xa be be, có huyên em em một cái là có thể đem chúng ta đều cho chọn lấy. Tố à tố à, không công bình à, cỏ huyên em em như vậy cấp bậc nên cùng các người đồng dạng trực tiếp tấn cấp trận chung kết mới được là đấy. Lão đại, đầu hàng thua một nửa được không nào chứng kiến những lời này trần hút sững sờ ở đây mấy người ngoại trừ tráng niên sớm mập đối với chạm tinh địa thực lực có chỗ hiểu rõ bên ngoài những người khác chuyển hướng chạm tinh thực lực của nàng có thể cùng lion làm sắc bảo bối bọn hắn đánh đồng sao chạm tinh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lấy cái chán bất đắc dĩ thở dài đám người kia à tại hồng khách liên minh bên trên cỏ huyên táo giang ly tươi đẹp tên cùng thực lực đều là rất nhiều đàn hữu nhóm đám bọn họ cũng biết, mặc dù đã gặp trạm tinh vốn mặt mục đích người lác đác có thể đếm được. Nếu là truy cứu hắn bát quái ngọn nguồn, đại khái tựu là tại 10 năm trước, lúc ấy còn không có có hồng khách liên minh thời điểm, trạm tinh cùng lam sắc bảo bối cái kia chàng đọ sức, về sau bị lam sắc bảo bối thấy được lúc ấy chỉ có 9 tuổi không đến địa trạm tinh. Mà Lam sắc bảo bối sau này trở về liền không nhịn được nói một câu, oa, cực phẩm tiểu mỹ nữ à. Đại khái tựu là từ đó về sau, thế hệ trước đám hacker đều thói quen địa cho rằng cỏ huyên táo Giang Ly là cái cực phẩm tiểu mỹ nữ, mà mới một đời gia nhập liên minh hồng khách liên minh, cũng hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy chạm tinh tươi đẹp tên. Mà thực lực của nàng, tắc thì hoàn toàn là dựa vào chính mình đánh đi ra đấy. Điểm này cũng không ai có thể nghi vấn, Lion rốt cuộc nhìn không được rồi, nghĩ thầm bọn này củi mục à. Quá con mẹ nó thật xấu hổ chết người ta rồi à. Vì vậy Lion tự dẹp đường, hóa, các người có hai cái thiên cương ba cái địa sát, còn sợ cái p à thiên cương cũng chia đủ loại khác biệt rất đúng vậy a à, đúng a à. chúng ta kháng nghị chúng ta muốn bỏ đi thi đấu chúng ta muốn bỏ quyền chúng ta muốn cỏ huyên em em ảnh chụp trần hút bọn hắn trực tiếp không nói gì rồi lion đều nhanh bị làm tức chết hắn cũng không có cỏ huyên táo giang ly ảnh chụp à vì vậy lion đành phải phát tin tức cho lam sắc bảo bối nói người đến xem a à. người cái kia bảo bối đồ đệ mị lực quá lớn Lam sắc bảo bối rất ngạc nhiên địa tiến vào server địa thời điểm tự chứng kiến hắc thiên ma thần năm cái ra hỏa tập thể tại ca hát. Đương nhiên tại đây chỗ chỉ địa ca hát gần kề chỉ là một loại hình tượng hóa mà tỏ vẻ. Dù sao văn tự là xem không lên tiếng, nhưng này loại quen thuộc điệu xem xét đã biết rõ đám người kia đang làm gì đó. Cỏ huyên cỏ huyên y lấp yêu à tựa như chuột yêu gạo. Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại. Ngao 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 ngao. Lam sắc bảo bối nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép thiếu chút nữa cho giận ngất rồi, bọn này kẻ dở hơi nhóm, đám bọn họ thật sự là rất có thể tìm việc rồi. Nói thật, Lam sắc bảo bối lần trước nhìn thấy chạm tinh thời gian cũng là tại 3 năm trước đây rồi, khi đó nàng vừa khảo thi lên cấp 3, đến Bắc Kinh đùa thời điểm chuyên đi thấy mình đấy. Hoàn toàn chính xác chân nhân so trên tấm ảnh còn phải đẹp nhiều, hơn nữa Lam sắc bảo bối mới quen nàng địa thời điểm bất quá chỉ có 9 tuổi, nhìn thấy chân nhân lúc sau đã là 16 tuổi rồi, theo tinh khiết lô biến thành duyên dáng yêu kiều thiếu đất nữ. Rất khó tưởng tượng xinh đẹp như vậy một cái nữ hài nhi còn như vậy nhỏ, dĩ nhiên cũng làm đã có được như vậy một thân kinh người kỹ thuật. 16 tuổi chạm tinh, trình độ cũng đã không kém gì lúc ấy địa lam sắc bảo bối rồi, so về lam sắc bảo bối năm đó còn có phần hơn mà đều bị và. Tuy nhiên chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng ngày bình thường trên mạng nói chuyện phiếm lại để cho lam sắc bảo bối cũng biết chính mình cái đồ đệ tính cách, cho nên lam sắc bảo bối không sợ nàng sinh khí bởi vì chạm tinh không phải cái loại này khai không dậy nổi chơi người cười như loại này trên mạng một mảnh sói chu ngày bình thường hồng khách trong liên minh thấy nhiều rồi chỉ cần đừng rõ ràng trên cơ bản chạm tinh cũng sẽ cười trừ đấy nhưng về phần phát ảnh chụp lam sắc bảo bối cùng chạm tinh hàn huyên thoáng một phát sau đó đứng ra nói các người bọn này củi mục cỏ huyên đã đồng ý cuối cùng ai lấy được quán quân tự cho ai phát ảnh chụp các ngươi nếu là muốn nhìn mỹ nữ tự cố gắng lấy được quán quân a lại là một hồi tiếng kêu rên kỳ thật nếu như không phải căn cứ vào hacker lập trường chạm tinh là cũng không ngại hình của mình dẫn ra ngoài đấy dù sao bọn hắn rất nhiều người tại trên internet cũng quen biết đã nhiều năm rồi biết rõ mọi người bình thường tự ưa thích khai hay nói dẫn nhưng là người cũng không tệ nhưng là hacker địa yêu cầu là muốn bảo trì sự thật thân phận che giấu nhưng là điểm ấy đối với lam sắc bảo bối bọn hắn cũng vô dụng rồi bởi vì vì bọn họ vì quốc gia công tác trong hiện thực địa thân phận rất nhiều người đều biết hiểu rồi mà về phần chạm tinh, nàng cũng không ngại công việc sau này có sự nghiệp sau công bố thân phận của mình, nhưng hiện tại nàng lại không nghĩ. Về phần quán quân, cuối cùng khẳng định hay vẫn là lam sắc bảo bối bọn hắn lấy được, cho nên ảnh chụp cho ai cũng tự không sao cả rồi. Xem cái này mấy cái ra hỏa vẫn còn náo, lam sắc bảo bối cố ý nghiêm túc khẩu khí, các ngươi nếu như lại náo, ta tự đi hồng khách liên minh diễn đàn ngươi nói các ngươi đùa giỡn cỏ huyên, hừ hừ, đến lúc đó khẳng định có một đám người truy giết các ngươi, những lời này so cái gì cũng có dùng năm cái gia súc lập tức bị hù không dám nói tiếp nữa hắc toàn phong nhìn màn ảnh than thở hắn nghĩ tới năm đó chính mình còn trẻ thời gian suốt đêm chơi truyền kỳ tràng cảnh lúc đương thời một kiện rất thảm sự tình chính là hắn không cẩn thận đắc tội một cái nữ nhân nữ nhân kia là bọn hắn cái kia khu một cái so sánh nổi danh người chơi nữ cùng lúc ấy tất cả đại công hội lão đại cùng rất nhiều cao cấp người chơi quan hệ cũng không tệ hơn nữa dưới tay nàng nghiệp đoàn ghiêu chúng hương quốc là thuần một sắc người chơi nữ. Có thể nói là tại tất cả thế lực lớn chính giữa hỗn địa phong sinh thủy khởi. Kết quả đắc tội một nữ nhân như vậy địa hậu quả là vô cùng đáng sợ, hắc toàn phong lúc ấy bị toàn bộ khu toàn bộ server truy sát suốt 3 tháng, không ít cùng hắn quan hệ không tệ địa lũ ra xúc một bên chém hắn vừa cười nói, huynh đệ à, không phải ta trọng sắc khinh hữu à, chỉ là cái này thật sự không có biện pháp à. Người phải biết rằng vợ của ta cũng là nàng nghiệp đoàn, view cái này lão bà có lệnh ta không dám không theo à. Theo lần kia về sau Hắc Toàn Phong sẽ biết nữ nhân đáng sợ, nhất là cái loại này hại nước hại dân nữ nhân đáng sợ. Mấy người khác cũng đều có các tao ngộ, cho nên mỗi một cái đều là câm như hến. Cái này mặt đen hát xong cũng muốn cho mặt đỏ, đánh cho đại bổng còn cứ điểm căn cả rốt đây này. Lúc này thời điểm đã đến Lion ra mặt, xem quan, tại hồng khách liên minh chính giữa công nhận, trên cơ bản tựu là lion lão đại đem làm cha làm sắc bảo bối đem làm mẹ nhưng nói như vậy nghiêm phụ từ mẫu dùng ở chỗ này rõ ràng cho thấy không thể thực hiện được rồi từ phụ nghiêm mẫu còn không sai biệt lắm cho nên hát mặt đỏ tự lại để cho lion đã đến lion tựu nói một câu nói quán quân rất khó sao các ngươi chiến thắng cỏ huyên bất kể là theo phân tổ đi lên nói hay vẫn là theo trên thực lực mà nói đều có thể đến tranh đoạt cái này quán quân rồi như vậy đi thắng được trận đấu này a à? Không thể không nói, Lion có thể trở thành hồng khách liên minh đứng đầu không hề chỉ chỉ là bởi vì hắn kỹ thuật, cũng bởi vì lãnh đạo của hắn năng lực. Nếu không, hồng khách liên minh tự cũng không bởi vì hắn tác động mà gia nhập một nhóm lớn Trung Quốc đỉnh tiêm dân gian hacker, cũng sẽ không biết tại thành lập mới bắt đầu tựu đưa ra, học kỹ thuật trước học làm người khẩu hiệu. Chứng kiến Lion câu nói sau cùng, hắc thiên ma thần năm cái ra súc giống như đánh cho máu gà đồng dạng ngao ngao gọi, lập tức ở server bên trong dốc sức liều mạng đập vào, nhanh bắt đầu nhanh bắt đầu. Trần Húc ha ha cười cười, chọn ok, chạm tinh nhìn xem hắn, rốt cục nhịn không được nói một câu, trận đấu này chiến thuật, còn cùng trước kia đồng dạng. Ý của nàng tựu là, bản cuộc tranh tài ta hay vẫn là cho ngươi với tư cách phòng thủ, nếu như ngươi bắt không được đến trận đấu, như vậy tự chấm dứt tốt rồi. Trần Húc quay đầu, nhìn xem cái này yên tĩnh nữ hài nhi nở nụ cười thoáng một phát, n, kỳ thật ta cũng rất muốn hình của ngươi đấy. Những lời này có ý tứ gì? ý của hắn là hắn muốn cầm quán quân sao trần húc cười cười nói mọi người chuẩn bị đi dựa theo nguyên lai chiến thuật sau đó hắn liền mở ra mấy cái hacker công thủ nguyễn kiện nhìn xem trần húc dáng tươi cười trạm tinh mơ hồ cảm thấy trần húc cho cảm giác của mình đã có như vậy một ít bất đồng nhưng là cụ thể nàng cũng không nói lên được duy nhất có một điểm mơ hồ cảm giác đại khái là được hắn giống như tự tin rất nhiều hắn tự tin nguồn suối là cái gì Trạm tinh ánh mắt không khỏi lườm hướng về phía Trần Húc mở ra mấy cái nguyễn kiện lên, nhưng nhìn rõ ràng nguyễn kiện giao diện về sau nàng nhưng lại sững sờ, bởi vì này mấy khoản nguyễn kiện coi hắn lịch duyệt vậy mà đều không có nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là nói, đêm qua thời điểm Trần Húc hướng SMS xin giúp đỡ, vị kia mạng lưới chi thần cho hắn mấy khoản hacker nguyễn kiện. Nghĩ tới đây chạm tinh địa trên mặt tựu có chút không vui. Bởi vì tuy nhiên hiện tại công nhận, chỉ dựa vào nguyễn kiện là không thể nào trở thành một gã đỉnh cấp hacker đấy. Nhưng vấn đề là những này nguyễn kiện nếu thật là vị kia mạng lưới chi thần cung cấp, nói không chừng có thể so với hiện tại thường dùng hacker nguyễn kiện cường đại hơn địa nhiều, nếu như như vậy. Trần Húc cho dù có thể đạt được thắng lợi cũng không phải bằng vào bản lãnh của mình. Nàng muốn chính là Trần Húc dùng lực lượng của mình đạt được thắng lợi, mà không phải mượn nhờ thủ đoạn như vậy. Trần Húc thấy được trạm tinh biểu lộ, mỉm cười nói, hôm nay ta phải thay đổi một loại phương thức tiến công. a à, người yên tâm, cái này mấy khoản nguyễn kiện đều là tự chính mình biên soạn này đây hán ngữ nói vi khuôn mô hình địa không kích Nguyễn Kiệt. Hán ngữ nói, chạm tinh sừng sốt, nhưng cái lúc này trọng tài đã bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1. Nàng không thể không đem tinh thần cho tập trung vào trên máy vi tính, nhưng trong lòng là nghi hoặc bất định, Trần Húc lại muốn sử dụng hán ngữ nói với tư cách công thủ. Phải biết rằng, Trần Húc tuy nhiên trước khi đã vụng trộm đã nhận được SMMS truyền thừa mà tổ tiên một bước học tập hán ngữ nói, nhưng vấn đề là hắn về sau tiến hành hacker công thủ thời điểm dùng hay vẫn là anh văn mà liều ghi mệnh lệnh nói cách khác hán ngữ nói đối với trần húc mà nói chỉ là một loại phụ trợ bởi vì hiện tại không có bất kỳ một cái hệ thống là ủng hộ loại này hán ngữ địa máy vi tính ngôn ngữ đấy nhưng hắn bây giờ lại muốn hoàn toàn sử dụng hán ngữ nói với tư cách phát ra điều này sao có thể nhưng trần húc cũng không có tiếp tục giải thích mà là nói đã bắt đầu mọi người chuẩn bị lúc này đây song phương đọ sức phương pháp hay vẫn là cùng trước khi đồng dạng dùng một cái server vi chiến trường sau đó đem đối phương đuổi ra server bên ngoài mà đang ở trọng tài lion bên này nói lúc bắt đầu trần húc lập tức tự hướng server bên trong sông dựa theo sớm định ra kế hoạch hắn hay là muốn trước chiếm cứ server nói sau nhưng là coi như trần húc dùng thông thường phương pháp xóa bỏ mật mã văn bản tài liệu sau đó đang muốn sáng tạo nhân viên quản lý tài khoản thời gian đột nhiên bắn ra đối thoại khung thỉnh đưa vào mật mã Trần Húc sững sờ, lúc này thời điểm Ngô Nguyên kêu lên, bọn hắn trước tiến nhập server. Quả nhiên, hệ thống bên trên lập tức liền có nhắc nhở, server trang bị thêm siêu cấp nhân viên quản lý số tài khoản Hắc Toàn Phong, server trang bị thêm siêu cấp nhân viên quản lý số tài khoản Ảnh, server trang bị thêm siêu cấp nhân viên quản lý số tài khoản uốn éo bờ mông ngân heo, server trang bị thêm siêu cấp nhân viên quản lý số tài khoản hèn mọn bị ổi Husky, server trang bị thêm siêu cấp nhân viên quản lý số tài khoản thời kỳ cuối đại long thần server xóa bỏ guest tài khoản khách tài khoản, bọn hắn vậy mà trước tiến nhập hệ thống sáng lập tài khoản. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, không hỗ là thiên cương cấp địa thực lực, đã không cách nào đi đầu cướp được server nhân viên quản lý số tài khoản vậy thì áp dụng thứ hai bộ đồ phương án, buông tha cho phòng thủ, bắt đầu tiến công. Trần Húc cũng không có đi muốn vì cái gì đối phương hội như vậy điên cuồng vừa lên đến trước hết chiếm cứ server, chiếm cứ server chẳng khác nào là ở cổ đại chiến tranh thời điểm đi đầu chiếm lĩnh một tòa thành trì như vậy phòng thủ hội tương đối dễ dàng, cho nên tại hacker thời điểm chiến đấu, thực lực nếu như nhô cao hoặc là tự giác nhô cao người là sẽ không đầu tiên đến tiến vào cái này server chính giữa đấy. Nhưng là hiện tại hắc thiên ma thần chi đội ngũ này rõ ràng cho thấy cho là mình so trần húc bọn hắn muốn thấp một bậc, hoặc là nói bọn hắn cảm giác mình so về chạm tinh muốn thấp hơn một bậc. Cho nên bọn hắn ngay từ đầu tự áp dụng thấp tư thái đấu pháp, dùng bảo đảm mình có thể thắng được bản cuộc tranh tài địa thắng lợi. Ai nha nha, vốn đang cho rằng những cái thứ này có thể kiêu ngạo thoáng một phát đấy. Tráng niên sớm mập thở dài nói, nhịn không được nhìn chạm tinh liếc, nhưng lại phát hiện chạm tinh ánh mắt cũng không có tập trung ở trước mặt trên máy tính, mà là thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Húc. Oan nhiệt à, tráng niên sớm mập tại trong lòng thở dài, không nói, chuyên tâm đi đối phó địch nhân. Trần Húc bọn hắn trước khi khẳng định cũng là chế định ngay từ đầu tiến không vào được server như vậy tự áp dụng thế công tác chiến phương án, này phương án hàng đầu một điểm tựu là trước quan sát đối phương cởi mở cảng. Nhưng là tráng niên sớm mập quan sát một trận lại phát hiện đối phương vậy mà vô cùng mau lẹ đem cơ hồ sở hữu tất cả có thể liên tiếp, kết nối ra ngoài lưới cảng toàn bộ phong nhắm lại. Thật vất vả đã tìm được một cái 5.375 địa cảng.